chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 151 đệ 151 chương, bởi vì Ngô ca, mấy cái nữ hài nhi vẻ mặt mờ mịt, không sai, ở cố chi tan có thể thấy được trong tầm nhìn, viên trầm phương trên người nguyên bản bám vào kia đoàn đột tử chấp niệm, đã gần như tiêu tán, một bộ phận nhỏ triền nhiên ở từ trong gương lấy ra di ảnh thượng, mặt khác rất lớn một bộ phận, huệ cuốn ở bị cảnh sát cùng linh tổ áp đi tôn ngoạc bốn phía, dương nanh múa vuốt, đối với nàng bóng dáng không ngừng quay cuồng, cẩn thận nói đến, kỳ thật chết đi tiểu ngô mới là này cọc án tử bị tố giác mấu chốt nhân vật. Nhưng bên ngoài phòng vệ sinh xả nước hư hao, tiểu ngô mới bất đắc dĩ cùng mấy cái hợp thuê nữ sinh thương lượng thừa dịp ban ngày những người khác đều đi làm thời điểm mượn một chút tiểu cao trong phòng ngủ kia gian mấy nữ sinh cùng nhau sử dụng toilet ngày đó hắn thừa dịp sau giờ ngọ vừa qua khỏi sớm tắm rửa xong bởi vì thời tiết sáng sủa ngoài phòng ánh mặt trời bắn vào cửa sổ chung chiếu sáng bồn rửa tay cùng gương cho nên tiểu ngô cũng không có mở ra gương bốn phía ánh đèn hắn rất ít sử dụng này mặt gương nhưng là một cái võng hồng hắn đối xuyên đáp cùng làn da trang dung rất coi trọng, tự nhiên cũng vừa ý như vậy đại, như vậy thích hợp gương, vì thế liền lau tóc cầm quần áo tới thí, mới vừa tắm nước nóng xong toilet tràn ngập một cổ hơi nước, ở kính trên mặt mông một tầng sương mù mênh mông bọc nước, làm người thấy không rõ trong gương chính mình, tiểu ngô liền giơ tay đi lau đối diện chính mình mặt cùng đầu vị trí, theo bọc nước bị lau rớt, trong gương gương mặt dần dần rõ ràng, đúng lúc này, tiểu ngô ánh mắt lại dừng lại hắn vóc dáng ở nam tính trung đều tính cao, vượt qua một M85, lúc này nâng lên lòng bàn tay dáng băng băng lương lương kính mặt, lao một tay ướt át, nhưng kia đáp ở trên gương, bị kính mặt chiếu xạ ra tới bàn tay, lại từ chỉ căng bắt đầu phân tầng, chỉ căng dưới lòng bàn tay, cùng cảnh trong gương chi gian có một đạo khoảng cách, vô pháp hoàn toàn gián sát. Nhưng lại hướng lên trên ngón tay, lại kỳ quái mà cùng cảnh trong gương hoàn toàn dán khẩn, chỉ nhìn một cách đơn thuần mổ một chỗ đều không tính kỳ quái, nhưng cùng chỉ tay lại bị phân cách thành hai nửa, liền khó tránh khỏi chọc người chú ý. Tiểu ngô bởi vì chức nghiệp, đi quán ba liên hoan, xã giao số lần nhiều, cũng biết rất nhiều dơ bẩn bên trong, tỷ như nào đó hạ lưu quán ba, liền sẽ đem V đúc C nữ kính mặt vách tường trang hoàn thành đơn mặt kính, từ trong V đúc C, nữ hài nhi nhóm chỉ có thể nhìn đến chính mình thân ảnh, không nghĩ tới gương một thác đầu không có mạ lên kim loại phong tầng, là trong suốt, đối diện người có thể đem gương mặt sau hoàn toàn không biết gì cả nữ sinh thu vào đáy mắt, hết thảy riêng tư nhìn không sót gì, quả thực vô sĩ, nhìn phân tầng kính mặt, tiểu ngô lại kinh lại nghi mở to hai mắt nhìn, hắn thông qua các loại thí nghiệm phương pháp, tỉ như đem ngón tay dán sát ở kính trên mặt, nếu cùng cùng cảnh trong gương chi gian không có khe hở chính là đơn mặt kính, lại tỉ như mở ra đèn pin, đối với kính mặt hướng trong chiếu. Không phải hoàn toàn bị kim loại sơn trắng nuốt quang mang chút nào không ra quang, mà là có thể mơ hồ nhìn đến một ít đối diện hình dáng nói cũng thuyết minh đây là đơn mặt kính phía sau có trời đất khác thấu quan đèn tinh quang tiểu ngô rõ ràng nhìn đến giữa phía trên gương cùng phía dưới không giống nhau ánh sáng có thể xuyên thấu kính mặt lờ mờ chiếu ra một chút hình dạng hắn có thể nhìn đến một khối trường điều hình đồ vật đứng ở gương phía sau lại thấy không rõ là cái gì nhưng hắn suy đoán là camera toilet phòng tắm hay quần áo kính lúc sau như vậy đặc thù vị trí thiên nhiên lệnh người nghĩ tới chụp lén. Tiểu ngô không muốn vị kia nhiệt tình thiện lương chủ nhà, nhưng trước mắt hết thảy đều cho thấy, này mặt gương là cố ý định chế thành như vậy. Tức giận dưới, hắn bác thông tồn trữ điện thoại, chất vấn tôn ngoạc, lúc ấy còn gọi tôn nguyệt nguyệt chủ nhà vì cái gì muốn ở nữ sinh toilet trang bị đơn mặt kính, hay không chụp lén cái gì trái pháp luật hình ảnh. Tôn ngoạc như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bại lộ, thề thốt phủ nhận, nhưng tiểu ngô cũng không tin tưởng, hắn tuyên bố sẽ đem chuyện này nói cho mặt khác người thuê, nếu xác nhận gương lúc sau là camera, nhất định sẽ báo nguy xử lý, mưu hoa bị đột nhiên đánh vỡ, lệnh tôn ngoạt trở tay không kịp, nàng chậm rãi trấn định xuống dưới sau, cho rằng gương sau đồ vật tuyệt không có thể bại lộ, nhìn đến tôn danh hạo di ảnh, ai còn nguyện ý tiếp tục ở nơi này, sự tình quan nàng đại kế, nàng lập tức quyết định nếu muốn biện pháp lộng chết tiểu ngô. Tôn Ngoạc một phương diện dùng trò chuyện ổn định tiểu ngô, về phương diện khác lấy ra mặt khác thiết bị, tìm được rồi vẫn luôn ở liên hệ đại sư, nói cho đại sư sự tình bị phát hiện, đối phương thủ đoạn thông thiên, trực tiếp thông qua điện thoại cấp tiểu ngô hạ nguyền rủa làm hắn biến thành một khối không có tư duy, nhậm người bài bố cái xác không hồn, cũng làm chính hắn đi hướng cửa sổ ở mái nhà, trụy lâu, xây dựng ra một bộ tự sát biểu hiện giả dối, hắn lệnh ở dưới lầu nháy mắt, huyết bắn ba thước, tan rã trong mắt chiếu ra hợp thuê bạn cùng phòng viên trầm phương cùng dịp tỷ hoảng sợ hỏng mất mặt, mãnh liệt không cam lòng, vẫn hận vạn vẹo hồn phách của hắn, rút ra ra một cổ kỳ dị lực lượng, chấp niệm, cùng hồn phách bất đồng, chấp niệm không có ý thức, rất khó tiêu trừ, thường thường là bởi vì có người thấy được người chết đột tử đương trường nháy mắt, lệnh người chết phát ra ra một cổ lực lượng. Tiểu ngô tưởng nhắc nhở viên trầm phương cùng dịp tỷ tiểu tâm chủ nhà, nhưng trong tiềm thức hắn càng muốn làm hai người vì chính mình báo thù, lúc này mới dây dưa không thôi. Mỗi khi vào đêm, chấp niệm sẽ xâm nhập hai người cảnh trong mơ, ý đồ nói cho các nàng sự tình chân tướng, nhưng nó rốt cuộc chỉ là một đoàn năng lượng, không có ý thức sẽ không biểu đạt. Thả tiểu ngô bị chết quá thảm, huyết nhục nát như, cốt cách vạn vẹo, còn thất khiếu đổ máu. Trong mộng viên trầm phương hai người nhìn đến như vậy một người không người quỷ không quỷ đồ vật, lá gan đều bị dọa phá, còn tưởng rằng đụng phải lệ quỷ, nhiều lần tra tấn, hai người lúc này mới hỏng mất không thôi muốn dọn ly cho thuê phòng. Biết tiểu ngô nguyên nhân chết tôn ngoạc nghe nói chuyện này phi thường khiếp sợ, vì phòng ngừa tiểu ngô biến thành lệ quỷ tìm nàng trả thù, nàng ở tiểu ngô chết cùng ngày, liền thỉnh cầu sau lưng đại sư thu đối phương. Theo lý thuyết tiểu ngô hồng phách đã tán loạn, như thế nào còn sẽ cuốn lấy viên, dịp hai người, kinh nghi bất định tôn ngoạc lo lắng sẽ sinh ra biến cố, nhiều mặt suy xét dưới, đồng ý làm các nàng dọn đi. Cố chi tan nói, tôn ngoạc hẳn là biết, tiểu cao trong cơ thể con quỷ kia thay tùy thời có thức tỉnh khả năng so sánh với các ngươi hai người nàng càng coi trọng tiểu cao nếu nháo phải rời khỏi người là tiểu cao nàng tuyệt đối không có khả năng thả người rời đi tiểu cao trắng bệt khuôn mặt cứng đờ khóc không ra nước mắt hôm nay phía trước nàng cùng tôn ngoặc quan hệ đích xác thực hảo hai người lén thường xuyên nói chuyện phiếm tôn ngoặc nói nàng giống như là chính mình thân muội tử giống nhau nàng ăn sinh nhật thời điểm tôn ngoặc tặng nàng hơn vạn lễ vật Quả thực làm nàng vừa mừng vừa sợ, đây là hợp thuê trong phòng những người khác đều không có đãi ngộ, nhưng hiện tại nàng hối hận, hận không thể ly tôn ngoạc cái kia ma quỷ rất xa. Không đợi nàng nói cái gì, Cố Chi Tang thanh âm còn ở tiếp tục, đột nhiên hỏi tới rồi viên trầm phương thực tập, viên tiểu thư thực tập tới rồi kết thúc đi. Viên Trầm Phương sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng vậy, còn có hơn nửa tháng liền kết thúc. Giọng nói của nàng phức tạp, vì lần này thực tập có thể thuận lợi ký hợp đồng đại sứ ta thiếu chút nữa đem mệnh đáp thường phía trước ta áp lực rất lớn cảm thấy chính mình cần thiết bắt lấy lần này cơ hội nhất định phải chen vào đi có một cái tốt khởi điểm về sau ta vô luận là thăng chức tiềm lực vẫn là tốc độ đều xa so những người khác hảo đến nhiều nhưng trải qua này một chuyến ta suy nghĩ cẩn thận người tồn tại liền hảo ta còn là sẽ tiếp tục thực tập xong nỗ lực một phen nếu không thiêm thượng liền tính viên tiểu thư nỗ lực là có thu hoạch cố chi tang nói Viên Trầm Phương cùng mặt khác nữ hài nhi còn tưởng rằng lời này là câu an ủi, là nói Viên Trầm Phương nỗ lực qua, ít nhất có thể tích lũy kinh nghiệm, nhưng kỳ thật không phải. Cố Chi Tan không nói chính là, nàng ở Viên Trầm Phương tướng mạo thượng thấy được một lần tử kiếp, nàng thiếu chút nữa liền đã chết, dựa theo tôn ngoạc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tính cách, ở Viên Trầm Phương cùng dịp tỷ một hai phải rời đi thời điểm, liền đối hai cái nữ hài nhi động sát tâm, là nàng nhất niệm chi gian rất ẩn, buông tha hai người đến nỗi vì cái gì, cố chi tan đại khái suy đoán ra tới, tôn ngoạc vừa mới bị không trâu bắt chó đi cày, căng gia đầu đi học tập quản lý công ty cùng các loại tài chính tri thức, ứng đối các loại không có hảo ý người khi, cũng là vì chính mình tiền đồ cắn răng giao tranh lại đây, có lẽ là viên trầm phương triều năm vãn chính, là nàng bị bóng đè tra tấn đến tinh thần hỏng mất cũng không từ bỏ thực tập cơ hội. Tóm lại tôn ngoạc ở vì cơ hội mà nỗ lực viên trầm phương trên người, thấy được đã từng chính mình bóng dáng. Bởi vì này một tia nói không rõ trắc ẩn, nàng không có giết chết viên trầm phương, nghĩ đến này sẽ là tôn hoạt hối hận cả đời quyết định, cố chi tan lựa chọn ẩn nấp phát sóng trực tiếp đối thoại nguyên nhân, một là sợ quỷ thai linh tinh dẫn phát khủng hoảng trung chuyển, nhị là cảm thấy đem sự tình ngọn nguồn vạch trần sau, nhất định có võng hữu cho rằng tôn hoạt cũng là người đáng thương, cho rằng nàng có lòng trắc ẩn buông tha viên trầm phương không phải hoàn toàn người xấu, tiện đà truyền bá khởi một ít làm ác liền phải hạ tử thủ đừng lưu một chút đường sống, quan niệm, xương đen ở trong tối, liền thích thao tác nhân tính trung ác, cố chi tan không có khả năng chính mình cho nó góp một viên gạch, làm nó lợi dụng chuyện này thu lợi, ác chính là ác, lựa chọn cùng ác đồng hành, tàn hại vô tội người, liền không đáng đồng tình, nhiều lần bảo đảm chính mình vãn chút là có thể chạy tới nơi giúp các nàng giải quyết trong bụng quỷ thai, ba cái nữ hài nhi mới yên lòng, đi theo linh tổ thành viên đi trước phân bộ. Sắp tách ra liên tiếp khi, vẫn luôn không nói gì tổ viên bỗng nhiên khụ hai tiếng cố chỉ đạo chúng ta sẽ vì ngày đầu phiếu đầu phiếu cố chi tăng sửng sốt một chút mới ý thức được bọn họ nói chính là hôm nay rạng sáng mở ra mạnh nhất huyền sư đầu phiếu liên tiếp thanh âm vang lên họa tào ngươi thật tặc a à. thế nhưng ở cố chỉ đạo trước mặt soát tồn tại cố chỉ đạo ta cũng vẫn luôn cho ngươi đầu phiếu cố chỉ đạo thật sự quá trâu bò chúng ta phân bộ đồng đội đều siêu cấp thích ngươi cố chi tan dở khóc dở cười Hạ phát sóng trực tiếp, lúc này đây là thật sự kết thúc, nàng ánh mắt hơi trẻ suy tư một lát, đứng lên, tâm niệm vừa động, một phiến đen nhánh quỷ nhóm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ra dày đặc âm khí, nàng dẫm lên cùng cuộn xương mù sắc chưa nhập môn trung, như ẩn như hiện thân thể chung quanh, phản phất có ngưng thật tơ vàng đang ở kích động, nếu là địa phủ thập điện diêm la nhìn đến trước mắt một màn này, chắc chắn kinh ngạc với trên người nàng công đức cùng hương khói, đã trải qua tiết mục rèn luyện quá nhiều người nhân nàng mà thu hoạch cứu, thoát ly nguy hiểm, càng có không đếm được người yêu thích nàng truy phủng nàng, dẫn tới trên người nàng công đức cùng hương khói ở trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy khó có thể tưởng tượng độ dày, cho dù là một ít đã thành tiên thần cách, đều không có nàng công đức tới thâm hậu, có như vậy hậu công đức lực, thêm chi nàng hồn phách kiên nghị, trải qua lôi kiếp, sớm nên tại chỗ phi thăng. Nhưng mà đạo đạo vô hình gông xiền lôi cuốn nàng, các cao ức chế nàng quanh thân sinh cơ cùng mênh mông công đức, dung thành, mỗi lưng chừng núi biệt thự nội, đèn đuốc sáng trưng, to như vậy lầu một phòng khách tới gần cửa sổ sát đất biên, là một chỗ phong cách giảng lược, hắc bạch giao hòa làm công khu, người mặc tro đen ở nhà áo sơ mi thanh niên nam nhân ngồi ở trước bàn, thẳng tắp trên mũi vững vàng giá một bộ vô khung mắt kính, chủ cảm thật tốt hơi mỏng áo sơ mi dán sát ở trên người, gần như phát họa ra khoang mà không tráng vai cùng với xuống phía dưới thu nạp thon chắc phần eo, hắn đầu ngón tay nhẹ gõ hắc bạch giao hòa mặt bàn, trên mặt không mang theo ý cười, ta muốn chính là chuẩn xác ngày cùng phương án, mà không phải đại khái, phỏng chừng, thời gian, nam nhân sinh một đôi con ngươi sắc thiển, giống hổ phách giống nhau đôi mắt, mắt hình trường mà không hẹp, giống nhau đào hoa rồi lại không hoàn toàn là, vốn nên là coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy ẩn tình mà ôn hòa mặt mày, mặt danh bao trùng một tầng hung ác nham hiểm, có vẻ hắn đồng tử sâu thẳm, bằng thêm lạnh lẽo, bị mắt kính vừa che. Hơn nữa hắn lãnh lãnh đạm đạm thanh âm, hội nghị kia đầu mấy cái người phụ trách đều im tiếng không nói, liền hô hấp cũng không dám đại thở dốc, rõ ràng bọn họ ở trong công ty, cũng là chấp trưởng hàng trăm hàng ngàn công nhân lãnh đạo tầng, nhưng đối mặt vị này người lãnh đạo trực tiếp khi, vẫn cảm giác sâu sắc áp lực, yên tĩnh sau một lúc lâu, mới có một người căng gia đầu nói, bước đầu vận hành đã thành công, liền kém phạm vi lớn thí nghiệm, nếu tiến triển thuận lợi nói, chạy trình tự thời điểm không có bút. Ba ngày lúc sau có thể toàn tuyến thăng cấp, nếu phát hiện bút, sửa đổi cộng thêm một lần nữa vận hành, khả năng còn muốn một vòng, Yến thừa chân mày hơi nhíu, đối cái này tốc độ, hắn cũng không vừa lòng, nhưng hắn biết lại bức những người này cũng không có khả năng càng nhanh, sau một lúc lâu hắn mở miệng nói, mau chóng, hội nghị kia đầu người đều lặng yên nhẹ nhàng thở ra, biết đây là đồng ý, thẳng đến trận này tiểu sẽ tan cuộc, mấy người còn ở trong lòng nói thầm, này tuổi còn trẻ người lãnh đạo trực tiếp như thế nào liền có như vậy khí tràng, cùng chi đối diện khi đều làm người không cấm tâm sinh lui ý, không nghĩ tới đóng cửa hội nghị yến thừa hái được mắt kính, ngưỡng mặt ngồi ở trên sofa, căng chặt cơ bắp thoáng lơi lỏng, áo sơ mi dán sát vân da đường công ưu việt ngực, theo hắn tăng thêm hô hấp phập phồng, được hiện rách nát, đau, xuyên tim thực cốt đau đớn nghiền quá hắn tứ chi cùng thần kinh, hắn giữa mày túc khẩn, tái nhật đầu ngón tay sờ soạn đến cổ khẩu, tham nhập sau câu ra một cây chỉ bạc. Một đoạn oánh bạch còn mang theo nhiệt độ cơ thể xương ngón tay bị hắn nắm chặt ở trong tay, ở mắt thường vô pháp nhìn đến mặt, cùng cuộn xương đen lấy trên sofa yến thừa vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng tán không xa, lại bị tụ lại đến hắn quanh thân, trong đó tam thành, miễn miễn cưỡng cưỡng bị hắn trong tay xương ngón tay hấp thu, nhưng xa xa không đủ, chương 152 yến thừa buổi biểu diễn chuyên đề, đặt mua tùy tâm, khoảng cách yến thừa thượng một lần khơi thông sát khí, khó khăn lắm qua 10 ngày qua, từ từ nghiêm trọng âm sát từ không biết tên góc bài trừ lại lần nữa tụ tập đến hắn bên người thâm nhập xương sống lưng mới bắt đầu khi hắn tưởng chính mình thân thể này không còn dùng được như thực tủy biết vị xì ke như vậy hưởng qua cốt tủy thần kinh trung ẩm thấp cùng đau đớn bị một chút nhổ thể nghiệm quá hồi lâu chưa từng cảm nhận được nhẹ nhàng đối đau đớn lại chịu độ không đủ cường hay là hắn sinh ra kháng dược tính càng là được đến cố chi tan trợ giúp âm sát phản vệ nhân tiện càng nghiêm trọng dẫn tới hắn thể xác tụ tập âm túy tốc độ đại đại nhanh hơn. Nhưng quan sát một đoạn thời gian sau, Yến Thừa phát hiện đều không phải là như thế, trên người hắn xuất hiện biến hóa, tự hồ đều không phải là hắn bản thân nguyên nhân, là sát khí ở biến nhiều, tiếp xúc thần quá nhiều, thậm chí còn cả người đều bị bắt đến âm tàu địa phủ đi rồi một vòng, tuy là không có sửa đổi mệnh, khai quá quan, hắn thể chất vẫn là đã xảy ra tự nhiên biến hóa, Yến Thừa có thể thấy âm phủ đồ vật, không chỉ có quỷ vật, còn có chính là hắn quanh thân những cái đó đen nghìn nghiệp không ngừng quay cùng âm sát tận mắt nhìn thấy đến mấy thứ này không ngừng hướng chính mình thất khiếu cùng lỗ chân lông trung toản yến thừa không cấm cười khổ khó trách chính mình sẽ bị trở thành bất tường đang xuất thần suy tư một bên di động hơi chấn yến thừa cặp kia vì hạ thấp đối cảm giác đau lực chú ý mà cố tình phóng không con ngươi chậm rãi ngắm nhìn hoàng hồn nháy mắt đâm vào nội phủ lạnh lẽo làm hắn chân mày vừa kéo có thể ở tư nhân thời gian cho hắn tư hào gửi đi tin tức người không nhiều lắm hắn nhắm hai mắt đều biết có ai mang theo một chút nói không rõ mong đợi hắn cầm lấy di động nhìn về phía màn hình đau đến đôi tay hơi lạnh thon dài đầu ngón tay như nửa trong suốt mỏng ngọc a à thừa ngủ rồi sao ngày hôm qua video thời điểm mụ mụ ngươi liền nói xem ngươi sắc mặt không tốt lắm có chút lo lắng ngươi gần nhất tình huống thân thể nếu không thỉnh cố sư phụ giúp ngươi lại nhìn một cái cùng hắn phát tin tức người là yến hạc phụ thân hắn Yến thừa rủ mắt, không cần, ta khá tốt, làm như nhận thấy được truyền lại ngữ khí quá mức lãnh ngạnh, hắn nhấp đẹp môi, lại thêm một câu, các ngươi không cần lo lắng cho ta, trời lạnh nhớ rõ làm từ gì sớm một chút cấp mẹ hẹn trước xem bệnh, quần áo cũng đừng lại xuyên như vậy mỏng, một khát đầu, phù kinh ngạn mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn chầm chầm trượng phu tay bộ, thế nào, nhi tử nói gì đó, Yến hạt, nặc, chính ngươi xem. Mắt nhìn thê tử thấp mỹ một ngày cảm xúc quay lại, Yến Hạc mới từ từ nói, A thừa lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, có thể chiếu cố hảo tự mình, ta năm đó giống hắn tuổi này khi còn không đủ hắn một phần mười, phù kinh ngạc nghe vậy, hoành hắn liếc mắt một cái, qua tuổi 50 trung niên Mỹ phụ khóe mắt có tinh tế hoa văn, nhưng dáng người vẫn bảo trì đến không tồi, màu da trắng nõn tú môi trường mắt, tuổi trẻ thời điểm tư dung tuyệt hảo rõ ràng có thể thấy được, năng lực là một chuyện, hắn căn bản là không coi trọng thân thể của mình, nào thứ không phải nạnh chống chính mình khiên, nếu không phải bên người người cùng chúng ta nói, chúng ta làm phụ mẫu cái gì cũng không biết. Phù Kinh Ngạn nói, vành mắt liền đỏ, trách ta không bản lĩnh, làm nhi tử còn tuổi nhỏ liền chịu khi dễ, hắn oán chúng ta cũng là hẳn là, ai như thế nào lại nói lên này đó. A à Thừa còn nhớ rõ ngươi khớp xương không tốt, dặn dò ta chiếu cố hảo ngươi, hắn đem ngươi để ở trong lòng lại như thế nào sẽ oán ngươi, yến hạt thở dài nhẹ nhàng ôm thê tử bả vai. Lời tuy như thế, qua tuổi nửa trăm trung niên nam nhân trong lòng cũng trào ra vô hạn ấy nấy, muốn trách, cũng nên trách ta quá mềm yếu, năm đó thê tử mang thai sinh sản, hài tử còn không có ôm nóng hổi, đã bị bỗng nhiên xuất hiện huyền môn người đoạt đi. Khi đó hắn yến hạt 25, 26, đúng là dung thành tân quý, thương trường thượng tân tinh, sự nghiệp thành công phu thê ân ái, ai không nói một câu khí phách hăng hái thanh niên tài tuấn nhưng lại cứ huyền học loại này tồn tại, là áp đảo thế tục phía trên. Hơn 20 năm trước liền quốc gia đều mới vừa thành lập khởi linh tổ, còn đang sờ tác bên trong, lánh đời trăm ngàn năm huyền môn lại nơi nào là hắn loại này, tục tăng, nhỏ bé, thương nhân có thể chống cự. Yến Hạc còn nhớ rõ cái kia càng thanh môn lão tiền bối, trường râu râu bạc trắng, một đôi tay trưởng liền như vậy nhẹ nhàng đáp ở gào khóc khóc nỉ non, vừa mới sinh ra cả người đỏ bừng nhi tử trên cổ, phản phất dùng một chút lực, đứa nhỏ này tiếng khóc cùng nhân sinh đều sẽ đột nhiên im bặt. hắn muốn tiến lên ngăn cản, đoạt lại nhi tử, muốn phát tiết phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn những người này rốt cuộc là đang làm gì, lại ở ra tiếng khoảnh khắc bị kia lão giả kinh phiêu phiêu nhìn quét liếc mắt một cái, lạnh nhạt, miệt thị, không vui, cao cao tại thượng như lòng bàn tay sinh sát quyền to thần, ở nhìn xuống con kiến, như có thực chất tầm mắt, như dao nhỏ quát khai hắn làn da, đâm vào hắn sống lưng phát lạnh, rốt cuộc mại không khai hai chân. Nếu không phải từ bên hai người ra tiếng khuyên can, Yến Hạc hoài nghi chính mình sẽ bị một đạo ánh mắt đánh tan. Hắn phục hồi tinh thần lại, đã mồ hôi lạnh say sưa, mờ mịt nghe tự xưng là nhất nguyên quan trường tần đạo nhân đạo sĩ nói, ngươi này nhi tử vừa sinh ra, liền tác động thập phương âm sát hội tụ mà đến. Sợ là đại hung đại ác ác quỷ đồ la chuyển thế, một khi hắn người này thân ngăn không được âm sát mà hỏng mất, liền sẽ tạo thành thế gian này hung vật, làm hại nhân gian, từ đầu tới đuôi, dẫn theo trẻ con râu bạc trắng lão giả chỉ mãn nhãn chán ghét nói một câu, nghiệp chướng, đáng chết, yến hạt thống khổ bất kham, đau khổ cầu xin, lại vẫn như cũ không có thể lưu lại chính mình nhi tử. Mặt khác hai gã quen thuộc chút đồng hành giả đối hắn nói, liền tính nhi tử sẽ không bị lập tức treo cổ, nhưng cũng không có khả năng mặc kệ hắn ở thế tục trung trưởng thành, làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, trường tần đạo nhân, kỳ thật buông tha đứa nhỏ này, đối với các ngươi chưa chắc là kiện chuyện xấu hắn sinh ra điềm xấu trên người mang sát lâu dài tiếp cận dễ dàng cho các ngươi hai vợ chồng mang đến không tốt ảnh hưởng ngươi thê tử sinh sản khi xuất huyết nhiều thiếu chút nữa cứu giúp bất quá tới chưa chắc không có hắn ảnh hưởng khiến hạt mơ màng hồ đồ tuyệt vọng vô thố một ngày phía trước hắn vẫn là mọi chuyện hài lòng tân quý trong nháy mắt hắn liền chính mình cốt nhục đều hộ không được lại càng không biết như thế nào cùng còn ở hôn mê thê tử công đạo có lẽ là bởi vì kia càng thanh môn lão giả tầm mắt quá mức lạnh băng, hay là bị bọn họ trong miệng, hung vật, tà sát, cấp hải ở, tóm lại kia một khắc thanh niên yến hạt lùi bước, xong việc vô số lần biết được yến thừa chịu khổ, nhìn đến cùng đại nhi tử số lượng không nhiều lắm gặp nhau chung, hắn càng lúc càng lạnh băng ánh mắt, cùng từ từ trầm mặt tối tâm khí chất, yến hạt tổng hội hối hận không thôi, hận lúc trước chính mình vô năng, bởi vậy đương yến thừa bình tĩnh nói hắn không trách chính mình. Yến Hạc gần như trốn tránh mà tin, cũng từ đây không hề truy vấn, hắn sợ nghe được đại nhi tử hận. Yến Hạc lại tưởng dùng hết sở hữu đến bồi thường Yến Thừa, nhưng Yến Thừa cũng không cần. Đứa nhỏ này thông minh, có loại đánh nát xương cốt đều có thể cắn răng không hé răng tàn nhẫn kính nhi, xa so với hắn, cùng trên đời này tuyệt đại đa số người ưu tú, trở lại Yến Gia sau thực mau liền bồng bột sinh trưởng. Nháy mắt liền trường tới rồi làm hắn cũng theo không kịp độ cao, hắn cùng thê tử thực vì hắn kiêu ngạo, rồi lại mang theo ấy nấy càng không dám thân cận, lại nói hồi yến gia hai đứa nhỏ, đại nhi tử yến thừa bởi vì thể chất nguyên nhân, 10 tuổi mới bị huyền môn thả lại, ở nhà ở không hai năm, từ mười mấy tuổi liền bên ngoài sống một mình, tiểu nhi tử yến hứa quy mấy năm nay mê thượng đua xe, nơi nơi đi nguy hiểm sơn đạo đua xe, không về nhà, hai đứa nhỏ từ nhỏ thân cận đến liền ít đi, tuy là huynh đệ, nhưng tổng cách tầng khe rảnh, hai vợ chồng có tâm kéo gần gia đình quan hệ vì thế làm ra rất nhiều nỗ lực. Hôm qua cơm chiều sau, bọn họ một nhà bốn người khó được video, cũng là phù kinh ngạn cùng Yến hứa quy nói được nhiều, Yến thừa yên lặng nghe, rốt cuộc là mẫu tử liên tâm, cách màn hình. Phù Kinh Ngạn liền nhận thấy được Yến Thừa trạng thái không đúng, nàng truy vấn hai câu, khó tránh khỏi nhắc tới trợ giúp nhi tử giảm bớt thống khổ cố chi tan. Ai ngờ vẫn luôn vui cười Yến hứa quy chợt đến kéo xuống mặt, nhíu mày hỏi, đại ca bệnh tình không phải dùng kia cái ngọc chỉ cốt hòa hoãn sao, như thế nào còn cùng cái kia cố chi tang liên hệ, không cần thiết đi. Nhất nguyên quan trường tần đạo trưởng không phải nói có cái gì vấn đề có thể đi tìm hắn sao, ngôn ngữ gian mang theo chút đối cố chi tang không mừng. Cùng phù kinh ngạn phu thê giống nhau, người ngoài chỉ biết ngọc chỉ cốt tồn tại, lại nghe nói ngọc chỉ cốt trước kia là huyền môn chi vật, cũng không biết yến thừa có thể chậm lại âm sát, trong đó càng quan trọng là có cố chi tang trợ giúp hơn nữa yến hứa quy gần nhất cùng giới giải trí một cái gọi là vu phong thanh nữ minh tinh quan hệ thân cận nói đến luyến ái nghe nói cái này nhỏ hơn cùng cố sư phụ trước kia cùng nhau xuất đạo quan hệ không coi là hảo từ một hai năm trước khởi hai nhà fans liền ở xé yến hứa quy lại ở người yêu người đại diện công ty trợ lý nơi đó nghe xong rất nhiều thật thật giả giả nói tỉ như cố chi tan đoạt tài nguyên đoạt nhân thiết từ từ cảm thấy chính mình bạn gái bị khi dễ cho nên hắn đối cố chi tang cảm quan vẫn luôn không tốt những việc này yến hạc cùng phù Kinh ngạn lược có nghe thấy nhưng hai người đều không phải là sách không rõ sự không đầu óc người đối với phong thanh người này tạm thời bất luận bọn họ là thực không thích bên người nàng những cái đó người đại diện lời nói cố chi tang là nhi tử ân nhân cứu mạng bọn họ cũng cực thích cái kia tuổi trẻ thần bí thả cường đại cô nương không tin đối phương sẽ giống internet dư luận chung làm như vậy mắng yến hứa quy hai lần hắn đều nghe không vào, rơi vào đường cùng hai vợ chồng chỉ có thể lệnh cưỡng chế hắn không được nhắc lại. Ai ngờ tiểu tử này thế nhưng như thế hỗn trướng, mở ra gia đình video, làm trò A à thừa mặt nhi nói những lời này đó, phù kinh nạn lúc ấy trong lòng liền lột bột một chút, nàng tuy không dám cùng đại nhi tử thân cận, nhưng thập phần chú ý hắn, đối trên người hắn mẫn cảm biến hóa cũng nhạy bén nhất, yến thừa bằng hữu rất ít, chưa từng nói qua luyến ái. Nhân sinh tự hồ chỉ có công tác một cái lựa chọn. Ở chết lặng cùng trong thống khổ theo đuổi thương trường đánh cờ, là hắn có thể tìm được tồn tại duy nhất lạc thú, nhưng gặp phải cố sư phụ sau, hắn năm lần bảy lượt mất tự nhiên, ửng đỏ vành tai, thậm chí chủ động liên hệ. Này đó rất nhỏ biến hóa, không thể không lệnh phù kinh ngạn nghĩ nhiều, nàng đương trường liền giận mắng Yến hứa quy, lời nói còn chưa nói xong, đã bị trong màn hình Yến thừa sơn lạnh như mặt con ngươi hung hăng một thứ, trận này đánh kéo gần người nhà quan hệ ý niệm, mà mở ra video trò chuyện cuối cùng tan rã trong không vui, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên minh xác mà Tiếp Thu đã đến tự yến thừa không vui, bất mãn cùng với tức giận, là đối yến hứa quy, chẳng sợ năm đó thân thể gầy, mới đến phù kinh ngạn đầu vai thiếu niên lôi kéo trương hành lý, ánh mắt kiên định mà tỏ vẻ chính mình muốn trụ đi ra ngoài khi, bọn họ cũng chưa ở thiếu niên trên mặt nhìn đến linh điểm tức giận, không nghe được nửa câu oán hận, hai vợ chồng minh bạch, yến thừa là thật sự thực tức giận phụ kinh nạn thấp thỏm lo âu cả ngày, thẳng đến tiếp thu đến yến thừa tin tức, sắc mặt khuôn mặt u sầu mới tan đi một chút, do dự một lát, nàng lại chọc yến hạt cánh tay, làm hắn tiếp tục hồi âm, ông một tiếng run rẩy, yến thừa mở hai tròng mắt, hắn khép lại lông mi run nhẹ nhẹ, như là ở kiệt lực ẩn nhẫn đau đớn, to như vậy phòng khách yên tĩnh không tiếng động, hắn có thể dở xuống sở hữu phòng bị, một đôi thiển phách sắc đồng tử sạch sẽ rõ ràng, lại mạc danh có loại thủy sắc. Thấy rõ tin tức nội dung, hắn thần sắc đen tối, sau một lúc lâu thở ra một ngụm hờn dỗi, nội phủ càng đau, a à thừa, ba trước thế ngươi đệ đệ cấp ngày hôm qua sự tình xin lỗi, cố sư phụ đối nhà của chúng ta có ân, không hẳn là như vậy bất kính, ta ngày mai làm hắn cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đệ đầu ngạnh, nói ra nói luôn là như vậy chọc người phiền, nhưng hắn không có ý xấu, cũng thực kính yêu ngươi cái này huynh trưởng, mặt sau còn có một ít lời nói đại để là giải thích yến hứa quy chỉ là bị bên ngoài tin tức, cùng với đối bạn gái cảm tình ảnh hưởng đối cố chi tan cảm quan, yến thừa không quá muốn nhìn, kỳ thật yến hứa quy cái nhìn, cho dù là đối hắn cái này trưởng huynh yêu ghét, yến thừa hoàn toàn không để bụng, hắn chỉ là không muốn làm tan tan bị không rõ nguyên do lời nói hãm hại, càng đối cha mẹ kia phó thật cẩn thận, mỗi lần xem qua đi đều mang theo lấy lòng cùng xin lỗi biểu tình cảm thấy thất bại. Hắn đưa điện thoại di động ném xa chút, Vân gia rõ ràng thân hình hơi cuộn, từ rách nát lâu dài hô hấp trung tiết ra đau ý, an tĩnh hoàn cảnh, cùng với hồng thủy bén nhọn thống khổ, sẽ tiêu ma người lý trí cùng cứng cỏi, mạnh mẽ lột ra nội bộ yếu ớt, yến thừa không nghĩ hồi ức chỉ có thống khổ quá vãng, lại ức chế không được những cái đó ký ức mảnh nhỏ, hướng hắn trong ốc toản, đối với thơ ấu, hắn là chết lặng, trời sinh thông minh cùng kiên nghị, làm hắn tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi thành thục nhưng sinh ra đã có sẵn tai ách thể chất, làm này phân thành thục cũng thành không hợp nhau, thành hắn là quái vật, cũng bị làm trầm trọng thêm khi dễ lý do. Huyền môn tiểu hài nhi nhiều là huyền nhị đại, liền tính còn chưa khai hóa xuất đạo hành, chỉ bằng vào bọn họ cha mẹ cấp phòng thân, công kích bùa chú, liền đủ hắn chịu, hắn đã vô cha mẹ phù hộ, cũng không có phù pháp bàn thân, duy nhất có thể làm chính là miễn cưỡng tồn tại, tuổi nhỏ yến thừa, khi còn nhỏ cũng là chờ mong quá cha mẹ cùng ôn nhu hắn lần đầu tiên bị cho phép về nhà, đi cùng cha mẹ gặp một lần, là hắn 5 tuổi thời điểm. Cứ việc hắn không hiểu quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn đối chưa từng gặp mặt quá thân nhân ôm có cực đại ảo tưởng cùng chờ mong, hự hự ôm chính mình dơ hề hề tiểu y phục giặt sạch mấy lần, mới hoài thấp thỏm cùng nhút nhát, bị mấy cái trông coi hắn huyền sư đưa tới Yến Gia, hắn lần đầu tiên gặp được cha mẹ, cùng trong ảo tưởng giống nhau, Yến hạt cùng Phù Kinh Ngạn đều là tư dung xuất chúng, khí chất tuyệt hảo người, nhìn đến hắn nháy mắt, hắn mụ mụ liền khóc không thành tiếng, phụ thân cũng hồng hốc mắt ngồi sổng xuống, triều hắn mở ra đôi tay, nhưng tiểu yến thừa tầm mắt, vẫn là nhịn không được dịch tới rồi mẫu thân khuỷu tay, hắn chưa bao giờ nằm quá đất ấm, một cái nho nhỏ mềm mại trẻ con gương mặt mềm mại, bị mềm nhẹ ôm, cho dù là khóc thúc thích, phụ kinh ngạn đều tại hạ ý thức mà chịu đựng thanh âm làm chính mình không như vậy hỏng mất, để tránh dọa tỉnh trong khuỷu tay tiểu nhi tử. Tiểu Yến thừa cứng đờ đi qua, nhỏ giọng hô một câu ba ba, hắn chưa từng học quá muốn như thế nào làm nũng, khóc thúc thích, còn tuổi nhỏ liền mất đi tùy ý tươi cười năng lực, ngoan đến làm người đau lòng. Phù Kinh Ngạn cũng khóc lóc ngồi xổm xuống, làm như tưởng đem một vị khác gia đình thành viên giới thiệu cho lần đầu tiên gặp nhau đại nhi tử, có lẽ là chung quanh động tĩnh quá lớn, trẻ con bị nháo tỉnh, khóc nỉ non không ngừng, như thế nào hống đều hống không tốt trong lúc nhất thời mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, đứng ở yến thừa phía sau huyền sư khinh phiêu phiêu nói một câu, hẳn là bị yến thừa trên người sát khí dọa tới rồi đi, không có biện pháp, hắn sinh ra liền tối tâm, trẻ mới sinh nhi đối mấy thứ này cảm ứng lại nhanh nhạy, đừng nói thế tục hài tử, chính là chúng ta trong môn phái tiểu hài nhi đều rất sợ hắn, ở phù kinh ngạn cùng yến hạt vô thố trung, một người khác không kiên nhẫn nói, chạy nhanh đem hài tử ôm xa một chút không phải được rồi. Cải cọ ầm ý phiền chết người vì thế tiểu yến thừa liền ở trầm mặt trung nhìn phù kinh ngạn hống đệ đệ rời đi bóng dáng hắn mạch đến sinh ra không kể ủy khuất nhấp môi chút nào không hé răng nước mắt viên viên tạp lạc đó là hắn lần đầu tiên khóc cũng là duy nhất một lần yến hạt còn tưởng rằng hắn là tư thân vụng về trấn an mụ mụ lập tức quay lại ở bọn họ quan niệm yến thừa chỉ là một cái năm tuổi hài tử có thể biết cái gì đâu lại cứ yến thừa niên thiếu thông minh cái gì đều hiểu Yến gia phu thê những cái đó ý thức không đến động tác nhỏ, bọn họ đối đệ đệ Yến Hứa Quy thân mật. Đều giống vô hình mũi nhọn, thứ Yến Thừa Tâm, kia một khắc hắn ấu tiểu đầu bỗng nhiên nghĩ kỹ một sự kiện, ba ba mụ mụ bảo bối, vĩnh viễn không có khả năng là hắn, không phải là Yến Thừa, bọn họ có đệ đệ, cái này gia đình sớm đã không có hắn vị trí, chẳng sợ Yến Thừa đã quên trên đường bọn họ nói gì đó, làm cái gì, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ mới gặp khi kia một màn cũng nhớ rõ chính mình rời đi yến gia khi trong lòng thập phần không tha đã cắt giảm một nửa. mặt sau mỗi một năm hắn đều có thể hồi một lần yến gia. mỗi một lần yến hạt cùng phù kinh ngạn vợ chồng đều lấy lễ đãi khách quý thái độ, đi nghênh đón đứa con trai này. nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền bắt đầu khóc, không ngừng nói bọn họ thực xin lỗi chính mình, làm như tưởng đem mấy năm nay ấy nấy toàn bộ ở trong vòng một ngày bồi thường cấp yến thừa, không nghĩ tới càng là làm như vậy sẽ chỉ làm Yến thừa càng cảm thấy vô pháp dung nhập cái này gia đình. Ngày qua ngày lớn lên Yến hứa quy học xong nói chuyện, sẽ tránh ở cha mẹ phía sau nhìn lén cái này ca ca. Có lẽ tiểu hài tử thật sự đối âm sát tà ám cảm thụ độ nhanh nhạy, Yến hứa quy thường xuyên bị hắn dọa khóc, làm đến Yến hạt cùng phù kinh ngạn thập phần xấu hổ, lạnh mặt trăng dạy hắn. 6. 7 tuổi Yến hứa quy cũng thực mẫn cảm, có thể cảm giác được ba ba mụ mụ đối cái này ca ca chú ý cùng ấy nấy, thường khóc nháo nói không nghĩ muốn ca ca, nói hắn đoạt đi rồi chính mình ba mẹ, lại tức lại bực yến gia phu thê tự nhiên lại là một đốn hảo đánh, buộc hắn cấp yến thừa xin lỗi, dần dần lớn lên, cũng lớn lên hờ hững kiên nghị yến thừa, kỳ thật cũng không có quá nhiều bi thương, hắn chỉ cảm thấy khó chịu, thế chính mình, cũng thay yến gia phu thê cùng yến hứa quy, đứng ở yến hứa quy góc độ, chính mình thật là một cái cướp đi cha mẹ chú ý người từ ngoài đến, bị chán ghét cũng là hẳn là đến nỗi yến gia cha mẹ, bọn họ ấy nấy rộng lớn với ràng buộc, chỉ cần qua đi 10 năm sự tình phát sinh quá, bọn họ tam liền vĩnh viễn làm không thành chân chính cha mẹ cùng hài tử, bọn họ sẽ giận mắng yến hứa quy, thậm chí ra tay giáo huấn, ở chung khi lơ đảng toát ra ôm nhu cùng bất đắc dĩ, là ngày qua ngày ở chung trung tích lũy ăn ý, nhưng đối mặt chính mình liền vĩnh viễn là lấy lòng, là đền bù, sẽ không giống đối yến hứa quy như vậy thân mật hắn cũng sớm đã đánh mất hài tử cùng cha mẹ la lối khóc lóc lăn lộn năng lực, Yến thừa tưởng, chính mình chính là một cây hoành ở Yến gia, thứ, có hắn nơi chốn chướng mắt, không có hắn hết thảy mới là khôi phục quỷ đạo, cho nên hắn ở 14 tuổi năm ấy, liền dọn ra Yến gia, mấy năm nay Yến gia phu thê hẳn là cũng hiểu được chân chính ở chung phương pháp, vì thế làm nỗ lực, Yến hứa quy cũng thành thục rất nhiều liễm đi khi còn bé nhằm vào. Yến thừa không đành lòng vỗ bọn họ hảo ý, nỗ lực đón ý nói hùa, dần dần bọn họ tự hồ thật thành người một nhà. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, khe rảnh thúy cốc là như thế nào cũng điền bất mãn, hiện tại sở làm hết thảy bất quá là ở cảnh thái bình giả tạo, tự như hiện tại, Yến thừa biết Yến hứa quy đều không phải là nhằm vào chính mình, nhưng nếu hắn đem chính mình đương huynh trưởng, coi trọng chính mình, ít nhất sẽ không ở chính mình trước mặt tùy ý làm thấp đi chính mình ân nhân cứu mạng. Mà Yến Hạc cùng phù kinh ngạn tuy cũng minh bạch tiểu nhi tử khuyết điểm, vì hắn xin lỗi, nhưng trong giọng nói thân mật vẫn thân sơ rõ ràng, Yến Thừa tự xưng là không phải cái mẫn cảm, lòng dạ hẹp hòi người, nhưng ở âm sát ra tấn đến hỏng mất bên cạnh, hắn vẫn là bị trong đó nồng đậm mặt trái cảm xúc cảm nhiễm tới rồi, một trận phiền lòng, di động còn ở liên tục động đất, lặng im hồi lâu Yến Thừa ngồi yên, giống chỉ bị mọi người vứt bỏ, cũng quên đi đáng thương đại tẩu, hắn chớp chớp khô khốc đôi mắt, sau một lúc lâu duỗi trường cánh tay, lại đem khi đó thỉnh thoảng rung động di động câu lại đây chẳng sợ mặt ngoài cỡ nào lãnh khóc xa cách, lột ra nội bộ vẫn là mềm mại. Yến thừa biết, chính mình không hồi phục nói phù kinh ngạn sẽ tưởng rất nhiều, sẽ vì bọn họ huynh đệ cảm tình, bất hòa mà đứng ngồi không yên. Hắn không nghĩ làm cái này ôm nhu mẫn cảm mẫu thân cuộc sống hàng ngày khó an, vẫn là lựa chọn hồi phục. Yến hạt lại đã phát một ít giọng nói điều, có hắn thanh âm, cũng có phù kinh ngạn nhu nhu tiếng nói, bao hàm đối hắn xin lỗi. Yến thừa chống đầu đại khái lại nghe xong vài câu, trầm mặt biên soạn hai câu trấn an nói, đã phát qua đi, thu được nhi tử hồi phục, phù kinh ngạn treo cao tâm mới một lần nữa rơi xuống, nàng cùng Yến Hạc cũng không tưởng nhanh như vậy, như vậy đột ngột mà kết thúc lần này nói chuyện phím, có vẻ bọn họ chỉ là để ý tiểu nhi tử Yến hứa quy, trên thực tế bọn họ càng muốn muốn cùng Yến thừa thân cận, vì thế Yến Hạc liền đem đề tài chuyển tới hắn cảm thấy hứng thú sự tình, nghe kỹ thuật bộ môn tiểu tưởng nói. Ngươi ở làm cho bọn họ làm một cái hoàn toàn mới, Toàn phương diện hệ thống thăng cấp, liền bộ quốc phòng đều có ở hợp tác, thật là lợi hại, cha người ta 20 suốt đầu thời điểm, đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhắc tới trong khoảng thời gian này nhất để bụng sự tình, yến thừa nhiều vài phần nhìn thẳng vào, này phân an bảo hệ thống thúc đẩy người, xét đến cùng là cố chi tan, nhưng này đó bên trong đều là cơ mật, hắn liền liền một ít có thể lưu tin tức trở về vài câu, yến hạt lại hồi, ta và ngươi mụ mụ đều biết, ngươi vì này phân tân hệ thống trả giá nhiều ít tâm huyết, nhưng nhân thân không phải sắt thép làm, ăn cơm cùng nghỉ ngơi đều đến quy luật, phù khinh ngạn thanh âm sen kẻ vang lên, đúng vậy, các ngươi bộ môn hiệu suất đã phi thường cao, không cần đem chính mình bức như vậy khẩn, Yến Thừa trong lòng yên lặng nói một câu, không cao, hắn là nhà tư bản, nhưng còn tính có lương tâm, tuy làm kỹ thuật bộ môn trung tâm đoàn đội phao văn phòng, nhưng khai ra ba lần tiền lương cùng các hạng phúc lợi, liền vì có thể mau chóng hoàn thành tân hệ thống, đầu nhập ứng dụng thăng cấp đây là hắn duy nhất có thể thế cố chi tan làm sự tình. Tân hệ thống không làm ra tới, mỗi lần hắn nhịn không được clip mở cố chi tan chân dung, phát hai câu hàng huyên hoặc là thăm hỏi nói, đều phát không ra đi. Yến hạt kia đầu tin tức ngừng, Yến thừa dơ di động đợi 10 tới giây, cũng không thấy được tân hồi phục, hắn rủ xuống bàn tay phần lưng, tế mà uống lượng gân xanh dọc theo đường công rắn chắc cánh tay bò thăng, ẩn vào cuốn lên đen nhánh cổ tay áo, bỗng nhiên, hắn ánh mắt căng thẳng, như là cảm nhận được cái gì bỗng nhiên quay đầu, trên mặt phúc lãnh út cùng cảnh giác, nhưng mà nhìn đến phía sau phòng khách ở giữa hình ảnh khi, hắn biểu tình bỗng nhiên sửng sốt, mang theo khó nén kinh ngạc cùng kinh hỉ. Yến thừa chính mình cũng không biết, hắn cặp kia màu mắt nhạt nhẽo đôi mắt bỗng nhiên sáng, tan. Tan tan, hắn theo bản năng đứng dậy, muốn sau này lui chút, đây là Yến thừa có thể nhìn đến chính mình quanh thân kích động âm sát lúc sau, mới hình thành thói quen, trước kia là người khác tới gần hắn, liền cảm thấy hắn khí tràn cường đại khó có thể tiếp cận, ở hắn bên người đãi lâu rồi trong lòng đều rung. Hiện tại là hắn chủ động yêu cầu trong công ty người không cần dựa hắn thân cận quá, đi ở trên đường nếu có nhi đồng lão nhân, hoặc là thai phụ, hắn sẽ chính mình thay đổi tuyến đường, làm chính mình âm sát khí bao phủ phạm vi tận lực tránh đi những người này, cho nên Yến Thừa ở rất nhiều người trong mắt càng thêm quái gỡ lạnh nhà, thoáng nhìn cố chi tan kia trương tuyên nhập trong ốc mặt, Yến Thừa thân thể so đầu ốc trước động, sợ nàng bị âm sát thổi quét dây tiếp theo hắn lệnh bước liền dừng lại trong tầm mắt cố chi tan thân hình ở quay cùng dương nanh múa vuốt âm khí trung như ẩn như hiện vẻ mặt đạm nhiên nàng phía sau là một phiến cao mà đen nhánh khắc hoa đại môn cuồn cuộn âm khí đó là từ bên trong tràn ra yến thừa gặp qua một lần biết đây là tính cả địa phủ quỷ môn tuy là quỷ khí dày đặc quỷ môn cũng bị cố chi tan quanh thân cường đại khí chặt chẽ ngăn chặn phiên không ra đa dạng huống chi là tụ tập ở hắn chung quanh những cái đó thượng không được mặt bàn túy khí, chỉ một đối mặt, cố chi tan dưới chân quỷ khí liền ngang ngược vô cùng, chụp mồi phòng nội âm sát, Yến thừa chỉ cảm thấy cố chi tan mỗi triều chính mình đến gần một bước, chính mình trên người sát khí liền như mỏng giấy bị xé rách một khối, quân lính tan rã, thẳng đến hoàn toàn bị áp chế, ập vào trước mặt lạnh lẽo hơi thở trung, mang theo cố chi tan trên người đặt có mắt lạnh hơi thở. Nàng nhìn Yến thừa hẹp dài mắt hạch trung, thiển phách sắc đồng tử mở tròn xoe, liền như vậy ngốc lăng lăng mà nhìn chầm chầm chính mình, đảo không giống thường lui tới kia phó trầm ổn lãnh đạm bộ dáng, rất có cổ thanh thuần ngu đần, cảm thấy rất thú vị, ngươi nhìn ta làm cái gì, bị dọa tới rồi, cẩn thận ngẫm lại, chính mình bỗng nhiên xuất hiện nhưng còn không phải là tư sấm dân trạch, ảnh hưởng xác thật không tốt lắm, cố chi tan xin lỗi nói, không lâu trước đây cho ngươi đã phát điều tin tức, ngươi khả năng không thấy được, ta nên sớm một chút nói. Yến Thừa bỗng nhiên hoàng hồn, không, hắn bị quỷ khí huề cuốn, chỉ cảm thấy chính mình chấp mũi, hô hấp tràn đầy cố chi tan khí vị, tuy đạm lại không cách nào bỏ qua, không biết nghĩ tới cái gì, mỏng lạnh bên tai đằng khởi một mảnh phù hồng. Nghe được cố chi tan nói đã phát tin tức, Yến Thừa lúc này mới rủ mắt đi xem trong tay di động, muốn đi nhìn cố chi tan cho chính mình đã phát cái gì, lại không biết trên màn hình còn dừng lại ở cùng Yến Hạc nói chuyện phím giao diện, ngừng tin tức hồi lâu Yến Hạc không biết khi nào lại cho hắn đã phát hai điều thật dài giọng nói, bởi vì khẩn trương hắn theo bản năng buộc chặt ngón tay, đầu ngón tay lầm chạm được trong đó một cái, phù kinh ngạn mang theo thử mà lại khẩn trương thanh âm từ di động trung truyền ra, A à thừa, ngươi có phải hay không đối nhân gia cố sư phụ có ý tứ? Mụ mụ hỏi cái này không có ý khác, liền cảm thấy ngươi đối nàng không quá giống nhau, mỗi lần ngươi, yến thừa con ngươi chấn động, lúng cuốn tay chân mà muốn tắt đi giọng nói, cuối cùng gắt gao ấn âm lượng kiện làm thanh âm chợt thu nhỏ, biến mất, trên màn hình giọng nói còn ở truyền phát tin, chỉ là không có thanh âm, phòng nội một mảnh tĩnh mịch, Yến Thừa cảm giác chính mình mí mắt đều phải thiêu cháy, trước mặt chính là tâm tâm niệm niệm người, càng là mẫu thân giọng nói trung người, liền ở vừa mới hắn những cái đó âm u, không dám cho hấp thụ ánh sáng tâm tư bị bỗng nhiên chọc phá, tới không tưởng được, cũng làm hắn khẩn trương bất an giờ khắc này đối mặt chục tỷ thương đầu vẫn có thể vững vàng bình tĩnh, bày mưu lập kế thương giới cá sấu khổng lồ, giống cái vân vân dạ dạ nam cao trung sinh, tiếng tim đập như nổi trống, bên tai nổi lên hồng nhạc, liền ngẩng đầu đi xem đối diện người phản ứng dũng khí, đều khởi lại lại tắt, chương 153 đệ 153 chương, người trong cơ thể âm sát, có phải hay không lại mau mất khống chế, trầm mặt bên trong, cố chi tan bỗng nhiên mở miệng, quan tâm hỏi có lẽ là nàng vẫn chưa nghe rõ giọng nói chung nội dung hay là không ý thức được trong đó hàm nghĩa cặp kia nhìn phía yến thường ngâm đen đồng tử mắt lạnh sáng ngời sấn ra đối phương cao gầy thân ảnh thấy nàng thần sắc như thường yến thừa căng chặt tiếng lòng thoáng lơi lỏng nhấp môi đáp gần nhất là có chút hỗn loạn khó có thể miêu tả tâm ý bị miễn cưỡng đâu trụ không có đột ngột bại lộ làm hắn an tâm rất nhiều còn có chút nói không rõ thất vọng hắn ngoài miệng nói không trở ngại nhưng cố chi tăng liếc mắt một cái liền nhìn ra, thanh niên thân thể đã kề bên cực hạn, nếu mất khống chế, vì cái gì không liên hệ ta giúp ngươi thanh trừ. Cố chi tăng giữa mày một túc, bỗng dưng về phía trước tới gần hai bước, ngươi trước ngồi xuống, ta tra xét một chút ngươi trong thân thể sát khí cho tàn, chỉ một đối mặt, nàng liền phát giác không thích hợp, cố chi tăng dò ra thần thức lực lượng, hoàn toàn đi vào yến thừa linh đài. Một tất tất dọc theo hắn máu lưu động tra xét mỗi một tất kinh lạc cùng vân gia này một ra mới phát hiện, Yến Thừa tình huống thân thể trải qua hai lần tinh lọc cùng trị liệu, không chỉ có không có cải thiện, ngược lại chuyển biến xấu, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt trù hắc khí thể giấu ở âm sát bên trong, chiếm cứ ở hắn trong cơ thể, không ngừng ăn mòn thân thể hắn, cái loại này tà ác, thô bạo lại tối tâm cảm giác, cố chi tan quá quen thuộc, xương đen, này đúng là âm hồn bất tán hoạn ý nhi không biết khi nào, thế nhưng xâm nhập Yến Thừa trong cơ thể khó trách hắn thân thể trạng huống chuyển biến xấu đến nhanh như vậy cố chi tan biểu tình rùng mình không dung kháng cự mà bắt lấy thanh niên cũng không tinh tế tĩnh mạch hơi đột cánh tay cuồng cuộn lực lượng trực tiếp theo nắm lấy thủ đoạn xâm nhập đối phương thân thể nàng hồn lực bạch trung mang theo lưu động tơ vàng là công đức chi lực chất chứa trong đó thiên nhiên khắc chế các loại âm tà chi vật so với thượng một lần trợ giúp yến thừa rửa sạch âm sát không đến nửa tháng thời gian cố chi tan hồn phách lực lượng lần nữa biến cường cắn nuốt khởi những cái đó âm sát cũng càng thêm thành thạo. Bối rối yến thừa rất nhiều năm ngoan cố sát khí, ở lưu động hồn lực rửa sạch hạ bị kế tiếp nuốt hết, thực mau yến thừa quanh thân xương xám liền càng thêm loãng, phạm vi cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng gần như biến mất không thấy. Sát khí bị nuốt hết hấp thu sau, những cái đó mạch lạc trung còn sót lại ngũ đông trù xương đen ti liền càng thêm rõ ràng, cố chi tan trong mắt phím một vòng cực kỳ bé nhỏ kim mang, nàng đáp ở yến thừa mỏng mà nóng bỏng thủ đoạn nội sườn đầu ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, tham nhập thanh niên trong cơ thể mạch lạc hồn lực, tựa như có chỉ dẫn, hung hăng nhào hướng những cái đó thâm nhập nội phủ trù sương mù, hai loại lực lượng đối hướng, lệnh yến thừa môi răng gian tràn ra kêu trên, bén nhọn đau ý mang theo làm mạch máu tê dại không khỏe cảm, theo chiếm cứ trù sương mù một chút tán loạn không ngừng bò thăng. Không phải cực hạn thống khổ, thậm chí còn đau đớn cùng tê dại lúc sau, sẽ có loại phá lệ nhẹ nhàng, cái gì năm xưa ngoan tật bị thanh trừ thoải mái cảm nhưng cái này quá trình thật sự gian nan là loại dài dòng tra tấn yến thừa không khỏi nắm chặt quyền cuốn lượng mạch máu càng là từ tái nhợt mà thon dài chỉ căng vẫn luôn bò đến cánh tay tay áo đau kiên nhẫn một chút đi cố chi tan liếc liếc mắt một cái hãy còn ở ẩn nhẫn thanh niên ngưng mi hỏi ngươi trong khoảng thời gian này liền không cảm giác được thân thể của mình khả năng còn có đầu óc có cái gì không thích hợp sao Yến Thừa cũng không trì độn, trong đầu hiện ra một ít ngày gần đây phát hiện, hắn môi sắc bị nhấp đến đỏ lên, chậm rãi nói, giống như là có một ít vấn đề, thân thể trạng huống chuyển biến xấu tốc độ ở nhanh hơn, nhưng cùng phía trước có khác nhau, bộ phận vị trí làn da sẽ mặc danh xuất hiện ứ thanh, là cái loại này từ cơ bắp bên trong tràn ra tới thanh ngân, tựa như thân thể nội bộ ở dần dần thối rửa, hoại tử, hắn cười khổ một tiếng, tuy miêu tả khi tận lực chịu đựng trùy đau, nhưng vẫn có thể từ nhỏ vụn hô hấp xuôi tai ra khắc chế. Từ nhỏ đến lớn Yến Thừa đều làm đủ tùy thời nên đón tử vong chuẩn bị, bởi vậy phát hiện thân thể thượng biến hóa khi, hắn chỉ có ngắn ngủi mà trầm mặt cùng cứng đờ, liền sợ hãi cùng sợ hãi đều cảm thụ không đến, còn có chính là tâm tình càng ngày càng táo út, vô luận là sống một mình khi vẫn là cùng người ở chung thời điểm, trong đầu tổng hội toát ra một ít không tốt ý niệm, nhưng ta biết, này đó hẳn là cũng là âm sát nhập thể tác dụng phụ, Yến Thừa nói, đỉnh mày triều động, so sánh với thân thể thượng tra tấn, tinh thần thượng mới làm hắn bất kham chịu đựng, kỳ thật bọn họ căn bản là không đem ngươi đương thân nhân, bất quá là kiên kỵ ngươi hung thần thân phận không dám nói rõ, khi còn nhỏ Yến hứa quy đối với ngươi tránh còn không kịp bộ dáng, sẽ không quên đi. Huyền môn đám kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mang cho ngươi sĩ nhục cùng tra tấn, vì cái gì không cả vốn lẫn lời còn trở về, chúng ta có năng lực này, thân thể của ngươi ẩn chứa liền chính ngươi cũng không biết, cường đại năng lượng, chỉ cần ngươi muốn báo thù, ta có thể giáo ngươi như thế nào sử dụng, ngươi thích cố chi tan đi. Nàng cao cao tại thượng, coi ngươi bất quá con kiến, cùng những cái đó huyền môn người không có hai dạng, vì sao không đem nàng kéo xuống thần đàn, những cái đó thường thường nhảy ra tà niệm, giống như là yến thừa nhất bất kham mặt âm u, dụ hắn rơi vào vực sâu cùng cha mẹ đệ đệ nói chuyện với nhau ở chung khi vui gì, thậm chí còn có loại loại đối cố chi tan khó có thể miêu tả bất kham kỷ niệm, Yến thừa thoát khỏi không xong, nhưng cũng chưa từng rơi vào trong đó, hắn thanh tĩnh mà biết, kia không phải chính mình, là một loại tâm ma, là dục vọng không thêm trói buộc đạt tới tan vỡ kết quả, nếu chính mình thật sự trầm luân với những cái đó dục vọng bên trong, sẽ liền thân là người đạo đức cùng điểm mấu chốt đều dần dần mất đi, cố chi tan hừ nhẹ một tiếng, còn tính thông minh biết là bộ hơn nữa không toản, có thể thanh tĩnh mà thừa nhận thống khổ, bảo trì làm một cái người tốt điểm mấu chốt, có thể làm được điểm này người thật sự quá ít, đại đa số nhân loại, ở dục vọng mọc lan tràn kia một khắc liền lựa chọn trầm luân trong đó, huống chi, xương đen, có thể vô hạn phóng đại nhân tâm đế hát động, cùng với thói hư tật xấu, không sai, là xương đen, nó ở bất tri bất giác trung xâm nhập yến thừa. Những cái đó xuất hiện ở yến thừa trên người vết bầm, cùng với trong đầu chạy dài không ngừng ma âm đều là ngoạn ý nghi này ăn mòn người thường di chứng cố chi tan đại nhập sương đen tư duy ở nó thị giác trung yến thừa chỉ là một nhân loại bình thường vẫn là một cái hàng năm bị âm sát nhập thể ra tấn không ngừng bị huyền môn ức hiếp quá lại không có nhiều ít thân tình quan ái người đáng thương yến thừa sống một mình quái gở hiển nhiên là tâm lý thượng có vấn đề đối với loại người này chỉ cần thêm một phen củi lửa quạt gió thêm củi là có thể gợi lên hắn trong lòng khác, à, làm này hãm sâu vạn vẹo bên trong. Nhưng xương đen trăm triệu không thể tưởng được, Yến Thừa tuy chịu đủ tra tấn, nhưng hắn ý chí lực lại cường đại đến kinh người, hắn đáy lòng có thâm thúy bị thương, điểm mấu chốt lại cao đến thái quá, thân tình thiếu hụt, Yến Thừa liền yên lặng rời xa Yến Gia không cho thân nhân biệt nữ, huyền môn tạm giam hắn nhiều năm như vậy, hắn kinh thường với bộ phận huyền sư diễn xuất, lại có thể lý giải đại đa số người lo lắng cùng kiên kỵ người khác sợ hãi hắn không để bụng, đối thích người hắn cũng sinh không ra ngang ngược chiếm hữu ý niệm. Nói ngắn lại, đây là cái các phương diện đều lệnh người nghẹn lời, người tốt, một cái không chê vào đâu được người tốt. Thực hiển nhiên, xương đen đối hắn ăn mòn cùng tẩy não thất bại, chỉ là ở hắn này phút người thường thân thể thượng để lại rất nhiều ăn mòn miệng vết thương, trừ bỏ đối yến thừa tâm trí cường đại kinh ngạc. Cố Chi Tan càng sinh ra cảnh giác cùng hoài nghi, nàng mơ hồ có loại cảm giác, xương đen tìm tới Yến Thừa, là hướng chính mình tới từ xa xưa tới nay xương đen đều sẽ tránh đi chính mình ẩn vào trong đám người đi quấy người thường đáy lòng dục vọng dẫn phát bệnh dịch tả chưa bao giờ cùng chính mình trực diện đấu tranh quá nhưng hiện tại nó lại đối chính mình bên người yến thừa ra tay vì cái gì ngoạn ý nghi này biết rõ chính mình cùng yến thừa còn sẽ có liên quan ông sẽ thất bại khả năng cũng phải đi xâm lấn yến thừa nếu là nó thành công ẩn nút ở chính mình bên người lại có cái gì mục đích cố chi tan mắt phượng hiếp lại vô lượng cái gì nguyên nhân từ đối phương từ bỏ vạn vô nhất thất lựa chọn đánh cục kia một khắc nàng thắng mặt liền ở tăng lớn nhất định đã xảy ra cái gì lệnh sương đen ngồi không được sự nó vô pháp lại bày mưu lập kế cố lộng huyền hư bắt đầu sốt ruột với hướng chính mình tiến công loại này thời điểm tìm kiếm nguyên nhân không hề quan trọng mà là nên sấn nó bệnh muốn nó mệnh tốt nhất có thể đem nó nhổ tận gốc trong đầu ý nghĩ dần dần rõ ràng cố chi tang buông xuống đáp ở yến thừa cổ tay sườn tay hảo ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đau ma cảm càng lúc càng đạm khiến thừa cả người nhẹ nhàng cảm giác thực hảo sát khí đều biến mất cố chi tan gật đầu vậy là tốt rồi kỳ thật ta lần này đột nhiên lại đây là muốn hỏi một chút ngươi lần trước nói dung nhập trận pháp biên trình trình tự thiết kế đến thế nào ta bên này gặp được mấy cái có vấn đề phạm nhân sau lưng hẳn là có thuật sĩ đẩy tay chẳng qua bọn họ giao lưu đều là ở trên mạng các hạng tin tức đều bị cái kia giỏi về dùng Internet ẩn nấp tung tích quỷ che lấp quá, rất khó tra xét, cho nên mới nghĩ tới hỏi một chút ngươi. Kinh linh tổ cùng cảnh sát thẩm vấn, công ngoạc cung ra sau lưng vì nàng bày mưu tính kế, đại sư. Đồng thời nàng còn cung khai, võng hồng tiểu ngô di động cùng mặt khác điện tử thiết bị, cũng từ vị kia đại sư dưới sự trợ giúp ẩn tàng rồi hắn nhảy lầu trước cùng chính mình trò chuyện ký lục, lúc này mới làm cảnh sát thẩm tra xử lý điều tra khi không thu hoạch được gì chỉ là theo tôn ngoạc nói tài khoản đi ra lại là không hào cố chi Tăng cơ bản xác định là biến thành quỷ hạ chiếu sinh từ giữa làm ngạnh nhưng internet hư vô mờ mịt đồ vật đại đại hạn chế nàng năng lực xin lỗi yến thừa ngữ khí mang theo xin lỗi trình tự cùng hệ thống nghiên cứu phát minh ra tới nhưng phạm vi lớn hoạt động còn phải thí nghiệm mấy vòng bằng không dễ dàng tạp bút nếu chỉ là đơn độc thiết bị vận hành hẳn là không có vấn đề cố chi Tăng nói đã thực hảo tạm thời chỉ tác dụng ở cá biệt có vấn đề thiết bị thượng là được. Ngươi tốn thời gian háo lực, tiêu phí đại lượng kim tiền ban ta khai phá ứng dụng, hẳn là ta cảm kích ngươi mới đúng, vất vả ngươi, chân thành nói lời cảm tạ cố chi tan, nhạy bén bắt giữ tới rồi yến thừa giấu ở cường đại, trầm ổn dưới. Nhỏ bé tự ti, hoặc là nói khiếp đảm do dự, nàng trong lòng nổi lên nhạt nhẽo gợn sóng, cố chi tan biết chính mình khuyết thiếu đối tình cảm cộng tình, lại phi tâm như thạch thiết yến thừa thích quá mức nóng cháy nhìn về phía chính mình trong mắt có quá nùng liệt cảm xúc hắn đốt tới ửng đỏ bên tai bị chính mình nhìn thẳng khi vô thố cùng theo bản năng né tránh yên lặng vì chính mình làm hết thảy sự tình là hắn muốn tàn lại căn bản tàn không được phù kinh ngạn đều đã nhận ra như thế nhạy bén nàng sao có thể hoàn toàn không có sở cảm nhưng cố chi tang vẫn có mang nghi hoặc nàng ở hiện thế thu hoạch tới rồi một ít hữu nghị dần dần minh bạch tràn buộc hòa thân tình duy độc đối với người với người chi gian sinh ra tình yêu mà cảm thấy nghi hoặc loại này tình cảm quá phức tạp quá hay thay đổi có khi cũng thực mù quáng tới không có quy luật cũng dễ dàng tiêu ma hầu như không còn là từ trước đến nay sờ soạn thu thập quy luật cố chi tan khó có thể lý giải nàng ở quan sát yến thừa cũng ở quan sát chính mình nàng xác định hiện tại chính mình không có ái còn xa xa vô pháp phản hồi như vậy cảm tình nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không phản cảm loại này nùng liệt cảm xúc cũng hoàn toàn không chán ghét Yến Thừa. Suy nghĩ thật lâu sau, Cố Chi Tan thoáng nghiêng đầu, nói thẳng dò hỏi, Yến Thừa, thành ân giải trí, cái kia rắc rưỡi công ty tân chủ nhân là ngươi đi. Ta trợ lý trước hai ngày cho đã phát một phần chia làm phi thường lương tâm tân hợp đồng, dựa theo mặt trên điều lệ, công ty không lưu dư lực độ phì của đất phủng ta, còn không kiếm tiền, đúng một lát, nàng bất đắc dĩ nói, loại này chủ nhân trừ bỏ ngươi, ta không thể tưởng được người khác, là ta, ta bàn hạ thành ân giải trí. Ngắn mũi hoảng hốt sau, Yến Thừa trực tiếp thừa nhận, làm như sợ cố chi tan hiểu lầm, hắn vội giải thích nói, ta không có ý khác, bản hợp đồng kia cũng chỉ là làm chu trợ lý đưa cho tan tan ngươi xem một chút, có nguyện ý không thêm, hay không rời đi thành ân giải trí, hoàn toàn bằng chính ngươi tâm ý, mua thành ân giải trí, chuyện này hắn căn bản không lộ ra, liền tập đoàn thân tính cũng không biết, hắn căn bản không nghĩ tới, cố chi tan trực tiếp đoán được trên người mình. Biến thừa điều tra quá, thành ân giải trí, biết này công ty quản lý bên trong có bao nhiêu lạng, thượng có tham hữu lãnh đạo, hạ có ức hiếp trêu đùa nghệ sĩ người đại diện, cố chi tan trước hai năm sở dĩ bị trên mạng hắc thành như vậy, tám phần nguyên nhân đều là này cậu công ty không màng nàng chết sống, áp bức nàng lưu lượng, dùng các loại ghê tởm người thủ đoạn đem cố chi tan đẩy hướng về phía vực sâu, hiện giờ cố chi tan phát hỏa, hỏa đến rối tinh rối mù, trong vòng không người có thể so sánh mà nàng cùng Thành Ân giải trí hợp đồng cũng sắp đến kỳ. Yến thừa biết Thành Ân giải trí tất nhiên sẽ không làm nàng rời đi, hắn không cần tưởng đều biết, những cái đó là người sẽ dùng ra cỡ nào lệnh người buồn nôn thủ đoạn, vẫy đuôi lấy lòng là nhẹ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ là thật. Một khi các loại thủ đoạn tầng ra sau vô kế khả thi, liền sẽ thẹn quá thành giận bát nước bẩn, hận không thể hủy diệt không chịu khống chế nghệ sĩ. Hắn cũng rõ ràng, những cái đó thủ đoạn đối với hiện tại cố chi tan tới nói cấu không thành uy hiếp nhưng tưởng tượng đến cố chi tang sẽ bởi vì này đó là người lạng sự mà phiền lòng yến thừa liền không vui cho nên hắn nhập hành tới nay lần đầu tiên kỹ thế hiếp người lấy yến thức danh nghĩa buộc thành ân giải trí lão tổng lấy lột gia giới đem công ty bán cho chính mình lại lần nữa chế định một phần hợp đồng cố chi tang thêm cùng không thêm cũng không ở hắn suy xét chung tiếp tục thêm hắn sẽ tẩn hảo lão bản chức trách bắt lấy tốt nhất tài nguyên chẳng sợ cố chi tang cũng không cần nếu như không thêm, hắn cũng chỉ là muốn cho cố chi tan miễn với những người này quấy rầy, chỉ là bản hợp đồng kia ở hắn tư tâm hạ sửa đến quá thái quá, quá lương tâm, như thế nào đều có vẻ không chân thật, cố chi tan hơi hơi nhướng mày, ngươi là vì giúp ta, là, nhưng cũng không được đầy đủ là, yến thừa nghiêm trang mà biên soạn, ngữ khí trầm ổn, tan tan ngươi đã cứu ta rất nhiều lần, nếu là không có ngươi. Ta khả năng ở sát khí lần đầu tiên mất khống chế thời điểm, đã bị huyền môn vài vị trưởng lão trừ bỏ, nếu hoa chút tiền liền giúp được ngươi, cũng là ta duy nhất có thể đáp tạ ngươi ân tình phương thức, huống chi ta là cái thương nhân, thương nhân trục lợi, giới giải trí càng là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, ta đầu tư đã trở thành đỉnh lưu nghệ sĩ ngươi, ổn kiếm không lỗ, cố chi ta nhìn chầm chầm hắn thật lâu sau, rồi sau đó dịch khai tầm mắt, cũng không biết đối lời này tin không tin, nhìn mắt ngoài cửa sổ hôn mê sắc trời, nàng lười biến giảng ra hạ gân cốt, mềm mại bạch áo lông tay áo thuận thế rơi xuống, lộ ra một đoạn oánh bạch như ngọc tinh tế cánh tay, trời tối rồi, cần phải đi, Yến Thừa tầm mắt dừng lại, dừng lại ở nàng cánh tay chỗ. Hắn lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, Cố Chi Tang ăn mặc một bộ lông xù xù nải bạch áo lông, là ít có tùy tính lười biếng, ngươi cùng ta cùng đi đi, đi ít thị, đem kia phạm nhân di động đồ vật điều tra ra, này án tử hẳn là liền chấm dứt. Cố Chi Tang nói, Yến Thừa gật đầu, hảo, đúng rồi. Cố Chi Tăng lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Yến Thừa, phía trước xâm nhập ngươi trong cơ thể sát khí có chút đặc thù, ngươi có thể lý giải vì, ta địch nhân vì mai phục ta hướng ngươi đầu độc, tưởng thông qua ngươi tới đối phó ta, cho nên ngươi phía trước ăn đến những cái đó đau khổ, nói đúng ra vẫn là bị ta liên lụy, Yến Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu, có người muốn hại ngươi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao, Cố Chi Tăng, đối thượng thanh niên hàm chứa khẩn trương tầm mắt, nàng mạc danh bật cười, này đảo không cần. Ngươi chú ý một chút chính mình thể xác và tinh thần trạng huống, có mặt khác di chứng lập tức tìm ta. Cố Chi Tăng nói, nếu thứ đồ kia lần thứ hai xâm nhập, ngươi cũng trực tiếp liên hệ ta, nghĩ đến xương đen kia đồ vật xuất quỷ nhập thần, lại độc kế tầng ra, lần này xâm lấn yến thừa thất bại, tiếp theo không chừng muốn làm chút cái gì oai điểm tử, huống chi yến thừa thể chất đặc thù, âm sát, thu dụng khí, tồn tại bản thân liền có nhất định mất khống chế nguy hiểm nàng còn hoài nghi yến thừa người này thân phận, hoặc là nói hắn ẩn với mặt ngoài dưới, liền chính hắn cũng không biết thân phận, tất giấu càng sâu bí ẩn, suy tư thật lâu sau, cố chi tan chần chờ nói, thật sự không được, xong xu sự ngươi theo ta đi, ta chung cư mang đại cũng có phòng cho khách, an trí một người dư giả, về sau định kỳ thanh trừ sát khí cũng tương đối phương tiện, nàng có dự cảm, linh sự, tuy kết thúc, nhưng về sau thần quái sự kiện chỉ biết nhiều sẽ không thiếu, thế giới này muốn loạn đi lên nàng dừng không được tới một khi bị linh tổ an bài đến các nơi thay phiên chuyển đi giải quyết những cái đó kỳ quỷ vấn đề nàng không nhất định có tinh lực cùng thời gian đi chú ý yến thừa nghĩ nghĩ nàng lại lắc đầu tính ta nói giỡn có vấn đề ngươi liên hệ ta yến thừa tốt xấu là cái tập đoàn đại lão bản thế giới tiền mười cường nhà giàu số một dưới chân lưng chừng núi biệt thự mấy trăm bình có chuyên gia cho hắn xử lý tạp vật người như vậy cùng nàng tể một cái chung cư còn phải ủy ủy khuất khuất trụ phòng cho khách, không thích hợp, ta có thể, Yến Thừa ra tiếng, ngữ khí chắc chắn, hắn tầm mắt chậm rãi dịch khai, giống như bình tĩnh nói, hiện tại ta này nơi ở căn bản chưa nói tới an toàn, Huyền môn các trưởng lão tưởng xông tới mang đi ta, liền vào được, không biết người tưởng mưu hại ta, liền có thể ở ta không hề phát hiện khi đối ta xuống tay, cẩn thận ngẫm lại xác thật đáng sợ, Cố Chi tan. 10 phút sau, Yến Thừa chỉ thu thập một chút quan trọng văn kiện, liền đi xuống lầu hắn rửa sạch quá ngọn tóc lực hiện mềm mại, sấn đến hắn thâm thúy đến có chút bắt mắt ngủ quan thêm chút ôn hòa, đến gần cho đến tới chính mình bên người khi, cố chi tan mới lần đầu nghiêm túc đánh giá hắn dường như, ý thức được nguyên lai like hắn cái đầu như vậy cao, bả vai cũng thực rộng, yến thừa mặt mày hơi rũ, hiện ra một chút thuận theo, quấy rầy tan tan, giống chỉ trầm mặt, chỉ biết trợn tròn mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm người xem đại hình quyển loại. Bị như vậy đôi mắt nhìn, cố chi tan cũng không hảo lật lọng phản phất nàng từ chối dây tiếp theo, đối phương quanh thân còn tính nhẹ nhàng hơi thở, liền sẽ chợt đê mê yên lặng, đi trước ít thị, nàng cánh tay nâng lên, một phía mặt men gốm quỷ môn chậm rãi hiện lên, dần dần đem một cao một thấp thân ảnh nuốt hết trong đó, khoảng 10 điểm, ít thị linh tổ phân bộ đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản chỉ cần 6 đến 8 người trực ban, trong coi hôm nay buổi tối vận chuyển mà đến phạm nhân tôn ngoạc. Cũng bảo đảm ba gã đi vào linh tổ tuổi trẻ nữ hài nhi an toàn, nhưng vừa nghe nói trong truyền thuyết cố chi tan tổng chỉ đạo tối nay sẽ đến, toàn bộ phân bộ tổ viên đều không muốn tan tầm, đã hạ ba người lại lái xe từ gia gấp trở về, đợi một đoạn thời gian, có nhân sinh ra buồn ngủ ngáp một cái, vừa định mở miệng nói điểm cái gì, một cổ nồng đậm quỷ khí bỗng nhiên ở trong đại sảnh tràn ngập, quanh quẩn, hơi thở chi nùng lệnh sở hữu tổ viên nháy mắt thanh tĩnh, nhắc tới 12 phần cảnh giác, ai, có cái gì xâm nhập phải biết rằng linh tổ phân bộ trong ngoài có cao giai bùa chú cùng trận pháp tầm thường âm hồn cùng tà ám căn bản tới gần không được quỷ khí như thế sâu nặng lại xâm nhập đến lặng yên không một tiếng động đồ vật đến là cỡ nào đáng sợ tà ám nhưng mà đương cuồng cuộn xương xám bị đẩy ra lộ ra trong đó vô pháp bỏ qua khắc hoa cự môn sở hữu trận địa sẵn sàng đón quân địch tổ viên đều ngây ngẩn cả người trong tầm mắt hai cái thân ảnh từ quỷ sương mù trung bước ra một đôi người mặt hắc cùng bạch thanh niên nam nữ dung mạo dần dần rõ ràng, hơn người tư dung càng hiện hai người không giống người sống, một phương là cực hạn thanh lãnh cùng xu lệ, mắt phượng quỳnh mũi, thoáng lạc hậu chút nam nhân thân hình cao lớn, mặt mày thâm thúy, chợt vừa thấy bao trùm một tầng nhìn không thấu hung ác nham hiểm, "Cố, Cố Chỉ Đạo, là Cố Chỉ Đạo tới sao?" "Họa tào nàng phía sau chính là trong truyền thuyết quỷ môn đi, nguyên bản không khí căng chặt đại sảnh, bị hết đợt này đến đợt khác kinh nhạc cùng kích động thanh chiếm cứ." trong lúc nhất thời giới thiệu chính mình biểu đạt khát khao, tưởng sờ sờ quỷ môn hoặc là duỗi đầu vào xem, còn có tò mò yến thừa thân phận cùng cố chấp quan hệ tổ viên cải cọ ồn ào, đại thanh huyên náo bình ổn, buổi tối xúc động phối hợp triệu cảnh sát bắt người tổ viên, mang theo kích động nói, cố chỉ đạo ngài đã tới, người đã dựa theo ngài phân phó, nên dàn xếp dàn xếp nên giam giữ giam giữ, ngài muốn thẩm tôn ngoạt sao, cố chi tan lắc đầu, nói, không cần thiết, di động của nàng ở đâu, nơi này tổ viên cho nàng một cái trang di động chứng vật túi cố chi tang chỉ một chút yến thừa không đem thân phận của hắn lộ chân tướng vị này đối sản phẩm điện tử hiểu biết so với ta nhiều ta mời đến làm ngoại viện có không phá giải vật chứng che giấu tung tích thủ đoạn nhỏ còn muốn xem hắn ngươi dẫn ta đi xem viên trầm phương các nàng đi đúng một lát giọng nói của nàng nghiêm túc đúng rồi chuẩn bị mấy cái khắc ấn phạn phù thu nạp túi cùng với an bảo trình độ tối cao phòng cách ly ta muốn các nàng trong bụng đồ vật lấy ra nhớ lấy nhất định phải mở ra giam cầm đại trận, vạn và nhất vài thứ kia chạy ra đi, vi hiếp tính không phải giống nhau đến đại, tổ viên trịnh trọng gật đầu, minh bạch cố chỉ đạo, ta hiện tại liền đi an bài, trừ bỏ tôn ngoạc di động. Linh tổ tổng bộ còn đem phía trước thu được mấy bộ nội có dị thường thiết bị, tỉ như quản kỳ hoành máy tính, đều gửi cho cố chi tang, làm nàng nghiên cứu. Lúc này đây nàng đều mang theo lại đây, toàn bộ giao cho lưu tại văn phòng yến thừa, cùng tôn ngoạc di động cùng nhau làm hắn mân mê đến nỗi cố chi tang còn lại là tiên tiến nhập phòng nghỉ cùng ba cái lo sợ bất an nữ hài nhi gặp mặt, trấn an hảo các nàng cảm xúc, chờ lát nữa ta sẽ vì các ngươi từng bước từng bước lấy ra quỷ thai, vô luận nhìn thấy gì, nghe được cái gì, đều không cần khủng hoảng, nếu không chỉ biết hại các ngươi chính mình, có thể làm được sao, viên trầm phương ba người đã khẩn trương đi lên, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, đại tổ viên an bài hảo hết thảy sau, cố chi tang làm các nàng từng cái đi theo chính mình tiến phòng cách ly trước từ thời gian ngắn nhất trong bụng quỷ thai yếu ớt nhất viên trầm phương bắt đầu ngay sau đó là tiểu hà các nàng hai trong bụng đồ vật vừa mới thành hình còn ở ngủ say trung bị cố chi tan dùng hồn phách ngưng tụ lực lượng một chút xả ra bên ngoài cơ thể khi dần dần thức tỉnh khi một đoàn không đến bàn tay đại hắt tím đen tím hình người thai mở tối om đôi mắt mỗi một chỗ tứ chi cùng ngũ quan đều cùng thu nhỏ lại bản nhân loại không sai biệt mấy tính tình lại kém đến muốn mệnh bị cố chi tan hồn lực chặt chẽ bóp chặt khi, còn nghe răng nhếch miệng muốn giải dụa, công kích. Tận mắt nhìn thấy đến như vậy đáng sợ đồ vật từ chính mình trong bụng bị xả ra tới, viên trầm phương cùng tiểu hà đều phải bị dọa ngất qua đi. Hai người khẩn nhớ cố chi tan dặn dò, ở hoảng sợ khi gắt gao che miệng không dám gọi ra tiếng, cuối cùng hai chỉ phát dục không hoàn chỉnh quỷ thai đều bị nhét vào thu nạp túi, như thế nào đều tránh thoát không khai, nhưng mà tới rồi tiểu cao khi, lại ra điểm ngoài ý muốn. Tiểu cao trong bụng quỷ thai thành hình vượt qua 3 tháng, trên cơ bản đã thành thục, liền kém thức tỉnh. Này một con ở cố chi tăng hồn lực vừa mới tham nhập bụng, tiếp xúc đến nó khi, liền bắt đầu điên cùng mất máy giải dụa, nhìn chính mình hơi đột bụng nhỏ hạ cổ động không ngừng, thậm chí có loại da thịt khí quan bị căng ra ẩn ẩn đau đớn, phản phất dây tiếp theo trong bụng ngoạn ý nghi liền phải xé rách cái bụng chui ra tới, nàng bị dọa đến đầy đầu mồ hôi lạnh, kêu ra tiếng tới trên thực tế nếu không phải cố chi tan hồn phách cắt gao bao vây lấy con quỷ kia thai không cho nó tiếp xúc tiểu cao huyết nhục thật là ở nó bắt đầu tán loạn nháy mắt tiểu cao liền phải bị mổ bụng phá bụng làm như đã nhận ra bị áp chế tiểu cao trong bụng thức tỉnh quỷ thai phát ra từng trận bén nhọn mà chói tai hí vang lệnh người da đầu tê dại cố chi tan năm ngón tay buộc chặt một cái đầu bóng bàn lớn nhỏ tím đen sắc đầu từ nhỏ cao da thịt trung bị tể ra tới này chỉ quỷ thai tối om hốc mắt đã có chút vẫn đục trong trắng mắt, đầy miệng tinh miệng mà bén nhọn cương nha dương, chói tai tiếng rít thanh từ hầu trung bài trừ, đối thượng tiểu cao cặp kia xuống phía dưới nhìn, tràn đầy nước mắt mồ hôi biểu tình sợ hãi mặt, tím đen quỷ thai nhếch miệng cười, đột nhiên rút ra bản thân thân thể, liền hướng tới tiểu cao trên mặt đánh tới, chương 154 một càng, thành thục quỷ thai ước chừng có thành niên nhân thủ trưởng mở ra như vậy đại, hoại tử kinh mạch hiện lên ở xanh tím sắc làn da mặt ngoài, gập ghềnh tanh tưởi phát mũi. Húng chi ngoạn ý nhi này là từ trong bụng sinh sôi bò ra, thì giác thượng đánh sâu vào cùng đối tâm lý thừa nhận độ nghiền áp, đủ để cho cảm xúc kề bên hỏng mất bên cạnh tiểu cao gần như ngất, nàng run rẩy con ngươi trung, chiếu ra như vậy hình ảnh, quỷ thai một đôi hồn bạch ao hãm hốc mắt theo đầu chuyển động, cắt gao nhìn thẳng gần một tầng mềm mại da thịt cách trở mới mẻ huyết nhục, nó cơ thể mẹ, liền né tránh thời gian đều không có, tiểu cao trơ mắt nhìn kia trương giữ tận mặt quỷ phóng đại răng nhọn gần trong gan tất, nùng liệt thi xú từ nó hư thối trống vắng trong cổ họng phun ra, tất cả chiếu vào chính mình trên mặt. Ngay sau đó, răng cưa hình khớp hàm liền sẽ xé rách nàng đầu, cùng với ấm áp lại yếu ớt cổ, tiểu cao lồng ngực than khóc, theo bản năng nhắm mắt lại, bị xé rách ít hầu đau đớn vẫn chưa đã đến, nàng chỉ nghe phanh một tiếng âm thanh ầm ỉ. Thanh âm kia tựa như một đoàn thịt khối hoặc bao các bị hung hăng tạp tiếng vách tường, cũng cùng với nào đó giả thú bén nhọn chi chi đau kêu vang vọng ở trong phòng, nàng nhịn không được sốt lên mí mắt, liền nhìn đến vẫn luôn đứng ở giường đuôi cố chi tan mặt mày lạnh lẽo, cánh tay nửa nâng, nâng lên lòng bàn tay bày biện ra nửa trảo động tác, tựa như có một đoàn vô hình lực lượng, tồn tại, bị nàng vây với trong tay, chặt chẽ trảo nắm, đến nỗi kia chỉ bàn tay đại quỷ thai, ngã ở 10 mét ở ngoài phòng chân tường, đau kêu không ngừng, nhe răng nhếch miệng, nó nửa người bị chụp đến ao hãm. Mà cùng giống nhau tinh tế cánh tay uốn lượng, nếu thật là cái em bé, đã chịu như vậy trọng thương sớm không chết cũng tàn phế, lại cứ này quỷ thai từ trên mặt đất bò dậy sau, còn tung tăng nhảy nhót tưởng tượng thằng lằn như vậy, từ chân tường bổ nhào vào cố chi tan trên người. Quỷ thai nhảy lấy đà nháy mắt, cố chi tan nâng lên bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy, nó mới vừa nhảy đến giữa không trung thân thể, lần nữa bị vô hình lực lượng hung hăng chụp tới rồi trên mặt tường, cắt giao áp chế, lại như thế nào dãy dụa đều không thể động đậy lúc này đây quỷ thai cánh tay đều bị chụp bẹp, mềm lạng như bùn. Trong chớp mắt, tiểu cao cảm xúc giống ngồi tàu lượng siêu tốc, còn không có từ đối quỷ thai sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại, cố chi tan liền lấy cường đại, tính áp đảo khống chế lực, bình ổn quỷ thai náo động, nàng khóe mắt tiêu ra tới nước mắt muốn rơi lại không rơi, người đều ngây dại. Cố chi tan lấy tờ giấy khăn đưa cho tiểu cao, lau mồ hôi, kết thúc, tiểu cao biểu tình hoảng hốt, trà lau đầy mặt hãng cùng nước mắt, kết, kết thúc, không sai ta trong chốc lát lại cho các ngươi họa trương hộ thân trừ uế bùa chú, các ngươi bên người mang theo, cố chi tan thần sắc như thường, cầm họa phản văn thu nạp túi dạo bước đến góc tường, trực tiếp đem kia muốn chết không sống quỷ thai bộ đi vào, tiếp tục nói, các ngươi ăn dơ bẩn dơ đồ vật, trong thân thể nhiều ít có chút tàn lưu, mang lên trừ uế bùa chú sau mấy ngày hôm trước sẽ thượng thổ hạ tả, nhổ ra đồ vật tương đối dơ bẩn, nhưng phun sạch sẽ liền hoàn toàn hảo. Ngươi phản ứng kỳ hẳn là sau mặt khác hai người trường một ít, ước chừng nửa tháng tả hữu, là có thể gỡ xuống bùa chú, đầu nhập bình thường sinh sống, nàng buộc chặt túi mở cửa, giao cho bên ngoài chờ tổ viên, làm cho bọn họ đem này ba cái lớn lớn bé bé hung vật trực tiếp treo cổ, trực tiếp để vào đại trận trung cắn nát, một chút sinh cơ đều đừng lưu, ba cái căn phòng còn ở mấp mấy túi bị tổ viên thật cẩn thận lấy đi sau, cố chi tang mới dùng khăn giấy cẩn thận trà lau khởi tim tay không chỉ. Cũng may này đó ngoạn ý nhi bại lộ đến sớm, giấu ở nhân loại trong bụng khi, đã bị nàng phát hiện, mổ ra, nếu là làm chúng nó thức tỉnh, không chỉ có tiểu cao ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quanh thân cũng đem rơi vào huyết sắc địa vực, đến lúc đó thông qua ăn uống quá độ trưởng thành lên quỷ thai, đã có thể không giống hiện tại tốt như vậy đối phó, có thể bị nàng tùy ý vo tròn bóp dẹp, cố chi tan lại làm trực ban tổ viên mang tới lá bùa, bút lông, dùng trầm mặt liền họa mấy trương bùa chú, giao cho tiểu cao ba người. Bắt được bùa chú kia một khắc, ba cái nữ hài nhi đều có loại treo tâm rốt cuộc trầm tĩnh xuống dưới hết thảy trở lại quỹ đạo cảm giác tiểu cao hốc mắt bỗng nhiên đỏ cảm ơn ngươi tan tan cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta chặn vạn phát sóng trực tiếp đoạn ngắn trải qua lên men các nàng người nhà bằng hữu đồng học ái nhân đều phát tới liên xuyến tin tức quan tâm dò hỏi các nàng tình huống nhưng thẳng đến nguy hiểm giải trừ xác nhận an toàn các nàng mới có thời gian tới ủy khuất Nói đến cùng này ba cái nữ hài tử còn đều là hai mươi xuất đầu hoa quý thiếu nữ, còn ở đi học, nhân sinh mới vừa xuất phát, liền thiếu chút nữa bởi vì người khác tư dục chết thảm, thương lượng qua đi, ba nữ sinh không muốn lại trở lại tôn ngoạc kia bộ cho thuê phòng, chẳng sợ bên trong nguy cơ đã bị thanh trừ. Các nàng đêm nay liền chuẩn bị ở linh tổ phân bộ phòng nghỉ đãi một đêm, ngày mai sáng sớm, liền tìm bạn bè thân thích hỗ trợ, lập tức chuyển nhà, này cọc thực thi án tử đến tận đây liền hoàn toàn chấm dứt. Cố Chi Tăng từ nghỉ ngơi khu rời đi, tự tay làm lấy nhìn chầm chầm ba con bị mổ ra quỷ thai, ở tam muội chân hỏa đại trận trung đốt thành hắc hôi sau, mới đi trước làm công khu. Bởi vì tân hệ thống đặc thù tính, thả còn ở vào nghiên cứu phát minh kỳ, tương quan nội tình không làm cho người ngoài biết, Yến thừa một mình cầm những cái đó tan vật, có vấn đề điện tử thiết bị, đơn độc trang bị trình tự cấm kiện, nếm thử phá dịch, chờ cố chi tan xử lý xong bên này sự tình khi, hắn nơi đó cũng có tân tiến độ gõ cửa tiến vào sau, cố chi tan tầm mắt ở trên mặt bàn đảo qua mà qua, vì bảo đảm số liệu sẽ không xói mòn, đoạt lại mấy đài di động, máy tính vẫn chưa xoát cơ, ở cục cảnh sát võng an nhóm phá dịch hạ, mật mã đã bị cởi bỏ. Lúc này Yến thừa nhân công tác thói quen, một lần nữa mang lên chỉ bạc biên vô khung mắt kính, hẹp dài đào mắt ẩn ở thấu kính lúc sau, ánh màn hình không ngừng lập lòe lam quang. Trước mặt hắn mấy đài thiết bị mở ra, dùng đa đoan khẩu cáp sạc liên tiếp, cuối cùng tụ tập ở chính hắn công tác thiết bị thượng thông dài khớp xương rõ ràng ngón tay ở hơi mỏng bàn phím thượng bay nhanh đánh nhất xuyến xuyến vượt qua cố chi tan am hiểu lĩnh vực số hiệu tinh chuẩn thả nhanh chóng mà đưa vào đi vào cũng đồng thời ở đa đoan thiết bị thượng hiện ra một đoạn tiến độ đều nhẹ nhàng lập lòe đương vận hành đến trăm phần trăm khi một chuỗi chữ cái nhảy ra focs -E thành công yến thừa câu môi dưới theo bản năng dùng ngón trỏ đem tạp ở trên mũi gọng kính lại hướng lên trên đẩy đẩy, ngẩng đầu nhìn về phía cố chi tan, có một máy tính hệ thống là nước ngoài sản xuất, cùng chúng ta công ty ứng dụng không kim dung, một khác đài thiết bị hư hao nghiêm trọng, bên trong chip chủ bản hẳn là xảy ra vấn đề, liền tính thành công cắm vào, này máy cũng mang bất động, sẽ tạp chết, mặt khác hai bộ di động, một máy tính, đều đã thành công kế vào tân trình tự cùng cắm kiện, có thể bình thường vận hành, hư hao nghiêm trọng thiết bị là võng hồng tiểu ngô, đến lỗi tôn ngoạc di động, cùng với ở quản kỳ hoành trong nhà lục soát máy tính, đều thành công cấy vào cắm kiện, cố chi tan, không quan hệ, quan trọng nhất thành công là được, phiền toái ngươi, nàng để sát vào xem, phát hiện những cái đó thành công trang bị, cũng đang ở vận hành cắm kiện thiết bị giao diện, lập lòe một cái thủy mặt cổ thể tự ai con, giao diện bên trong, thật lớn màu đỏ dấu chấm than lẳng lặng xoay tròn. Đây là bên trong chú thuật số hiệu ở vận hành trong quá trình, tra xét tới rồi khí âm tà cảnh kỳ tiêu chí. Cố Chi tang cảm thấy hứng thú, cảm khái dường như nói, thế nhưng thật sự thành công, có thể đem bọn họ kêu vào được. Biên trình dung hợp đạo Pháp, khoa học bắt quỷ, chỉ là nàng lúc ấy bỗng nhiên toát ra tới một cái ý tưởng, ai ngờ thế nhưng thật sự thành công thực hành. Các tổ viên tiến vào sau, Yến Thừa đã đem phá dịch lúc sau ra được, che giấu ở huyền học thủ đoạn dưới tin tức cùng chứng cứ, đều phục chế đóng gói thành văn kiện, gửi đi cấp cố chi tan cùng người phụ trách, ẩn giấu lâu như vậy hạ chiếu sinh tung tích, chậm rãi trồi lên mặt nước. Quản kỳ hoành máy tính trải qua hơn theo chữa trị, có thể nhìn đến ở hắn mở ra phát sóng trực tiếp phía trước, liền từng có người thông qua đặc thù năng lực, đem cảnh kỳ tác dụng ở hắn màn hình thượng, nhắc nhở hắn không cần phát sóng, cố chi tan đem kia đài sáng lên máy tính đi phía trước đẩy, cấp ở đây những người khác, bao gồm đang ở liền tuyến tuyến thượng hội nghị phòng phát sóng trực tiếp nội huyền sư triển lãm. Cứ việc là đêm khuya, nhưng thu được tin tức, biết được án kiện có trọng đại đột phá cùng tiến triển linh tổ tổng bộ người phụ trách, vẫn là lập tức thông tri một ít bộ môn nhân viên quan trọng, ở đêm khuya hơn 11 giờ mở họp, trải phút này đó lẫn nhau sâu chuỗi án kiện tin tức, chỉ thấy kia máy tính màn hình thường, dừng hình ảnh một hàng chữ bằng máu, trước đó, nhiều danh võng an kiểm tra quá này đài thiết bị, đều không có phát hiện này hành chữ bằng máu tồn tại quá tung tích, nếu không phải quản kỳ hoành tự đại, ngu xuẩn, không có nghe theo này khuyên nhủ, chúng ta rất có khả năng bắt không được hắn nhược điểm. Cố Chi Tăng lạnh giọng nói, hiện đại Internet truyền bá đến có bao nhiêu mau, nhiều nhẹ nhàng, mọi người đều rõ ràng, khả năng một tháng sau hôm nay, đã chịu hắn độc hại, bị hắn hút khô khí vận người thường lại sẽ gia tăng thượng trăm vạn, vẫn luôn ở hợp quy tắc số liệu thâm niên võng an, là lần đầu tiên tiếp xúc thần quái vòng, bị từ giường đệm trung kêu lên tham gia hội nghị phía trước, hắn chưa từng nghĩ tới, Internet số liệu còn có thể dùng thần quái thủ đoạn sửa đổi, chữa trị, khiếp sợ rất nhiều. Hắn đỉnh bảng phòng họp bộ trưởng, cục trưởng danh hiệu, thậm chí là tướng quân cấp bậc nhìn chăm chú áp lực, nhanh chóng sửa sang lại hảo hiện lên ở trên mặt nước bí ẩn tin tức, toàn bộ sửa sang lại hảo sau, hắn đầy cõi lòng kinh hãi cùng khẩn trương, mở miệng hội báo nói: Báo cáo các vị đội trưởng, bộ trưởng, chúng ta mới vừa đối tôn hoạt di động một lần nữa tiến hành rồi số liệu phân tích truy tung tới rồi nàng sau lưng giao dịch người, cụ thể ít địa chỉ đã tỏa định, cùng quản kỳ hoành trong máy tính lưu lại địa chỉ dấu vết, ở vào thành phố kế bên, chi gian cách xa nhau không đủ trăm dặm. Chúng ta cho rằng, chủ mưu đội đại khái phạm vi, có thể đại khái phân chia ở di tỉnh Nam Bộ, trừ cái này ra, còn có đại lượng manh mối cùng dấu vết để lại tỏ vẻ. Này chủ mưu đội không chỉ có tham dự này mấy tràn nguy hại xã hội trật tự án kiện, còn cùng chúng ta phía trước vẫn luôn ở ra các lừa dối đàn, lừa bán đàn dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng, những người này là một đám, càng là biết đến nhiều, liền càng cảm thấy đáng sợ. Này sau lưng rốt cuộc là một cái như thế nào phạm tội đội, nhỏ đến gia đình luân lý mưu tài hại mệnh, lớn đến uy hiếp toàn bộ xã hội cùng quốc gia an nguy, từ đầu đường cuối ngõ làm công người xã súc, đến trong trường học học sinh, thậm chí là trên mạng fans trăm ngàn vạn, ngăn nắp lượng lệ minh tinh, đều bị như tầm ăn lên thẩm thấu vô số âm mưu quỷ kế đều che giấu ở thành thị ồn ào náo động hạ, giống một trương thật lớn mạng nhện, đem quá nhiều người thường bao phủ ở trong đó, chẳng sợ chỉ là phụ trách Internet an toàn, cũng không minh bạch thần quái lực lượng có bao nhiêu cường đại võng cảnh cũng rõ ràng, một khi những người này, này đó phân bố ở các mặt khu vực cùng lĩnh vực đàn lưu cùng nhau bạo lôi, sẽ cho quốc gia cùng xã hội mang đến bao lớn trung chuyển rối loạn, video hội nghị trung. Linh tổ người tổng phụ trách mang theo tức giận thật mạnh chụp bàn vị này không có huyền học năng lực lại một tay xúc tiến linh tổ phát triển cùng lớn mạnh tướng quân đã hai tấn hoa râm khí chất không giận tự uy nghe một chút dữ dội kiêu ngạo huyền học tuyệt đối không phải vì phi làm bậy công cụ chúng ta hạ quốc cảnh nội cũng tuyệt không có thể là này đó kẻ bắt cóc tác loạn pháp ngoại nơi hắn nhìn về phía không nói một lời cố chi tang trầm giọng hỏi cố chỉ đạo lúc trước sương đen là ngươi trước đưa ra khái niệm ngươi cũng là cùng nó giao phong nhiều nhất người, so với chúng ta này đó hàng năm ngồi ở tổng bộ xem văn kiện người càng hiểu biết kia đồ vật, y ngươi xem ra, muốn hoàn toàn từ căn tử tiêu hủy này đó không thể gặp quan bọn chuột nhắc, chúng ta hẳn là như thế nào làm, cố chi tan hơi hơi nhướng mày, nghe ta, lão giả phút ve ghế giữa bắt tay, ngữ khí chắc chắn thành khẩn, dựa theo năng lực cùng kinh nghiệm tới xem. Ta cho rằng tổ nội không có bất luận kẻ nào có thể so đến quá cố chỉ đạo ngươi, đây cũng là ta lúc trước lực bài chúng nghị thỉnh ngươi làm linh tổ tổng chỉ đạo nguyên nhân hiện tại ta vẫn như cũ như vậy cho rằng có quyết đoán ở hai ba mươi năm trước làm linh tổ trợ giúp nâng đỡ những cái đó bị lánh đời huyền môn xua đuổi thuật sĩ không tiếc bị huyền môn nơi chốn nhằm vào vị này người tổng phụ trách lòng dạ cùng quyết đoán đều viễn siêu người bình thường có thể nói không có hắn liền sẽ không có hiện tại hiện tại hạ quốc cảnh nội mọc lên như nấm chế hành huyền môn cục diện đúng là có được rộng lớn tầm mắt vị này người tổng phụ trách càng rõ ràng, xương đen là cỡ nào nguy hiểm tồn tại, nó thuộc về duy tâm mạch, là lý luận cùng vũ khí vô pháp đánh tan tồn tại, đối với người thường tới nói, nó là vô giải, chỉ có huyền học mới có thể đối kháng huyền học, căn cứ như vậy cái nhìn đại cục, vị này người tổng phụ trách cho rằng ủy quyền cấp cố chi tan không có bất luận vấn đề gì, chẳng sợ nàng tuổi có thể nói non nớt, chẳng sợ nàng chức nghiệp không đủ đứng đắn. Người tổng phụ trách thanh âm rơi xuống sau, hội nghị trong ngoài một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở cố chi tan trên người, bị đẩy thượng càng vì quan trọng vị trí, thậm chí là đi đối kháng sương đen, chỉ đạo toàn bộ linh tổ gần trăm bộ môn hành động, đối với cố chi tan tới nói không phải cái mỹ kém, nhưng nàng không không có quá nhiều mâu thuẫn chi tâm, bởi vì sớm tại 800 năm trước, nàng cùng sương đen nhưng tranh đấu liền kéo ra màn che, không chết không ngừng, cùng với đơn đã độc đấu. Cử quốc chi lực đích xác phần thắng lớn hơn nữa trầm tư qua đi, cố chi tan chậm rãi mở miệng, ta tận lực, liền tính muốn trừ tận gốc, cũng đến trước đem vướng bận, cành lá, tu bổ rớt, từ từ mưu tính, liền tỷ như hiện tại, hạ chiếu sinh là cái thông minh thiên tài, nó cho rằng không ai có thể ở internet lĩnh vực bắt được nó, phát hiện nó sơ hở, cho nên cùng xương đen có liên hệ đại bộ phận sản nghiệp liên, đều trải qua nó tay, nó quá tự tin. Căn bản không nghĩ tới cố chi tan cùng Yến thừa có thể nghiên cứu ra biên trình chú thuật, khoa học bắt quỷ, những cái đó không thêm che giấu dấu vết, ở bại lộ lúc sau đều bị sâu chuỗi lên, càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể tỏa định nó thường đãi khu vực, muốn bắt được hạ chiếu sinh, đã không phải một kiện việc khó, xác định lần này hội nghị tuyệt đối an toàn bảo mật, thả có thể tham dự tiến vào người đều là bên trong nhân viên, cố chi tan chậm rãi mở miệng, từng cái bố cục, tạm thời không nói phòng họp nội phong ba, tối nay chú định là cái không miên đêm. Các đại diễn đàn trang đầu, hot search, đều bị linh sự cuối cùng đầu phiếu tin tức spam, vô số xem náo nhiệt người xem, hoặc là nôn nóng chờ đợi đầu phiếu mở ra các fan, đều sinh động ở nhiệt gián trung. Khoảng cách đầu phiếu mở ra còn có 5 phút khi, online chờ chờ nhân số liền vượt qua 1.000 vạn, dùng hắc hồng chữ to làm ra mạnh nhất huyền sư cuộc đua, poster trang web thượng, đệ tam quý bốn cường tuyển thủ tên họ, ảnh chụp sắp hàng ở bên nhau, không chấm một quá, đầu phiếu thông đạo đúng giờ mở ra, 10 phút sau một cái mới tin mục từ lặng yên bước lên hốc search, cố chi tan trướng niên rồi, sở hữu điểm tiến đầu phiếu trang web võng hữu, đều có thể nhìn đến cố chi tan tên mặt sau cái kia xa xa ném ra mặt sau ba vị tuyển thủ tiến độ điều, ở những người khác số phiếu còn ở sáu bảy chục vạn, trăm vạn không đến thông thả tăng trưởng khi, cố chi tan đầu phiếu số đã vượt qua năm trăm vạn, hơn nữa tăng trưởng tốc độ chút nào không giảm, còn ở gió bão gia tăng, đệ tam quý tổng quán quân vòng nguyệt quế không thể hoài nghi sẽ dừng ở cố chi tang trên đầu các đại nhiệt gián liên tiếp đăng đỉnh cố chi tang này ba chữ tìm tòi lượng cùng thảo luận số đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao tối nay là thuộc về cố chi tang ban đêm a a a a tan tan đáng giá chúng ta là mạnh nhất huyền sư làm huyền học thần ha ha nửa năm trước ai có thể nghĩ đến toàn võng đều sẽ bị cố chi tang cổ đến chết đi sống lại a à, mỹ nữ không che giấu thực lực lúc sau thật sự cá mập điên rồi nghịch tập đỉnh lưu bọn tỷ muội đừng thả lỏng cảnh giác, đầu phiếu thông đạo chiều nay 6 điểm mới hết hạn, sáng mai còn không có đầu phiếu, tan dịp, đừng quên nha, nghe nói, linh sự, đệ tam quý kiếm phiên, nhiều quốc gia hải ngoại trao quyền đã bán ra, tiến vào phiên dịch cùng so với kỳ, ta ở nước ngoài lưu học bằng hữu đều nói cố chi tan ở hải ngoại cự hỏa, ngoại võng fans nhiệt tình không thua gì quốc nội, không ít fans tự chế phiên dịch còn có trực tiếp cặm thịt tươi, đều ở cùng thổi nàng. Vừa mới đầu phiếu thông đạo nhắn lại. Còn thấy mấy cái không biết nước nào nhắn lại, hẳn là trèo tường lại đây đầu phiếu ngoại võng fans, cười, chờ mong tan tan lại khai phong thủy huyền học giải thích nghi hoặc phát sóng trực tiếp, một chút chưa quá, cố chi tan đầu phiếu số liền vượt qua một ngàn vạn. Dương Giang vì mạnh nhất huyền sư đầu phiếu mà nhiệt nghị khi, âm phủ lửa nóng trình độ cũng chút nào không giảm, không ít âm phủ quỷ phấn tuy biết liền tính không có chúng nó đầu phiếu, cố chi tan số phiếu cũng nhất kỵ tuyệt trần, đoạt giải ván đã đóng thuyền, nhưng vô pháp tham dự đầu phiếu liền mất đi tham dự cảm, vì thế cảm thấy bất mãn chúng quỷ còn dẫn phát rồi không nhỏ rối loạn, ý đồ thuyết phục ở âm phủ xây dựng Internet công trình lập trình viên quỷ, nghĩ cách liên thông âm dương hai giới đầu phiếu thông đạo, quỷ phấn cũng là phấn A, dựa vào cái gì không cho chúng ta tham dự, nhưng trận này rối loạn, bị diêm la điện cùng âm sai nhóm nói thẳng cự tuyệt, cường thế trấn ác, thật làm chúng quỷ đầu phiếu mới rối loạn bộ. Phải biết rằng âm phủ quỷ hồn mấy trăm trăm triệu mà cố chi tan ở âm phủ fan số, hiện đã đột phá 60 trăm triệu, cái này số lượng thậm chí là dương gia người sống ba bốn lần, thật làm này đó quỷ phấn đều đi đầu phiếu, sợ không phải muốn đem dương gia người sống hù chết, tố cầu không chiếm được thỏa mãn chúng quỷ thập phần bất mãn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng ở âm phủ network platform mở ra địa phủ đầu phiếu, lúc này đây cố chi tan số phiếu tiêu đến càng kỳ quái hơn, này đây trăm triệu vì đếm hết đơn vị. Theo thời gian chuyển dời, thẳng đến rạng sáng hai điểm nhiều, đại bộ phận náo nhiệt xong, đã bỏ phiếu các võng hữu đầu nhập giấc ngủ, trên mạng mới dần dần ngừng nghỉ, nhưng chú ý trận này toàn dân đầu phiếu người, cũng không ngăn này đó bình thường dân chúng, có thể nói mỗi một cái phương ngoại chi nhân, vô luận là linh tổ vẫn là huyền môn thuật sĩ, đều ở chú ý cố chi tăng tốc độ tăng, chẳng sợ tất cả mọi người biết, cố chi tăng duy trì số tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng nhìn còn đang không ngừng dâng lên duy trì suất, không ít biết nội tình thuật sĩ khó tránh khỏi sinh ra nồng đậm ghen ghét. Trước hai mùa thể lượng không lớn, quán quân đầu phiếu số nhiều nhất cũng mới 100 tới vạn. Tuy là như vậy, kia gà mờ thuật sĩ vẫn như cũ từ giữa đạt được rất nhiều chỗ tốt, đạo hạnh tinh tiến rất nhiều, khán giả duy trì cùng yêu thích, cái loại này vội vàng muốn đem chính mình duy trì người đầu thượng, vương tọa, tâm tình, sẽ làm bọn họ về phiếu cụ thể hóa, giống như hương khói lực lượng hoàn toàn đi vào bị duy trì người trong thân thể trăm vạn duy trì còn có thể tinh tiến đạo hạnh như vậy ngàn vạn đâu mấy ngàn vạn đâu bình tĩnh mà xem xét không có một cái thuật sĩ không hâm mộ không ghen ghét cố chi tang bọn họ hận không thể được đến này đó duy trì người là chính mình mỗi huyền sư bên trong đàn trung thổn thức không thôi cố chi tang đây là muốn một bước lên trời đi nhân gia vốn dĩ chính là đại lão phía trước đánh thượng càng thanh môn còn cậy càng thanh môn trấn sơn chi một đến bây giờ cũng chưa thấy bên kia trưởng lão tìm nàng phiền toái còn nói minh không được vấn đề sao sư phụ ta nói cố chi tăng ít nhất là địa cấp huyền sư cùng các môn phái các lão tiền bối một cái trình độ có kiêu ngạo bản lĩnh nói câu vui đùa lời nói ta thật hoài nghi hôm nay lúc sau nàng góp nhặt như vậy nhiều tín ngưỡng có thể hay không nhất cử đạp vỡ thiên đạo tại chỗ phi thăng nhớ năm đó bên trong cánh cửa không ít người còn xem thường nàng cảm thấy nàng là giả chiêu số xuất thân hiện tại nhân gia tuổi so với chúng ta tiểu gần một vòng ở huyền học thượng tạo nghệ đã treo lên đánh chúng ta, càng thanh môn chấn hà đạo trưởng xuất quan, các ngươi đều nghe nói không? Nửa cái chân bước vào thiên môn đương kim huyền học giới đệ nhất nhân, có thể hay không đi tìm cố chi tan phiền toái, chấn hà tiền bối xuất quan. Hắn muốn đi giáo huấn cố chi tan nói thật đúng là khó mà nói, trước cuộc vị này chính là chính thức sống mấy trăm năm đại ngư, không biết là ai tuôn ra càng thanh môn bế quan nhiều năm lão môn chủ, vừa vặn đến nay mặt trời mọc quang, trong đàn tức khắc tạc nói lên vị này chấn hà đạo nhân mới là càng thanh môn như thế kiêu ngạo lại vẫn như cũ có thể vững vàng chiếm cứ ở huyền môn đứng đầu tự tin đều nói hắn là chứng kiến hai cái triều đại hưng suy cho đến hiện nay là nhất tiếp cận tiên thuật sĩ bế quan 10 năm hơn không ngờ xuất quan thời gian như thế xảo cố chi tan phía trước chính là không chút nào cố kỵ càng thanh môn mặt mũi nhiều lần rơi xuống huyền môn để nhất tông thể diện nhãn hiệu lâu đời cường giả cùng cường thế nhân tài mới xuất hiện, dù chưa đã gặp mặt lại đã kết hạ sống núi. Trong lúc nhất thời huyền học giới chấn động, sôi nổi suy đoán này hai bên có thể hay không lại lần nữa đối thượng, xa ở ít thị bên cạnh cố chi tang, cũng không biết tối nay trên mạng cùng huyền học giới thay đổi trong nháy mắt, hội nghị còn tại tiến hành trung, nàng liền hình như có sở cảm, giam cầm hồi lâu đạo hạnh bỗng nhiên nhất lên gợn sóng, hơn nữa dao động càng thêm mãnh liệt, nàng nhìn mắt di động thời gian, mới phát hiện rạng sáng đã qua tin tức đã có thượng trăm điều, nàng này một năm tới nhận thức bằng hữu, đồng sự sôi nổi trò chuyện riêng nàng, vì nàng trước tiên chúc mừng, kiến thừa, đầu phiếu bắt đầu rồi, ngươi là đệ nhất, đai si, tan tan ngươi số phiếu tăng trưởng đến phi thường mau, quá lợi hại. Bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục, về sau còn muốn cùng nhau luận bàn, bạch từ, chúc mừng, ngật liêu thiền, tan tỷ, ngư bức, vu thu đồng, a a a chúc mừng tan tan. Danh xứng với thật đúng rồi, chúng ta kịch lập tức muốn thượng, ngày mai liền ra báo trước, vừa lúc đánh vào cùng nhau, quả thực song hỷ lâm môn, hề hải hồng, chú ý càng thanh môn. Bọn họ lão trưởng môn nhân chính đuổi kịp hôm nay xuất quan, hòa mị đồ, chúc mừng, còn có, ta muội muội sự tình cảm ơn ngươi, nguyên lai là bởi vì đầu phiếu thông đạo mở ra, nàng số phiếu tiêu thăng, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Nàng nhất định là mạnh nhất huyền sư trong đó hòa mị đồ dặn dò trung còn mang theo cảm tạ hẳn là đã ở linh tổ an bài hạ cùng chính mình thất lạc nhiều năm muội muội luyện phi đầu hàng muội muội gặp mặt đầu phiếu thông đạo mở ra vì cố chi tang mang đến không chỉ là đại lượng số phiếu còn có vô số tín ngưỡng chi lực nàng nghĩ tới sẽ rất cường liệt lại không ngờ tới như thế phong phú chẳng sợ thêm chú ở trên người nàng giam cầm thập phần trầm trọng ở như vậy mãnh liệt đánh sâu vào hạ cũng đã xảy ra rung chuyển cố chi tăng mạnh mẽ áp chế trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng, đem dư lại chưa nói xong yếu điểm bố trí rõ ràng, dặn dò hai câu sau vội vàng rời đi phân bộ, đi trước phụ cận núi hoang, dưới ánh trăng ngân huy tất cả chiếu vào nàng trên người, làm ở trong rừng chạy nhanh nàng phản phất giống như thần nữ, ầm vang một đạo trầm đục cắt qua phía chân trời, dưới ánh trăng mặt mày mắt lạnh nữ nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chiều hôn bên trong. Mạng nhện giống nhau tản ra màu tím nhạt điện ngân ở thông thả khuếch tán, còn lại nhàn nhạt ánh sáng, chiếu sáng nàng kia trương xu sắc vô song gương mặt, này chỉ là bắt đầu, lớn hơn nửa hảo kiếp, chính từ nơi xa tụ tập ấp ủ, hướng tới nàng nơi phương hướng bay nhanh tụ tập, mây đen áp thành, ô sắc cuồn cuộn, mây mù trung dấu ở không ngừng tích tụ lực lượng, chậm rạp va chạm ra điện quang lôi, đem hôn mê vân sấn đến giống hải, mà quay cuồng dao động điện quang chính là trong biển sóng gợn, trong phút chốc, cường quang giống nhau ngân bạch vết rách, không tiếng động mà xé rách màn trời chiếu sáng nửa thành, cố chi tan chạy nhanh bước chân ngừng lại, ngưỡng mặt nhìn thiên, ánh mắt sơn tỉnh, đã lâu lôi kiếp, lại một lần xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, thanh thế to lớn, quả thực giống nàng 800 năm trước độ kiếp khi kia một lần, hận không thể tích tụ ra đem nàng cả người đều chém thành tiêu hôi sấm sét, mới bằng lòng khoan thai rơi xuống, quan ảnh giao điệp hạ, cố chi tan khuôn mặt minh ám rõ ràng, nàng tâm tình mang bình tĩnh, có lẽ là đã trải qua quá một lần lôi kiếp. Liền không có như vậy khẩn trương, thậm chí còn có tâm tình phân ra tinh lực tự hỏi lúc này đây lôi kiếp trung hay không vẫn cất dấu nào đó muốn trí nàng vào chỗ chết đồ vật nàng tâm niệm vừa động cảm nhận được trong đầu khác thường dao động hệ thống thức tỉnh nhưng ồn ào nó thái độ khác thường vẫn chưa ra tiếng vì thế cố chi tan cũng không hỏi ở quanh thân còn tại bạo trướng khí thế cùng năng lượng chung lẳng lặng chờ sấm sét rơi xuống cùng lúc đó một khát tòa thành thị bên trong đối với càng thanh môn đệ tử tới nói hôm nay vốn nên là làm bọn hắn như ngạnh ở hầu một ngày, bởi vì cố chi tăng số phiếu tiêu thăng, bọn họ rõ ràng này ý nghĩa đối phương có thể từ giữa thu lợi càng nhiều, lại cứ sau núi dị động, lại nhanh chóng làm sở hữu môn nhân lâm vào mừng như điên, so qua năm còn kích động, trưởng môn xuất quan, chấn hà đạo nhân, đương kim huyền học giới đệ nhất nhân, nghe nói ở phùng quan 44 năm liền bái nhập càng thanh môn, cũng chính là 330 năm trước, ở cái này linh khí khô kiệt đắc đạo thành tiên cơ hồ là truyền thuyết hiện nay, hắn quá mức dài dòng thọ mệnh, cùng với nửa bước lên trời cường đại năng lực, không khác là toàn bộ huyền học giới kiên kỵ, tôn kính, đồng thời cũng hướng tới, ít nhất tại đây vị kéo dài qua hai cái triều đại lão tiền bối trên người, huyền học giới những thuật sĩ, còn có thể nhìn đến một tia chứng đạo khả năng tính, bởi vậy có hắn ở, cùng hắn bế quan lúc sau càng thanh môn. Ở rất nhiều thuật sĩ trong mắt cũng là hoàn toàn bất đồng tồn tại càng thanh môn có thể ngồi ổn huyền môn đệ nhất đem ghế gập hoàn toàn là bởi vì có như vậy một cái lão quái vật tỏa trấn trước đây huyền học giới trong ngoài tầng ra dị động tà tu sống lại trong đó nhiều có càng thanh môn quản giáo không nghiêm dẫn tới môn hạ đệ tử tác loạn sự kiện phát sinh dẫn tới cảnh nội những thuật sĩ đối càng thanh môn rất có phê bình kín đáo càng thanh môn ở huyền môn bên trong địa vị cũng có lộ rõ trượt xuống hiện giờ chấn hà đạo nhân bỗng nhiên xuất quan không thể không lệnh huyền môn mọi người một lần nữa cân nhắc đối đãi càng thanh môn thái độ. Nội sảnh trung, đại lý trưởng môn nhân cùng vài tên trưởng lão ngồi quỳ tại Hạ Phương, trên mặt cố nén kích động cùng vinh quang, lão tổ tông, ngài rốt cuộc xuất quan, sư thúc tổ, khi họ cố tiểu nhi đoạt ta phái trấn sơn sơn một, càng là nơi chốn nhằm vào chúng ta càng thanh môn đệ tử môn nhân, quả thực không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến cực điểm, từng mang đội vây đổ cố chi tang, ý đồ đoạt lấy trên người nàng ngọc chỉ cốt trưởng lão khuôn mặt ao hãm, biểu tình tối tăm. Này lão giả quỳ gối thính trước, ngữ khí lòng đầy căm vẫn còn mang theo oán hận, hiển nhiên là đối ngay lúc đó sự canh cánh trong lòng, ý đồ làm chấn hà đạo nhân ra tay, một đám phế vật, nhưng mà phía trên cao ngồi trung niên đạo sĩ lại một tiếng quát lớn, cứ việc trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, còn là làm phía dưới các trưởng lão mồ hôi lạnh chợt khởi, trong lòng căng thẳng, quan xem bề ngoài, xa xa không thể tưởng được vị này chấn hà đạo nhân tuổi tác thế nhưng như thế đại, càng như là cái hơn 40 tuổi bình thường nam tử, người mặc bố y, tóc cuốn lên, khuôn mặt phổ phổ thông thông, một đôi mang theo nếp cấp ngân đôi mắt lại lãnh quan hiện ra, lệnh người không dám đối diện, hắn cười lạnh một tiếng, hư không lưu lại, những người khác lăng, thật mau, to như vậy sảnh ngoài trung liền chỉ còn lại có một cái thấp thỏm bất an hư không đạo sĩ, bên ngoài không ai bị nổi. Chỉ trưởng càng không đại lý trưởng môn nhân, hiện giờ lại giống cái nơm nớp lo sợ chim cút lo lắng đề phòng. Hư không, ngươi cũng biết ngươi nơi nào vụng về, một tiếng khinh phiêu phiêu chất vấn, lệnh hư không đạo nhân mồ hôi như mưa hạ, lão tổ tông, là đệ tử ngu dốt, không có thể liệu lý hảo tông môn, rơi xuống ta càng thanh môn thanh danh, ngươi là xuẩn, so heo còn xuẩn. Chấn hà đạo nhân thanh âm đột nhiên túc khởi, mang theo cố tình đến ác bách chi lực, nặng nề nện ở hư không đạo sĩ trên người khi cố chi tăng một cái nho nhỏ nữ tử lực lượng mới xuất hiện, liền tính nàng lại như thế nào thiên phú gần yêu, sao có thể ngắn ngủn một năm trong vòng bao trùm đến nỗi này độ cao, ngươi liền không hoài nghi quá thân phận của nàng, hư không đạo sĩ cả người trùy đau, trung giọng hồi phục, bẩm, bẩm lão tổ tông, đệ tử đích xác hoài nghi nàng là bị nào đó lão quái vật cấp đoạt xá đi, nhưng đệ tử. Đệ tử tra biến gần trăm năm tới cảnh nội ngã xuống thuật sĩ, cũng chưa phát hiện có thể đối ứng thượng nhân vật lại có rất nhiều môn nhân đệ tử luôn miệng nói bọn họ tại địa phủ gặp qua cố chi tan hồn thể, cùng nàng thân thể cũng giống như nhau, chấn hà đạo nhân biểu tình đen tối không rõ, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn chầm chầm hư không đạo nhân nhìn sau một lúc lâu, nghĩ vậy người rốt cuộc là hắn tâm phúc, chính mình sở hữu thượng không được mặt bàn việc xấu xa đều từ hắn ở liệu lý, hư không đối hắn còn chỗ hữu dụng, không hảo vẫn luôn thi lấy khắc khe, như vậy nghĩ, hắn chậm rãi thu hồi trong phòng nặng nề áp bách, bỗng nhiên hỏi, những cái đó sản nghiệp, thế nào, hư không đạo sĩ càng thẩn trương, chần chờ sau một lúc lâu mới ấp úng nói, bẩm môn chủ, từ kia cố chi tan bị mượn sức đến linh tổ, đã phát hiện chúng ta rất nhiều sản nghiệp, vì không bị linh tổ theo dõi, đệ tử chỉ có thể tự đoạn cánh tay, hiện tại còn ở vận hành sản nghiệp không nhiều lắm. Hắn chạy nhanh bổ sung nói, nhưng phía trước trữ hàng còn có rất nhiều, đều nghiêm mật bảo tồn ở nhà kho, chờ này trận gió đầu đi qua, đệ tử lại nghĩ cách, chấn hà đạo nhân mi giác vừa kéo, trong lòng lại sinh ra tức giận, hắn rốt cuộc áp chế, không kiên nhẫn vất tay, thôi, ngươi cũng đi ra ngoài, là, lão tổ tông, đại sảnh ngoài trừ bỏ chính hắn, lại vô người khác, một đạo thanh âm bỗng nhiên ở chấn hà đạo nhân trong lòng vang lên, ngươi cảm thấy cố chi tang là ai? Trừ bỏ cái kia không người biết hiểu huyền môn đời thứ hai truyền nhân, lại vô khác khả năng, nàng đã trở lại, nàng muốn từ chúng ta trong tay, đoạt lại chính mình đồ vật, càng thanh môn chính thống tuyệt không có thể hủy ở chúng ta trong tay, tuyệt không, thanh âm kia hư vô mờ mịt, vô pháp bắt giữ, như ma âm quán nhĩ, rồi lại hoàn hoàn toàn toàn chính là hắn chấn hà chính mình tiếng nói, chấn hà đạo nhân biểu tình phức tạp, rối rắm nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy huy tay áo, hướng tới môn phái một khác chỗ cấm địa mà đi, ở tầng tầng đại trận bảo hộ trong vòng cấm địa, là mỗi một vị càng thanh môn chính thống truyền nhân mới có tư cách đi vào địa phương chỉ có đời trước trưởng môn tự mình đem tiến vào phương pháp truyền thụ cấp đời kế tiếp, mới có thể truyền thừa, mà cái này địa phương, đã 300 năm không có tân thuật sĩ đến phóng qua, tìm ra đời trước trưởng môn nhân, cũng chính là chính mình sư phụ lưu lại bí văn hồ sơ, chấn hà đạo nhân trầm khuôn mặt mở ra, một lần nữa nhìn một lần, hắn trong đầu nhịn không được hiện ra sư phụ tọa hóa trước, hơi thở tự do thở dài, chấn hà, chúng ta càng thanh môn cơ nghiệp. Rốt cuộc tới không sáng trọi chúng ta là đánh cắp huyền môn kế thừa chính thống, nhưng chẳng sợ như thế, ngươi cũng muốn đem môn phái truyền thừa đi xuống, muốn đem chính thống ngồi ổn, chương 155 hai càng, chấn hà đạo nhân tuổi trẻ khi, là càng thanh môn nhất có tư chất thiếu niên thiên tài, niên thiếu thành danh, sau bị tuyển vì càng thanh môn đời kế tiếp trưởng môn, hắn đối chính mình thiên phú, môn phái đều tràn ngập tự hào. Huyền môn đệ nhất chính thống dòng chính đệ tử, càng là thiên cấp thuật sĩ thân truyền đệ tử, dữ dội phong cảnh, khí phách hăng hái, quả thực là trong truyền thuyết thế giới vai chính, nhưng mà đương hắn sư phụ đem hắn mang nhập này phiến môn, tiến vào cái này trận pháp sau, chấn hà đạo nhân sở hữu kiêu ngạo, đối môn phái tự hào, đều bị hung hăng đánh nát, hắn sư phụ, năm đó cũng bị dự vì huyền học giới đệ nhất nhân, là huyền học giới cuối cùng một vị thiên cấp thuật sĩ, vô hạn tiếp cận thiên đạo, sống 500 nhiều năm. Từ huyền môn tổ sư gia quân hồng đạo nhân khai sơn kiến nghiệp, chỉnh đốn thiên hạ thuật sĩ cái kia niên đại liền tồn tại, mãi cho đến 500 nhiều năm sau hôm nay, này đạo hạnh đăng đỉnh, tùy thời đều có giống quân hồng tổ sư gia như vậy phi thăng khả năng, chỉ kém cuối cùng một bước, chính là như vậy một vị đức cao vọng trọng, ở chấn hà đạo nhân trong mắt gần như là thần tiên, sư phụ, tại đây một tất vuông cấm địa trung, đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng, mở miệng câu đầu tiên, liền làm hắn như ngủ lôi oanh đỉnh, chấn hà. Sư phụ thọ đều ở tức, tọa hóa thời gian liền tại đây hai tháng, chấn hà đạo nhân thấp thỏm lo âu, không muốn tin tưởng, nhưng kia gần đất xa trời, đã cả người hữu khí lão giả chỉ là nặng nề thở dài, trong mắt không có thế gian để nhất nhân căng kiêu cùng kiệt ngạo, chỉ có vô tận chết lặng cùng thất vọng, nghe sư phụ nói, tọa hóa đối với ta loại này sống lâu lắm, vẫn luôn ở đau khổ truy tìm đắc đạo lão đông tây tới nói, là giải thoát, khi đó chấn hà đạo nhân không rõ lời này ý tứ, đương 200 năm sau hắn hỏng mất phát hiện chính mình thiên phú xa không có nghĩ đến như vậy hảo thậm chí còn so với chính mình sư phụ sớm hơn đến sờ đến bình cảnh đi vào cấm địa đau khổ tìm kiếm mới ở sư phụ lưu lại một sách che giấu cuốn trung biết được đáp án nguyên lai hắn sư phụ đã sớm biết đây là một cái không có khả năng phi thăng thế giới không biết cái gì nguyên nhân thiên đạo đang ở sụp đổ phàm trần nhân gian cùng lục đạo đã chệch đường ray chẳng sợ tới gần phi thăng bên cạnh cũng tuyệt không khả năng hắn sư phụ đúng là đạo hạnh quá sâu, sâu đến có thể đụng vào thiên đạo quỷ đạo, đồng phát hiện cái này lệnh người tuyệt vọng sự thật, trải qua nhiều mặt nỗ lực chứng thực thế gian lại vô chân tiên lúc sau, mới hoàn toàn tuyệt vọng, theo thọ nguyên hao hết lựa chọn tọa hóa, nhưng như vậy kết quả đối với năm đó phong hoa chính mậu, tuổi trẻ khí thịnh chấn hà tới nói, quá mức tàn nhẫn, cho nên tiền nhiệm trưởng môn nhân mới giấu giếm việc này, đương hắn đạt tới nào đó điểm tới hạn khi, tự nhiên sẽ biết không nói đến hơn 200 năm sau chấn hà đạo nhân có bao nhiêu tuyệt vọng, 200 năm trước, hắn khó khăn lắm 30 suốt đầu, bởi vì càng thanh môn dòng chính đệ tử cùng đệ nhất huyền sư đệ tử tên tuổi không ai bị nổi, nhưng hắn sư phụ lại ở tọa hóa phía trước, nói cho hắn một cái kinh thiên bí mật, chấn hà, sư phụ kỳ thật chỉ là cái nhát gan nhút nhát, tham lam thành tánh đạo tặc, này càng thanh môn, căn bản là không phải cái gì huyền môn chính thống, là vi sư trộn tới chính thống, chấn hà đạo nhân hốt hoảng ở sư phụ có chút điên cuồng lời nói chung, biết được một ít quỷ dị bí văn, theo hắn sư phụ theo như lời, huyền môn khai sơn tổ sư gia thật là quân hồng đạo nhân, nhưng hắn đều không phải là cô độc một mình, ở hắn lúc sau, huyền môn dòng chính hẳn là một người họ cố nữ đệ tử, tương truyền nàng kia thiên phú tuyệt hảo, hơn trăm trong năm lực áp huyền học giới thuật sĩ, là so quân hồng đạo nhân còn muốn tuyệt hảo thiên phú, ở quân hồng đạo nhân đắc đạo lúc sau, kế thừa huyền môn người, là nàng mà nàng này lại ở sau đó ngắn ngủn mấy năm, theo sát quân hồng đạo nhân nện bước sờ đến lạch trời, nhất cử độ kiếp, chỉ là kia tràn lôi kiếp tới thanh thế to lớn, cơ hồ phách nát cả tòa đỉnh núi, không ai nhìn đến nàng phi thăng thánh quan, cũng không ai tìm được nàng thi cốt, kia huyền môn đời thứ hai truyền nhân, liền như vậy biến mất, lúc ấy chấn hà đạo nhân sư phụ 40 tuổi xuất đầu, cùng hắn giống nhau vừa mới kế thừa vẫn là trung đẳng quy cách càng thanh môn, trở thành tân tuổi trẻ trưởng môn bởi vì môn phái cùng huyền môn bị sét đánh đỉnh núi khoảng cách rất gần hắn lại là cái thứ nhất đuổi tới người trừ bỏ ở một mảnh cháy đen không có một ngọn cỏ thổ nhưỡng chung thấy được một cái ngất quá khứ bình thường thanh niên rốt cuộc không tìm được những thứ khác nhìn quét một vòng cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đắc đạo lúc sau thánh quang tiên nhạc hắn không khỏi cảm khái một thế hệ truyền thuyết tuyệt thế thiên tài liền như vậy phi thăng thất bại bị chém thành đất khô cằn mắt nhìn liền cái người trong cửa đều không có mà kia trong truyền thuyết kinh quân hồng đạo nhân phi thăng lôi kiếp phách quá thần một, liền đặt ở cách đó không xa đỉnh núi đầu, chấn hà đạo nhân sư phụ tim đập gia tốc, trong nháy mắt kia hắn sinh ra ý biến thái, đại hắn phản ứng lại đây khi, đã thừa dịp này đỉnh núi tao ngộ hạo kiếp không có một bóng người, gỡ xuống kia phiến thần một, sấn mặt khác thuật sĩ còn không có đuổi tới trộm cuốn đi, xong việc hắn vô số lần hối hận, lại sợ thần một mất tích ra được trên người mình, thế nhưng cuốn thần một suốt đêm bỏ xuống bản môn phái đệ tử, trộm đi biên cảnh tránh đầu sóng ngọn gió, trong lúc hắn ngụy trang thành bình thường thương nhân, nơm nớp lo sợ qua hai tháng, cũng không nghe được cái gì cùng huyền môn lôi kiếp có quan hệ tiếng gió, hắn thử thăm dò đi thám thính tin tức khi, cũng không biết là không là biên cảnh quá xa, thế nhưng không ai biết chuyện này, thậm chí còn có còn giống xem quái vật giống nhau đánh giá hắn. Nói quân hồng tổ sư gia trước nay liền không thu qua cái gì đồ đệ, chấn hà đạo nhân sư phụ do dự luôn mãi, vẫn là sờ soạn quay trở về tông môn. Mất tích gần 3 tháng trưởng môn nhân rốt cuộc đã trở lại, môn trung đệ tử tự nhiên hân hoan nhảy nhót, nhưng chấn hà đạo nhân sư phụ lại hoàn toàn ngốc, bởi vì vô luận là bên trong cánh cửa đệ tử, vẫn là huyền học giới những thuật sĩ trong miệng, quân hồng đạo nhân đều không có đồ đệ, bọn họ ký ức, tựa như bị một con vô hình bàn tay to lao đi, sửa đổi cùng vị kia huyền môn nhị quyền trưởng môn có quan hệ tin tức đều bị thanh linh, ngay cả kia đỉnh núi thượng đất khô cằn cũng không có, nếu không phải chính mình trong tay có một khối khi đó thuận đi thần một, hơn nữa kia đỉnh núi đất khô cằn tuy vô, lại không có một ngọn cỏ, chấn hà đạo nhân sư phụ đều phải hoài nghi là chính mình ký ức cùng đôi mắt xảy ra vấn đề, chuyện này làm hắn lòng tràn đầy điểm khả nghi, cuộc sống hàng ngày khó an, nhưng hắn căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào nói đương một người cùng trên thế giới tất cả mọi người không hợp nhau khi hắn chỉ biết bị trở thành kẻ điên mấy năm nay hắn đều ở các trung dấu vết để lại sưu tầm huyền môn nhị quyền trưởng môn tồn tại chứng cứ tự hồ những cái đó vô pháp giải thích tin tức là duy nhất có thể chứng minh hắn ký ức chân thật tồn tại căn cứ mà hắn cũng càng là bằng vào này khối thần một cấp càng thanh môn tạo thế nói càng thanh môn là quân hồng đạo nhân truyền thừa chính thống có này phiên kiếm lời càng thanh môn địa vị nước lên thì thuyền lên Hắn đạt được tài nguyên cùng ít lợi cũng càng thêm kinh người, nhưng mưa hoa cả đời, cuối cùng vẫn là giỏ tre mút nước công giả tràng. Thiên đạo chết, phi thăng vô vọng, đến bây giờ hắn đã không để bụng huyền môn đời thứ hai trưởng môn hay không tồn tại, vì cái gì sẽ bỗng nhiên bị thế giới lao đi, liền kia phi thăng thất bại trưởng môn tên cùng bề ngoài, hắn đều nhớ không rõ. Hắn chỉ biết, càng thanh môn cần thiết muốn duy trì chính thống, mới có thể bảo trì hiện giờ địa vị, cùng với cuồng cuộn không ngừng đỉnh cấp tài nguyên đêm này đó nói cho chấn hà đạo nhân, đều chỉ là vì tông môn truyền thừa, có lẽ còn có loại muốn đem chỉ có hắn nhớ rõ, hắn biết đến kỳ dị bí mật, chia sẻ cấp hậu đại ý niệm, công đạo xong mặt khắc vụn vặt hạng một công việc, cũng đem toàn bộ môn phái ném cho chấn hà đạo nhân sau không bao lâu, khi duy nhất nhớ rõ cố chi tan tồn tại quá lão thuật sĩ, ở một cái yên tĩnh sáng sớm tọa hóa trở thành mới nhậm chức trưởng môn nhân chấn hà đạo nhân, bắt đầu khi rối rắm thống khổ khó có thể tiếp thu hắn lấy làm tự hào môn phái thân thế, lại là đánh cấp lập nghiệp, hắn thậm chí cảm thấy sư phụ nói, hư không tiêu thất cũng bị thế giới lao đi họ cố nữ trưởng môn, chỉ là nói mớ, là sư phụ ý thức không thanh tĩnh biên soạn ra tới, nhưng hắn xem qua sư phụ những cái đó năm sáng tác bí văn hồ sơ, cũng đích xác trong lịch sử tìm được rồi linh tinh vụn vặt kỳ quái tin tức, những cái đó bị bỏ qua chi tiết tổ hợp lên, tự hồ thật sự phát họa ra một cái biến mất trưởng môn loại này rối rắm vẫn chưa liên tục thật lâu, thực mau chấn hà đạo nhân liền đắm chìm ở tông môn công vụ, cùng với thân là trưởng môn vô hạn quyền lợi mang đến sung sướng trung, đem kia cái gì nhị quyền trưởng môn vứt chi sau đầu, hắn cho rằng chính mình quên mất, mà khi cố chi tan ngang trời xuất thế, lần đầu tiên thông qua hư không truyền tới bế quan trung lỗ tai hắn, chấn hà đạo nhân trong đầu liền nhảy ra cái kia sư phụ trong miệng, dưới ngòi bút, trong trí nhớ biến mất cố họ trưởng môn. Tư dung tuyệt hảo, thiên phú kinh người chấn hà đạo nhân cũng không rõ vì cái gì, hắn chính là xác nhận, người này cùng 800 năm trước biến mất huyền môn nhị quyền trưởng môn có quan hệ, trong lòng ma âm càng thêm dồn dập, cơ hồ muốn chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần, làm sao bây giờ, nàng lên núi lấy thần một nhất định là đã biết sở hữu, vì trả thù sư phụ mới nơi trốn cùng càng thanh môn làm đối, không hổ là quân hồng đạo nhân đồ nhi, mới hiện thế một năm thế nhưng áp qua càng thanh môn nổi bật, lại làm nàng trưởng thành đi xuống nàng sẽ hướng chúng ta tuyên chiến sao, sẽ chiêu cáo thiên hạ chúng ta chỉ là một đám ăn cắp giả sao, nàng, sẽ đột phá nguyền rủa trở thành này 800 năm qua cái thứ nhất đắc đạo người sao, chấn hà đạo nhân tâm phiền ý loạn, gầm nhẹ một tiếng, im miệng. Im miệng, ngươi không phải ta, bất quá là cái nảy sinh ra tâm ma, đừng nghĩ nhân cơ hội nhiễu loạn ta quyết định, không sai, hắn một cái nửa bước thiên cấp thuật sĩ. Bị thiên hạ huyền sư kính ngưỡng tôn kính người mạnh nhất, sớm tại trăm năm trước, ở hắn sờ đến thiên phú đỉnh điểm khi, vốn nhờ hỏng mất đang bế quan trung tẩu hỏa nhập ma, sinh ra cường đại tâm ma, vì thay đổi thiên phú bình thường, hắn bị tâm ma mê hoặc, làm ra rất nhiều không thể tha thứ sự tình, cho đến ngày nay, hắn kiên kỵ trong đầu thanh âm, nhưng lại thoát khỏi không xong, thậm chí sẽ ở nào đó thời điểm thật sâu ỉ lại, chấn hà đạo nhân thống hận như vậy chính mình, cũng thống hận đem hắn biến thành như vậy ma âm. Trong đầu thanh âm hì hì cười nói, ta chính là ngươi, là chấn hà đạo nhân, là càng chân thật, có gan trực diện chính mình dục vọng ngươi, ta làm quyết định nào một lần không có giúp được ngươi. Ngươi có thể đột phá thiên phú công cùng xiền xích, đi đến hôm nay cái này độ cao, chẳng lẽ không phải ta quyết định nổi lên tác dụng, ngươi. Chấn hà đạo nhân muốn phản bác, lại như thế nào cũng nói không nên lời, chẳng sợ hắn không muốn thừa nhận, nhưng này trăm năm tới hắn sợ làm hết thảy, sớm đã cùng này tâm ma cộng trầm luân, không thể quay về dĩ vãng. thấy hắn không lời nào để nói, tâm ma thanh âm lại phóng mềm chút, không ngừng thúc giục chấn hà đạo nhân. bỗng nhiên, chấn hà đạo nhân hình như có sở cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bình tĩnh phía chân trời, nơi xa đen nhánh một mảnh, nhưng hắn biết, ở xa hơn địa vực phía trên cũng không bình tĩnh, là lôi kiếp hơi thở. hắn bản nhãn kiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, sao có thể, có người muốn đổ kiếp, chẳng lẽ là kia cố chi tan sao? chấn hà đạo nhân gương mặt nháy mắt vặn vẹo hai mắt đỏ đậm, người nọ thiên phú thế nhưng hảo đến loại tình trạng này sao, dựa vào cái gì giống hắn người như vậy đau khổ truy tìm, lại bị chặt chẽ tù vây, giải dụ mười mấy năm cũng vô pháp tinh tiến một bước, dữ dội bất công, làm như đã nhận ra hắn đáy lòng vạn vẹo, vô pháp bình tĩnh cảm xúc, kia đạo tâm ma âm lại lần nữa vang lên, thật dài than thở, ngươi nhìn, đây là bất công thiên tài, chương 156 đệ 156 chương. Ít thị sơn giao sấm sét rơi xuống suốt sau nửa đêm, Rạng sáng hai ba giờ, thanh thế to lớn tiếng sấm cùng với dàn dụ mưa to, đem thành thị nội sớm đã nghỉ tạm rất nhiều bá tánh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, đi quan cửa sổ, thu thập quần áo. Phía chân trời cuồn cuộn mây đen dưới kích động điện quang, giống một trương rậm rạp đại võng, ép tới cực thấp, cứ thế rạng sáng bốn điểm không đến ngoài cửa sổ liền phím nhàn nhạt thanh quang, phản phất giống như sắp bình minh. Từ trong mộng bừng tỉnh ít thị nhân dân không khỏi kinh ngạc cảm thán với trước mắt tráng cảnh lấy ra di động chụp được không ít chấn động nhân tâm lôi điện hình ảnh. Trạng sáng 4 giờ, ít ngoại ô thành phố khu xét đánh đồ cái này tân mục từ, lung lay thượng hót sức cái đuôi, cho đến ngày hôm sau buổi sáng, nhiệt độ mới càng thêm tăng vọt, quảng trường hình ảnh là đặc hiệu sao. Này xét đánh đến giống muốn tận thế dường như, còn rất đồ sộ, hôm qua là vị nào đạo hữu phi thăng độ kiếp A. Quá không đạo nghĩa, im buổi tối mới vừa tẩy quần áo lại bị thình lình xảy ra mưa to tưới nước, sở thị người địa phương làm chứng tuyệt đối không phải tê đồ, tại đây tòa thành thị ở 20 năm sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy lôi, chúng ta một nhà bốn người đều bị đánh thức, khoác quần áo cách cửa sổ ra bên ngoài xem, lôi điện cự xinh đẹp, ngân tử sắc, mặt sau biến thành thâm tử sắc, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng, kết quả bốn điểm nhiều vũ dần dần ngừng cũng không xét đánh, thiên lại đen đi xuống mãi cho đến buổi sáng 6-7 giờ, mới bình thường hừng đông, linh khí đều sống lại cái gì yêu ma quỷ quái ra tới đều sẽ không làm ta lại giật mình, đầu chó. Ngay cả ít thị bản địa phía chính phủ tài khoản, cũng vội tuyên bố một cái thông tri, nói là vùng ngoại thành núi hoang lọc vào xét đánh, yêu cầu tiến hành dọn dẹp cùng chữa trị công tác, chân núi quanh thân đã kéo lên dây thép võng, cấm du khách cùng bản địa thị dân vi phạm quy định đi vào, này tắt tin tức phía dưới đều là võng hữu ở chỉnh Việt, có nói muốn đi trong núi trộm bị xét đánh đoạn đầu gỗ phải biết rằng sấm đánh một chính là tốt nhất tránh ma quỷ đạo cụ còn có nói vùng núi một lần nữa mở ra sau muốn tổ chức thành đoàn thể lên núi ngộ đạo lúc này linh sự cuối cùng đầu phiếu thông đạo còn không có đóng cửa official website cố chi tăng số phiếu đã cao tới bốn nghìn nhiều vạn phiếu mỗi cái cư dân mạng chỉ có một trương phiếu quyền muốn đầu phiếu còn cần thiết đến trải qua thân phận chứng thực làm bộ khả năng cực kỳ bé nhỏ này thuyết minh này bốn nghìn nhiều vạn người đều là chính thức người sống bởi vậy có thể thấy được cố chi ta người qua đường bàn nên có bao nhiêu đại. Ta tối hôm qua rạng sáng một quá liền đem phiếu đầu, vì cấp tan tan thêm phiếu, nghĩ hôm nay đi học trước lấy ta ba mẹ di động, trộn cho nàng lại đầu hai phiếu. Kết quả trăm phương nghìn kế đem điện thoại lừa tới tay, tiếng trang web phát hiện hai người bọn họ thế nhưng đều đầu qua, vì chuyện này ta sớm đọc còn đến muộn, tan A, ngoại tàu nhà của chúng ta cũng là, các ngươi có thể nghĩ đến ta mở ra gia tộc đàn, trong đàn thúc thúc thẩm thẩm, liên quan ta nãy nãy đều ở trong đàn chuyển phát đầu phiếu trình tự, cấp cố chi tan kéo phiếu, nàng ở trưởng bối trong vòng thật sự xài được, ta mẹ ở xã khu đi làm, đồng sự đều là nàng sự nghiệp phấn, thần mẹ nó sự nghiệp phấn, quả thực cười chết, minh diễm nữ minh tinh, giả, dạ, thần toán đại sư, thật sự, vì thế không ít vừa mới từ trên giường thức tỉnh, bắt đầu lướt sóng võng hữu liền phát hiện. Học sức hàng phía trước tất cả đều là huyền diệu khó giải thích một từ, chợt vừa thấy đi, phản phất đi tới huyền học thế giới. Đúng lúc này, một cái bình luận chậm rãi xẹt qua, có hay không một loại khả năng, ít thị lôi kiếp chính là cố chi tan tạo thành đâu, phía dưới thực mau cái nổi lên cao lầu, bình tĩnh một chút huynh đệ, không cần thần hóa tan tan, là chơi ngạnh sao. Cố chi tan thật thành huyền học thần hờ hờ hờ, tuyên bố này bình luận người ở vào mổ thị đạo quan, người mặc một bộ bình thường đệ tử màu xám đạo bào, tự xưng là là người trong nghề tinh nóng. Ai thành tưởng rõ ràng là sự thật liêu, tuôn ra tới lại không ai tin tưởng, làm hắn vô cùng buồn bực. Giống hắn như vậy thu được Cố Chi Tăng ở ít thị núi hoang độ kiếp tin tức huyền học giới đồng liêu, còn có rất nhiều, thậm chí còn ngoại cảnh một ít huyền học thế lực, đều nghe nói chuyện này. Mọi người chỉ quan tâm một vấn đề, Cố Chi Tăng đạo hạnh cảnh giới rốt cuộc bao sâu, tìm không thấy bản nhân, ngoại cảnh thế lực cùng nhất nguyên quan, hề khôi chờ người trong nghề liền trí Điện Linh Tổ Tổng Bộ nói bóng nói gió hoặc là trực tiếp dò hỏi này đó hỏi ý đều bị tổng bộ bất động thanh sắc trở qua đi bởi vì bọn họ cũng không biết tối hôm qua ít thị sấm sét không chỉ có làm người thường mới thôi chấn động càng là làm cho cả huyền học giới cùng phía chính phủ tầm mắt đều tụ tập tới rồi ít thị địa phương linh tổ phân bộ người phụ trách đều sợ hãi kia lôi kiếp phạm vi quá lớn sẽ lan đến gần quanh thân dân chúng cũng may sấm sét rơi xuống phía trước cố chi tăng cấp địa phương người phụ trách quét thông điện thoại nói nàng đã bày ra dẫn lôi trận, sẽ không làm lôi kiếp nơi nơi tán loạn, nhưng cũng nhắc nhở địa phương người phụ trách trước tiên làm tốt lôi kiếp sau sẽ nổi lửa chuẩn bị. đại trạng sáng 4 giờ nhiều lôi kiếp sau khi kết thúc, kia phiến đỉnh núi bị sét đánh địa phương quả nhiên giống cố chi tang nói được như vậy, xuất hiện một khối bị sang thành bình địa khu vực, sâu kính lôi hỏa ở hạt mưa trung bị bỏng, vô pháp bị bình thường nước mưa dập tắt. Trước tiên làm chuẩn bị các tổ viên thực mau đuổi qua đi, thừa dịp trời còn chưa sáng, đem lôi hỏa dập tắt nhưng bọn họ vẫn chưa ở chung quanh phát hiện cố chi tang tung tích tổng bộ căn bản không biết tình huống của nàng lại như thế nào có thể cùng những người khác lộ chân tướng cũng may loại này nôn nóng mà chờ vẫn chưa liên tục lâu lắm tân hào nguyên lai tạp cùng di động cùng nhau bị sét đánh không có tiếp thu đến này tin tức khi trịnh như ngọc bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy rồi sau đó nhanh chóng thông tri tổng bộ bạch tư lệnh cố chi tang xuất hiện mọi người nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền hảo, nàng lại vội vàng trở về một cái tin tức, hảo, tân hào ta tồn, phía trước số di động còn tính toán sử dụng sao? Ngươi hiện tại tình huống có khỏe không, không cần, không có gì vấn đề, ta về trước dung thành, phát ra này tin tức cố chi tang đã ngồi ở dung thành chung cư, lôi kiếp qua đi nàng trong cơ thể ngoại lực lượng dao động, lâm vào một loại kỳ diệu, thả có chút nguy hiểm tình trạng, dựa theo nàng hồn phách lực lượng, cùng này hơn nửa năm tới tính ngưỡng tích tụ, hiện tại cố chi tan sở có được lực lượng, so nàng đời trước độ kiếp khi còn mạnh hơn, nếu không cũng sẽ không chợt đưa tới lôi kiếp, nhưng nàng vẫn không có phi thăng, độ kiếp không tính thành công, cũng không có thất bại, trên người nàng gông cùng xiềng xích bị lôi tầng tầng bổ ra, thể xác đạo hạnh tiêu lên tới thiên cấp, cho đến cuối cùng một bước chỉ còn một bước, kia vô hình gông xiềng lại vững chắc ngoan cường, chắc cao đè ở nàng trên người. Lôi điện lực lượng liên tục đánh sâu vào vài lần, cũng chưa có thể thành công đánh tan cuối cùng một tầng, chỉ có thể toàn bộ chồng chất lan tràn ở nàng kinh mạch máu bên trong, lệnh nàng đau đớn khó nhịn, loại tình huống này ở cố chi tan dự kiến bên trong, nàng đoán được chính mình hẳn là phi thăng không được, vì thế bắt đầu dẫn đường những cái đó không ngừng gia tăng tính ngưỡng chi lực, đi gia cố, rèn luyện chính mình hồn phách, đem những cái đó năng lượng đều phong ấn tại hồn phách bên trong, như vậy không phù hợp đạo pháp tự nhiên hành vi, tự nhiên làm lôi kiếp càng thêm mãnh liệt thật vất vả căng quá lôi kiếp sau, trên người nàng quần áo cùng tất cả đồ vật đều không còn sót lại chút gì, trở lại chung cư tu chỉnh một phen, mới có thời gian đi cùng những cái đó quan tâm nàng động thái cùng hướng đi các bằng hữu liên hệ, cùng một ngày phía trước nàng chính mình so sánh với, lại lần nữa đã trải qua lôi kiếp cố chi tan ngủ quan thân hình nhìn như cũng chưa phát sinh cái gì biến hóa, kỳ thật thoát thai hoáng cốt. Nàng khối này trải qua quá lôi điện rèn luyện thể xác không hề hà ngân, tựa như một chỉnh khối ôn nhuận mãn ngọc, nhìn thượng liếc mắt một cái liền cảm thấy khí chất thoát trần, lệnh người không dám nhiều xem, mà giấu ở nội bộ hồn phách, càng là hoàn toàn chuyển vì đạm kim sắc, đến nỗi linh tổ tổng bộ nói bóng nói gió, nàng cũng không cất giấu, nói thẳng chính mình đã bước vào thiên cấp, chuẩn xác mà nói, là bán thần, thực mau nàng lại thu được đến từ tổng bộ chân thành chúc phúc, hiện tại nàng cùng tổng bộ mục tiêu là nhất trí, nàng năng lực càng cường, thắng mặt cũng lại càng lớn. Duy nhất làm Cố Chi Tăng cảm thấy xin lỗi chính là Bởi vì lôi kiếp tới đột nhiên Bị nàng mang đi đương kỹ thuật công cụ người sử dụng yến thừa Bị ném vào ít thị linh tổ phân bộ Nhưng mà hảo tính tình nhà giàu số 1 cũng không để ý Ngược lại thực quan tâm thân thể của nàng tình huống Cũng tỏ vẻ không cần nàng lo lắng cho mình Yến gia ở ít thị cũng có phần công ty Trưa hôm đó 6 giờ Mạnh nhất huyền sư đầu phiếu thông đạo đóng cửa Cố Chi Tăng lấy 7.000 nhiều vạn siêu cao số phiếu không hề trì hoãn bắt lấy linh sự đệ tam quý tổng quán quân. Á quân Đai Xi, si, số phiếu chỉ có nàng một phần mười, cũng chính là 700 vạn xuất đầu, nhưng cái này số liệu cũng so trước hai mùa cao quá nhiều. Huy chương đồng hòa mị đồ, số phiếu gần 500 vạn, trải qua tuyến thượng phát sóng trực tiếp công bố, cùng với tuyến hạ trao giải sau, linh sự đệ tam quý ở mọi người hoa tươi cùng vỗ tay trung rơi xuống màn che. Đến nỗi cố chi tan ở lãnh thưởng thảm đỏ thượng tạo hình, lại lần nữa đẹp hơn hót không ít võng hữu tỏ vẻ khí chất của nàng quả thực càng ngày càng tuyệt, cả người đều giống ở sáng lên, đồng thời cũng ở quan kháng trao giải phát sóng trực tiếp, muốn nhìn xem trải qua lôi kiếp rèn luyện sau cố chi tan huyền học giới những thuật sĩ nhìn đến này đó bình luận, trong lòng nói thầm, bị thiên lôi rèn luyện quá thể xác, có thể khó coi sao, này đó người trong nghề luôn mãi quan sát, cũng không ở cố chi tan sắc mặt thượng nhìn ra một chút manh mối, không giống như là bị thương, dứt khoát một bộ độ kiếp thành công bộ dáng mọi người lại không cấm chờ mong khởi nàng cùng vừa mới xuất quan càng thanh môn lão trưởng môn đối thượng, nhưng mà chờ tới rồi buổi tối 8 giờ, hồi lâu không phát quá động thái cố chi tan bỗng nhiên online, chuyển phát, phù hải truyện, phát sóng kịch tuyên, toàn võng chú ý cùng nhiệt nghị, rút cuộc từ cởi linh sự, chuyển dời đến tân phát sóng đại kịch, cố chi tan bản nhân cũng lần nữa mai danh ẩn tích, đạm ra giới giải trí. Thậm chí liền kia xuất quan sau chấn hà đạo nhân cũng không hề động tĩnh. Một ngày lúc sau cố chi tan cùng ít thị linh tổ đội viên, đi tới ngoại ô thành phố một tòa phế miếu. Cái này địa chỉ là ở phá dịch tôn ngoạc di động sau, ra được sau lưng cho nàng bày mưu tính kế người định vị, giấu ở âm thầm đi hướng dẫn tôn ngoạc chế tạo quỷ thai gia hỏa, là ít thị nội rất có danh đại sư, ngay cả bổn tỉnh mặt khác thị giới kinh doanh lão bản, cũng đối vị này đại sư thập phần tôn sùng, nghe nói còn sẽ có ngoại thị, thậm chí là tỉnh ngoài lão bản chuyên môn đi vào ít thị xin giúp đỡ hoặc là ở trên mạng liên hệ đại sư đặc biệt là kiến trúc ngành sản xuất vận chuyển hàng hóa ẩm thực loại này cùng dân sinh dân doanh cùng một nhịp thở sản nghiệp lão bản vô luận là khai cửa hàng vẫn là khởi công tìm đại sư tính ngày tốt người nhiều nhất lại bởi vì vị này đại sư năng lực cao thâm chỉ tiếp đãi phúc trạch thâm hậu người đều không phải là ngươi tưởng cầu nó hỗ trợ liền có thể nhưng một khi dắt được tuyến đối phương có thể vì ngươi bất luận vấn đề gì nhân thiết như vậy Càng là vị này đại sư tăng thêm vài phần thần bí sắc thái, lệnh rất nhiều đại lão bản xua như xua vịt, tôn ngoạc lúc trước chính là bị đồng hành bằng hữu dẫn tiếng, mới tiếp xúc đến vị này đại sư. Khả xảo kia đại sư sau lưng yếp địa chỉ, liền ở ít thị, ngẫm lại cũng không kỳ quái, quỷ thai loại này kỳ dị chi vật, đối phương khẳng định sẽ lựa chọn ở chính mình mí mắt phía dưới, có thể tùy thời giám thị địa phương bố cục. Nếu tôn ngoạc bại lộ bị trảo, kia cái này, đại sư, nếu là chân nhân nói Hẳn là sớm đã chạy trốn, mang đội người phụ trách làm các đội viên ở phế miếu chung quanh bày ra trận pháp, rồi sau đó đối cố Chi tang nói, cố chỉ đạo, tới phía trước chúng ta điều tra rõ ràng, này tòa miếu là hơn 20 năm trước thành lập, đại khái đến 8-9 năm trước liền hoạt động không đi xuống, tự nhiên suy bại, trước kia trong miếu hòa thượng hoặc là hoàng tục, hoặc là du hành đi địa phương khác, nơi này liền vẫn luôn không, bên này trước kia là khai phá khu, nhưng khai phá thất bại, lượng người vẫn là không lớn thường xuyên ở phụ cận người chỉ có phụ trách khu vực này bảo vệ môi trường công đại nương. Nàng nói này miếu từ nàng ở bên này quét rác khi liền vẫn luôn là khóa lại, chưa từng nhìn đến đại môn mở ra quá, cũng không thấy được bất luận kẻ nào xuất nhập, hoặc là hành tích lén lút giả ở phụ cận bồi hồi. Cố chi tan gật gật đầu, nhìn về phía lạc sơn vách tường cùng cửa miếu, vào xem, nàng có cảm giác, phụ cận tràn ngập một cổ nhật nhạt hữu khí, bên trong đồ vật hẳn là còn không có rửa sạch sạch sẽ ít nhất có thể tìm được một ít tàn lưu dấu vết, phá vỡ cũ xưa đồng khóa, tiến vào che kín cho bụi cũ miếu sau. Các tổ viên tự giác phân tán mở ra, hai ba người một tổ bắt đầu sưu tầm, lại không thu hoạch được gì. Cố Chi Tăng đi theo cảm giác, vẫn luôn đi tới cũ miếu hậu viện, phát hiện này hậu viện lại sau này chính là chính mình đổ kiếp kia tòa núi hoang. Chẳng qua là sơn một khác đầu, một cái đường nhỏ trực tiếp đi thông sơn giang. Nàng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở hậu viện mấy viên khô trên cây. Nay khi đã đến một tháng sơ, đúng là một năm nhất lãnh tháng chi nhất, này đó thực vật cây cối điêu tàn đúng là bình thường tình huống, bất quá này viện nhi thụ, khô đến quá hoàn toàn, tinh tế chặt cây thượng liền một mảnh tàn diệp đều không có, toàn bộ rơi trên mặt đất đôi khởi một tầng, không ai dọn dẹp xử lý, đại bộ phận hư thối dính liền, tản mát ra từng trận quá dị khó nghe khí vị, đến nỗi dọc theo đường nhỏ hướng trên núi xem, này thấp bé chân núi thượng cây xanh, cũng ít đến kinh người. Ít nhất sau cố chi tăng độ lôi kiếp khi nơi bên kia đỉnh núi, muốn trọc rất nhiều, nàng mắt phượng hiếp lại, đột nhiên nói, mang theo cái gì công cụ, sẽ có sao, theo ở phía sau tổ viên sửng sốt, công binh sạn có, đem viện này đào khai. Cứ việc đối nàng đột nhiên hạ đặt mệnh lệnh có mang khó hiểu, nhưng người phụ trách vẫn là đem mặt khác tổ viên đều hô lại đây, lấy cái sẻn bào thổ, công binh sạn một chút cuộc khai trên mặt đất hư thối lá cây, hướng thổ những đào đi, đào đào mấy cái tổ viên lục tục phát giác không đúng, như thế nào càng là đi xuống nào, này thổ nhưỡng. Liền càng xuống, xuống đến giống nào đó sinh vật hư thối nhiều năm, bị vùi lấp trong đó, có người đào tới rồi một đoạn thụ căng cần, phát hiện những cái đó sợi râu cũng bị ăn mòn trộn, một cuộc liền đoạn mềm lạng đến vô cùng, cái này tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, nhanh hơn khai cuộc tốc độ, thực mau. Liền có một cái tổ viên ở hậu viện ở giữa đào tới rồi một cái thật dài gỗ nam hộp, kia hộp quanh mình thổ những quả thực lạng thành tanh tưởi hắc thủy, cố chỉ đạo, đào đến đồ vật, mọi người vây tụ qua đi, nhìn hộp bị mở ra, một cổ lệnh người buồn nôn kỳ hương từ giữa phiêu ra, nhìn đến bên trong đồ vật sau, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, là cái kia tà thần giống, cố chi tan ánh mắt u lãnh, nhìn chầm chầm hộp kim đồng thân, nhiều trương gương mặt tiểu tượng, nói, xem ra ở ít thị tác loạn, đại sư, không phải người, cũng không có chạy, mà là trực tiếp vứt bỏ một tòa sắp hấp thu no khí vận phân thân. Hiện tại nàng đã xác định, cái gọi là ngàn mặt túc thần chính là xương đen, là đối phương bị đặt ra tới một cái cụ giống hóa hình tượng, như vậy mới có thể tụ tập càng nhiều sinh cơ cùng khí vận, làm bị che mắt tâm trí người đem nó làm như thần minh, cung cấp nuôi dưỡng. Trước mắt này một khối, không biết hại bao nhiêu người, cố chi tan thượng thủ chạm đến khi, phát hiện nó bề ngoài không biết là cái gì tài chất sở làm ra, thế nhưng nhân hấp thu quá nhiều vận thế, có loại thuộc gia xúc cảm, cũng phi thường có ánh sáng độ, chỉ là xem một cái, liền có loại dời không ra tầm mắt, bị chặt chẽ hấp dẫn cảm giác, nàng hợp lý hoài nghi lại cấp này một khối phân thân nhiều chút thời gian, nó da sẽ càng thêm mềm mại, giống nhau nhân loại làn da, như vậy quỷ dị phân thân, còn chỉ là xương đen trong đó một khối, cảm giác được nguy hiểm lúc sau là có thể trực tiếp vứt bỏ. Vẫn có không biết nhiều ít cụ phân bố ở hạ quốc cảnh nội các nơi, cuồn cuộn không ngừng hấp thu chung quanh người thường sinh vật thậm chí là thực vật sinh cơ cố chi tan dùng mũi chân nghiền hạ vỡ thành cạn bã thổ nhưỡng lạnh lùng nói mau chóng an bài người đem này phụ cận thổ nhưỡng sản rớt này đó thổ bị nghiêm trọng ăn mòn về sau đều loại không được đồ vật thô sơ giản lược phỏng chừng liền phụ cận núi hoang bên cạnh cũng đã chịu này tôn phân thân thần tượng ảnh hưởng cho nên này quanh thân thảm thực vật mới đều lác đắc lưa thưa suy nghĩ một lát nàng liên hệ trịnh như ngọc đem chuyện này thông báo cho linh tổ bản bộ nếu ta đoán được không sai này đó phân thân giấu ở các thành phố lớn gốc tuyệt đối không thể chỉ có này một cái có thể chú ý một chút tới gần sơn thủy con sông loại này linh khí lưu thông mau có thể ảnh hưởng toàn bộ thành thị phong thủy mắc trận mà nhận được tin tức trịnh như ngọc biết rõ việc này nghiêm trọng tính lập tức ở ứng dụng trình tự thượng tuyên bố treo giải thưởng cũng cấp toàn bộ phân bộ phái tra xét nhiệm vụ trải qua một phen điều tra lục tục lại có 13 cái thành thị linh tổ phân bộ thành viên, dựa theo cố chi tang nhắc nhở, ở thành thị trung khả nghi địa điểm đào ra ngàn mặt túc thần, càng nhiều tổ viên không thu hoạch được gì. Đối này cố chi tang cũng không lo âu, có thể tìm ra 13 cụ đã là ngoài ý muốn chi hỉ, ít nhất có thể suy yếu một ít xương đen năng lực, huống chi các nơi tổ viên xuất động đến đột ngột, còn ở mấy cái khai cuộc đến thần tượng địa phương bắt được chiếm cứ tại đây tà tu, đánh bọn người kia một cái trở tay không kịp từ này đó tiểu lâu la trong tay bọn họ lại trảo ra không ít tai họa người đàn liêu thẩm vấn sau hẳn là còn có thể được đến chút manh mối này đó giấu ở sau lưng thế lực càng là trồi lên mặt nước tổng bộ cùng phía chính phủ liền càng là nóng lòng tà tu cùng sương đen giấu ở chỗ tối chung quy là viên không biết khi nào sẽ nổ mạnh sẽ khiến cho như thế nào rối loạn bom không hoàn toàn quét dọn rất mấy thứ này bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an đối này cố chi tan trấn an một chút trịnh như ngọc đám người cảm xúc các ngươi có thể dựa theo cái này ý nghĩ tiếp tục ra, nhất định còn có thể lại đào ra một ít phân bố, thần tượng, phân thân, vô luận nó bản thể rất cường đại, còn có bao nhiêu cụ phân bố bên ngoài, ít nhất chúng ta có thể tan rã rớt nó bộ phận năng lực, này liền đủ rồi, việc cấp bách là trước bắt được hạ chiếu sinh, tên kia là xương đen trong tay trung tâm quỷ, nắm giữ tin tức cùng manh mối nhất định càng nhiều, trịnh như ngọc thở ra một ngụm hờn dỗi, gật đầu nói. Tổ gần nhất xác thật nóng nảy, chủ yếu là này đó ghê tởm người đồ vật thật quá đáng, ngươi yên tâm đi, chính là đào ba thước đất chúng ta cũng sẽ đem những cái đó giấu đầu lòi đuôi đồ bỏ, thần tượng, đều đào ra, di tỉnh bên kia từ tỉnh cục trưởng, cùng với lần này hành động người phụ trách đều ở vì bắt giữ làm chuẩn bị, ngươi chừng nào thì qua đi, trảo quỷ, vẫn là trảo dấu ở internet quỷ, cỡ nào mới lạ, ở cố chi tang luôn mãi cường điệu hạ. Lần này hành động tham dự giả đều là tuyến phía dưới nói, không chỉ có nơi trong phòng hội nghị thiết trí tín hiệu máy che chắn, hơn nữa tùy thân không thể mang theo bất luận cái gì sản phẩm điện tử, từ căn nguyên thượng ngăn chặn bị hạ chiếu sinh phát hiện khả năng, trước cuộc từ nó bại lộ ít địa chỉ tới xem, di tỉnh chính là nó thường ở đại bản doanh, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, cố chi ta nhìn thời gian, hơi hơi câu môi, không vội, buổi chiều 6 giờ mới là trò hay mở màn thời điểm, mùa đông chạng vạn luôn là tới phá lệ sớm. Năm sáu giờ khi, ngoài cửa sổ sắc trời liền tối sầm xuống dưới, không ít bận rộn một ngày, kết thúc công tác học tập dân chúng khai hỏa nấu cơm, chờ buổi tối 8 giờ đúng giờ bá ra, phù hải truyện, tân kịch tập, 6 giờ vừa đến, toàn bộ hạ quốc cảnh nội phần trăm chi 70 di động, cứng nhắc cùng máy tính chờ điện tử thiết bị, đồng thời tiếp thu tới rồi đến từ chủ hệ thống một cái tự động thăng cấp đẩy đưa thông tri, làm nhãn hiệu lâu đời quốc xí. Yến gia từ Yến hạt bắt đầu liền ở làm di động nghiên cứu phát minh, nhưng trước sau không bằng ngoại xí khoa học kỹ thuật tới tuyến đầu, cho đến smartphone bắt đầu phổ cập, kiến thừa này cổ cũng đủ tuổi trẻ lại cường thế mới mẻ máu rót vào yến thức, làm còn ở thông thả sờ soạn quốc nội điện tử sản nghiệp tấn mảnh bác phát, theo hắn đại làm nghiên cứu khoa học cùng sáng tạo, đuổi theo nước ngoài kỹ thuật đồng thời nhanh chóng chiếm trước thị trường, nhiều năm như vậy tới cũng chặt chẽ bảo trì ở nghiên cứu khoa học hàng đầu. Ở hạ quốc nội điện tử sản nghiệp thượng có được tuyệt đối lời nói quyền, ở quốc tế thượng, cũng nhân thực lực vượt qua thử thách sản phẩm mà bán chạy, là nổi danh điện tử nhãn hiệu, cho nên cùng lúc đó các quốc gia, không ít người cũng thu được hệ thống sắp thăng cấp thông tri, vẻ mặt mờ mịt, tân hệ thống đổi mới tốc độ thực mau, sản phẩm khởi động lại sau, đại bộ phận người đều phát hiện khởi động máy hiệu quả đã xảy ra biến hóa, trừ bỏ yến thức tiêu chuẩn logo, một cái thoải mái thoát tục thủy mặt tự, huyền, chậm rãi hiện lên, rồi sau đó lại đạm đi. Cho dù là xem không hiểu chữ Trung Quốc người nước ngoài, cũng cảm thấy cái này khai bình rất có mỹ cảm. Đối với bình thường bá tánh tới nói, này chỉ là một lần điện tử thiết bị hệ thống thăng cấp, nhưng đối với phía chính phủ cùng linh tổ tới nói, tuyệt đối là một hồi khoa học cùng huyền học va chạm. Yến thức kỹ thuật bộ môn, đỉnh đại đại quần thâm mắt một đám lập trình viên đỉnh màn hình. Virus si ra trình tự ổn định, tạm thời cũng không ở trên mạng phát hiện bút cùng tạp đốn một từ. Mỗi trên diễn đàn xuất hiện thảo luận tân hệ thống thiệp một từ biểu hiện là đang nói chuyện tân logo, vận hành ổn định, cùng lúc đó linh tổ tổng bộ, võng an bộ môn, đều chặt chẽ nhìn chầm chầm cơ sở dữ liệu, đương cái này đem cảm ứng tà khí cùng tà ám chú ngữ, lấy biên trình hình thức dung nhập trong đó tân hệ thống bắt đầu vận hành, chỉ cần vận hành quá trình thành công, sở hữu chú thuật số hiệu cũng liền nổi lên tác dụng, màn hình thường. Xúc lược các nơi trên bản đồ đều nhảy ra rậm rạp điểm đỏ, có chút địa phương thưa thớt, có địa phương phá lệ nồng đậm, thành công, có người mặc lộ vẻ mừng như điên, mang theo kinh ngạc cảm thán, nghĩ ra cái này biện pháp người quả thực là thiên tài. Có thể đem hệ thống làm được người cũng là thiên tài, này đó điểm đỏ chính là hệ thống trình tự kiểm tra đo lường tới rồi chung quanh 3 mét trong vòng có âm khí tà ám thiết bị, trong đó có không ít hẳn là trong nhà người nào đó, hoặc là chỗ nào đó có vấn đề, nhưng là quanh thân người thiết bị đã chịu ảnh hưởng, cũng tiêu đỏ. Chân chính có vấn đề người cùng địa phương hẳn là không nhiều như vậy phòng họp nội, Trịnh Như Ngọc cố nén kích động hỏi, có thể tỏa định đến mục tiêu sao? Internet an toàn kỹ thuật bộ môn cảnh sát bay nhanh đánh bàn phím, sau một lát áp lực kinh hỉ nói, có thể, mục tiêu ít nửa giờ trước xuất hiện ở thành phố S Tân Giang tiểu khu phụ cận tiệm nét, tự hồ là ở cùng người tiến hành trên mạng giao dịch, tạm thời không bắt giữ đến nó có tân di động quỹ đạo, cố chi tan hiểu rõ, hạ chiếu sinh hẳn là ở cùng hạ tuyến liên hệ, cơ bản có thể xác định nó còn ở nơi đó tiệm nét vị trí chia ta, ta tức khắc qua đi, bắt được cụ thể địa chỉ sau, cố chi tăng tâm niệm vừa động, liền triệu ra quỷ môn, dây tiếp theo thân ảnh của nàng liền biến mất ở màn ảnh trung, vài giây sau, di tỉnh thành phố ép tân giang tiểu khu phụ cận ngõ nhỏ, một người tuổi trẻ nữ nhân trống rỗng xuất hiện, cũng hướng tới tiểu khu dưới lầu một chỗ của tiệm nét đi đến, tràn ngập cây thuốc lá khí vị cùng mì gói, cùng với một cổ không kể hương vị lão tiệm nét, bàn phím thanh bùng bùng tới bên này chơi game người đều là phụ cận khu chung cư của cư dân, phần lớn là có nhất định tuổi trung niên nam nhân, có tính tình táo bạo, trong trò chơi chơi không thắng liền cãi cọ ầm ĩ, tiệm nét trong một góc, một thân hắc y quần da, được hiện trung nhị bệnh thanh niên ngậm nửa thanh không châm tẩn thuốc lá, trung rẩy chân nhìn chằm chằm màn hình, khi thì dùng một loại thực không ki nhẫn, bể nghệ thiên hạ tầm mắt nhìn quét tiệm nét những người khác, thực hiển nhiên, hắn thực nhàn, căn bản không phải tới lên mạng chơi game. Trước mặt hắn mở ra một đài máy, chỉ là không có bất luận kẻ nào thao tác, nói chuyện phím giao diện thế nhưng ở bay nhanh đánh chữ, đồng thời cùng hơn 10 người nối tiếp, trung nhị thanh niên khụ một tiếng, "Hảo không?" Khi nào có thể làm xong, trên màn hình máy tính bỗng nhiên biểu hiện ra một hàng chữ bằng máu, lập lòe vài cái pha có vẻ kinh tủng, "Câm miệng, đừng quấy rầy ta xử lý công sự." Thanh niên biểu môi, thầm nghĩ một người đều đã chết xui xẻo quỷ còn như vậy hoành. Quả nhiên làm nghệ thuật đầu óc đều có vấn đề, ngươi nhanh lên a, nơi này đầu không biết ai cởi giày, số chân mùi vị càng ngày càng nặng, ngươi mẹ nó lại nghe không đến, hắn một bên lẩm bẩm, một bên chán đến chết cầm lấy di động, muốn đánh hai cục MOBA đối kháng trò chơi, ai thành tưởng cầm lấy di động vừa thấy lại là hệ thống đổi mới quá trạng thái, nha, hệ thống thăng cấp. Tân khởi động máy đặc hiệu thượng có cái huyền học, huyền, ca thích trên màn hình còn ở bay nhanh đổi mới nói chuyện phím giao diện ngừng, huyết hồng tự lại một lần hiện lên, cái gì huyền, nặc, có phải hay không rất khốc. Thanh niên mở ra tay, khoai miệng cười, trên mạng này đó không có thiên phú ngu dân rốt cuộc minh bạch, bọn họ chỉ là thế giới con kiến, huyền học, sớm muộn gì trở thành xã hội chủ lưu, mà ta loại này cực có thiên phú thuật sĩ, mới là thế giới này vai chính, màn hình thượng lặng im hai giây, bỗng nhiên hiện ra tân tự thể, không thích hợp, chạy thanh niên, ngươi làm cái gì? Hắn vẽ mặt mộng bức, ngay sau đó trước mặt màn hình thế nhưng phát ra tư xèo xèo tiếng vang, lại là bởi vì dấu ở bên trong quỷ đồ vật nhanh chóng thối lui đến quá nhanh, sự vốn là không tính nhanh nhạy lão thiết bị đường ngắn, một đạo trầm đục từ trưởng máy chỗ vang lên, ngay sau đó toát ra nhàn nhạt khói đen, bên này động tĩnh đem tiệm nét người lực chú ý, đều hấp dẫn tới rồi góc smart thanh niên trên người, họa tàu. kia máy tính bốc khói nhi, ốc này ta đoàn chiến thời điểm mấu chốt như thế nào bỗng nhiên đoạn võng. Lão tử muốn rất tin, lão bản ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích, ta bên này võng cũng chặt đứt, lão bản nhà ngươi tiệm nét sẽ không muốn tạc đi. Hạ cơ hạ cơ, tiệm nét lão bản cũng kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy tới, ta má ơi, ta máy như thế nào bốc khói, không liên quan ca chuyện này, đừng mẹ nó tưởng hoa ta a. À. Quần gia thanh niên dậm chân, vừa định mắng to chính mình kia không đáng tin cậy đồng đội đang làm cái gì chuyện xấu mí mắt liền hung hăng nhảy dựng bỗng nhiên ngẩng đầu ở những người khác nhìn không tới mặt một tầng lá mỏng dường như nhàn nhạt vần sáng nhanh chóng đem toàn bộ tiệm nét bao phủ ở trong đó hắn trên mặt cà lơ phất phơ biểu tình nhanh chóng rút đi thảo thật làm sự tình khi ngốc bức nghệ thuật sinh đồng đội không phải động kinh là trước tiên phát hiện không thích hợp chính mình trốn chạy thanh niên đột nhiên đứng lên liền tưởng hướng tiệm nét bên ngoài trốn chạy, còn đâm phiên mấy cái lộ trung gian cư dân mạng, nhưng mà đương hắn nhằm phía tiệm nét đại môn khi, cả người giống đánh vào một phiến vô hình trên mặt tường, hung hăng lùi lại ngưỡng mặt té ngã, thương mại, thanh niên một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất lên, chậm rãi lui về phía sau, một đôi mắt cắt gao nhìn chầm chầm tiệm nét ngoài cửa nghịch quang, chậm rãi dạo bước đi vào tới tuổi trẻ nữ nhân, nàng lớn lên phi thường đẹp, mặt lạnh, ánh mắt lạnh hơn, bị tỏa định trong nháy mắt, thanh niên liền ở trong lòng hùng hùng hổ hổ lên những người khác đều rời đi nơi này này gian tiệm nét tạm thời phong tỏa bên ngoài thực đúng lúc đến vang lên chung cảnh báo thanh cảnh sát cầm đại loa ở bên ngoài khuếch đại âm thanh tiệm nét dân chúng bình thường mau chóng rút lui nội có kẻ bắt cóc kìm giữ gây án hung khí nguyên bản xem ngây người còn có đang xem diễn cư dân mạng vừa nghe đến tiệm nét có bỏ mạng đồ đệ đều bay nhanh chạy đi ra ngoài còn có cư dân mạng nhận ra cố chi tan thân phận ngươi là cố chi tang a ta hôm nay mới cho ngươi đã bỏ phiếu vị này béo lùn chắc nịch lôi thôi lết thích fans đại ca chợt đến mở to hai mắt nhìn ý thức được cái gì dương giọng nói đại gia chạy nhanh chạy a vị này chính là trên mạng nổi danh trảo quỷ đại sư nàng tới chỗ này thuyết minh này tiệm nét có quỷ a đại sở hữu người thường đều rời khỏi tiệm nét trung nhị thanh niên cũng vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác căm thù động tác hắn nhưng thật ra tưởng bắt cóc cá nhân chất nhưng hắn không dám coi thường vọng động, đừng nhìn trước mắt người tuổi trẻ đến quá mức, đây chính là đỉnh đầu lão đại đều kiên kỵ cố chi tan, như thế nào khiến cho hắn cấp đụng phải, thanh niên hối hận không thôi, cắn răng nói, xem ra ta là không thể rời đi không bình thường dân chúng, cố chi tan hơi hơi câu môi, không quan hệ, có người bằng hữu bồi ngươi, thanh niên biểu tình ngẩn ra, mảnh đến quay đầu, nhìn đến phía sau cách đó không xa một máy tính không biết khi nào sáng lên, trên màn hình dần dần tràn ra huyết sắc ngươi mẹ nó không chạy, chạy, không chạy trốn. Hồng tự chậm rãi hiện lên, toàn bộ tân giang khu, thậm chí có khả năng là thành phố ép tín hiệu đều bị cắt đứt, nó tâm tình phức tạp, trước đó nó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt được, bởi vì nó năng lực là nhất đặc thù, nó không sợ bất luận kẻ nào, càng không sợ hãi cái gọi là quốc gia luật pháp cùng phía chính phủ sở cảnh sát, hiện thực lại bị nó xem thường người hung hăng thượng một khóa, liền tính không có internet, nó còn có một đường sinh cơ nhưng nếu là liền tín hiệu đều chặt đứt, sở hữu điện tử thiết bị đều biến thành vô pháp truyền tin tức chết cỡ sách, nó tự nhiên cũng không thể duyên theo tín hiệu cùng võng tuyến, chạy trốn tới mặt khác thiết bị trung, như vậy tàn nhẫn. Thanh niên kinh ngạc, toàn thành đoạn tín hiệu liền vì bắt ngươi, ngươi là có bao nhiêu chiêu thù hận, không phải chiêu thù hận, mà là các ngươi chính mình không ngừng làm ác, nguy hại xã hội an toàn, lý nên bị trảo. Cố chi tan thanh âm bình đạm, các ngươi sẽ không thật cảm thấy, có huyền học năng lực, liền có thể đem hạ quốc trở thành phát ngoại nơi đi, cố chi tan tiểu tỷ tỷ, ta hẳn là không trêu chọc quá các ngươi linh tổ người, các ngươi đem nó bắt, có thể hay không đem ta thả. Thanh niên trong mắt vừa chuyển, ngoài miệng nịnh nọt nói, ta liền một ngu dân, tiểu lâu la, hắn nói, đôi tay bỗng nhiên kết ấn, tốc độ cực nhanh căn bản thấy không rõ, rồi sau đó thân thể hắn trực tiếp rút vào mặt đất, biến mất không thấy, cố chi tan chân mày hơi chọn, nổi lên chút hứng thú loại này thuật pháp nàng chưa bao giờ gặp qua, cùng loại với đạo gia độn thuật, lại muốn càng vì tinh tiến. Nàng thần thức truy tung biến mất thanh niên, biết hắn là trốn vào dưới nền đất chỗ sâu trong, không biết dùng cái gì phương pháp dưới mặt đất chạy nhanh, chạy trốn. Trên thực tế đây là đông dương nhẫn thuật, tuy chưa thấy qua, nhưng cố chi tan thần sắc như thường. Nàng nâng lên cánh tay, ngón tay trình trảo trạng hướng đột nhiên thu nạp, một lát sau một người liền giống bị rút củ cải dường như, trực tiếp từ trong đất bị mạnh mẽ túng ra tới, ngã xuống đất, đúng là vừa mới độn địa chạy trốn thanh niên. Lúc này thanh niên đầy mặt kinh hãi, còn không đợi hắn phản ứng lại đây mở miệng nói hai câu lời nói, cố chi tan ngay sau đó trở tay, đem hắn vững chắc chụp trên mặt đất, không được nhúc nhích, rồi sau đó nàng nhìn về phía kia đài sáng lên máy tính, hạ chiếu sinh, rốt cuộc gặp mặt, chương 157 đệ 157 chương, hai người một quỷ tiệm nét lâm vào tỉnh mịch giống liều trùng nhộng bị chặt chẽ đè ở trên mặt đất ninja, còn chưa từ hỏng mất cảm xúc hòa hoãn, hắn không hề giải dụ, chết cẩu giống nhau ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, hắn đường đường cút phái thổ độ một mạch người thừa kế, không chỉ có rút củ cải giống nhau bị từ trong đất ngạnh sinh sinh túng ra, để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn cảm thụ không đến cùng đại địa liên hệ, đến tận đây. Này thanh niên ninja gia mới tự đáy lòng sinh ra sợ hãi, chỉ cảm thấy vài bước chi cách vân đạm phong kinh cố chi tan, quả thực sâu không lường được cố chi tan mở miệng ngươi là chính mình ra tới vẫn là muốn ta bắt ngươi ba lượng dây sao động tĩnh gì đều không có hơi hơi sáng lên kia máy tính màn hình cũng dập tắt đồng đội chạy không thoát chính mình cũng như chết máy số liệu bị phong tỏa ở bao phủ tiệm nét trận phát nội hạ chiếu sinh trong lòng rõ ràng nó lần này là tài nó nói không nên lời hiện tại cảm giác không có sách bị trảo sợ hãi chỉ dư buồn bã mất mát nó chết vào đạo sư bạn tốt trường học lãnh đạo xấu xa giao dịch cùng vô tội chết vào internet ngu muội giả nhóm đứng ở đạo lý cao điểm nghìn người sở chỉ chết vào cùng này dơ bẩn hỗn độn thế giới không hợp nhau cho nên đương hạ chiếu sinh biến thành lệ quỷ nhìn trên mạng vô tri giả đối chính mình nhục mạ cùng phụ thân lạnh băng mộ bia nó bình đẳng mà hận mỗi người nó cũng không muốn làm từng bước mà đi đầu thai lại một lần dấn thân vào với này đó tầm thường vô tri trong đám người thông đồng làm bậy so sánh với mặt khác tà tu hoặc là bị xương đen lừa bịp chơi đến xoay quanh người hạ chiếu sinh muốn thông minh đến nhiều từ xương đen ngay từ đầu tìm tới chính mình nó là có thể cảm giác ra tới ngoạn ý nghi này không phải cái gì cứu thế thần nhiều nhất là đầy mình ý nghĩ xấu ý đồ hủy diệt thế giới này tà thần nhưng hạ chiếu sinh không để bụng nó vốn là hận này đó tránh ở internet lúc sau liền tùy ý bịa đặt công kích người khác người hận này đó hại chết nó cùng phụ thân người ở nó xem ra liền đầy bụng ác niệm tà thần, cũng tốt hơn những cái đó ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Bởi vậy nó tiếp nhận rồi, sương đen mời, tham dự trận này thổi quét toàn bộ thế giới bố cục. Đang lúc hạ chiếu sinh lâm vào chuyện của hồi ức, nó ẩn thân kia máy tính bỗng nhiên tạc, từ màn hình đến trưởng máy trực tiếp bị băng thành mảnh nhỏ, ẩn nấp ở trong đó trong suốt hồn phách đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền bị một con tim tay không trưởng gắt gao chế trụ, bắt ra tới, hạ chiếu sinh, nó vẫn là không rõ, Cố Chi Tăng là như thế nào định vị đến chính mình vị trí, thậm chí tinh chuẩn đến cụ thể thiết bị, nhưng liên tưởng đến vừa mới chi tiết, nó cố nén kiếp sợ nói, các ngươi ở sở hữu sản phẩm điện tử động tay chân, không sai, nó biết hạ quốc cảnh nội đại bộ phận sản phẩm điện tử đều là từ yến thức xuất phẩm, mà yến thừa, lại cùng Cố Chi Tăng quan hệ phỉ thiển, còn cùng phía chính phủ có rất nhiều hợp tác, nếu là kia đổi mới hệ thống trung có trời đất khác, nhằm vào nó loại này đặc thù tình huống âm hồn nghiên cứu chế tạo ra đối sách, chỉ cần chính mình lẻn vào cấy vào tân hệ thống điện tử thiết bị, liền rất có khả năng bị kiểm tra đo lường, bắt lấy. Hạ Chiếu sinh nhịn không được nhìn quanh bốn phía, này tiệm nét máy quả nhiên đều là yến thức nhãn hiệu, không đợi nó lại nói chút cái gì, cố chi tan lòng bàn tay liền nhẹ nhàng thu nạp, nàng trong tay trảo khống hồn phách, cũng tùy theo vạn vẹo, biến hình, kia xám xịt, Hạ Chiếu sinh nửa trong suốt hồn phách khuôn mặt, đều nhân linh hồn bị đập mà toát ra vẻ đau xót một bên thổ độn ninja trơ mắt nhìn không ai bị nổi đồng đội bị vo tròn bóp dẹp đại nhập một chút đều cảm giác linh hồn ở trùy đau hắn không thể tưởng tượng nói ngươi ngươi như vậy đấm đánh một cái hồn phách không sợ nó bị hao tổn nghiêm trọng hồn phi phách tán sao chính xác lưu trình không nên là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình đưa bọn họ cảm hóa lại các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ khuyên phục bọn họ quy hàng với linh tổ nói ra sau lưng chủ mưu sao Cố Chi Tăng cười nhạo một tiếng, làm hạ quốc cảnh nội náo động nổi lên bốn phía, không được yên ổn người, như vậy nhiều vô tội bá tánh nhân các ngươi mà chết, vô số gia đình sụp đổ, các ngươi có cái gì tư cách yêu cầu ưu đãi tù binh, nàng bình đạm trong thanh âm, mang theo đến xương lạnh nhạt, các ngươi trong miệng về điểm này bí mật ta không hiếm lạ, liền tính không nói, ta sớm hay muộn đem sau lưng giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắc một đám tìm ra, không muốn nói, liền mang đi địa ngục đi, thảo nữ nhân này, vững tâm, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, thanh niên bị cặp kia mắt phượng một nhìn chầm chầm, chỉ cảm thấy chính mình thật sự thành đối phương búng tay gian một cái xa, hắn không chút nghi ngờ nếu là hơi có dị động, liền sẽ hôi phi yên diệt, bên kia, bởi vì linh hồn không ngừng bị đè ép, hạ chiếu sinh đã đau đến chết lặng, nó trước mắt hình ảnh đều rách nát hoảng hốt. Chỉ có thể nhìn đến chính mình như phá bao tải, bị đề gần kia tuổi trẻ nữ nhân trước mặt, nói đến buồn cười, nó nhận định cố chi tan sẽ nói chút đạo lý lớn, hoặc đi cảm hóa nó, thậm chí liền châm chọc đánh trả nói đều nghĩ kỹ rồi, chính là không nghĩ tới liền mở miệng cơ hội đều không có, bởi vì cố chi tan căn bản không để bụng nó hắc hóa lịch trình, vô luận nó quá vãng có bao nhiêu bi thảm, cỡ nào về tình cảm có thể tha thứ, đương nó cầm lấy dao mổ kia một khắc, liền cùng ác đồng hành, người khả năng cảm thấy chính mình bị thiên đại ủy khuất, nhưng theo ý ta tới, ngươi hành vi cùng những cái đó ngươi xem thường thi bạo giả không có bất luận cái gì khác nhau, cố chi ta ngưng thần nhìn chầm chầm hạ chiếu sinh hai giây, tiếp tục nói, tố hoan tình không phải để lại cho làm ác người cơ hội, là phủ nhận vì chính mình có tội, muốn hay không chuộc tội, chính ngươi nghĩ kỹ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nàng thanh âm tạm dừng một lát, ngươi sau khi chết vẫn luôn ở tránh né âm sai bắt giữ, chưa bao giờ đi qua âm tàu địa phủ đi. Hạ chiếu sinh hơi thở tự do, bài trừ một câu, là, lại như thế nào, trách không được. Cố chi Tăng hiểu rõ, chợt đến cười một tiếng, ngươi hẳn là đi địa phủ nhìn một cái, đối với ngươi khai triển bắt giữ phía trước, linh tổ tổng bộ tự nhiên đem ngươi cuộc đời điều tra đến rành mạch, biết phụ thân ngươi ở nửa năm trước nằm viện khi, bị đi trước bệnh viện nháo sự hoàn tuyền người qua đường khí đến tâm ngạnh phát tác, chết đột ngột ở bệnh viện, tuy rằng ta cảm thấy không cần thiết, nhưng tổng bộ vì vạn vô nhất thất, vẫn là phái có thể câu thông âm dương đi vô thường đồng sự, đi hướng địa phủ đề phụ thân ngươi hồn phách, tưởng đem nó nhận được dương gian, tham dự đến bắt giữ hành động trung, đi cảm hóa ngươi, nhưng nó hiện tại vẫn chưa xuất hiện ở chỗ này, ngươi cảm thấy là vì sao, hạ chiếu sinh tử khí trầm trầm, một bộ không sao cả bộ dáng biểu tình kịch biến, cắt cao nhìn chầm chầm cố chi tan, suy yếu rách nát thanh âm bài trừ một câu, ngươi ở lừa ta, không cái này tất yếu. Cố chi tan lạnh lùng nói, ngươi một tay tham dự trên mạng những cái đó âm ti, lừa bán đàn, lừa dối đàn muôn hình muôn vẻ cua đàn từ từ là cái lại dùng tốt bất quá giúp đỡ hẳn là rất rõ ràng những cái đó mất tích ở thần quái sự kiện trung tử vong người hồn phát, đều biến mất bị xương đen cắn nuốt không hạ chiếu sinh đột nhiên lắc đầu nó rõ ràng sớm đã không có thân thể sẽ không lại ra mồ hôi lạnh lúc này lại như trụy hàng hầm lạnh lẽo đến xương vì tránh né âm sai bắt giữ nó chưa bao giờ tới gần quá địa phủ thực tế cũng là không dám đối mặt phụ thân ở hạ chiếu sinh trong lòng vì chính mình vất vả cần cù làm lụng vất vả cả đời phụ thân là bởi vì nó duyên cớ bị sống sờ sờ tức chết nó không mặt mũi đi gặp phụ thân cố chi tang ta thừa nhận trên thế giới này có rất nhiều người xấu kẻ ngu dốt nhưng che trời lấp đất chửi rủa chung không có một câu khác thường thanh âm ngươi không cảm giác rất kỳ quái sao cùng những người đó không hề quan hệ bọn họ lại lòng đầy căm phẫn vọt tới bệnh viện đi nhục mạ ngươi phụ thân bệnh viện nhân viên y tế lại như thế nào sẽ làm bọn họ đi vào, loại chuyện này ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi không tin nói, bị bắt giữ đến tổng bộ sau nếu biểu hiện tốt đẹp, lập công lớn, tổng bộ người hẳn là sẽ cho phép ngươi đi địa phủ tìm một vòng, chỉ là tuyệt đối tiền không thấy, tương quan tin tức là nàng cùng tạ tất an tự mình thẩm tra đối chiếu, phiên biến toàn bộ địa phủ, đều không có hạ chiếu sinh phụ thân xuất nhập ký lục, nó cùng những cái đó ủng mạng âm hồn giống nhau, đã sớm ở không người biết hiểu địa phương cùng thời điểm bị cắn nuốt hạ chiếu sinh quá thông minh dẫn tới nó rõ ràng phải biết cố chi tang nói là thật sự liền lừa mình dối người đều làm không được nó cái gì đều suy nghĩ cẩn thận chính mình nhân sinh chính là một hồi bi kịch chê cười đã kích to lớn cùng hỏng mất chi tình gần như đánh tan nó tê tâm liệt phế gầm nhẹ thanh quanh quẩn ở tiệm nét cùng cục u ngươi giết ta đi hạ chiếu sinh cùng loạn vẫn chưa làm cố chi tang sinh ra lòng trắc ẩn nó thông minh có thừa tự phụ quá mức, sớm nên minh bạch một sự kiện. Sương đen thật là không chút nào che giấu ác nhân cùng tiểu nhân, cũng không giống nhân loại như vậy phức tạp, cũng không có nhiều dối trá chần chờ. Vừa lúc là nó cực hạn ác, sẽ vô khác biệt mà khuynh chiếu vào mỗi người trên người, bao gồm hạ chiếu sinh chính mình. Nàng dương lên tay, đem hạ chiếu sinh bị áp súc thành một đoàn hồn phách thu vào có khắc trận pháp phù văn hồn bình. Ở kia đoàn xám xịt hồn thể tiến vào hồn bình trước, nàng nghe được một đạo nghẹn ngào thanh âm giống ta như vậy tồn tại không ngừng một cái các ngươi bắt ta còn có người khác vì nó bán mạng cố chi tan mắt phượng hiếp lại vẫn chưa nói nữa đem hồn nắp bình chết rồi sau đó nhìn về phía ở đây duy nhất người thanh niên ninja đôi tay nhất cử lại ôm ở sau đầu ta đầu hàng ta cái gì đều nói thật là đáng sợ không phải cố chi tan đáng sợ mà là đồng đội tao ngộ cùng nó hỏng mất tuyệt vọng bộ dáng làm thanh niên thật sâu ý thức được chính mình thế lực phía sau mới là thật sự đáng sợ bọn họ ở vì ma quỷ làm việc hạ chiếu sinh kết cục rất có khả năng chính là chính hắn tương lai cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đi kẻ thức thời trang tuấn kiệt chính mình vừa mới tới hạ quốc hai tháng còn không có tới kịp làm cái gì chuyện xấu hạ quốc cảnh sát hẳn là sẽ không khó xử chính mình nhưng đừng giống kia thiếu tâm nhãn nhi đồng sự hạ chiếu sinh phút cuối cùng phải bị diệt còn buông lời hung ác thấy hắn như vậy thức thời, cố chi tan cũng không bởi vậy thả lỏng cảnh giác, dùng chuyên môn dây thường đem hắn trói cái vững chắc, mới đưa bốn phía kính không kẻ hở kết giới trận pháp tan đi, nàng sờ soạn nhĩ thượng treo thông tin thiết bị, bắt giữ thành công, đi ra tiệm nét khi, bên ngoài dừng lại xe cảnh sát lôi kéo cách ly tuyến, nhưng vẫn có không ít người bị động tỉnh hấp dẫn lại đây, vây quanh ở tuyến mặt sau duỗi đầu xem náo nhiệt, thấy cố chi tan ra tới, thanh âm đột nhiên biến đại, còn có người đối với ca ca một trận chụp, là sống tan tan. Thật sự tan tan. Ít thị tiền đồ, hôm nay liền thượng hai cái học sớt, cái kia xuyên quần gia tinh thần tiểu hỏa có phải hay không quỷ A, cố chi tan cùng cảnh đội người phụ trách chào hỏi, áp kia né tránh, thất thần khí thanh niên ninja lên xe, ở cảnh sát hứa hẹn tiệm nét tạc rất hai máy tính thuộc về làm công tổn thất, sẽ bồi thường lão bản sau, xe cảnh sát khai ly tiệm nét, bởi vì hạ chiếu sinh đặc thù tính cùng tầm quan trọng, cố chi tang vẫn chưa dừng lại đêm đó liền đem hồn bình cùng kia thanh niên ninja đưa đi thủ đô tổng bộ đã trải qua một chuyến địa phủ hành trình nhìn cố chi Tăng đem quỷ môn đương gia môn dùng thanh niên ninja càng là cái gì tính tình đều không có mới vừa ngồi xuống đến tổng bộ băng ghế thượng liền đảo cây đậu dường như đem cái gì đều công đạo này thanh niên mẫu thân là đông dương cúc phái ninja phụ thân là đi kinh thương hạ quốc thương nhân vì học tập cũng kế thừa cúc phái nhẫn thuật hắn đi theo mẫu thân họ xuân đằng tên đầy đủ Harufi. Sở dĩ nói như vậy lưu một ngụm hạ quốc lời nói, là bởi vì hắn từ nhỏ liền tùy phụ thân đi tới đi lui với hạ quốc cùng đông dương lưỡng địa, sơ trung ba năm ở hạ quốc bản địa đọc sách, tuy nói trong xương cốt chảy một nửa nhi hạ quốc huyết, nhưng những thuật truyền thừa làm hắn bản chất vẫn là cái đông dương người, theo hắn theo như lời, ngàn mặt túc thần đều không phải là chỉ ở hạ quốc cảnh nội truyền lưu, ở đông dương bản thổ cũng rất có chịu chúng, thậm chí khai quy mô không nhỏ thần xã hấp thu không ít tín đồ, liền tỷ như chính hắn. Hai nước bên trong đồng dạng sùng bái ngàn mặt thần thế lực, trong lén lút liên kết tương giao, quan hệ phỉ thiển. Harufi sẽ đến hạ quốc thổ địa, chính là bị thần trong xã chủ lý người phái lại đây. Này hai tháng chủ yếu chính là phối hợp hạ chiếu sinh, kinh doanh hai nước trên mạng nghiệp vụ. Nói câu khó nghe, nếu là ở bổn quốc thổ địa thượng, hắn làm sự tình tâm có lẽ còn sẽ thu liễm một vài, nhưng đi tới dị quốc lãnh thổ liền không có bận tâm, trong khoảng thời gian này làm không ít thiếu đạo đức sự, Harufi là cái trung nhị bệnh, Smart, bởi vậy hắn sân nhà là mười mấy tuổi đến mười mấy tuổi thanh thiếu niên, mục tiêu trọng điểm đặc biệt ở các vùng hoa trình độ không cao huyện thành, địa cấp thành thị, cùng với giáo dục tài nguyên cũng không chất lượng tốt trường học cùng kỹ thuật trường học. Hắn thuộc hạ kinh doanh hơn 200 cái đàn liêu, bên trong là đến từ hạ quốc các tỉnh các nơi thanh thiếu niên. Này đó hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều có nghèo khó, bất hạnh tàn khuyết gia đình bối cảnh, quá mức non nớt tuổi, làm cho bọn họ tràn ngập hận đời cảm xúc, cũng càng dễ dàng bị thao tác, tẩy não. Cảnh sát điểm tiếng này đó đàn liêu, nhìn đến bên trong không ít hài tử chuyển phát ngàn mặt thần ảnh chụp, bắt chước tự, sát trò chơi hay là cắt vỡ ngón tay, cánh tay lấy máu, tự nguyện đem máu tươi hiến tế cấp tà thần. Bọn họ cho rằng như vậy là có thể đạt được thần chiếu cố, có thể nguyền rủa bọn họ chán ghét bất luận kẻ nào, thậm chí còn có, tâm thái vạn vẹo tương đối nghiêm trọng cá biệt hài tử, xuất hiện phí hoài bản thân mình ý niệm, xem xong này đó nhìn thấy ghê người đàn lưu nội dung, tổng bộ không ít đội viên đều tức giận đến sốt bàn, thẳng mắng, súc sinh, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi tấu chết cái kia Harufi, trịnh như ngọc cấp cố chi tan phản hồi mấy tin tức này thời điểm, cũng nhịn không được mắng hai câu, tên kia tiến vào thời điểm cực nhã, thái độ tốt đẹp, ta còn tưởng rằng là cái tốt, kết quả cũng là cái rác rưởi nhất ghê tởm chính là chúng ta bắt hắn không bao lâu, cúc phái cùng bên kia thần xã liền cấp tổng bộ gọi điện thoại muốn người, nói chúng ta vô cớ giam giữ bọn họ xã viên, làm chúng ta đem Harufi thả, quả thực không biết xấu hổ, cố chi tang hạ chiếu sinh đâu, mở miệng sao, đều nói. Trịnh Như Ngọc nói, ngươi nói được không sai, gia hỏa này biết đến đồ vật quá nhiều, thổ lộ rất nhiều bên trong tin tức làm chúng ta tra xét tiến độ đại đại nhanh hơn phụ trách các khu vực đồng sự lại quét rớt tà tu thế lực hơn 30 cái qua điểm, tiêu hủy 27 tôn tà giống phân thân, xem như đại thu hoạch, cố chi tan gật gật đầu, lại nghe Trịnh Như Ngọc nói, yến thức lần này lập công lớn, bọn họ khai phá tân hệ thống cùng kiểm tra đo lường âm khí cấm kiện phi thường thành công, phía trên ý tứ là toàn lực duy trì mở rộng, tại đây loại đặc thù lại khẩn cấp thời khắc, tốt nhất có thể làm được toàn viên phòng khống, trầm ngâm một lát, cố chi tan mới nói. Ngươi cũng cảm giác được, đúng vậy, trịnh như ngọc ngữ khí phức tạp, muốn thời tiết thay đổi, hai ngày lúc sau, từ hạ chiếu sinh cùng Harufi trong miệng đạt được đại lượng tin tức linh tổ tổng bộ, hoa nửa ngày thời gian đêm này đó lớn lớn bé bé, lẫn nhau sâu chuỗi án kiện cùng tổ chức phân cấp phân chia, chia làm tuyến thượng gây án cùng tuyến bị ổi án, đội gây án cùng cá nhân trái với công tự lương tục hành vi. Cùng với thuần túy trái pháp luật phạm tội cùng có huyền học thế lực cùng thuật sĩ tham gia gây án, trở lên tam đại loại, cũng phân loại, dựa theo khu vực phân công cấp phía dưới cảnh sát cùng linh tổ phân bộ trong một đêm toàn hạ quốc tiến vào bí ẩn cảnh giới kỳ đại lượng phía chính phủ quân cảnh cùng biên chế nội huyền sư hợp tác không ngừng đánh tan tan rã những cái đó mọc lên như nấm tà tu vì thế phía chính phủ chuyên môn thỉnh huyền môn tam đại gia càng thanh môn nhất nguyên quan cùng lánh đời hề gia một tay ở tổng bộ mở cuộc học đại khái ý tứ chính là huyền học giới cùng phàm tục bởi vì nào đó không tuân thủ quy củ tà tu đánh vỡ trăm năm tới hài hòa, vì bảo đảm bình thường bá tánh sinh mệnh an toàn, tà tu là thế tất muốn thanh trừ. trận này hội nghị thượng, sương đen tồn tại bị hoàn toàn nâng thượng mặt bàn, cảm giác được phía chính phủ cường ngạnh thái độ, huyền môn tam đại gia sản tức tỏ vẻ sẽ khởi đến gương tốt tác dụng đi đầu hợp tác, bởi vì thanh trừ tà ma ngoại đạo loại sự tình này xưa nay đều là huyền học chính phái theo lý thường hẳn là chức trách, tại đây loại sự tình thượng đùng đẩy, hậu đại đều sẽ xem thường bọn họ được đến tam đại gia hứa hẹn, tổng bộ thế cùng tin tưởng tăng vọt, rằng có mấy chục năm phía chính phủ cùng dân gian tổ chức, tại đây một ngày xảo diệu hòa hoãn quan hệ, linh tổ vị kia họ bạch lão tướng ở hội nghị thượng nói, nguyên bản cho rằng chấn hà đại sư sẽ đến tham gia lần này hội nghị, không nghĩ tới vẫn là hư không đại sư lại đây, chúng ta linh tổ bên này chủ yếu hành động người phụ trách là cố chỉ đạo, nàng cũng là linh tổ duy nhất một vị đột phá thiên cấp thuật sĩ phía trước ít ngoại ô thành phố lôi kiếp đại gia hẳn là đều đã biết, chính là cố chỉ đạo đưa tới, hòa hòa khí khí hợp tác đã đã đạt thành, kế tiếp chính là xác định chủ yếu và thứ yếu, suy thoái 30 năm hơn linh tổ, lần đầu tại đàm phán trên bàn triển lãm ra cường thế một mặt, tuổi già người tổng phụ trách đem cố chi tan lôi ra tới, bốn phía tôn sùng, khoe khoang, thậm chí đề cập nàng cấp bậc cùng trước đó vài ngày lôi kiếp, vì đến chính là gia tăng linh tổ lợi thế. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng hiệu quả là thực rõ ràng nghe được linh tổ tổng bộ chính miệng thừa nhận cố chi tang đã đến thiên cấp đang ngồi sở hữu thuật sĩ tâm tình không thiếu khiếp sợ khó có thể tin chua xót kiên kỵ thế cho nên muốn đánh giá cố chi tang tầm mắt cũng không dám quá mức hỏa còn có người âm thầm thầm nghĩ này linh tổ thật là hảo mưu tính trước tiên nhặt khối phát ngọc dùng dùng liền chiếm làm của riêng nhớ không lầm nói cố chi tang căn bản là hoàn toàn đi vào linh tổ biên chế là ngoại viện, bất quá nàng bản nhân không phản bác, nào đó trình độ thượng cũng là cam chịu cùng linh tổ trói định, trường tần đạo nhân cùng hề khôi liếc nhau, trong lòng đều minh bạch, hiện giờ huyền học giới còn có thể cùng trước mắt vị này so thượng một so, cũng chỉ thừa càng thanh môn chấn hà lão nhân, phòng họp nội mọi người im miệng không nói không nói, linh tổ các thành viên đều nghẹn một cổ khí, có chung vinh dự, cảm giác sâu sắc dương mi thổ khí. Hôm nay tự tin cùng trong sân biến hóa, đều là cố đại lão mang đến. Trong lúc nhất thời không ít tuổi trẻ tổ viên nhìn về phía cố chi tan trong ánh mắt, đều mang theo nóng bỏng cùng tôn sùng. Người tổng phụ trách trầm giọng nói, nếu chấn hà đại sư không tới, cố chỉ đạo hẳn là gánh nổi nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy, hư không đại sư ngài cảm thấy đâu, hư không đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chỉ có thể ứng những lời này, chúng ta lão tổ tông tới rồi thời khắc mấu chốt, không có tinh lực xuất quan liệu lý này đó phàm trần việc nhỏ, nếu phía chính phủ muốn cùng tà tu khai chiến, Chúng ta càng thanh môn tự nhiên sẽ ra một phần lực, lời này ý tứ mịt mờ, là ở cho thấy chấn hà đạo nhân không tới, không phải sợ cố chi tan, mà là chướng mắt này đó tiểu đánh tiểu nháo. Quả nhiên, hắn những lời này lại không khỏi làm ở đây thuộc sĩ trong lòng rung lên miên mang suy nghĩ, thời khắc mấu chốt, chẳng lẽ chấn hà đạo nhân sờ đến cuối cùng gông cùng xiềng xích, trên thực tế chỉ có hư không đạo nhân theo vị này lão trưởng môn hơn trăm năm, nhất hiểu biết hắn, mơ hồ đã nhận ra hắn không thích hợp mỗi khi nghĩ vậy sự kiện hư không đạo nhân liền cuộc sống hàng ngày khó an hắn hoài nghi lão tổ tông tu hành ra đường rẻ nhưng hắn căn bản không dám biểu hiện ra ngoài hội nghị tan cuộc lúc sau hề khôi vẫn chưa giống mặt khác thuật sĩ như vậy sớm rời đi mà là ở tổng bộ đại lâu ngoại đợi một đoạn thời gian chuyên môn chờ tới rồi cố chi tan ra tới nhìn trước mắt cái này cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại tuổi trẻ nữ hài hắn tâm tình phức tạp cố tiền bối cố chi tan không cần như vậy ta cùng hề hải hồng quan hệ cá nhân không tồi, theo lý thuyết phải gọi ngươi thế thúc, hai người đều nhân bối phận cảm thấy xấu hổ, cuối cùng liền lấy đạo hữu tương xứng, cố đạo hữu, tiểu nữ ở tiết mục thượng lao ngươi chỉ giáo. Hề khôi chuyện vừa chuyển, ngữ khí trầm túc, ta muốn hỏi cố đạo hữu một sự kiện, ngươi cảm thấy kia, sương đen, rốt cuộc là thứ gì, cố chi tan chậm rãi ngước mắt, sau một lúc lâu mới nói, hề đạo hữu lánh đời trăm năm, lịch duyệt hẳn là so với ta thâm, ta không tin ngài không thấy ra tới thực hiển nhiên đó là một đoàn thành ma dục niệm cũng có thể xưng là tác niệm từ dục vọng trung ra đời ở dục vọng trung vặn vẹo cuối cùng cuồn cuộn không ngừng từ dục vọng trung hấp thu lực lượng hề khôi sắc mặt khó coi sau một lúc lâu mới nói ta nghĩ tới nhưng ta không dám xác nhận dục vọng cỡ nào tầm thường có thể thấy được đồ vật chỉ cần là người tổng hội có dục vọng tốt hư bình thường trương dương vĩ đại nhỏ đến muốn lấp đầy bụng, lớn đến muốn đạt được tiền tài danh lợi, thậm chí trở thành vĩ nhân. Nhưng nhân loại là lục đạo tam giới trung nhất phức tạp, nhất có linh tính sinh vật, bọn họ dục vọng có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng tận. Một khi lý trí thoát áp, bị dục vọng thao tác trầm luân, có thể thực dễ dàng sáng tạo ra một đám vì thực hiện dục vọng không từ thủ đoạn người, cuối cùng dẫn tới xã hội tan vỡ. Phương Tây Thế Giới Thiên Chúa Giáo Giáo Lý Trung, có bảy tông tội như vậy một cái lý luận. Bởi vì tiếp xúc muôn hình muôn vẻ án kiện, Cố Chi tang ở bắt đầu đối xương đen sinh ra cùng bản chất sinh ra hoài nghi khi, liền đi tìm đọc tương quan tư liệu cùng thư tịch, nàng phát hiện mượn người khác vận khí, đoạt người khác thọ mệnh này đó án kiện là tham lam. Bà bà Sơn đế vương mộ mộ chủ tướng sở hữu thợ thủ công hậu đại vận mệnh giam cầm, đưa bọn họ trở thành bảo hộ chính mình huyệt mộ con kiến lạc ngạo mạn vì xứng minh hôn mà cuốn lên những cái đó vô tội nữ hài nhi, đến các nàng vào chỗ chết âm hồn là sắc dục ngồi thu phen khí vận không làm mà hưởng quản kỳ hoành là lười biếng như thế từ từ còn có quá nhiều mất khống chế dục vọng thể hiện ở những cái đó vặn vẹo làm ác nhân thân thượng mà những người này lại đang không ngừng cấp xương đen cung cấp lực lượng như vậy xương đen là cái gì liền miêu tả sinh động nó từ ác niệm trung ra đời bởi vì thế gian ác lớn mạnh mà lớn mạnh dục vọng càng vặn vẹo càng mất khống chế xương đen liền càng cường nhưng kết quả này thực lệnh người hỏng mất, bởi vì nhân loại chỉ cần tồn tại, từ cổ chí kim lại đến tương lai, dục vọng liền sẽ không biến mất, có thể cuồn cuộn không ngừng vì xương đen cung cấp lực lượng. nhìn không tới hy vọng nỗ lực, sẽ làm người mất đi phản kháng dũng khí, hề khôi hàm chứa chút mong đợi hỏi, cố đạo hữu nghĩ đến giải quyết nó biện pháp sao, đều còn không có tìm được nó bản thể, gì nói giải quyết? cố chi tan ánh mắt trong suốt, ít nhất chúng ta đã tan rã rất nhiều chi nhánh thế lực không phải sao, hề khôi lo lắng vẫn chưa tiêu trừ, nhưng ít ra bởi vì nàng lời nói không hề như vậy lo âu, hắn thần sắc phức tạp, ngữ khí cảm khái nói, cố đạo hữu nói được không sai, chúng ta này đó lão gia hỏa chính là an ổn lâu lắm, lại vẫn không ngươi một người tuổi trẻ người xem đến khai, thẳng đến hề khôi rời đi, cố chi tang trong lòng vẫn còn sót lại chút nói không rõ quá dị cảm, nàng thực tế tuổi đã vượt qua 300, đi vào thế giới này sau tổng được xưng là tiểu bối vãn bối đúng là có loại ở trang nộn ảo giác mấy ngày kế tiếp thời gian ở linh tổ cùng cảnh sát cộng đồng nỗ lực hạ đã kích tà tu cùng sương đen phân thân hành động tiến hành đến phi thường thuận lợi loại này đao to búa lớn động tác tự nhiên giấu không được không ít các nơi bá tánh đều đã nhận ra không khí khẩn trương còn có người nhìn đến trong thành thị xe cảnh sát xuất động tần suất càng ngày càng nhiều trên mạng truyền lưu ra một ít ảnh chụp là các nơi bá tánh chụp đến một ít xe này đó xe cộng đồng đặc điểm thị phi xe cảnh sát nhưng xe mặt bên đều dán linh tổ, cùng với ITB ba cái tiếng Anh chữ cái viết tắt, bên cạnh còn có cảnh sát tiêu chí. Cái này linh tổ là phía chính phủ huyện học bộ môn mục từ lại thượng một đợt học search các võng hữu đều cho rằng đây là phía chính phủ liền che giấu đều không làm, là biến tướng thừa nhận. Đối với này đó hành động, phía chính phủ lựa một ít có thể công kỳ, ảnh hưởng tương đối ác liệt án kiện, dán ra thông cáo, tỉ như mổ mổ thị đặt đại lừa bán đội mỗ mổ, mổ thị lừa dối án dẫn tới mười mấy danh lão nhân phá sản nhảy lầu từ từ này đó án kiện đặc tính giống nhau định vì khủng bố tổ chức lừa dối đội mà phi huyền học tổ chức vì đến chính là làm dân chúng đề cao tính cảnh giác đồng thời cũng không cần quá mức khẩn trương mấy năm trước liền vẫn luôn ở đề xướng toàn dân phản trá đến lúc này mới hoàn toàn lửa nóng lên phía chính phủ một lần nữa đẩy ra phản lừa dối áp kêu gọi quảng đại nhân dân quần chúng đều đi đao loa nhiều xem bên trong video trong lúc nhất thời các nơi tuyến hạ công ty xí nghiệp, tuyến thượng một ít internet bác chủ đều thu được mạnh mẽ mở rộng tin tức, gắn đạt tới làm được, phản lừa dối áp, phổ cập. Bắt đầu khi đối loại này che trời lấp đất cường điệu cùng tuyên truyền, bộ phận võng hữu cũng không mua trướng, cảm thấy càng là bức bách bọn họ đau loạt bọn họ càng không muốn, thẳng đến càng ngày càng nhiều người bắt với trường học, công ty yêu cầu, đi quan kháng video đánh tạp, lại bị trong video nội dung hấp dẫn bị các loại xoay ngược lại cả kinh trận mắt há hốc mồm tự phát mà đi tuyên truyền kêu gọi đại gia đi đau loạt áp quan kháng mới hấp dẫn càng ngày càng nhiều tò mò người xem nguyên lai phía chính phủ đem mấy ngày này điều tra phá hoạch các loại án kiện cùng với xương đen đội lừa gạt người cô dân chúng thủ đoạn đều chụp ra tới đổi thang mà không đổi thuốc này đó chừng mực đại kết cục thảm thiết lừa dối thủ đoạn sau một ít huyền nghi phim nhựa còn kích thích có chút võng hữu xem xong nghi ngờ trong đó lừa dối thuật chân thật tính, cho rằng quá mất kích, hoặc là quá ngốc nghếch, có thể nghi ngờ nói còn chưa nói xong, một đám video kết cục liền nhảy ra, bổn video từ chân thật án kiện cải biên, cải biên với 20 thị 20 án, các võng hữu lại đi trên mạng tìm tòi, thật đúng là có thể lục soát tương quan án kiện thẩm tra xử lý báo cáo, mấy năm nay rốt cuộc làm sao vậy, cảm giác ngày thường trong sinh hoạt cùng trên mạng đều ca vũ thăng bình nhưng đang xem không đến địa phương thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy án tử, đã chết nhiều người như vậy, có nhiều như vậy gia đình bị lừa. Quan năm nay phạm tội số lượng chính là qua đi 2-3 năm cộng lại, quá dọa người, xem video trước ta cảm thấy kẻ lừa đảo thủ đoạn đều rất thấp kém, bị lừa đều là ngốc nghếch người, xem xong video sợn tóc gáy, những người này đã không thể dùng kẻ lừa đảo tới hình dung, thật là một đám phần tử khủng bố, cách không được quốc gia mạnh mẽ đã kích tội phạm, quá kiêu ngạo này đó khủng bố đội quả thực vô khổng bất nhập, từ tiểu hài nhi đến lão nhân, nam nhân đến nữ nhân không có bọn họ không làm hại, phản lừa dối áp ta đã phát đến gia tộc đàn, làm nhà ta thân thích đều đi đau loạt nhìn xem video, theo phản lừa dối áp mở rộng, còn có không ít võng hữu kinh giác, trong video một ít hiện tượng chính phát sinh ở chính mình trên người, trải qua lặp lại so đối, bọn họ hoài nghi chính mình là gặp áp nói mưu tài hại mệnh đội, có không ít tỉnh ngộ lại đây đề cao cảnh giác còn trở tay báo nguy, trải qua hậu trường đại số liệu giám sát, phát lừa dối áp, mở rộng sau, có ít nhất một phần năm tiêu hồng hệ thống đều tự nhiên tiêu tán, như vậy thành quả, cũng đại đại phấn chấn linh tổ cùng cảnh sát tin tưởng, mà một khác kiện lệnh người không tưởng được sự tình, là phản lừa dối áp, toàn võng bạo hồng, còn cùng cố chi tan ca khúc có quan hệ, chuẩn xác mà nói không phải ca, chỉ là phù hải truyện, một đoạn thực linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng. Lúc trước nàng giúp đoàn phim liễu đạo, siêu độ đối phương mẫu thân khi, niệm một đoạn siêu độ linh hồn an hồn chú, mà này đoạn an hồn chú, cho liễu đạo linh cảm, đạo giáo sử với lão trang, kế tiếp phát triển hấp thu rất nhiều văn hóa, tiến thêm một bước diễn sinh ra rất nhiều thuật số, cố chi tan tụng kia xuyến an hồn chú cũng không phải hạ quốc lời nói, mà là phản âm, cũng xưng tẩn ngữ, đạo giáo trung nói nhạc bước hư thanh, liền bị xưng là phản vịnh. Hiện nay chính thức phản âm đã rất ít có người sẽ tụng, huyền môn điển tịch trung cổ thuật cũng phần lớn thất truyền, nhưng lấy phản âm vì tụng chú ngữ muốn so rất nhiều thuật pháp hiệu quả càng tốt. Liễu đạo chỉ nghe xong một lần an hồn chú, liền kinh vi thiên nhân, cảm giác linh hồn đều bị gột rửa. Phù hải truyện là một bộ sử thi kịch, bên trong rất nhiều người vật đều có bi kịch tính, tỉ như cố chi tan đóng vai nhân vật liền cực có người mị lực, nàng đóng máy lúc sau, liễu đạo truyền nàng vài thiên, thỉnh nàng chuyên môn vì bổn kịch hư một đoạn phản âm. Cố Chi Tăng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền định rồi kia đoạn an hồn chú. Vì đoàn phim chế tác phiến đầu phiến đuôi khúc kim khúc chế tác người bắt được Ngâm tụng sau, đêm đó liền linh cảm quá độ, đầu nhập soạn nhạc, khúc làm ra tới, lại từ Cố Chi Tăng quen thuộc làn điệu sau thu. Nguyên bản Liễu đạo cho rằng Cố Chi Tăng ca hát sẽ không quá dễ nghe, Ngâm Sướng lúc sau yêu cầu điều âm tu âm, nhưng phòng thu âm ra khúc sau, sở hữu nghe qua nguyên thanh người đều tỏ vẻ quá linh. Cái loại này cơ hồ muốn nhéo linh hồn cảm giác, là bất luận cái gì tu âm đều tu không ra. Chẳng sợ Cố Chi Tang cảm thấy quái quái, nhưng Liễu Đạo lại vừa lòng vô cùng. Hiện tại, phù hải truyện, nhiệt bá, Cố Chi Tang đóng vai nhân vật đã lên sân khấu, cho dù là trước đó không xem trọng nàng kỹ thuật diễn, đối nàng kỹ thuật diễn có bản khắc ấn tượng võng hữu, xem qua kịch lúc sau cũng nói không nên lời nàng diễn đến không tốt lời nói. Trên thực tế Cố Chi Tang không tính ở diễn kịch nhân vật chính là khí thế cực cường đế nữ, nàng ở phim trường bản sắc biểu diễn, hơi chút cắt nối biên tập lúc sau, liền thành mỗi lần lên sân khấu, khí tràng đều nghiền áp mọi người. ở mặt khác ngôi cao thượng, nàng nhân vật là chỉ ở sau nam nữ chủ ngoại, nhân khí tối cao, lại ở kia đoạn thần bí mà linh hoạt kỳ ảo ngâm tụng lên sân khấu sau, lại lần nữa tiêu thăng, cố chi tan rõ ràng không phải ca sĩ, kia đoạn phạn âm ngâm sướng hoàn chỉnh bản lại ở âm nhạc ngôi cao bá bản một vòng. Clip mở các đại video cắt nối biên tập ngôi cao, đứng đầu video trung cũng nhất định hữu dụng này đoạn âm nhạc, bình luận khu càng là thập phần khoa trương, có nói chính mình ngoan cố tính mất ngủ, nghe xong này đoạn ngâm sướng sau giấc ngủ biến tốt, có nói chính mình tâm lý trạng huống vẫn luôn không ổn định, nhưng nghe ngâm sướng sau là có thể bình tĩnh, trên thực tế những người này nói cũng có nhất định đạo lý, này đoạn an hồn khúc vốn là có uẩn dưỡng linh hồn, làm hồn phách trung lệ khí bị tinh lọc bình ổn tác dụng hơn nữa ngâm tụng người là cố chi tang, nàng thiên nhiên mang theo cường đại năng lực, cùng với đầy người công đức, càng là làm này đoạn phản âm hiệu quả đạt tới đỉnh núi. Thậm chí có một ít fans rất nhiều huyền học bác chủ, chính thức đạo sĩ, đều công khai tỏ vẻ này đoạn ngâm sướng là rất có hiệu quả siêu độ khúc. Sở dĩ sẽ đối phản lừa dối áp bạo hỏa khởi đến xúc tiến tác dụng, là bởi vì phía chính phủ ở làm video khi, mỗi khi trong video tội phạm bị trảo, song sắc nước mắt khi đều sẽ vang lên này đoạn phản âm các võng hữu thẳng hô tội phạm đều phải bị siêu độ tại đây loại không khí tô đậm hạ mấy ngày hôm trước bị vạch trần rất nhiều phạm tội đội ác hành cấp dọa tới rồi các võng hữu lại dần dần bình ổn sợ hãi chỉ là mỗi một cái xem qua video hạt phản lừa dối ác võng hữu trong lòng đều gieo một viên tốt hạt giống không hề như vậy hảo lừa gạt thao tác đêm khuya trên giường ngủ say tuổi trẻ nữ nhân lâm vào bóng đè nàng mơ thấy chính mình nhân sinh cứ việc gia đình rách nát có không quá hạnh phúc thân thế nhưng từ nhỏ cẩm lý vận khí vẫn chưa làm nàng ăn quá nhiều khổ mới vừa vào đại học khi nàng liền bởi vì một chương chụp lén ảnh chụp bị tuyển vì giáo hoa rồi sau đó bắt đầu làm mặt bằng người mẫu cuối cùng tham gia tuyển tú tiết mục ở tiết mục trung bạo hồng xuất đạo tới rồi giới giải trí nàng vận khí vẫn như củ bạo hảo tưởng diễn nhân vật đều có thể diễn đến muốn tài nguyên đều có thể tới tay bởi vì không tranh không đoạt hảo tính cách bị dự vì ôn nhu hệ nữ minh tinh đệ nhất nhân, sở hữu cùng nàng đối nghịch người đều sẽ xui xẻo, không thích nàng người đều sẽ bản tính bại lộ bị hắc, liền tỉ như các nàng trong đội ngũ xinh đẹp nhất, ngay từ đầu nhân khí tối cao nữ sinh, gọi là cố chi tan, nàng cái gì đều phải tranh, đều phải đoạt, vĩnh viễn là phòng luyện tập cuối cùng rời đi người, là thức dậy sớm nhất người, là vẫn luôn ở tranh thủ xê vị người, thậm chí nói thẳng chính mình nhất không thích chính là giống nàng như vậy không nỗ lực người nàng cảm thấy cái này nữ sinh có chút chán ghét vì lợi tâm quá nặng quả nhiên đối phương càng qua càng kém vì kiếm tiền bị công ty quản lý bài bố thanh danh đều lạng lại sau đó ngày nọ nàng đi leo núi ngoài ý muốn cứu một cái anh tuấn thanh niên đối phương tuổi trẻ nhiều kim là yến thức tập đoàn nhị thiếu gia nghe nói chỉ có một thân hoạn bệnh nặng gần đất xa trời ca ca thanh niên đối nàng nhất kiến chung tình hai người nhanh chóng rơi vào bể tình nhưng kia lệnh người phản cảm cố chi tan lại ở thấy chính mình người yêu đệ nhất mặt liền suy si ngốc hỏi, chúng ta có phải hay không gặp qua, như vậy cũ kỹ đến gần thủ đoạn, làm nàng trong lòng không mừng, người yêu cũng nhiều lần bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không cùng loại này phàn quyền phụ thế nữ nhân sinh ra giao thoa, sau lại nàng sự nghiệp phát triển không ngừng, càng thu hoạch kế thừa yến thức tập đoàn ái nhân, bị võng hữu xưng lạc nhân sinh người thắng, sản văn nữ chủ, đến nỗi cái kia cố chi tan, đã sớm ở mấy năm đời trước bại danh nứt, nhảy lầu mà đã chết, trong mộng nhân sinh là cỡ nào tốt đẹp, thuận buồn xuôi gió, trên giường ngủ say nữ nhân khuôn mặt giãn ra, hơi thở bình thản. bỗng nhiên, nàng mày vừa kéo, trong mộng cảnh tượng ở nhanh chóng biến hóa, sự nghiệp của nàng, nàng tình yêu đều tan thành mây khói, cái kia vốn nên chẳng làm nên trò trống gì hắc liêu nữ cố chi tan, đứng ở nơi xa giàu dạt đắc ý mà nhìn nàng, tập trung nhìn vào, đối phương kéo người bất chính là chính mình người yêu. Nàng lớn tiếng kêu gọi, nhưng người yêu lại căn bản không quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, mặc cho nàng bị lạnh băng nước biển bao phủ, mà nàng chỉ có thể nhìn kia Cố Chi Tang châm chọc cười, chậm rãi đi xa. Hô, kịch liệt thở dốc, làm nữ nhân từ trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, nàng thấm ra mồ hôi lạnh ngón tay lung tung sờ hướng đầu giường, ấn khai đầu giường đèn, vu phong thanh cả người đều ở run run. Trước kia nàng không muốn tin tưởng này đó cái gọi là cướp lấy khí vận nhưng hiện tại nàng mọi chuyện không hài lòng, gặp được người đều không như ý, cùng trước kia cẩm lý vận may khác nhau như trời với đất, làm nàng không thể không tin. Hơn nữa làm này đó mộng tần suất đang không ngừng gia tăng, thậm chí làm nàng có loại phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng trong mộng sợ hãi cảm, phản phất những cái đó thuộc về nàng đồ vật, thật sự đều ở bị cướp đi. Nàng cầm lấy di động, clip mở người yêu yến hứa quy không cha, cấp đối phương đã phát một cái tin tức, có lẽ là thời gian quá muộn đối diện đã ngủ, nửa ngày không động tĩnh. Vu Phong Thanh nhịn không được hướng lên trên soát lịch sử trò chuyện, không soát bao lâu, nàng liền nhìn đến mấy ngày hôm trước Yến Hứa Quy cùng nàng phun tào, nói trong nhà đại ca bị cái kia Cố Chi tan mê hoặc, đặc biệt tín nhiệm Cố Chi tan, như thế vân vân, đã phát một hồi bực tức, cứ việc là phun tào, nhưng vừa thấy đến Cố Chi tan này ba chữ, Vu Phong Thanh vẫn là có loại mâu thuẫn cảm, sẽ nghĩ đến trong mộng đối phương đắc ý, trào phúng tươi cười đặc biệt vẫn là yến hứa quy nhắc tới, vu phong thanh không nghĩ lại nhìn, nàng rời khỏi khung cha, lại ngủ không được, căn bản không biết nên làm cái gì, bởi vì nàng biết, vô luận là nàng xem hot search vẫn là soát video, tổng hội nhìn đến cùng cố chi tan tương quan đồ vật, nàng kịch nàng ca nàng cắt nối biên tập, che trời lấp đất. Trong lòng chua xót cùng nói không nên lời cảm xúc làm nàng càng thêm khó chịu, đúng lúc này, nàng nghe được trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên, ký chủ, lại làm ác mộng sao? là nàng hệ thống. Vu Phong Thanh cảm xúc bỗng nhiên có chút hỏng mất, hung hăng chụp xuống giường biên, ngươi nói, có phải hay không ngươi ở phá rối? Ngươi biết ta đang nói cái gì, không phải Nga ký chủ. Hệ thống thanh âm kinh kinh nhu nhu, giống một phen câu nhân móc, không ngừng gãi nhân tâm đế hát động, những cái đó cảnh trong mơ đều là chân thật tồn tại, là ngươi vốn nên có người sinh, hạnh phúc, thuận lợi, nhưng ngươi cũng rõ ràng, hiện tại cố chi tan đã cướp đi quá nhiều khí vận, nàng quá phát hỏa, cho nên ngươi chú ý, ngươi fans. Ngươi sở hữu hết thảy đều sẽ bị cướp đi, không, vu phong thanh trắng chặt răng, hốc mắt trung trào ra nước mắt, hứa quy hắn vẫn là yêu ta, hắn không có khả năng giống trong mộng làm như vậy, ai biết được, người đều là sẽ biến, ngay cả ký chủ chính ngươi cũng không thể không thừa nhận, hiến hứa quy chán ghét cố chi tan căn bản nhất nguyên nhân, là ngươi, cùng với người bên cạnh ngươi đều không thích nàng. Mà không phải hắn bản thân chán ghét nàng, không phải sao? hệ thống nói, liền tính hắn cả đời bất biến tâm, nhưng cố chi tan đem thuộc về thiên tuyển nam nữ chủ khí vận đều đoạt đi rồi, yến hứa quy nhân sinh cũng đã bị hủy hoại, đúng vậy, bởi vì cố chi tan, vốn nên sớm chết, yến gia bệnh ưỡng ưỡng lão đại còn vẫn luôn tồn tại, nhưng hắn nếu là bất tử, yến hứa quy liền vĩnh viễn là cái không cần trải qua đã kích tôi luyện, nhưng cũng sẽ không trưởng thành vì bá tổng nhị thiếu gia, chỉ biết mỗi ngày đi đua xe, so chơi nhạc. Ký chủ ngươi cam tâm sao? Hệ thống thanh âm từ từ, mê người trầm luân. Người cam nguyện tiếp thu chính mình bình thường mà không thú vị cả đời, mất đi sở hữu hảo vận, thậm chí nhìn chính mình ái nhân cũng tầm thường vô vi sao? Đây là hệ thống cuối cùng một lần hỏi ngài, bởi vì cố chi tan sắp đoạt lấy bổn thế giới toàn bộ vận khí, hoàn toàn trở thành thế giới vai chính, đến lúc đó bổn hệ thống sẽ bị mạt sát, mà ký chủ ngài không còn có xoay người cùng hối hận cơ hội. Giữa phòng ngủ một mảnh tĩnh mịch chỉ có thể nghe được nữ nhân nhẹ nhàng khóc nức nở. Qua hồi lâu, mới có thật nhỏ thanh âm, ta muốn như thế nào làm, chỉ cần nếm đến quá cẩm lý vận khí, thói quen tâm tưởng sự thành, liền tuyệt đối không có người chống cự được cả đời có được loại năng lực này dụ hoặc, nó thực tin tưởng, hệ thống ngữ khí nhẹ nhàng, đừng lo lắng, ta sẽ trợ giúp ngài, chương 158 canh 1, trạng sáng 3 điểm nhiều, đại đa số hạ quốc bá tánh đã tiến vào ngủ mơ, quốc gia phòng khống bộ môn, vài tên trực ban nhân viên thủ từng người công tác khu vị, yên lặng làm chính mình sự tình. Từ yến thị tập đoàn chủ yếu nghiên cứu phát minh an bảo kiểm tra đo lường hệ thống phạm vi lớn đầu nhập ứng dụng sau, nên bộ môn phòng khống cùng giám thị trong lĩnh vực, lại tăng thêm hạng nhất tân nghiệp vụ. Mấy đài mở ra vận hành đại màn hình đang xen đặt, trên màn hình mặt đều không ngoại lệ là hắc màu lót, huỳnh lam sắc đường công cấu thành phức tạp địa vực bản đồ, phản phất giống như hàng hải đồ, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, toàn bộ trên màn hình địa vực chi tiết tổ hợp ở bên nhau, có thể đua ra toàn bộ hạ quốc lãnh thổ, vô số viên viên thật nhỏ, giống như các bụi điểm đỏ, phân tán ở này đó địa vực sách tranh bên trong, trừ bỏ cá biệt khu vực điểm đỏ quá mức dày đặc, địa phương còn lại, đặc biệt là dân cư thưa thớt, quản lý tương đối lạc hậu biên cảnh thành thị, cơ hồ nhìn không tới điểm đỏ tồn tại, bỗng nhiên, mấy đài màn hình thượng xu với ổn định hình ảnh, đã xảy ra rất nhỏ biến hóa bộ phận khu vực thưa thớt điểm đỏ bắt đầu tăng nhiều, mà vốn là có số lượng không tính thiếu điểm đỏ khu vực, càng là giống bị đánh nghiêng hồng mực nước, bắt đầu từ trong ra bên ngoài, hướng quanh thân không ngừng khuếch tán, dị biến xuất hiện đến đột nhiên, hơn nữa tình huống khẩn cấp, vài giây sau, trọng lớn công tác trong phòng chợt vang lên tiếng cảnh báo, sao lại thế này, lão triệu, ngươi đến xem này mấy cái tân máy, mặt trên hồng quang có phải hay không đang tăng lên. Nguyên bản có chút mỏi mệt, hoặc đắm chìm ở văn kiện đọc trung ở đây trực ban nhân viên, đều bị này động tĩnh làm đến cả kinh, vội vàng đi xem xét tình huống, hội báo thượng cấp, hành thị trên không, người thường mắt thường vô pháp nhìn đến hơi mỏng hắc khí bị gió thổi qua, không ngừng tràn ngập, khuếch tán, giống như một trương phô khai thật lớn mạng nhện che lại đại lục, cùng lúc đó mổ mà sở cảnh sát, chói tai tiếng chung cắt qua đêm khuya yên tĩnh, trực ban tiếp tuyến viên cầm lấy điện thoại, Huy người hảo, nơi này là 20 khu hình cảnh đại đội xin hỏi có chuyện gì, điện thoại kia đầu bối cảnh âm rất là hỗn loạn, có thể mơ hồ nghe được thành niên nam tính tê thanh kêu to, tiểu dư ngươi bình tĩnh một chút, là ba ba sai rồi, có nói cái gì xuống dưới chúng ta hảo hảo nói, điện thoại kia đầu báo nguy chính là danh nữ tính, nàng thanh âm nghẹn ngào, mang theo âm rung, ngươi hảo là cảnh sát sao? Ta nhi tử hắn, hắn trộm chạy tới hàng hiên trên đỉnh sân thượng muốn nhảy lầu, hiện tại đã vượt qua lưới sắt. Cầu các ngươi mau tới cứu cứu hắn thu được nữ sĩ, ta lập tức vì ngài chuyển tiếp phòng cháy bộ đội, cũng phái người qua đi, thỉnh không cần cắt đứt điện thoại. Tiếp tuyến viên nói, ngài trước ổn định một chút cảm xúc, nói cho ta cụ thể địa chỉ, còn có, ngài nhi tử vì cái gì sẽ cái này điểm đi sân thượng phí hoài bản thân mình, ta, ta cũng không biết, có thể là hắn ba ba buổi tối đánh hắn một đốn, chính là, nữ nhân che miệng rầu rĩ mà khóc, giảng thuật gập ghềnh. Vài phút sau, trực ban cảnh sát chuẩn bị ra cảnh, hỏi rõ ràng tiểu hài nhi luẩn quẩn trong lòng nguyên nhân sao, bộ đàm kia đầu tiếp tuyến viên nói, hẳn là gia đình mâu thuẫn khiến cho, muốn nhảy lầu tiểu hài tử họ lý kêu cố dương, 14 tuổi, sơ trung năm 2, theo hắn mụ mụ nói đứa nhỏ này học tập thành tích không tốt lắm, ở trong trường học cũng luôn là cùng mặt khác đồng học đánh nhau, khởi cọ sát, tương đối nghịch ngợm phản nghịch, lão sư thường xuyên cho bọn hắn gọi điện thoại phản ứng chuyện này. Nhưng Lý Cố Dương chính mình cách nói, hắn thường xuyên đánh nhau là bởi vì trong ban một bộ phận đồng học mỗi lần đều trước khi dễ hắn, hài tử phụ thân tính tình táo, cảm thấy những lời này đều là hài tử tìm lấy cớ, mỗi khi cùng lão sư liên hệ lúc sau liền đánh chửi hắn, cho nên tiểu hài nhi cùng cha mẹ quan hệ cũng tương đối cương, liền đoán được là loại sự tình này. Ra cảnh cảnh sát sách một tiếng, hiện tại này đó gia trưởng A, liền không thể cùng hài tử hảo hảo giảng sao, tiếp tuyến viên tiếp tục nói, hài tử mẫu thân nói, hơn 3 tháng hắn ở trên mạng gia nhập một cái đàn liêu, bên trong người chính là khu khoảng thời gian trước chủ yếu đã kích võng lộ bất lương quần thể, bởi vì cái này Lý Cố Dương ở trong đàn đã phát rất nhiều tương đối cấp tiếng ngôn luận, cùng với tồn tại tiềm tàng nguy hiểm hành vi, bao gồm nguyền rủa lão sư chết bất đắc kỳ tử, cắt vỡ thủ đoạn lấy máu ý đồ làm ba gã cùng lớp đồng học bị đâm chết, thậm chí tưởng trộm mang gấp đao nhập vườn trường, chúng ta điều tra đồng chí nhìn đến sau. Cho rằng đứa nhỏ này tâm lý tình huống tham ưu, liên hệ tới rồi hài tử cha mẹ nói chuyện này, muốn cho bọn họ chú ý một chút tiểu hài nhi tâm lý an toàn. Kết quả lý cố dương phụ thân phi thường tức giận, cảm thấy nhi tử ở trên mạng giả thần giả quỷ tâm thuật bất chính, thực mất mặt, mặt sau không cần phải nói cảnh sát cũng biết, khẳng định lại là đêm này tiểu hài nhi hành hung một đốn, đàn lưu bị đoan rất thời gian, đại khái là một vòng phía trước, là lý cố dương bước lên sân thượng đạo hỏa tác. Hắn bởi vì ở trong đàn phát tiếp khi phát ra ngôn luận, bị phụ thân hành hung, cũng bị quan ngã nát di động mắng to một đốm. Sau đó này sơ trung nam sinh tâm thái càng vì vạn vẹo, liền người nhà đều hận thường. Hắn thế nhưng ở trong nhà góp nhặt cha mẹ đầu tóc, cùng viết cha mẹ tên tờ giấy đặt ở mâm, tích thượng chính mình máu, lấy này tới nguyền rủ người nhà, đặc biệt là phụ thân xui xẻo. Kết quả người trong nhà quét rác thời điểm, ở hắn phòng ngủ dưới giường phát hiện mâm, thấy được bên trong đồ vật, tức giận hài tử phụ thân lần này là thật sự đem hắn đánh cái chết khiếp, đồng thời hai vợ chồng cũng bị lần này hành vi thương thấu tâm. Mấy cái giờ sau rạng sáng 3 điểm, hai vợ chồng ngủ say, nhà gái mơ hồ nghe được bên ngoài phòng khách có mở cửa tiếng vang, còn tưởng rằng hơn phân nửa đêm gặp ăn trộm, nàng cúng quyết chụp tỉnh trượng phu, đi ra phòng ngủ xem xét tình huống, phát hiện phòng khách môn hộ mở rộng ra, mà nhi tử phòng ngủ không có một bóng người, là hài tử chạy ra đi, chờ bọn họ tìm được lý cố dương thời điểm, nam sinh người đã vượt qua sân thượng lưới sắt, đứng ở hàng hiên bên cạnh lung lay sắp đổ, tin tức khó khăn lắm phản hồi xong, tiếp tuyến viên nói, chờ một lát, ta bên này tách ra trong chốc lát, như thế nào lại tới điện thoại, vài phút sau, xe cảnh sát khai tiếng tiểu khu, trong xe cảnh sát nhóm xa xa nhìn đến xe cứu hỏa ngừng ở một đống dưới lầu, cứu sống lót còn không có thổi phòng, liền như vậy mềm như bông mà đặt ở trên mặt đất, cũng không gặp có phòng cháy viên xúc động, một đám nghe được động tỉnh khoát áo khoát, xuống lầu xa xa xem náo nhiệt cư dân khe khẽ nói nhỏ chặn đi phía trước tiến lộ trong xe cảnh sát nhóm diêu hạ cửa sổ chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút tê tâm liệt phế kêu khóc thanh từ trong đám người tràn ra lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên uy tình huống như thế nào cảnh sát hỏi tiếp tuyến viên thanh âm phá lệ nôn nóng vương phó đội lý cố dương hắn đã trụy lâu trong xe cảnh sát nhóm đều sửng sốt phải biết rằng đại bộ phận đi lên cao lầu người đối mặt dưới thân vạn trượng vực sâu trừ phi là một lòng muốn chết người đều sẽ do dự sợ hãi cũng sẽ nói hết xong trong lòng thống khổ cùng ủy khuất mới làm ra cuối cùng quyết định nhưng đứa nhỏ này mà ngay cả chút nào do dự đều không có trực tiếp kết thúc chính mình sinh mệnh cách không được phòng cháy nhân viên cũng chưa động tác cứu sống khí lót cũng không có phô khai tất yếu vương phó đội thở dài nói chúng ta đây xuống xe tìm gia nhân này làm ghi chép không quá hành không có thời gian làm ghi chép. Tiếp tuyến viên đánh gãy hắn nói, liền ở vừa mới, lại có hai người báo án, trong đó một vị nữ tính nói chính mình chính tránh ở phòng ngủ trong phòng vệ sinh, nàng khoảng thời gian trước phát hiện trượng phu xuất quỷ, hai ngày này đang ở hiệp thương ly hôn, phân cách tài sản, hai người cũng phân phòng ngủ, kết quả liền ở vừa mới, nàng trượng phu bỗng nhiên ở nàng phòng ngủ ngoại không ngừng gõ cửa, nàng không mở cửa đối phương liền cầm gia dụng cây búa ở phá cửa nói muốn vào đi giết nàng vương phó đội cái gì đêm nay như thế nào nhiều như vậy án tử địa chỉ ở đâu chúng ta hiện tại liền chạy tới nơi hôn hôn trầm trầm màn trời dưới sương đen kích động cực nhanh chạy tới tiếp theo cái địa điểm cảnh sát nhóm cũng không biết tối nay loạn tượng cũng không phải chỉ có bọn họ cái này khu thành thị này như thế mà là toàn bộ hạ quốc lớn nhỏ thành thị đều liên tiếp đã xảy ra nhiều khởi sự cố vang vọng ở rạng sáng báo nguy điện thoại làm trực ban nhân thủ không đủ các sở cảnh sát trở tay không kịp ngày kế buổi sáng thủ đô tổng bộ lại một lần mở ra tuyến thượng tuyến hạ lâm thời hội nghị trung tham dự giả nhân số so với phía trước càng nhiều trong đó sáu thành nhân ăn mặc chế phục cùng chính trang dư lại bốn thành ăn mặc hoa hòe lòe loẹt đạo sĩ phục hôi hoàng áo cà sa đoạn áo choàng trường áo sơ mi mọi người biểu tình đều phá lệ nghiêm túc phụ trách hội báo tình huống cảnh sát cầm mới mẻ ra lò báo cáo đỉnh áp lực thì thầm Tối hôm qua các tỉnh các thị đều xuất hiện thị dân sao động, hậm hực thậm chí là phí hoài bản thân mình hành vi, cứ việc các nơi cảnh sát suốt đêm triệu tập đồng sự ra cảnh, còn là bởi vì sự phát đột nhiên, nhân thủ không đủ tạo thành cực đại tổn thất, tử vong nhân số 24 danh, kịp thời ngăn lại nhưng vẫn cứ bị thương thị dân 18 người, trừ cái này ra còn có bốn khởi quy mô nhỏ đội gây án, trong đó một đám tính chất nhất ác liệt gây án nhân viên bình quân tuổi 16 tuổi, sự phát mà ở mỗi tỉnh huyện thành trạng sáng năm điểm nhiều này đàn xã hội nhân viên có dự mưu trên mặt đất phố, cầm đao chém bị thương nhiều danh dậy sớm ra quán người bán trong, đến một vị quán chủ đương trường bỏ mình, địa phương cảnh sát đem chạy trốn hỏa hiềm nghi người toàn bộ bắt giữ sau, phát hiện bọn họ đã từng cũng đều gia nhập quá cùng cái đàn liêu. Cũng chính là khoảng thời gian trước chúng ta trọng điểm đã kích rớt những cái đó ác thế lực tà giáo qua điểm, này đó ngại phạm vẫn luôn đối đàn liêu bị đóng cửa sự tình lòng mang bất mãn, không bài trừ là trả thù xã hội nhất xuyến xuyến nhìn thấy ghê người số liệu nói ra, chỉ cần 2 phút, nhưng đủ để từ giữa nhìn ra tối hôm qua là có bao nhiêu binh hoang mã loạn, hội nghị trung đại bộ phận tỉnh thính, thì cục lão cảnh sát, đều mặt mang mệt mỏi, bọn họ đều là bị một người tiếp một người điện thoại từ trong mộng đánh thức, vì này đó liên tiếp không ngừng lớn nhỏ án tử, cả đêm cũng chưa ngủ, hội báo nhân viên tiếp tục nói. Kỳ quái nhất chính là này đó phân bố ở các nơi gây án nhân viên, cùng với đột nhiên lâm vào hậm hực thị dân nhóm, cơ hồ đều ở cùng cái thời gian đoạn, cũng chính là trạng sáng 3 điểm lúc sau bùng nổ. Kinh sáng nay quốc gia phòng khống bộ môn cấp ra giám thị số liệu có thể thấy được, sự kiện phát sinh trước nửa giờ nội, những người này tùy thân mang theo điện tử thiết bị đều giám sát tới rồi không bình thường tin tức tần suất, bởi vậy nhưng hợp lý hoài nghi, tối hôm qua náo động cùng này đó không bình thường tin tức tần suất có quan hệ, tình thế tới rồi như thế khẩn cấp nông nổi, giám sát hệ thống tồn tại cũng liền không hề là bí mật không ít trung tâm nhân viên ký bảo mật hiệp nghị sau đều biết này đó ở hạ quốc các nơi trình diễn án kiện cũng không có đơn giản như vậy nghe xong số liệu hội báo linh tổ người tổng phụ trách cơ hồ ác không được hỏa khí ngữ khí nghiêm túc đại gia thấy thế nào trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đã chết nhiều như vậy dân chúng chúng ta thậm chí liền phản ứng ngăn lại năng lực đều không có lại không áp dụng một ít hữu hiệu thi thố chúng ta xã hội an toàn cùng cái gọi là trật tự đều đem biến thành một cái chê cười. Nhất nguyên quan quan chủ trường tần đạo sĩ nhăn bạch mi, thở dài lúc sau không quá lạc quan nói, bạch bộ trưởng lo lắng không phải không có lý, nhưng này đó tà ám xuất quỷ nhập thần, năng lực quỷ dị, muốn ngăn cản thảm án phát sinh cơ hồ không có khả năng, huống chi chúng ta căn bản không biết nó vì sao bỗng nhiên tập kích, ngay sau đó thụ hại người lại sẽ ở nơi nào, không sai. Hề khôi cũng chậm rãi nói, này sương đen thực hiển nhiên là muốn phạm vi lớn xâm lấn thế tục ở người thường trung chế tạo khủng hoảng cùng hỗn loạn đoạt lấy bọn họ sinh mệnh sợ hãi kinh hoàng chờ này đó mặt trái cảm xúc truyền bá đến quảng đối chúng ta càng là bất lợi có người dương giọng nói chiếu hai vị tiền bối nói sương đen tiêu diệt không xong lại không làm gì được này nhưng như thế nào cho phải chẳng lẽ mặc kệ những cái đó người thường chết sống nhận mệnh chờ chết sao cứ việc chết đi đều là yếu ớt không có chống cự năng lực người thường nhưng ở đây những thuật sĩ rõ ràng tà ám cắn nuốt sinh mệnh càng nhiều liền càng cường đại mặc kệ mặc kệ sớm muộn gì có một ngày bị cắn nuốt người sẽ đến phiên bọn họ huống chi xem này sương đen tăng mòn nhân loại tốc độ nhanh như vậy ngày này đã đến tuyệt không sẽ quá muộn không thêm ngăn lại nói chỉ sợ lại quá 10 ngày nửa tháng phàm tục giới yên lặng đem hoàn toàn bị đánh vỡ biến thành bị sương đen cùng ác niệm bao phủ nhân gian địa ngục mắt nhìn bất an cùng lo âu cảm xúc dần dần ở hội nghị thượng lan tràn, vẫn luôn chưa từng tỏ thái độ cố chi tan chân mày nhíu lại, cảm giác đến rất nhỏ không thích hợp sau, nàng bất động thanh sắc buông ra đối chính mình lực lượng thống chế, vô hình áp bách giống nước gần lưu động, lấy nàng vì trung tâm nhanh chóng đẩy ra, trong phút chốc thổi quét toàn bộ hội nghị đại sảnh, sinh sôi tưới diệt chạm vào là nổ ngay sao động, đừng xảo, cố chi tan tiếng nói trung mang theo châm ngôn chi lực, cho dù là không ở hội nghị hiện trường, cách internet cùng màn hình người cũng tức khắc cảm giác trong lòng rùng mình đầu óc thanh minh bọn họ theo bản năng liền muốn nghe nàng lời nói theo nàng mệnh lệnh chấp hành phản ứng lại đây khi nguyên bản phòng họp nội đã diễn biến vì tranh chấp thảo luận thanh đột nhiên yên tĩnh lặng im vài giây cố chi tan tầm mắt đảo qua mấy cái vị trí đem nơi đó ngồi cảnh sát hoặc là thuật sĩ xem đến cả người căng thẳng chính mình trúng chiêu cũng chưa phát hiện sao nàng xem qua đi mấy người đều không ngoại lệ đều bị sương đen mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, liền chính bọn họ cũng chưa ý thức được, chính mình vừa rồi phá lệ kích động, còn thực bi quan. Hiện giờ những cái đó khói mù đều bị càng quét sạch sẽ sau, những người này mới hậu tri hậu giác phát hiện chính mình dị thường, cố chi tan tim bạch đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ vài cái, lại lần nữa mở miệng, sương đen toàn diện xâm lấn, tạo thành một loạt xã hội trị an hỗn loạn hậu quả, đối chúng ta tới nói không phải một chuyện tốt bởi vì có rất nhiều người còn không có tới kịp làm chuẩn bị, chợt đối mặt cưỡng chế dễ dàng bị áp suy sụp, nhưng cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, sương mù sắc khuếch tán đến khu vực biến đại, ý nghĩa nó đem từ tối thành sáng, sơ hở cũng sẽ lộ đến càng nhiều, chúng ta có thể nhân cơ hội truy tung đến những cái đó che giấu đến so thâm phân thân cũng đem này tổn hại, sương đen bùng nổ, thiên đạo chết, trước hết cảm ứng được này biến hóa người. Chính là đã chạm đến gông cùng xiền xích cố chi tan thậm chí còn sớm hơn thời điểm, nàng liền đã nhận ra, đêm qua thành thị cũng không an tĩnh, nàng cũng không có nghỉ ngơi, tìm đến phụ cận trăm dặm nội đỉnh điểm, cố chi tan vẫn luôn ở dùng la bàn cùng bài chiếm không ngừng bói toán, bày ra tin bàn, ngẩng đầu là không chút nào che lấp nồng đậm sương mù sắc, dương nanh múa vuốt, trải qua suốt một năm tẩm bổ, đoạt lấy quá nhiều người khí vận cùng sinh cơ, sương đen đã lớn mạnh đến che trời. Cơ hồ đem phía chân trời ánh trăng đều chặt chẽ che lại, dưới loại tình huống này, nàng có thể tính đến thiên cơ cực kỳ bé nhỏ, phục hồi tinh thần lại, cố chi tan tiếp tục nói, các ngươi vẫn là làm từng bước, nên đi phá hủy oa điểm, sưu tầm ngàn mặt giống phân thân liền tiếp tục đi hành động, bất luận cái gì khả nghi địa phương đều không cần buông tha, kiểm tra đo lường âm khí hệ thống nếu tra ra những cái đó tiềm tàn tai họa ngầm, liền tẩn lớn nhất khả năng đi ngăn cản thành thị trung thảm án phát sinh, nàng đâu vào đấy mà bố cục. Chỉ có hiến tế vô tội sinh mệnh càng ít, sương đen có thể đoạt lấy đến lực lượng mới có thể càng ít, này đó nhìn như vụn vặt thả vô lực công tác, mới là quan trọng nhất, có công phu sướng suy, không bằng nhiều cứu một cái vô tội thị dân, đến nỗi như thế nào đối kháng sương đen xâm lấn chuyện này, tổng bộ đã có tân đối sách, an bài xong sau, ở đây mọi người đối mưa gió sắp tới khẩn trương vẫn chưa đánh mất, nhưng ít ra không như vậy bất an, hề khôi gật đầu nói, liền nghe cố chỉ huy, ta hôm nay về đến gia tộc sau, sẽ triệu tập sở hữu hậu bối xúc động tham dự cứu trợ, gắn đạt tới cùng nhau vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Trường Tần Đạo Nhân cũng nói, ta nhất nguyên quan đạo sĩ cũng đương như thế, các vị cảnh sát đồng chí có cái gì yêu cầu bọn họ làm, ngàn vạn đừng khách khí, Phật môn con cháu cũng nguyện ra một phần lực, chúng ta xem quy mô tiểu. Tổng cộng chỉ có mười mấy có đạo hạnh môn nhân, mặt khác đạo sĩ đều là tục gia đệ tử, cũng toàn bằng tổng bộ điều khiển, nay khi nay khắc, cả nước các nơi đều tồn tại tai họa ngầm. Ai cũng không biết tiếp theo cái bị sương đen tăng mòn vặn vẹo người ở nơi nào, các nơi khu cảnh sát số lượng, cũng xa xa không đủ đi đối những cái đó kiểm tra đo lường ra điểm đỏ gia đình từng cái tới cửa, nhưng có năng lực siêu phàm, thậm chí có thể khống chế phù pháp huyền học nhân sĩ gia nhập, vẫn là cấp ở đây áp lực cực đại cảnh sát nhóm tăng thêm một ít tin tưởng, đãi mọi người từng người đầu nhập hành động trung sau, thành thị trung liền xuất hiện một ít kỳ cảnh. Tỉ như khiên thiết kiếm, ăn mặc áo dài tất đầu thanh niên, đầu ngón tay kẹp mấy trương hoàng phù, hành tẩu ở cảnh sát trong đội ngũ. Lại tỉ như vì tình sở khốn, đau đớn muốn chết muốn nhảy gian thiếu nữ, ở mở ra hai tay hướng cùng cuộn nước lũ trung đảo đi khi, người mặc màu xám áo cà sa Phật môn đệ tử thân thủ thoang thoát, thả người nhảy tiếp được người sau, thực mau mang theo phí hoài bản thân mình nữ tử từ sông nước trung du lên bờ, còn có tự sát chưa toại tiểu hài tử bị mang theo nói qua người mặc đạo sĩ phục người đổ ở cửa phòng bị bắt đi nghe gục rửa linh hồn ngâm tụng cứ việc không có một thiên đưa tin nhưng các nơi khu nội loạn tượng không có khả năng hoàn toàn che giấu thế tất sẽ ở quần chúng trung dẫn phát rối loạn cùng khủng hoảng đã có không ít thị dân chính mắt thấy phát sinh tại bên người thảm án án tử số lượng một nhiều liền xuất hiện không ít tà giáo tổ chức dẫn phát náo động suy đoán cùng đồn đãi phía chính phủ có thể làm chính là không cho các nơi tin tức cùng tương quan một từ lên hóc xớ, cũng tận lực ngăn lại từ ngữ mấu chốt thảo luận cùng phát ra. Tuy ngăn cản không được dân chúng lén thảo luận, nhưng ít ra sẽ không làm cho cả xã hội bị sợ hãi bao phủ. Hai ngày lúc sau tổng bộ nội, an bài thật lớn lượng công tác trịnh như ngọc lòng tràn đầy mỏi mệt, cầm một sấp tân trình văn kiện đi tới Cố Chi Tang bên cạnh, ngồi xuống sau, nàng đem văn kiện hướng Cố Chi Tang phương hướng đẩy đẩy, muốn nhìn sao, Cố Chi Tang không mở ra nhưng cho dù không xem nàng cũng rõ ràng bên trong nội dung tất nhiên nhìn thấy ghê người trịnh như ngọc không thắt chế bực bội cảm xúc lừa dối đội sấn loạn thu hoạch bên đường hành hung vào nhà giết người nhiều người như vậy mệnh tất cả đều nhân kia đồ bỏ xương đen mà chết phàm là lại cho chúng ta một tháng chuẩn bị thời gian tình huống đều sẽ không như vậy tao cố chi tang này cũng vừa lúc thuyết minh nó chờ không được lâu như vậy ngươi nói đúng trịnh như ngọc bình phục một chút tâm tình mới còn nói thêm cốt xấu tình huống không có vừa mới bùng nổ khi như vậy nghiêm trọng ở bị dần dần thống chế chúng ta đồng sự dựa theo ngươi đại khái suy đoán ra trận điểm lại thanh trừ chút ít phân thân xem như mấy ngày nay duy nhất vui mừng tin tức đúng rồi ngươi cho ta gửi tin tức nói hoài nghi kia quỷ đồ vật có tân động tác tình huống như thế nào trịnh như ngọc chính xác hỏi ngươi còn nhớ rõ ta phía trước nói qua ở tìm xương đen bản thể chuyện này sao Cố Chi Tăng nói, ngươi tìm được rồi, chỉ là có điểm manh mối. Cố Chi Tăng trầm ngâm một lát, nói ra chính mình suy đoán, loại này vô hình chi vật bản thể đơn giản hai loại tình huống, hoặc là tự nhiên diễn sinh ra nào đó vật dẫn, cũng giấu ở trong một góc, còn có chính là đoạt xá người khác, nếu là người trước, nó nhất định giấu ở mổ cụ phân thân nội, chỉ là chúng ta còn không có tìm được, nhưng nếu là người sau, ta cũng có mấy cái hoài nghi người được chọn, trịnh như Ngọc truy vấn, ngươi hoài nghi ai? đầu tiên là yến thừa, ở trịnh như ngọc lượt hiện kinh ngạc trong ánh mắt, cố chi tan nói, bất quá hắn không phải, phải nói, sương đen đã từng xác thật muốn xâm lớn thôn tính về hắn, nhưng không thành công, hiện tại ta tự mình nhìn chằm chằm hắn, hắn có vấn đề khả năng tính rất nhỏ, ngay sau đó nàng lấy ra di động, đưa cho trịnh như ngọc, ngươi nhìn xem cái này, màn hình sáng lên, mặt trên là một cái chuyển phát số lượng rất nhiều bác văn, tuyên bố giả là trịnh như ngọc có chút quen mắt, nhưng cũng không nhận thức người chuyển phát cũng hứa nguyện đạt được cẩm lý vận may. Vu Phong Thanh Người kia là ai, có điểm quen thuộc, Trịnh Như Ngọc nhíu mày nghĩ, sau một lúc lâu trong đầu hiện lên một ít ký ức, kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, Vu Phong Thanh không phải cái kia nữ minh tinh sao? Có phải hay không phía trước cùng ngươi quan hệ không tốt, tổng bộ làm ta thu thập ngươi tư liệu khi, ta nhìn đến quá quan với hai người các ngươi một ít tin nóng, cố chi tan, phía trước quan hệ hay không thật sự không tốt, nàng cũng không biết nhưng nàng từ lúc bắt đầu liền hoài nghi cái này vu phong thanh có vấn đề, thật sự là tâm tưởng sự thành cẩm lý vận khí tồn tại, quá kỳ quái, hiện tại nàng càng là hoài nghi, này cái gọi là cẩm lý vận khí căn bản chính là xương đen ở phá rối, bác văn cái này nữ tin nói chính mình từ nhỏ đến lớn vận khí đều thực hảo, cơ hồ có thể nói tâm tưởng sự thành, ta nhìn một chút fans an lợi cùng dáng một ít chứng minh, thật đúng là như vậy, trịnh như ngọc lật xem này bác văn, rất là giật mình chuyển phát vượt qua trăm vạn bình luận cũng có trăm vạn phía dưới đều là ở hứa nguyện hơn nửa này đó hứa nguyện nói có phải hay không có điểm kỳ quái chỉ thấy những cái đó hoặc là thật sự hoặc là là thừa dịp nhiệt độ nói dẫn các phỏng hữu sôi nổi ở dưới lưu bình tính nữ nguyện ăn chay cả đời đến lượt ta khảo công lên bờ chuyển phát cọ cọ cẩm lý vận khí cảm giác người lớn lên xinh đẹp ở trong xã hội càng xài được ta loại này dáng người giống nhau tướng mạo thường thường trong suốt người vĩnh viễn quá không thuận lợi nếu có thể làm ta biến thành mỹ nữ nói, thiếu sống tháng 10 năm năm ta cũng nguyện ý a, à, chẳng sợ không phải đại mỹ nữ chỉ là giống nhau mỹ nữ ta cũng nguyện ý, ha ha đem ta trên người 30 cân thịt phân cho tổn hữu được chưa, ta đây vô cùng đơn giản mong ước ra ta, đồng thời ngoại tình ba người tiền nhiệm bình yên xuống mồ đi, phía dưới nguyện vọng hoa hòe lòe lòe, có có thể nhìn ra tới là nghiêm túc ở cầu học nghiệp, sự nghiệp, hoặc là cầu đào hoa, có chút đơn thuần là ở nói giỡn, loại này, tiếp vận may, hứa miệng vận may thiệp ở các ngôi cao đều thực thường thấy, rất nhiều các võng hữu sẽ thuận miệng khai hai câu vui đùa, nhưng ở trước mắt thời gian này đoạn, lại là cố chi tang làm nàng xem, trịnh như ngọc liền tổng cảm thấy có chút nguy hiểm, hơn nữa, ta tuy rằng không biết các ngươi minh tinh lưu lượng cao thấp, chính là chuyển phát bình luận đều vượt qua trăm vạn, nhiệt dung riêng lục phát thượng rất nhiều sự kiện đều hỏa bạo. Nhưng là nàng như thế nào không lên hot search, trịnh như ngọc nhạy bén nhận thấy được điểm này. Bác Văn là ngày hôm qua phát, cái này số liệu tuyệt đối tính nhiệt, cố chi tan liễm mắt nói, đây là vấn đề nơi, ta thác yến thừa ra xét một chút, vu phong thanh công ty quản lý cũng không có tiêu tiền triệt học sớt, nói cách khác này độc lượng, thảo luận độ cực cao, có thể bước lên học sớt tiền tam bác văn, không biết vì sao hoàn toàn chưa đi đến nhập chúng ta tầm nhìn. Điều kỳ quái nhất chính là, quảng trường cùng bình luận khu phía dưới còn có không ít vu phong thanh fans ở xảo, bọn họ cũng cho rằng này cẩm lý bác văn không có khả năng lên không được học sớt nhất định là vu phong thanh người đối diện không thể gặp nàng hảo, cố ý tiêu tiền đè ép nàng hót xớt, bị lặp lại đề danh người trung, liền có cố chi tan. A nhàn không có việc gì lại có lớn như vậy năng lực có thể một tay che trời, còn không phải là mổ đỉnh lưu huyền học nữ tinh sao, thật sự bực bội, huyền học nhãn là nàng một người sao. Dùng đều không cho người khác dùng, bá đạo như vậy, vu phong thanh rõ ràng xuất đạo chính là tiểu cẩm lý, hảo ủy khuất A nhưng thật ra có không ít người qua đường vì nàng nói chuyện, cảm thấy nhà này mạch não thanh kỳ, chuyện gì đều có thể kéo lên cố chi tan, nhưng đều bị đánh thành nàng fans, đối này đó không thể hiểu được lên án, cố chi tan cảm thấy thực bất đắc dĩ, nàng hai ngày này vội đến chân không chạm đất, căn bản không biết vu phong thanh phát bác. Vẫn là từ công khai tỏ vẻ cùng nàng là bạn thân liền bị vu phong thanh fans ghét ai ghét cả tông chi họ hàng vu đồng thu, trước hết phát hiện chuyện này, rồi sau đó chia nàng, sách, ta là thật sự phiền cái này vu phong thanh fans quần thể, quá sẽ xé, nàng lên không được hót sức cùng tan ta ngươi lại cái gì quan hệ a? À? Trịnh Như Ngọc nhíu mày nói, ý của ngươi là này cẩm lý bác văn có vấn đề, sau lưng lại có kia quỷ đồ vật dở trò quỷ, đến nỗi không lên hót sức, thậm chí căn bản không đẩy đưa đến chúng ta trước mắt, chính là kia quỷ đồ vật có tâm giấu giếm, giọng nói của nàng một đốn, bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhưng này vu đồng thu không phải trời sinh cẩm lý sao? nếu nàng có vấn đề. Chẳng lẽ, chẳng lẽ từ hơn 20 năm khởi, sương đen cũng đã tồn tại, hơn nửa bày ra này bàn cờ, trịnh như ngọc càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đúng vậy, những cái đó cho nhau liên kết, tầng tầng tiến dần lên thậm chí cùng nước ngoài có quan hệ lừa dối đội, lừa bán buôn lậu đội, thời trẻ hành vi là có thể truy ra đến mười mấy năm trước, này quả thực thật, thật là đáng sợ, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? tìm người đem nàng này bắt văn tạc vẫn là nhắc nhở quảng đại quần chúng không cần tin tưởng tham dự này đó thảo luận trịnh như ngọc rất là nóng lòng vượt qua trăm vạn chuyển phát bình luận lại đến có bao nhiêu người trúng chiêu a cố chi tăng nhẹ nhàng lắc đầu vô dụng miệng cấm chỉ biết dẫn phát càng nhiều người chú ý huống hồ này đó chuyển phát bình luận người đã bị liên lụy đi vào hướng miệng dùng thọ mệnh biến mỹ biến gầy các nữ hài tử thật sự sẽ chậm rãi biến đẹp nhưng các nàng cũng không biết chính mình dương thọ đã bị cắt giảm hai ba mươi năm còn có những cái đó tưởng thảo thí thông qua nhớ nhà người khỏe mạnh tưởng đào hoa vận biến tốt hết thảy tại đây đều bác văn hạ hứa ra nguyện vọng ở phát ra kia một khắc liền cam chịu giao dịch ký kết vô số người sinh cơ khí vận khỏe mạnh thọ nguyên từ từ đều ở trong một đêm bị đoạt lấy bọn họ có lẽ ngắn ngủi mà được đến vui sướng sẽ kinh ngạc phát hiện nguyện vọng của chính mình thực hiện cần phải không được bao lâu bọn họ liền sẽ ý thức được tẩm lý vận khí, sẽ làm bọn họ trả giá cùng nguyện vọng cũng không ngang nhau, thậm chí thảm thiết năm lần gấp 10 lần đại giới. Chẳng sợ hiện tại làm vu phong thanh xóa rất bác văn cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì những cái đó bàn bạc sinh cơ khí vận đại đa số đều tiến vào xương đen bên trong, nàng có lẽ có thể từ giữa thu lợi một vài, cũng bất quá trăm ngàn phần có một, trịnh như ngọc đáy mắt đều đỏ, bảo hổ lột da, nữ nhân này điên rồi sao? chúng ta những người này không ngủ không nghỉ mà đi ngăn cản dân chúng bị hại tưởng hết mọi thứ biện pháp phản lừa dối nàng một cái bát văn liền tuyệt thượng trăm vạn người vận mệnh a à, việc cấp bách là ngăn chặn này loại sự tình lại lần nữa phát sinh ta hoài nghi nàng trong cơ thể có xương đen dấu vết chuẩn bị đi cùng nàng tâm sự cố chi tang nói trực tiếp đem người bắt đi trịnh như ngọc thanh âm mất tiếng nghiến răng nghiến lợi nói ta vừa mới hội báo thượng cấp tổng bộ đồng ý trực tiếp dựa theo nguy hiểm nhất cấp bậc tạm giam xử lý đến nỗi này bác văn tổng bộ cũng sẽ tìm người xử lý ít nhất không thể lại gia tăng tân người bị hại nửa giờ sau tổng bộ phúc mãn hoàng phù phòng thẩm vấn nội một cái đầy mặt mờ mịt tuổi trẻ nữ nhân bị còng đôi tay lo sợ bất an hỏi các ngươi các ngươi là người nào không lâu phía trước nàng còn ở chính mình chung cư một bên xem tân kịch bản hợp đồng cũng cùng ngữ khí hưng phấn người đại diện trò chuyện ta may mắn tiểu cẩm lý ngươi quá trâu bò Ngươi như thế nào đáp thượng an bá tổng giám này tuyến, toàn bộ hạ quốc khu vực người phát ngôn phải bị ngươi bắt lấy, vô phong thanh hơi hơi công môi, hậm hực gần nửa năm tâm tình rốt cuộc sáng sủa. Nguyên lai hệ thống nói chính là thật sự, chỉ cần nghe nó nói, dây cốt bác văn gia tăng chính mình nhiệt độ cùng thảo luận độ, nàng bị cướp đi vận khí liền thật sự có thể chậm rãi trở về. Bác văn tài phát ra cả đêm, sáng nay mổ bạo khoảng kịch đại đạo liền liên hệ công ty, nói mời nàng đi thử kính tân kịch nữ chủ mà nàng tiếp xúc hơn 3 tháng, lại không có tin tức mổ cao xa nhãn hiệu tổng giám, cũng ở không lâu trước đây thái độ mềm hóa, cố ý cùng nàng ký hợp đồng. Đây là vu phong thanh lần đầu như thế rõ ràng mà ý thức được, cẩm lý mệnh nguyên lai như vậy lệnh nhân tâm tình sung sướng. Nàng không bao giờ tưởng trở lại phía trước nơi chốn vấp phải trắc trở lúc, đã có thể ở nàng hưởng thụ, mất mà tìm lại, hảo vận khi, đầu giường trống rỗng toát ra một cái ăn mặc áo dài đại hán, đem nàng sợ tới mức hét lên một tiếng lại sau đó đã bị đưa tới cái này địa phương, giống phạm nhân dường như bị còng đôi tay, ngồi ở lạnh như băng phòng trống. Vu phong thanh không được mà run run, ở trong lòng hô vài thanh hệ thống, lại không có được đến đáp lại. Rốt cuộc, nhắm chặt cửa phòng mở ra, nàng quay đầu nhìn lại, thấy rõ đi vào phòng bóng người sau, trong mắt khuếch trương, là ngươi. Vu phong thanh nguyên tưởng rằng chính mình không để bụng, nàng cũng vẫn luôn cố tình tránh đi đi xem người này bất luận cái gì đưa tin, nhưng nàng hiện giờ mới phát hiện, đối phương bộ dạng thế nhưng sớm đã thật sâu khắc ở chính mình trong đầu là ngươi đem ta lộng tới nơi này tới cố chi tang ngươi có bệnh sao đi vào phòng cố chi tang cũng là lần đầu mặt đối mặt mà quan sát đánh giá chính mình trong truyền thuyết túc địch người đối diện trước mắt nữ nhân ăn mặc áo lông quần dài ăn mặc dép lê ngón chân đông lạnh đến cuộn tròn bị chật từ điều hòa phòng sách đến tổng bộ nàng lại lãnh lại sợ thân thể ngăn không được mà run rẩy vì thế cố chi tang quay đầu cùng phía sau đồng hành ký lục nhân viên nói cho nàng lấy kiện hậu quần áo cùng thảm phủ thêm vô phong thanh nghe được lời này nhưng trong lòng hoảng loạn lệnh nàng cảm xúc có chút mất khống chế ta không cần ngươi giả hảo tâm các ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi theo trịnh như ngọc một bộ chế phục thanh âm lãnh túc phóng tôn trọng điểm chúng ta lệ thuộc với phía chính phủ linh tổ hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý nguy hại công cộng an toàn tình tiết nghiêm trọng hiện đối với ngươi tiến hành thẩm vấn Ngươi biết ngươi phát cái kia chuyển phát đạt được tẩm lý vận may thiệp, đoạt lấy rất nhiều fans cùng vô tội dân chúng vận khí sao?" Vu Phong Thanh đột nhiên cứng đờ, không thể tin tưởng nói, "Ngươi đang nói cái gì? Cái gì đoạt lấy?" Các ngươi quả thực ngậm máu phun người, Trịnh Như Ngọc khí cười, nàng cũng không thừa dịp hỏa khí tức giận, mà là hạng nhất hạng nhất mà đem chứng cứ toàn bày ra tới, từ linh tổ phía chính phủ quyền uy tín, tồn tại ý nghĩa đến gần nhất xương đen thế lực tổ chức vài lần tương đồng loại hình khí vận đoạt lấy lại đến mất đi khí vận người sẽ gặp phải cái gì hậu quả nhìn trước mặt sắc mặt nghiêm túc những người này bao gồm cố chi tang đều có đốc tra bộ môn huy tiêu một đám đều là cái gì bộ trưởng cục trưởng vu phong thanh trong lòng dự cảm bất tường càng mãnh liệt nàng không ngừng lắc đầu không có khả năng ta không có đoạt bọn họ vận khí ta chính mình liền có cẩm lý vận khí có thể tâm tưởng sự thành Ta vì cái gì muốn đi đoạt lấy người khác, Vu Phong Thanh. Vẫn luôn không nói chuyện Cố Chi Tang bỗng nhiên mở miệng, đem nàng tầm mắt dẫn qua đi, trước nay đều không có cái gì cẩm lý mệnh, ngươi minh bạch sao, những cái đó tùy ý tiêu xài, không cần bất luận cái gì nỗ lực cùng nguyên do liền cho vận khí căn bản là không tồn tại, từ đầu đến cuối, ngươi đều ở đoạt lấy người khác, ngươi nói bậy, Vu Phong Thanh cắn răng, hốc mắt đỏ một vòng, nhưng Cố Chi Tang thanh âm không có dừng lại nếu ta không đoán sai, từ nhỏ đến lớn ngươi chán ghét ai, ai liền sẽ xui xẻo, ai không thích ngươi, liền sẽ càng qua càng kém, ngươi hâm mộ ai huy chương, cơ hội, thành tích, năng lực. Vài thứ kia ở không lâu lúc sau ngươi đều có thể đạt được, mà đã từng có được bọn họ người sẽ lặng yên không một tiếng động trở nên bình thường, mất đi mấy thứ này, dễ dàng được đến này hết thảy người sẽ không quý trọng, nhưng vì một cái cơ hội nỗ lực chuẩn bị nửa năm người. Vì đạt được thi đấu huy chương khắc khổ soát đề người, vì bước lên sân khấu đem lòng bàn chân mài ra huyết người bọn họ đã từng kiêu ngạo tự tin vì mục tiêu không ngừng hăm hở tiến lên lại ở chính mình đều ý thức không đến dưới tình huống thất bại có người từ bỏ vũ đạo có người mất đi tự tin bọn họ căn bản không biết vốn nên thuộc về bọn họ thành quả thắng lợi đều bị trở thành người khác đá kê chân trở thành ngăn nắp lý lịch thượng nhẹ nhàng bâng quơ một bút cố chi tan năng lượng là thủ hằng vận khí cũng là ngươi không ngừng đạt được đồ vật sau lưng yêu cầu càng nhiều người mất đi mới có thể bổ khuyết cái này lỗ thủng. Vu Phong Thanh không biết khi nào rơi lệ đầy mặt, nàng gắt gao cắn môi dưới, bị lệ quang mơ hồ trong tầm mắt cố chi tan khuôn mặt lạnh nhạt, đáng giận, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, nàng kiêu ngạo cùng nhân sinh hết thảy, đều thành lập ở trời sinh hảo vận phía trên, thi đấu khi đối thủ sẽ sai lầm, học tập tân đồ vật tình hình lúc ấy linh cảm phát ra, cùng người khác ở chung khi có thể dễ như trở bàn tay đạt được người khác yêu thích vô phong thanh tên này vẫn luôn là con nhà người ta, là bị hâm mộ nhân sinh. Nàng nghĩ muốn cái gì đều có tự tin có thể có được, vì cái gì muốn đi chật vật tranh đoạt, vì một đinh điểm cực nhỏ tiểu lợi không từ thủ đoạn, đem chính mình làm đến như vậy khó coi. Cho nên ban đầu hệ thống không ngừng mà khuyên bảo nàng, làm nàng đi cùng cố chi tan đối kháng, nàng cũng không nguyện ý. Ở nàng xem ra, loại này hành vi là rơi xuống hạ thành. Nếu không phải nàng thật sự là sợ hãi mất đi sở hữu, không chỉ là vận khí tốt, thậm chí là ái nhân, sợ chính mình tương lai vận mệnh sẽ giống hệ thống cho nàng triển lãm như vậy, nàng sẽ không đột phá này nói phòng tuyến. Nhưng hiện tại cố chi Tăng lại nói cho nàng, nàng sợ lấy làm tự hào sở hữu đều là đoạt tới, trộm tới, đối vô cùng kiêu ngạo vu phong thanh tới nói, không khác ở phá hủy nàng kiêu ngạo, nàng hết thảy, trịnh như ngọc nhìn cảm xúc hỏng mất tuổi trẻ nữ nhân, tâm tình phức tạp. Nàng rõ ràng vu phong thanh chỉ là này bàn ván cờ trung tàn đến sâu nhất, nhất sắc bén một cây đao, có lẽ tạo thành hôm nay như vậy hậu quả đều không phải là vu phong thanh bổn ý, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nhưng tưởng tượng đến số lấy trăm vạn thị dân bị đoạt lấy khí vận, có này một bút phong phú khí vận, sương đen còn không biết sẽ lớn mạnh nhiều ít, Trịnh Như Ngọc liền khó tránh khỏi sinh ra chút giận chó đánh mèo, giọng nói của nàng cứng rắn nói, chúng ta không cần thiết tại đây loại đại sự thượng lừa ngươi, vừa mới ra được ngươi thu được tân kịch mời, nhãn hiệu hàng xa xỉ người phát ngôn hẳn là còn có khác không ít tài nguyên nhiều như vậy trời giáng đại bánh có nhân là nhiều ít fans nhân sinh đổi lấy chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi vu phong thanh hai mắt sưng đỏ cái loại này từ đáy lòng sinh ra thật lớn khủng hoảng cùng lạnh lẽo dọc theo nàng làn da bò lên trên da đầu nàng nghe được trịnh như ngọc nói đại não lại không cách nào làm ra bất luận cái gì tự hỏi chỉ là nhất biến biến mà ở trong đầu kêu gọi hệ thống hệ thống ngươi ra tới a à? ngươi nói cho ta các nàng nói không phải thật sự ta là trời sinh cẩm lý mệnh ta không có đoạt người khác vận khí cùng nhân sinh không phải ngươi nói cho ta này chỉ là một quyển tiểu thuyết mà ta là tiểu thuyết trung nữ chủ sao ngươi ra tới a à, nhưng mà vô luận nàng lại như thế nào cùng loạn gào rống chờ đợi hệ thống có thể ra tới cho nàng một câu khẳng định trong óc bên trong đều trống không phản phất kia nói thường xuyên sẽ xuất hiện ở trong óc bên trong ma âm chưa bao giờ xuất hiện quá từ đầu đến cuối đều chỉ là nàng chính mình ảo giác mong đợi một chút động lại, vu phong thanh lừa mình dối người khó có thể duy trì, nàng rủ lộ ra đầu, thái dương hỗn độn sợi tóc dính ướt ác nước mắt cùng mồ hôi lạnh, chợt đến cười một tiếng, không nhịn được nước mắt từ hai má chảy ra, nàng ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, ta muốn cùng cố chi tan đơn độc nói chuyện, cố chi tan chân mày hơi chọn, hảo, chương 159 canh 2, chỉ còn lại có hai người phòng lâm vào tỉnh mực vu phong thanh lặng im hồi lâu, mới phát ra âm thanh, ta hảo vận là cướp đoạt người khác, vậy còn ngươi, cố chi ta ngữ khí bình tĩnh, nếu ngươi hỏi chính là ta như thế nào tính tình đại biến, đột nhiên có huyền học năng lực, nguyên nhân là ta đều không phải là thân thể này bản nhân, này không có gì hảo che lấp, huyền học giới cùng tổng bộ người hẳn là đều như vậy hoài nghi, khẳng định còn sẽ có người cảm thấy nàng là đoạt xá, chỉ là không ai dám chạy đến nàng trước mặt nghi ngờ, đều làm bộ không biết. Này đó năng lực là ta vẫn luôn có được, đều không phải là thông qua đoạt lấy thu hoạch. vô Phong Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chầm chầm nàng, sau một lúc lâu cắn răng nói, cho nên ngươi hiện tại mới là trừng ác dương thiện vai chính, muốn tiêu diệt ta cái này nguy hại xã hội vai ác, cố chi tan phủ định cái cách nói này, hơi hơi nhúng vai, thực hiển nhiên, ngươi còn không tính là vai ác, nhiều nhất chỉ là một cái liền chân tướng cũng không biết, bị động trợ trụ vi ngược đáng thương pháo hôi, ngươi, vô Phong Thanh tức giận lời nói, đều bị chợt bám vào người tới gần ánh mắt đổ ở trong cổ họng, cố chi Tăng để sát vào đánh giá, có thể vu phong thanh run rẩy con ngươi nhìn thấy một mạc ngưng kết hắt, giống một đôi tĩnh mịch nho nhỏ hắt động, tràn ngập hư thối, mốc hủ, âm u hơi thở, đây là xương đen đã từng tồn tại xâm lấn quá dấu vết, hơn nữa nhất định là bản thể, chỉ tiết hiện tại đã rời đi, chỉ còn lại có một chút tàn lưu, cố chi Tăng nói, ta đoán, ngươi từng có một hệ thống, nàng nói cho ngươi, ngươi là thế giới vai chính, sinh ra liền phải ở đèn tụ quan hạ lóng lánh, nhưng nó hiện tại biến mất, vu phong thanh đầy mặt kinh ngạc, cứ việc nàng không thừa nhận, nhưng trên mặt lại viết ngươi như thế nào biết, quản kỳ hoành ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Cố chi Tăng nói, hắn bị trảo nguyên nhân, cũng là đoạt lấy hấp thu fans khí vận, hơn nữa là biết rõ cố phạm, bị đôi tay khảo trụ ngồi ở phòng thẩm vấn khi, trong miệng hắn cũng kêu gào chính mình là thế giới vai chính, nói là có trời gián hệ thống nói cho hắn có thể từ fans cùng võng hữu trên người đạt được cuồng cuộn không ngừng hảo vận, đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng trên thế giới đâu ra như vậy nhiều vai chính, nàng lời này nói ý có điều chỉ, vu phong thanh không nghe minh bạch, nhưng vẫn luôn chết máy dường như lặng im ở nàng trong đầu hệ thống niên cuồng chột dạ, cảm nhận được thức hải trung rất nhỏ dao động, cố chi tan mặt vô biểu tình, vu phong thanh đương nhiên nghe nói qua quản trì hoành, phía trước phát sóng trực tiếp bị trảo hiện trường biến sắc mặt tin tức ồn ào huyên náo, nàng cũng chú ý một ít, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một cái thấp kém người, thế nhưng cũng có hệ thống, hơn nữa hệ thống nói mỗi một câu, đều cùng nàng nghe được cơ bản trùng hợp, này chẳng phải là ý nghĩa, nàng cùng kia quản kỳ hoành không khác nhau, cái thứ hai hệ thống tồn tại tồn tại mới là hoàn toàn đánh vỡ vô phong thanh cuối cùng một tia ảo tưởng, nàng cảm xúc lại lần nữa lâm vào thung lũng, qua hồi lâu rốt cuộc nguyện ý mở miệng, đem hơn một năm trước hệ thống bắt đầu xuất hiện đến bây giờ phát sinh hết thảy sự tình Đức Quảng nói ra tới thông qua nàng tự thuật Cố Chi Tăng Thình Lình phát hiện Kỳ Thật Vu Phong Thanh nơi Tiểu Thuyết cùng chính mình chuẩn xác đến nói là thân thể này nguyên lai chủ nhân Cố Chi Tăng nơi Tiểu Thuyết thế giới là cùng cái cốt truyện hoàn toàn trùng hợp đối phương là nhân sinh người thắng Cố Chi Tăng là thê thảm nữ ghép đôi chiếu tổ nếu Cố Chi Tăng không có biến mất nàng nhân sinh sẽ giống vu phong thanh trong mộng như vậy, biến thành một cái thật đáng buồn vạn người ngại, cuối cùng ở tuyệt vọng trung qua đời. Yến thừa sẽ sớm mà bởi vì âm sát mất khống chế, bị huyền môn chém giết. Yến hứa quy sẽ bị bách kế thừa tập đoàn, đã trải qua một loạt đã kích cùng nguy nan sau từ bỏ đua xe tay mộng tưởng, kinh doanh gia tộc xí nghiệp, đến nỗi vu phong thanh, vẫn như cũ có được xuôi gió xuôi nước hảo vận, nàng vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình vận khí đều là từ đâu mà đến cũng bằng vào này đó vận may sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp, là chính mình đã đến, sinh sôi viết lại lúc sau hết thảy, này hai cái thế giới đều là chân thật, người trước thuộc về cố chi tang là chính mình không có tiến vào thân thể này dưới tình huống, nàng sẽ trải qua nhân sinh, người sau thuộc về chính mình, đại khái biết rõ sở hữu nhân quả cố chi tang Chỉ cảm thấy trước mắt cuối cùng một đạo sương mù mênh mông xa cũng ở chậm rãi vạch trần, sở hữu tin tức cùng manh mối đều sâu chuỗi ở bên nhau, nàng trước nay chưa từng có mà thanh minh. Nàng nhìn về phía vu phong thanh nói, chờ lát nữa hẳn là còn sẽ có tổng bộ người lại đến hai tranh, ngươi hiện tại thuộc về nguy hiểm nhân vật, hết thảy náo động kết thúc trước hẳn là đều đến ở tổng bộ đợi, đến nỗi những cái đó xuôi tai nói, tỉ như, chỉ cần hảo hảo biểu hiện nhất định không có việc gì, kỳ thật tổng bộ có thể lý giải ngươi, linh tinh nói thuật, cố chi tan cũng không có nói, vô luận hay không xuất phát từ bổn ý, vô phong thanh tạo thành thảm kịch cùng thượng trăm vạn thị dân bị đoạt lấy khí vận hậu quả, là vô pháp lao đi, nàng cũng cần thiết vì thế gánh vác trách nhiệm, sự tình có thể có chuyển cơ còn hảo, nếu tình huống nghiêm trọng không hề chuyển cơ, những cái đó khí vận thật sự lấy không trở lại, nàng gặp phải có thể là chung thân lao ngục tai ương, rời đi phòng thẩm vấn trước, vô phong thanh chợt đến ra tiếng gọi lại nàng, cố chi tan, nàng quay đầu lại đi, bọn họ khí vận, ta có thể còn cho bọn hắn sao? Vu Phong Thanh gắt gao nắm quyền, nói, ta từ bỏ, cố chi tan không nói chuyện, bởi vì nàng biết sói mòn khí vận sinh cơ đại bộ phận đều bị sương đen, cắn nuốt, cũng không phải Vu Phong Thanh hiện tại tưởng còn, liền còn phải khởi, ngoài cửa, trịnh như ngọc dựa tường viết văn kiện, nhìn đến nàng ra tới, liêu xong rồi, vừa mới nói chuyện chúng ta cũng nghe, nói như thế nào đâu, nàng lương tâm còn không có hoàn toàn mất đi, nhưng là quá muộn, trịnh như ngọc ngữ khí có chút hạ xuống, hiện tại nàng cũng ý thức được không phải bọn họ quá trì độn hơn nữa kia sương đen mất công phàm là cùng tổng bộ có một đinh điểm quan hệ người ở hôm nay phía trước đều sẽ không nhìn đến thu được cái kia bác văn đẩy đưa nàng hỏi một vòng đều là như thế hiện tại sương đen mục đích đạt thành thả lỏng đối này che đậy mới làm cho bọn họ bên người người thấy được đinh điểm tin tức cẩm lý đoạt vận chuyện này truyền quay lại tổng bộ sau chỉ cấp trung tâm nhân viên lộ ra trăm vạn người sinh cơ ý nghĩa cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng, tại đây loại vừa mới có chút khởi sắc, có một đinh điểm hy vọng thời điểm, tình huống lần nữa dậu đổ bìm leo, hoàn toàn lao đi trước một đoạn thời điểm sở hữu nỗ lực, thậm chí càng không xong, này trực tiếp làm bộ phận thành viên tâm thái băng rớt, cố chi tan nhìn nàng một cái, chỉ nói một câu, còn không tính vãn, không có đến cuối cùng thời khắc, liền còn có phiên bàn cơ hội. Nàng không quá nhiều an ủi trịnh như ngọc, dặn dò nói, cùng ta nghĩ đến giống nhau, Vu Phong Thanh cũng là xương đen, đoạt xá ăn mòn đối tượng chi nhất, hơn nữa bị ăn mòn thành công. Cứ việc xương đen đã trước tiên bỏ chạy, nhưng thân thể của nàng Trung còn còn sót lại phi thường khắc sâu dấu vết. Đây là một cơ hội, không cần đem nàng lưu tại bộ môn, mà là muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Trịnh Như Ngọc khó hiểu, Cố Chi Tăng giải thích nói, nếu ta đoán được không sai, Vu Phong Thanh thân thể đối xương đen sẽ có đặc thù cảm ứng làm nàng ở các nơi chuyển vừa chuyển hẳn là sẽ có không tưởng được kinh hỷ tỉ như những cái đó tàn đến quá sâu tồn tại với quan trọng phong thủy huyệt mắt dưới phân thân chỉ bằng vào bọn họ lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm tốn thời gian háo lực hiện tại cũng căn bản tìm không thấy nhưng vô phong thanh thân thể bị xương đen tăng mòn quá thả thời gian rất dài nàng ngược lại là nhất thích hợp dò xét nghi trịnh như ngọc đôi mắt đều sáng được không sao nàng sẽ nguyện ý giúp chúng ta làm việc sao cố chi tan xả khóe môi, trước mắt xem ra hẳn là sẽ nguyện ý, xem tổng bộ cùng nàng như thế nào nói chuyện, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình cũng không được nói, chỉ có thể áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, hành, bên này giao cho ta. Trịnh Như Ngọc nói, đúng rồi. Lại nghĩ tới điểm mấu chốt, cố chi tan nói, làm trường tần đạo trưởng cùng hề khôi đạo hữu tự mình tạm giam nàng, bọn họ đạo hạnh thâm, di động tốc độ mau có thể ngắn lại lộ trình trung lãng phí thời gian, cũng có thể phòng ngừa, sương đen, trên đường quấy phá, đem người cướp đi, mấu chốt một chút, đừng làm hư không cùng càng thanh môn người tiếp xúc vu phong thanh. Cố chi tan ánh mắt u lãnh, ta không tin được bọn họ, về tới tổng bộ vì chính mình chuẩn bị chung cư, cố chi tan dở xuống vai bao, bỏ đi áo ngoài, nàng trần trụi chân đạp lên mềm mại thảm thượng, đen như mực áo lông sấn đến lộ ra thủ đoạn ngưng bạch như ngọc, lâm vào sofa sau, nàng hai tròng mắt hơi ngại, đối với trống rỗng phòng khách mở miệng chờ ngươi chủ động thẳng thắn đợi thời gian rất lâu đến lúc này vẫn là không có gì tưởng nói sao yên lặng hồi lâu cố chi tan cảm giác chính mình thần kinh giống bị vô hình tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một chút lấy lòng dường như không đau còn có chút tê tê dại dại cứ việc đối phương không mở miệng ít nhất không lại giả chết biểu lộ chịu thua cùng chột dạ thái độ cố chi tan mở hai tròng mắt ngữ khí lạnh băng đừng tới này một bộ mệt ta thật cho rằng ngươi là cái cái gì cũng không biết cái gì cũng làm không tốt tiểu phế vật, nguyên lai là ở giả heo ăn hổ, đem ta giấu đến gắt cao, hệ thống thật là hảo bản lĩnh, thật động tức giận cố chi tan, cảm xúc dao động khó được như vậy rõ ràng, thậm chí có chút âm dương quái khí, đem hệ thống đâm vào lại hư lại sợ, nhịn không được, anh anh, mở miệng, tan tan ngươi đừng nói như vậy, ta phía trước thật sự cái gì cũng không biết, khi hiện tại chính là đều đã biết, hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt lại khẽ sờ mà giả chết. Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng, ngươi không nói ta cũng đoán được, đây là một mâm đại cờ, một hồi đánh cờ, nhưng chơi cờ người từ đầu tới đuôi đều không phải ta, ta bất quá là bàn cờ thượng đại biểu Bạch Phương Quốc Vương quân cờ, có thả chỉ có ta này một quả, cô cờ, mà sương đen là bên kia trưởng cờ người, nó thuộc hạ có vô cùng tận lớn nhỏ cờ, có thể nhằm vào ta lâu dài trong tuyến, cũng có thể tùy ý lấy dùng sau liền vứt đi, ngươi nói này Bạch Phương trưởng cờ người, có phải hay không quá coi trọng ta? hệ thống cửi lên lưng cọp khó leo xuống, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ấp úng nói, ta, ta cũng không biết, ta nghe không hiểu mấy thứ này, là không biết, vẫn là không thể nói, cố chi tan chất vấn theo sát sau đó, sắc bén thả lạnh nhạt ngữ khí đem khẩn trương hề hề hệ thống bức cho hải hùng khiếp vía, mơ mơ màng màng liền buộc miệng thốt ra, ta không thể nói, cố chi tan, này xuẩn đồ vật, trầm mặt sau một lúc lâu, cố chi tan thở dài một hơi, trong phòng trầm thấp khí áp chậm rãi đạm đi, tính, nàng nhìn ra tới này hệ thống là thật sự đầu không liên quan, cũng không lừa được nàng lâu như vậy. Phía trước nó bởi vì cùng cốt truyện chệch đường ray, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì khi uể oải hẳn là thật sự. Rồi sau đó mặt bỗng nhiên từ lãm nhảm trở nên trầm mặt, lại đột nhiên ngủ say, hẳn là chính là đã biết chút cái gì, rồi lại không thể nói cho chính mình, sợ chính mình giấu không được chuyện, liền dứt khoát chết máy offline. Hệ thống tuy không biết vì sao, nhưng nó có thể cảm giác được cố chi tan cảm xúc rất nhỏ biến hóa, ô ô ít ít nói, tan tan ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta chỉ là cái nhỏ yếu bất lực làm công hệ thống quy a quy, cố chi tan một mặt, đừng tưởng rằng chuyện này dễ dàng như vậy liền đi qua, giải quyết xong này đó phá sự lại thu thập ngươi, hệ thống, chúng ta còn có về sau sao? Ta nghe được, cố chi tan lợi dụng vu phong thanh đề nghị, thực mau được đến tổng bộ đồng ý cứ việc có một bộ phận người tương đối cừu thị cái này làm tình huống họa vô đơn chí người cho rằng bắt đầu dùng một cái bị xương đen thao tác quá con rối không chừng tính quá lớn sợ nàng cố ý làm phá hư nhưng bạch tư lệnh cùng trường tần đạo nhân đều cho rằng được không sự thật chứng minh cái này quyết sách hẳn là không sai vu phong thanh đích xác đối xương đen lực lượng có đặc thù cảm ứng đương chịu tải nàng xe trải qua một mảnh thường thường vô kỳ thổ địa khi nàng bỗng nhiên trái tim rung lên kêu ngừng xe rồi sau đó trường Tần Đạo nhân quả nhiên liền tại đây phiến thổ địa dưới, đào tới rồi một khối ngàn mặt thần phân thân, có cái này cảm ứng sương đen người hành, dò xét khí, trì trệ không tiến sưu tầm tiến độ bay nhanh nhanh hơn. Bên kia, quốc gia phòng khống bộ môn giám thị khu cũng 24 giờ không ngừng, kiểm tra đo lường âm khí, chú ý các nơi điểm đỏ biến hóa, đã thành trước mắt quan trọng nhất phòng khống hạng mục, nguyên bản chỉ có 6 đài giám sát thiết bị phụ trách cái này hạng mục hiện giờ gia tăng tới rồi gần 30 đài. Những cái đó phân khối địa vực lại một lần tế hóa phân chia, phóng đại, các nơi điểm đỏ biến hóa, tăng nhiều xu thế càng thêm rõ ràng, mà chú ý này đó biến hóa, cũng tùy thời chuẩn bị ra cảnh cứu người, cơ hồ thành sở hữu cảnh sát cùng huyền sư trong sinh hoạt sở hữu sự tình. Bọn họ hiện tại nhân thủ một đài tiểu thiết bị, đồng dạng là từ yến thị xuất phẩm, tùy thân mang theo, có thể ở trên màn hình nhìn đến phụ cận 10 km nội điểm đỏ phân bố, cùng với biến hóa một khi có người báo nguy có án kiện muốn xử lý liền sẽ phát ra tích tích nhắc nhở thanh lại nhân rất nhiều án tử phải đối người nhà bảo mật cho nên không ít cảnh sát người nhà cũng không biết vì cái gì ái nhân cha mẹ mỗi ngày thiên không lượng liền rời nhà trời tối mới có thể trở về về đến nhà sau cũng không được thả lỏng đem một đài sáng lên hồng lam quang tiểu máy đặt ở đầu giường có khi đi ngủ đều sẽ bị tích tích thanh bừng tỉnh vội vàng mặc xong quần áo liền ra cửa cứ việc tiền lương cùng phúc lợi phiên vài lần, nhưng người vội đến gầy một vòng, căn bản không về nhà. Tại đây loại cao cường độ giám thị cùng tổ chức hành động hạ, cứ việc, sương đen, xâm lấn cùng lan tràn chưa bao giờ đình chỉ, nhưng cũng vẫn chưa tạo thành phạm vi lớn sụp đổ, tử vong nhân số càng ngày càng ít, hết thảy tự hồ đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Phong đô quỷ thành, tọa lạc với phồng hoa thành thị quanh thân nổi danh huyện thành, từ xưa đến nay truyền thuyết cấp thành phố này tăng thêm khắc sắc thái, mỗi phùng lớn nhỏ ngày hội chính phủ tổng hội tổ chức một ít có truyền thống sắc thái tập hội lễ mừng ước chừng non nửa năm trước phong đô bên trong thành truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết có một cái thôn thật sự ngộ quỷ toàn bộ thôn người đều bị quỷ cấp ăn đi hướng kia thôn một cái lộ đến nay bị phong mà kia tòa trong thôn thôn dân cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cứ việc không ai gặp qua quỷ ăn người phía chính phủ cũng cấp ra một ít giải thích nhưng chuyện này vẫn là ở phong đô truyền đến có cái mũi có mắt, bị bổn thị người nói chuyện say sưa. Mấy tháng qua đi, phong đô bá tánh dần dần đã quên việc này, trở về bình thường sinh hoạt, huyện thành không bằng địa cấp thành thị phồn hoa, công tác cơ hội thiếu, tiền lương cũng tương đối thấp, bởi vậy người trẻ tuổi trên cơ bản đều ra ngoài làm công kiếm tiền, đi những cái đó một hai ba tuyến thành thị lan bạc, giống nhau một cái huyện thành dân cư chỉ có 20, 50 vạn, lớn hơn một chút huyện thành dân cư cũng sẽ không vượt qua trăm vạn. Trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn là vượt qua 45 tuổi, ở nhà nghề nông tự cấp tự túc người già và trung niên, cùng với lưu thủ nhi đồng, thanh tráng niên thiếu chi lại thiếu, chỉ có mỗi năm Tết âm lịch trong lúc, về nhà ăn Tết người trẻ tuổi tốt năm tốt ba, nhiều già dắt trẻ đến trở về, này đó huyện thành mới có thể náo nhiệt lên, người không nhiều lắm, này liền dẫn tới huyện thành cơ sở phương tiện giống nhau, đèn đường hảo hai ngọn hư hai ngọn, một cái lộ minh ám luân phiên, cũng không có người mãnh liệt phản ứng chuyện này đi yêu cầu đường phố sửa chữa, cũng may người già và trung niên nghỉ ngơi đến độ sớm, giống nhau thiên tối sầm, chợ một quan, không có gì chỗ ăn chơi có thể đi dân chúng liền về nhà nghỉ ngơi, đại buổi tối 11 giờ sau, thấp bé tự kiến phòng hòa bình phòng tiểu lâu trung, có thể thấy được ánh đèn liền thiếu chi lại thiếu, vào đêm đến rạng sáng 1, 2 điểm, càng là mọi thanh âm đều im lặng, toàn bộ huyện thành đều ngủ say nặng nề tiếng hít thở chung, một ít người già và trung niên đặt ở đầu giường nạp điện màn hình di động sáng một chút, ánh oánh quang từ vỡ ra màn hình tràn ra, chiếu sáng chung quanh nho nhỏ một khối địa phương, bọn họ đại bộ phận người di động đều không phải tân khoản, dùng đã nhiều năm, đã tạp đúng tác phẩm vĩ đại, nhi tử khuê nữ nhóm đào thải không cần cũ di động. Chỉ cần còn có thể gọi điện thoại, có thể ngẫu nhiên cùng ở bên ngoài làm công hài tử coi cái tầng, chẳng sợ tạp một ít, cũng không cần thiết lại lãng phí tiền mua tân, hơn nữa thế hệ trước ái quốc tình cảm, cơ hồ đại gia dùng đều là yến thị tập đoàn xuất phẩm di động, rất ít hữu dụng nước ngoài sản, lại đi càng thiên một ít thôn trấn, thượng tuổi 7, 80 tuổi lão nhân gia, liền trí năng cơ đều sẽ không dùng, đều dùng tiểu linh thông. Ba ngày thời điểm, ra ngoài hài tử còn cùng lưu tại quê quán người thông điện thoại, lặp lại cường điệu, các ngươi nhưng đừng điểm trên mạng liên tiếp, hiện tại bên ngoài nơi nơi là kẻ lừa đảo cũng đừng tin người sống, cha mẹ bố nghe không kiên nhẫn, biết, các ngươi ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình là được, chúng ta gác trong nhà an toàn thật sự, sao các ngươi tưởng an toàn nhiều lý, vào đêm, vũ say huyện thành dân chúng cũng không biết, một cổ nhìn không thấy nồng đậm sương đen, như dân lên nọc độc bao phủ ở quanh thân thành thị trên không, ánh trăng thậm chí vô pháp xuyên thấu qua một chút ít, chỉ có thể mặc cho yên tĩnh thành thị bị quay cùng sương mù dày đặc cắn nuốt, duỗi tay không thấy năm ngón tay, bỗng nhiên bình tĩnh ván giường phía dưới, phát ra rất nhỏ động tĩnh, nhưng này hết thảy đều không có khiến cho ngủ say trung các bá tánh chú ý. Cháy đen sắc sương mù dày đặc xâm nhập phòng, tràn ngập toàn bộ thành trấn mỗi một góc, nhưng mà bọn họ di động lại giống giám sát không đến giường như, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Trong thị trấn cùng huyện thành sở cảnh sát, những cái đó về nhà cảnh sát nhóm giám sát thiết bị, màn hình còn sáng lên, ám quan lập lòe, mơ hồ có thể ở sương mù dưới nhìn đến, mặt trên điểm đỏ không có bất luận cái gì biến hóa, một chỗ đều không có tăng nhiều, thậm chí còn xa ở mấy trăm dặm ở ngoài thủ đô, quốc gia phòng khống bộ môn tổng trong phòng, cũng vẫn chưa phát giác bất luận cái gì không đúng, theo màu đen sương mù không ngừng quay cùng, toàn bộ che lại trên giường mọi người mặt, từ bọn họ thất khiếu không ngừng đè ép, dũng mãnh vào thân thể, cảm nhận được kịch liệt thống khổ các bá tánh rốt cuộc có phản ứng, bọn họ trong lúc ngủ mơ dãy dụa, trương đại miệng muốn kêu cứu nhưng lại phát không ra một chút ít thanh âm, chỉ có thể ở cực hạn đến trong thống khổ vạn vẹo bộ mặt, hai mắt mở to, vô hình lợi trảo che lại bọn họ miệng, cắt ra mềm mại mà yếu ớt hầu cốt, sinh mệnh dần dần trôi đi, này đó trong lúc ngủ mơ nên đón tử vong vô tội các bá tánh hai mắt dần dần tan rã, cuối cùng hoàn toàn không nhúc nhích, một đám hoảng sợ hồn phách từ đột tử chết thảm thi thể trung phiêu ra, còn mang theo trước khi chết sợ hãi, đối hít thở không thông cùng cốt cách vạn vẹo chi đau tuyệt vọng chúng nó tưởng dọc theo cửa sổ ra bên ngoài trốn, lại bị từng luồng sương đen kéo vào ngưng hắc vực sâu, biến mất không thấy, sương mù quay cuồng, như là thỏa mãn mảnh thú, theo vô số phiêu ra hồn phách trốn không thể trốn, bị tất cả cắn nuốt, bao phủ ở thành thị trên không sương đen ở nhanh chóng lớn mạnh, đáng sợ cảm giác áp bách miêu tả sinh động, ầm vang một đạo vang lớn cắt qua phía chân trời, lại chỉ chiếu ra một đoàn đen như mực sương mù dày đặc, thành thị bị che giấu tại hạ phương, biến mất không thấy lôi quang cùng cùng cuộn kiếp vân ở bay nhanh ngưng tụ, nhưng vô cùng càng rỡ sương đen không hề có đình chỉ thu hoạch sinh mệnh, cắn nuốt vong hồn hành vi, giống như là ở cùng phía chân trời lôi vân tuyên chiến, bạc tím đống trường điện quang chợt tạp lạc, hoàn toàn đi vào sương mù trung lập lòe mấy nháy mắt, rồi sau đó chậm rãi biến mất, cùng thời gian, vô số thuật sĩ đều cảm ứng được loại này hủy thiên diệt địa khí tràn, vô luận là ở nghỉ ngơi trung, vẫn là ở đã tọa người. Đều cảm thấy trái tim trung lên, phản phất cách ngàn dặm ở ngoài đều có thể cảm ứng được nơi xa giận lôi lại sau đó đó là khó có thể ức chế khủng hoảng cảm không ngừng bò thăng dàn xếp ở thủ đô bên trong trung tâm nhân viên đều lao ra gia môn đi vào tổng bộ trường tần đạo nhân cùng hề khôi cầm đầu hư không đạo nhân cũng tới từ trước đến nay trấn định tự nhiên ba vị huyền môn trụ cột vững vàng lúc này đều đầy mặt kinh ngạc cùng chấn động các ngươi cảm ứng được sao liền ở vừa mới tự nhiên đây là lão hủ lần đầu có loại cảm ứng này, tuyệt đối ra đại sự, càng ngày càng nhiều thuật sĩ tụ tập mà đến, đều lo sợ bất an, vì đáy lòng càng thêm dày đặc bất tường cảm mà đứng ngồi không yên, rốt cuộc sao lại thế này. Phát sinh cái gì, xong rồi. Đều phải xong rồi, sợ hãi cùng mặt trái cảm xúc kế tiếp bò lên, cố chi tan chính là ở ngay lúc này lộ diện, hề khôi khó nén cảm xúc, cố đạo hữu, ngươi tính ra chuyện gì sao. Cố chi tan thân phụ một phen gồ ghề lồi lõm kiếm gỗ đào, mắt lộ ra mũi nhọn, thẳng nhìn phía bóng đêm nặng nề phía đông nam, đông nam vị, mão đinh vị ly quẻ môn, có quỷ, là vì quỷ thành phong đô. Nói nàng đơn đầu gối ngồi sổng thân, tay phải lòng bàn tay dán sát mặt đất, một cổ nhàn nhạt khí xoáy tụ từ nàng lòng bàn tay thổi hướng bốn phía, ngay sau đó, một phiến chậm rãi dâng lên đen nhánh đại môn phá tan dày đặc quỷ khí, lập với mặt đất, mọi người kinh ngạc không thôi, thật sự là trước mắt này một tòa quỷ môn, điên đảo bọn họ tưởng tượng, dày nặng sơn môn mở rộng ra, mơ hồ có thể nhìn đến ẩn ở quỷ khí trung thắc hoa quỷ thần hoặc long tương nhìn thèm thuồng, hoặc yến cầm râu quai nón, uy phong lẫm lẫm sinh động như thật, phản phất dây tiếp theo liền muốn mang theo thiên quân vạn mã cùng vô số tiểu quỷ, từ phong ấn môn trung lao ra, có thuật sĩ không cấm vương tay, thế nhưng thật sự sờ đến lạnh băng đại môn xúc cảm, kinh ngạc nói, này, này quỷ môn là thật thể nói cách khác người thường cũng có thể nhìn đến nó cố chi tang không rảnh giải đáp móc di động ra sau cấp còn không có đuổi tới trịnh như ngọc đánh thông điện thoại phong đô đã xảy ra chuyện ta ở tổng bộ đại sảnh cho các ngươi để lại môn nối thẳng ta vị trí nói xong nàng cắt đứt điện thoại hướng tới quỷ môn đi đến cùng ta tiến vào đại sở hữu thuật sĩ thân hình hoàn toàn đi vào quỷ môn bị phun ra nuốt vào quỷ khí che lại này phiến đại môn vẫn chưa biến mất mà là đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ hạ một người tiến vào, chương 160, chính văn xong, suy xét đến đi theo người, cùng với lúc sau sẽ cuồn cuộn không ngừng thông qua quỷ môn xuyên qua lưỡng địa người Trung, tuyệt đại bộ phận đều là người thường, hoặc là đạo hạnh không đủ thâm thuật sĩ, cố chi tan cũng không có đem đệ nhị phiến môn thiết lập ở lôi kiếp trung tâm, mà là thiết lập ở lôi vân bên cạnh. Phía chân trời mây đen hỗn còn ở ấp ủ tụ tập điện quang, giống như quay cùng quấy biển sâu gió lốc, mênh mông cuồn cuộn hướng tới kiếp nạn trung tâm chỗ tụ tập. Một phiến khắc hoa đại môn độ cao vượt qua 3 mét, liền như vậy trống trổng hiện lên ở trấn nhỏ bên cạnh, từ giữa đi ra đoàn người. Cầm đầu chính là cái thân hình nhỏ dài, dáng điệu uyển chuyển tuổi trẻ nữ tử, dương nanh múa vuốt quỷ khí huề cuốn ở nàng quanh thân, ấp a à ấp úng gian bị lặng yên dẫm diệt, còn lại bao nhiêu thuật sĩ không kịp kinh ngạc với quỷ môn nhanh và tiện, cùng với này lượt hiện trò đồ sử dụng phương thức, đều khó nén trên mặt kinh ngạc hẳn lăng lăng nhìn chầm chầm nơi xa, đó là cái gì, tại tầm thường người trong mắt chỉ là lượt hiện âm trầm, lại lôi vân sắc trời, nhưng ở này đó huyền sư trong mắt, bọn họ cơ hồ nhìn không tới nơi xa thành thị gương mặt thật, chỉ có thể nhìn đến không bờ bến, che trời nặng nề xương đen, tại sao lại như vậy? Này quỷ đồ vật như thế nào sẽ trở nên lớn như vậy, trong không khí sền sệt mà lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách vô khổng bất nhập, có tuổi nói nhỏ hành thiển thuật sĩ nhìn kia mênh mông bát ngát màu đen căn bản nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng liền thanh âm đều mang theo lưu ý thiên tướng triệu chứng xấu nút vân chiêu ngày đây là tử kiếp là tử kiếp các ngươi nhìn xem kia đồ vật ai còn có thể có hồi hoàng chi thế a à? chờ chết đi mọi người đều chờ chết đi đây là dịp thế đại tai này ngữ khí hỏng mất tuyệt vọng hiển nhiên là đạo tâm đều bị đánh tan cố chi tan nhưng thật ra không nói chuyện nhưng Trường Tần đạo nhân bị tức giận đến râu bạc trắng thẳng trung, đây là nhà ai hậu bối? Đối đầu kẻ địch mạnh không chịu được như thế một kích, chỉ biết dao động đồng lưu đạo tâm, còn không đem người nhét trở lại đi tỉnh ở chỗ này mất mặt, ta chờ Huyền môn chính đạo, được thiên đạo chiếu cố, nên gánh khởi bảo hộ thiên hạ thương sinh sứ mệnh, lại có hồ môn loạn ngữ người lão phu tự mình thế các ngươi đạo quan dọn dẹp môn đình, không thể không nói, này râu bạc trắng bạch mi trường râu lão đạo tuy rằng cũ kỹ, nhưng chính khí lẫm nhiên, bị trường tần đạo nhân tức giận một áp, quanh mình sợ hãi cảm xúc mới khó khăn lắm ức chế trụ, hề khôi vẫn luôn ở véo chỉ tính toán, nhưng càng tính hắn càng cảm thấy tiền đồ xa vời, lệnh người tuyệt vọng, nhịn không được nhìn về phía cố chi tan, cố đạo hữu, ta quan sát nơi xa sương đen phạm vi, hẳn là không ngừng có bao phủ một cái nho nhỏ huyện thành như vậy đại đi, ngươi xem đến không sai. Hiện tại chúng ta nơi địa phương cũng không phải phong đô, cố chi tan trầm giọng nói, Chúng ta ở Thạch Thành ngoại giao bên cạnh, ánh mắt có thể đạt được chỗ, bị sương đen bao phủ ở trong đó thành thị cũng chỉ là Thạch Thành, các ngươi nhìn bầu trời tế kiếp vân, đang từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới cuối Dũng đi, ở cuối cùng điểm tích tụ thành công, cũng rơi xuống lôi kiếp địa phương, mới là phong đô, cái gì? Hề khôi đầy mặt hoảng sợ, hắn cùng những người khác đều móc di động ra nhìn mắt chung quanh bản đồ, phát hiện quả nhiên như thế, nơi này chỉ là Thạch Thành bên cạnh vùng ngoại thành như vậy còn muốn lại hướng nam đi hơn trăm dặm mới là phong đô chỉ sợ phong đô thành chỉ là quỷ dị xuất hiện hơn nữa nhất nghiêm trọng trung tâm mà quanh mình quay chung quanh nó mặt khác mấy cái huyện cấp thị thị trấn đều đã bị không ngừng khuếch tán xương đen bao trùm dự tính liên lụy khu vực tuyệt đối có mấy trăm km vuông như vậy nghiêm trọng tính làm liên tục tiếp thu đã kích mọi người đã chết lặng đồng thời mỗi người đều sinh ra thật sâu cảm giác vô lực ở tuyệt đối áp bách cùng uy hiếp tính hạ bọn họ thật sự còn có hy vọng sao? Lục tục có tổng bộ người thử thăm dò từ quỷ môn trung chui ra, đi tới thạch thành bên cạnh, đều bị trước mắt tận thế một màn hải ở, chung điện thoại thanh, hội báo thanh không dứt bên tai, một mảnh hỗn loạn, từ vệ tinh giám sát cùng từ trường biến hóa tin tức phản hồi tới xem. Có thể xác định lấy phong đô vì trung tâm, cùng với bên cạnh phóng xạ quanh thân năm cái huyện cấp thị, huyện thành, đều đã chịu lan đến, bị sương đen, bao trùm lập tức phái ra linh tổ sở hữu có thể vận dụng người cùng huyền môn sư phụ nhóm cùng đi thành thị này bên ngoài cần phải dùng hết thảy phương pháp ngăn cản nó tiếp tục khuếch tán liên hệ vài tòa thành thị nội nhiều cảnh thính cùng với cảnh sát nhưng điện thoại không có người tiếp cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới bên trong tín hiệu là bình thường bởi vậy cơ bản có thể xác định trong thành thị thị dân nhóm đã xảy ra chuyện giáp thị yêu cầu tăng phái nhân thủ kéo cảnh giới tuyến thời điểm kinh động thị dân Ta sợ bọn họ tiến vào sương đen bao phủ phạm vi, tổng bộ phòng họp nội, bình thường chỉ có thể ở trên mạng nhìn đến một ít đại nhân vật, lúc này đều tụ tập ở chỗ này, Thương Thảo đối sắc, có người căm giận bất mãn nói, ra loại chuyện này, tin tức căn bản lừa không được bao lâu, thị dân nhóm sớm muộn gì sẽ biết, sẽ khiến cho bao lớn khủng hoảng đại gia nghĩ tới sao, không phải nói Yến thị tập đoàn nghiên cứu phát minh ra có thể giám sát thiết bị, vì sao tới rồi loại này thời khắc mấu chốt rất dây xích liền không nhạy, một người khác nói, ta nhưng thật ra nghe nói, cái này yến thừa thân phận đặc thù dễ dàng mất khống chế, khi còn nhỏ ở huyền môn gặp rất nhiều thống khổ, xét thấy như vậy bối cảnh cùng quá vãng, không thể bài trừ hắn có trả thù xã hội khuynh hướng đi, ta kiến nghị nghiêm tra việc này, tương quan nhân viên cần thiết gánh vác trách nhiệm, thủ vị vẫn luôn không nói gì lão giả thở dài, không giận tự uy, đây là các ngươi suy nghĩ thời gian dài như vậy chủ ý. Hiện trường một mảnh yên tĩnh lấy không ra một chút hữu hiệu phương án chỉ biết phê phán cái này đùng đẩy cái kia các ngươi nhìn một cái chính mình trên mặt tính kế tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc lại vẫn ở chỗ này từng người vì doanh lão giả mặt mang thất vọng ngữ khí phá lệ trầm trọng hắn biết những người này trung có căn bản là không ý thức được tình thế nghiêm trọng tính trong lén lút cũng có các loại tiểu tâm tư trước kia mọi người đều trong lòng biết rõ ràng thông minh chính khách tuyệt không sẽ kéo xuống cuối cùng một tầng bố nhưng đặc thù thời điểm liền cố kỵ không được nhiều như vậy. Lão giả nói, Yến Thị ít nhất làm ra thật tích ưu tú xí nghiệp, huống hồ phong đô sự phát đột nhiên, liền tính giám sát tới rồi số liệu biến hóa chúng ta cũng không kịp phản ứng. Mà các ngươi đâu, nếu các ngươi không có nhưng dùng quyết sách, liền tẩn hảo từng người bổn phận. Ta không cho phép có bất luận kẻ nào tại đây loại thời điểm rất dây xích, tổng bộ giao phong, xa ở sương đen biên cảnh người cũng không biết, trộn ràng nhốn nháo trung, trịnh như ngọc xuyên qua đám người, tể tới rồi cố chi tan bên người, nàng sắc mặt ở màn đêm ánh đèn hạ mang theo hốt hoảng, tan tan, tổng bộ người tưởng cùng ngươi trò chuyện, cố chi tan gật đầu, tiếp nhận di động, ống nghe trung truyền ra một đạo rất là già nua, trầm túc xa lạ thanh âm, cố chỉ đạo, ngươi hảo, điện thoại kia đầu không phải linh tổ tổng chỉ huy bạch lão, trong thời gian ngắn cố chi tan đại khái đoán được kia đầu là ai, biểu tình chính xác, công đạo một chút tình huống. Cùng với tương lai có khả năng phát sinh đủ loại hậu quả, nàng túc vừa nói nói, hy vọng tổng bộ có thể minh bạch này không phải ở nói chuyện giật gân, ta nói này đó khả năng tính chỉ là ta có thể dự kiến đến, một khi tối nay phong đô tai ương khống chế không được, này đó tương lai tuyệt đối sẽ ở quá ngắn thời gian nội thực hiện, có thể là mấy ngày, một hai chu nội, hơn nữa chỉ biết so trong dự đoán càng không xong, ta minh bạch. Lão giả trầm mặt sau một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi, ta còn là muốn biết, nếu là hiện tại, cố chi tang có mấy thành phần thắng. Cố Chi ta ngước mắt, một đôi thủy phượng nhãn khơi màu lãnh quan, tam thành, vận khí tốt nhiều nhất năm thành, năm năm khai sao, đã thực hảo. Lão giả ngữ khí trịnh trọng mà thành khẩn, phong đô một chuyện, liền làm ơn cố chỉ đạo, ta tận lực, cắt đứt điện thoại, cố chi tan vừa nhấc mắt liền nhìn đến trịnh như ngọc mắt trong mong mà nhìn chính mình, mới quen khi nàng cũng là một bộ ngay ngay ngắn ngắn chế phục, mang mắt kính, ngữ khí việc công xử theo phép công, theo tổng bộ đem tiếp xúc chính mình nhiệm vụ giao cho nàng, trong lúc đã trải qua vô số lớn nhỏ án tử, hai người chi gian quan hệ liền càng lúc càng gần. Nàng thường xuyên tự xưng là là đại chính mình 10 tuổi tỷ tỷ, cái gì đều phải chiếu cố chính mình. Giờ này khắc này, nàng môi sắc trở nên trắng bất an hỏi, "Tổng bộ hy vọng ngươi đi vào đối kháng sương đen, đúng không?" Kỳ thật không cần hỏi cũng có thể nghĩ đến, hiện tại Cố Chi Tang là tổng bộ duy nhất ác chủ bài, loại chuyện này chỉ có nàng có thể trên đỉnh. Cố Chi Tang nói, là ta chính mình quyết định muốn đi, cố chi tang, ngươi nhất định phải tiểu tâm A. À. Trịnh Như Ngọc nhấp môi nói, ở này vị mưu này chính, nhậm này chức tận trách nhiệm, ở vào nàng cái này vị trí, đối mặt chính là không biết phong đô dân chúng, cùng với phía sau hạ quốc mọi người an nguy, chẳng sợ nàng rõ ràng cố chi tang đi này một chuyến quá nguy hiểm, cũng nói không nên lời đừng đi những lời này. Trịnh Như Ngọc bổ sung nói, ngươi yên tâm, thượng cấp đã ở từ tổng bộ triệu tập tài nguyên, sẽ mau chóng tới rồi. Có thể đoán trước đến chính là, vô luận cố chi tang có không thành công, Hạ quốc đều sẽ không đem toàn bộ hy vọng đè ở nàng trên người. ở không kinh động quá nhiều người dưới tình huống, thủ đô có thể vận dụng, hẳn là khởi đến một ít tác dụng đại hình vũ khí, đều ở khu chiên gõ mỏ mà nghĩ cách vận đến phong đô bên ngoài khu vực. 10 phút sau, các đạo quan, lãnh đời môn phái người phụ trách ở an bài hảo hậu bối cùng gia tộc tiểu bối kế tiếp phải làm sự cũng lưu lại đánh giá có thể tạm thời áp chế, sương đen, hướng ra phía ngoài khuếch tán bùa chú, liền mỗi người khuôn mặt bi thương thấy chết không sờn, một bộ sắp vì hạ quốc bá tánh đi anh dũng hy sinh bộ dáng, căn bản cố chi tan hướng đen nhánh sương mù dày đặc trung đi, sử dụng chạy nhanh phù sau, này đàn đạo hạnh sâu nhất thế hệ trước những thuật sĩ hành động đến cực nhanh, bị trầm thấp sương mù bao phủ thành thị, giống như là nổi lên một tầng sương mù, hiện tại chính trực sáng sớm, nhưng bị sương mù ảnh hưởng, thành thị bên trong tầm nhìn vẫn là rất thấp, tuy không tới duỗi tay không thấy năm ngón tay nông nổi, nhưng cũng là 5 mét ở ngoài bắt đầu mơ hồ, 10 mét lúc sau nhìn không thấy bất cứ thứ gì, này thạch trong thành đầu, như thế nào im ắng, có thuật sĩ đè thấp thanh âm mở miệng, trong lòng phát mau, đều ngủ rồi sao, không chỉ có là an tĩnh, phải nói là tĩnh mịch, một đinh điểm thanh âm cùng động tĩnh đều không có, phản phất cả tòa thành thị trung duy nhất, tồn tại, đồ vật. Chính là phía chân trời phiêu phiêu đảng đảng sương đen, này không khỏi làm mọi người lo lắng khởi thạch thành dân chúng tình huống. Rốt cuộc tiến vào phía trước bọn họ nghe nói, từ sương đen bao phủ thành thị kia một khắc, liền không còn có một người tin tức từ sương mù bên trong truyền ra, ai cũng không biết bên trong tình huống rốt cuộc như thế nào. Mang theo tra xét nhiệm vụ, này thuật sĩ khống chế chạy nhanh pháp khí tới rồi một chỗ nhà trệt ngoại, nỗ lực dán loan lỗ cửa sổ hướng trong phòng xem, ý đồ từ pha lê nhìn đến đen như mực buồn trong, hắn vận khí tốt, gặp phải này hộ nhân gia cảm thấy huyện thành dân phong thuần phát, không có gì hảo che lấp, liền không có kéo bức màn. Nỗ lực chớp mắt lúc sau, hắn đích xác thấy được một ít mơ hồ cảnh tượng, đại thích ứng tối tâm ánh sáng, hình ảnh dần dần rõ ràng, một tiếng tiếng kêu sợ hãi từ hắn hầu trung phát ra, hắn thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất, làm sao vậy, người chết. Thuật sĩ đầy mặt kinh hãi, trong phòng người tất cả đều đã chết. Một nhà mấy khẩu người, vẫn không nhúc nhích, cái gì? ngươi nhìn lầm rồi đi, tuyệt đối không có, ta tận mắt nhìn thấy đến một cái, một cái trung niên nam nhân trừng mắt nhìn về phía cửa sổ, sắc mặt trắng bệt, trên cổ có một đạo bị cắt đứt vết nứt, mặt trên bao trùng thật dày hắc khí, thuật sĩ hai mắt đăm đăm, những người này không phải thất liên, bọn họ tất cả đều đã chết, tất cả đều bị xương đen, giết, có thuật sĩ không tin, giơ tay dùng bùa chú phá vỡ một khát đống nhà trệt môn cùng cửa sổ, đem nội bộ mành cuốn lạng. Tức khắc những cái đó tứ tung ngang dọc, các loại tư thế oai ngã vào mép giường, hoặc thân thể cứng còng nằm ở trên giường người, đều bại lộ ở mọi người đáy mắt, ở sương mù hạ như ẩn như hiện, sở hữu thuật sĩ đều bàn chân phát lạnh, thạch thành người nếu đều đã chết, như vậy mặt khác bị xương đen cắn nuốt thành thị thị dân đâu. Bọn họ thô sơ giảng lược phỏng chừng một chút, đáy lòng hiện lên một con số, 300 vạn, còn chỉ là nhất bảo thủ số lượng, giờ khắc này vô luận tiến vào phía trước làm nhiều ít tâm lý xây dựng, cũng hạ quyết tâm muốn lừng lẫy mà hy sinh, không ít thuật sĩ vẫn cảm giác được thân thiết sợ hãi, bọn họ sắp sửa đối mặt không phải một cái ác quỷ, một đám ác quỷ, là vô tận khủng bố vực sâu. Đúng lúc này, nghe được cái này làm người nghe kinh sợ tin tức cố chi tan chỉ là bước chân một đốn, nàng ghé mắt nhìn một vòng quay cùng sương mù trung khuôn mặt vạn vẹo, chết không nhắm mắt tái nhật thi thể, lạnh lẽo biểu tình cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, quay đầu lại nàng mở miệng nói, đừng nhìn, tiếp tục lên đường có người không thể tin tưởng mà trừng mắt nàng, người có hay không đồng tình tâm. Đây chính là một tòa thành, vài tòa thành người đã chết. Ngươi không thấy được những người đó thi thể sao, cho nên đâu. Cố chi tăng ánh mắt đột nhiên quét tới, mang theo chút mũi nhọn, ngươi muốn đem này đó thi thể toàn bộ vận đi ra ngoài, vẫn là muốn từng cái cho bọn hắn sướng một đầu siêu độ khúc. Sự tình đã đã xảy ra, hiện tại rối rắm này đó có cái gì ý nghĩa, mau chóng đi trước trong trận mới là lập tức phải làm nghe này gần như tàn nhẫn, lạnh nhạt lời nói, không ít thuật sĩ đều cảm thấy nàng quá máu lạnh, trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc, nhưng không đợi cãi lại, cố chi tang đã một lần nữa hướng tới phong đô bay nhanh chạy nhanh, này đó thuật sĩ rối rắm ba lượng dây, rốt cuộc không dám một người lưu tại này đáng sợ thả sâu không thấy đáy tử thành, đều sử dụng chạy nhanh bùa chú gắt gao đi theo phía sau, thực mau, đoàn người liền tiến vào phong đô thành, tới rồi quỷ dị bùng nổ trung tâm bốn phía xương đen có thể dùng đặc sệt tới hình dung. Hô hấp gian chúng thuật sĩ chỉ cảm thấy vô số âm khí hũ khí, theo dòng khí dũng mãnh vào phế phủ, tiểu đao tử dường như xẻo bọn họ huyết nhục, càng đáng sợ chính là, vô số mặt trái cảm xúc, những cái đó giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất tưởng cũng không dám tưởng tà niệm, giống như bị mở ra ma hộp, điên cuồng ra bên ngoài dũng, cho dù là trường tần đạo nhân cùng hề khôi, cũng có chút ăn không tiêu, đáy mắt tràn ra nhẹ nhẹ vệt đỏ lại cứ phía chân trời lôi quang hồ quang như rậm rạp du xà phát ra ra bắt mắt sáng lạng quang mang ngược lại đem nửa bầu trời chiếu đến sáng trưng làm bị sương mù lôi cuốn mọi người vẫn chưa hoàn toàn biến thành có mắt như mù cố chi tan dơ tay nhàn nhạt phần sáng phản phất giống như trong bóng đêm duy nhất ánh nến không ngừng biến đại biến lượng cho dù là quanh mình sương đen cũng vô pháp dập tắt nàng dùng trận pháp đem phía sau người đều bao lại mới làm dần dần lâm vào cuồng loạn những thuật sĩ thình lình hoàng hồn rồi sau đó vội vàng bóp nát từng người phòng ngự bùa chú, đem chính mình bao bọc lấy, nơi này chính là mắt trận, không trung là thanh thế mênh mông cùng cuộn kiếp vân cùng lôi điện, trên đất bằng tắc bao trùm có thể đem hết thảy thanh âm, ánh sáng đều cắn nuốt xương đen, hắc cùng bạch đang xen, phản phất dây tiếp theo liền phải đem tòa thành này đều hủy diệt, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, đang lúc mọi người lâm vào mờ mịt khi, trong đó một người chợt đến trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm nào đó phương hướng hắn chỉ vào kia chỗ, các ngươi mau xem, nơi đó có phải hay không có một bóng người, mọi người nghe tiếng nhìn lại, cẩn thận phân tích rõ, quả nhiên ở cuồng cuộn sương mù dày đặc giữa không trung thấy được một cái huyền phù hình người, qua đi nhìn xem, liền ở bọn họ một chút hướng tới người nọ hình tiếp cận, một đạo lạnh thấu xương thả khí thế bàn bạc lực lượng dán bọn họ gào thét mà qua, hung hăng đập ở một người trên người, mọi người kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến trong đội ngũ vẫn luôn yên lặng không nói gì hư không đạo nhân bị cổ lực lượng này ném đi, hung hăng ngã ra mười mấy mét, ngã trên mặt đất, ra tay người là cố chi tang Còn không đợi có người ra tiếng chất vấn cố chi tang vì sao phải bỗng nhiên đối hư không đạo nhân ra này tàn nhẫn tay, bọn họ liền nghe được thiết khí va chạm mặt đất thanh âm, một thanh tế mà bén nhọn mũi nhọn, phút đầy có thể cho địa cấp huyền sư đương trường chết bất đắc kỳ tử nguyền rũ cùng phù văn, từ phun ra một mồm to máu tươi hư không trong tay áo rớt ra, cái này mọi người cứng họng, ý thức được hẳn là hư không đạo nhân trước hết nghĩ đánh lén trong đội ngũ người, kết quả lại bị cố chi tan trước tiên phát hiện cũng chế phục, hề khô sắc mặt khó coi, bởi vì hắn vừa rồi ly hư không đạo nhân gần nhất, cũng là có khả năng nhất bị đánh lén người, đa tạ cố đạo hữu ra tay cứu giúp. Hắn rút ra trường kiếm, thẳng chỉ hư không đạo nhân, hư không trưởng lão, ta vẫn chưa đắc tội quá ngươi đi, bỗng nhiên, phía chân trời ngưng tụ hồi lâu thật lớn lôi quang ở cái này thời khắc rốt cuộc lung lay sắp đổ từ trên trời giáng xuống hung hăng bổ vào cách đó không xa liền ở cái kia giữa không trung bóng người trên người này nói lôi thật sự hung hiểm tạo nên phong ba thổi bay mọi người góc áo thổi đến cố chi tang thái dương sợi tóc cổ động lộ ra một đôi nhuệ khí bức người đôi mắt mọi người không khỏi nhìn qua đi chói mắt điện quang chậm rãi đạm đi sương mù trung bị chiếu sáng lên bóng người lộ ra lư sơn chân diện mục rốt cuộc thấy rõ người nọ khuôn mặt sở hữu thuật sĩ, đều lâm vào thạch hóa cùng dại ra, biểu tình ngạc nhiên, không thể tin được hai mắt của mình, chật vật bò lên hư không đạo nhân mãn nhãn mừng như điên, nghiêng ngã lão đảo hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, lão tổ tông cứu ta, cố chi tan mắt phượng nhíu lại, trước tiên vãn hoa, kiếm gỗ đào rơi xuống là lúc, mang theo mãnh liệt lực lượng kiếm quan thẳng tắp hướng tới hư không đạo nhân giữa lưng chém tới, một tiếng trầm vang, hư không đạo nhân rõ ràng cũng là cái địa cấp huyền sư, lại bị nàng trực tiếp trảm thành hai đoạn, từ đầu đến cuối quanh thân còn bao vây lấy hồ quan người, đều mặt mang tươi cười vẫn chưa ra tay cứu giúp, thậm chí ở trên hư không đạo nhân hồn phách mới vừa vừa rời thể, hắn liền trực tiếp đem đối phương hồn phách cắn nuốt rớt, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mọi người phản ứng lại đây sau, trường tần đạo nhân vừa kinh vừa giận, không thể tưởng tượng quá, chấn hà đạo nhân. Như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi thế nhưng cùng tà ám, sương đen, cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi gánh nổi huyền môn chính thống sao, thầy khôi cũng cố nén tức giận, khó trách đều tới rồi như vậy gấp cáp thời khắc, ngươi cũng không muốn xuất quan, hiệp lực thanh trừ sương đen, bởi vì ngươi liền ở bảo hổ lột gia, điện quan trường bào nam tử, đúng là càng thanh môn chấn hà đạo nhân. Hắn nghe đến mấy cái này đối chính mình lên án, ngược lại càng thêm đắc ý, vỗ về chồng râu cười to hai tiếng, nhìn chầm chầm cố chi tang ý có điều chỉ, cố chi tang đã lâu không thấy các ngươi nghĩ đến quá đơn giản không phải hắn phản chiến xương đen mà là hắn hiện tại chính là xương đen cố chi tang thanh âm lạnh băng chấn hà đạo nhân đã bị đoạt xá cực độ khiếp sợ cùng phẫn nộ hạ những thuật sĩ cũng không có nghe ra chấn hà lời nói quá dị theo lý thuyết hắn cùng cố chi tang chưa bao giờ gặp qua nhưng hắn vừa mới nói không phải rốt cuộc gặp mặt mà là đã lâu không thấy chỉ có cố chi tang trong lòng rõ ràng đây là chấn hà trong cơ thể xương đen mượn hắn khẩu, cùng chính mình ôn chuyện, bọn họ thật là 800 năm bạn cũ, chính mình năm đó đổ kiếp thất bại khi cảm ứng được kia một mặt hủy thiên diệt địa hủ bại hơi thở, hẳn là chính là xương đen bản thể quấy phá, chuẩn xác đến nói, chấn hà đạo nhân trên người hiện tượng không phải bình thường đoạt xá, hắn bản nhân hồn phách vẫn chưa bị lao đi, chỉ là cùng xương đen dung hợp, cũng chiếm cứ chủ đạo, hắn quá vãng ký ức vẫn cứ tồn tại. Nhưng trong lòng lưu lại, chỉ có vạn vẹo dục vọng cùng các loại mặt trái cảm xúc. Từ 20 năm trước hắn tu hành tẩu hỏa nhập ma, bị mê hoặc phạm phải tội nghiệp chỉ vì thỏa mãn tư dục, liền chú định hắn kết cục, chấn hà đạo nhân, cho tới nay đều là cố chi tang hoài nghi người thứ ba. Hắn là trước mắt thế giới này duy nhị thiên cấp huyền sư, dẫn dắt huyền môn, rất nhiều hung án thảm án sau lưng lại có càng thanh môn người bóng dáng, cố chi tang như thế nào tin được hắn, hiện giờ hắn lập với lôi kiếp dưới, bị thiên lôi phách đánh lại không hề hao tổn, hiển nhiên đã lớn mạnh tới rồi không thể tưởng tượng nông nổi, lập với phong đô trong vòng, càng như là hắn ở chủ động chờ cố chi tan đám người đã đến, trường tần đạo nhân cắn răng, chấn hà, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn hủy hoại thế giới này sao? Chấn hà, chuẩn xác mà nói là xương đen, vô tội mở ra đôi tay, sai rồi, mười phần sai, bản tôn ở sáng tạo một cái hoàn toàn mới thịnh thế. Ở viết lại dối trá đến làm người buồn nôn, đạo từ hôm nay trở đi bản tôn mới là này giới chủ tể là hoàn toàn mới thiên đạo càng sẽ trở thành tam giới lục đạo chúa tể hắn thanh âm càng lúc càng đại đến cuối cùng cơ hồ đinh tai nhức óc cố chi tan thầm nghĩ quả nhiên không sai sương đen chân chính muốn như tầm ăn lên đối tượng là thiên đạo thiên đạo chết suy thoái cũng là bởi vì ở bị nó một chút ăn mòn không đợi mọi người kinh hãi chấn hạt đầu ngón tay bắn ra nháy mắt mang theo che trời lấp đất đen nhánh sương mù lãng đem mọi người thổi quét, cố chi tan trước mắt tối sầm, ý thức dần dần mơ hồ, nàng thấy được một ít dấu ở sương mù trung ảo cảnh, thiên địa hỗn độn sơ khai, khai trí nhân tộc xuất hiện với lục đạo, liền thế tất đại biểu cho dục vọng xuất hiện, bắt đầu người đương thời loại dục vọng rất nhỏ, ăn no mặc ấm, không đói bụng bụng, đương xã hội bắt đầu xây dựng, vương quyền thay đổi luân phiên, người dục vọng liền từ đơn thuần lấp đầy bụng, có càng nhiều trình tự theo đuổi, sương đen, hoặc là nói một đoàn căn bản kêu không ra danh hiệu đồ vật, liền từ nơi này bắt đầu dựng dục, mới đầu nó minh bạch chính mình nơi phát ra, rõ ràng ý thức được chính mình cùng nhân loại cùng một nhịp thở, khi đó nó còn thực ngây thơ, chỉ là đơn thuần muốn thân cận dựng dục chính mình, vì chính mình cung cấp lực lượng nhân loại, muốn dung nhập đến người tộc đàn trung đi, vì thế nó hao hết sở hữu lực lượng hóa ra thật thể, mới vừa một lộ diện, liền bị vô số nhân loại hoảng sợ lại chán ghét mà nhìn chăm chăm bọn họ nói chính mình là quái vật là tà ám đem nó thật vất vả ngưng tụ thật thể đánh đến tán loạn nó không có biến mất bởi vì người dục vọng vĩnh viễn sẽ không tắt mỗi khi tới rồi chiến loạn niên đại đại đói hoang thời kỳ đều là nó lực lượng tăng trưởng nhất nhanh chóng thời điểm những cái đó niên đại lưu lại một ít quái vật trong truyền thuyết kỳ thật có không ít đều tồn tại nó bóng dáng nhưng mà nó hóa hình lại bị tiêu diệt như vậy lặp đi lặp lại vài lần nó rốt cuộc ý thức được nhân loại đối nó bài xích cùng thống hận, rõ ràng mỗi người đều có dục vọng, nhưng bọn họ lại cho rằng trực diện dục vọng là một kiện thực cảm thấy thẹn sự tình. Nó bắt đầu che giấu chính mình, đang âm thầm quan sát nhân loại, cũng sinh ra rất nhiều bất mãn cùng phẫn quốc, dựa vào cái gì thiện chính là chính xác, ác lại phải bị tiêu trừ. Đơn giản là thiên đạo hướng thiện, yêu cầu người tu hành khắc chế người dục, cho nên đồng dạng là từ trong thiên địa dựng dục ra nó liền phải bị phỉ nhổ, bị khinh thường dữ dội bất công, dần dần, nó sinh ra một cái niệm tưởng, nó muốn vô cùng tận lực lượng, muốn thế giới bởi vì dục vọng mà tồn tại, muốn nhân loại lâm vào dục vọng cùng hoang vực sâu, cho nên nó muốn thay thế được thiên đạo, trở thành trên thế giới này, đạo nghĩa, có như vậy kinh thế hải tục khát vọng nó, ở nơi tối tăm ngủ đông ngàn vạn năm, không ngừng hấp thu nhân thế gian lực lượng, muốn chính diện đối kháng thiên đạo, khó càng thêm khó. Bởi vậy nó liền nghĩ tới một cái ti tiện vô sĩ, lại nhanh chóng, lối tắt, ăn cắp những cái đó xuất hiện ở lịch sử nước lũ trung bị thiên đạo chiếu cố, khí vận chi tử, nhóm khí vận, cho nên gần 3.000 năm tới càng lúc càng khó khăn phi thăng, đều không phải là nhân tộc ở biến kém, mà là rất nhiều độ kiếp người bị vô hình lực lượng từ giữa làm ngạnh, hôi phi yên diệt, đại thiên đạo rốt cuộc phát hiện nó tồn tại khi, phát hiện tự thân đạo Pháp dần dần tan vỡ nguyên nhân khi, đã chậm. Lúc đó nhân đạo xuất hiện một vị trời sinh thần tính, không thế thiên tài, thịt xương linh thai tên là cố chi tang nàng sinh ra chính là muốn nhập đạo tu hành trở thành trí cao vô thượng bẩm sinh thần trên người mang theo đại khí vận cũng là khó gặp kiên nghị tâm tính có lẽ là có thể xoay chuyển càng không tiết điểm nhưng mà kia không ngừng lớn mạnh xương đen cũng theo dõi nàng nếu như có thể cắn nuốt người này hồn phách đem nàng khí vận chiếm làm của riêng nó năng lực có thể trở lên một tầng chân chính mà cùng thiên đạo chống lại bởi vậy nó liền ngủ đông ở cố chi tang bên người với nàng độ kiếp khi cho nàng một đòn trí mạng, lòng tràn đầy cho rằng chính mình muốn thành công, sương đen, trăm triệu không nghĩ tới, sẽ có một cái bệnh ưỡng ưỡng phàm nhân đỉnh sấm đánh, đem nó sắp cắn nuốt, cắn nát cố chi tan hồn phách bản thể lực lượng sinh sôi xả ra tới, thế nàng trắng này cuối cùng một kích, đại nó tránh thoát kia phàm nhân, chỉ là trong chớp mắt công phu, cố chi tan hồn phách liền biến mất, nó rõ ràng tất nhiên là thiên đạo ra tay, bảo vệ cố chi tan. Cũng bảo vệ một tia hồi hoàng cơ hội ngàn năm mưu hoa hủy trong một sớm, có thể nào không cho sương đen lại oán lại hận, huống chi này ngăn cản nó, hỏng rồi nó chuyện tốt người, còn chỉ là một cái không hề tu vi phàm nhân, một cái bởi vì thiện lương, mềm lòng, hơn nữa chính thế đều là như thế lạ người tốt, nó nhất thống hận một loại tồn tại. Sau đó 800 năm, thiên đạo cùng đã ngưng tụ thành ác niệm cường đại dục vọng, vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng, thiên đạo vô pháp cường ngạnh mà đem nó tiêu diệt, cũng nhân đạo pháp chết, không có khả năng lại có người có thể đủ đánh vỡ gông cùng xiền xích phi thăng, liên tiếp nhân đạo cùng tiên đình thông đạo đồng dạng bị hủy, tập kích cố chi tan thất bại, bại lộ ở thiên đạo mí mắt phía dưới, sương đen, cũng nơi chốn chịu hạn, năng lực gia tăng trì trệ không tiến, nhưng nó biết, thiên đạo trước mắt cuối cùng dựa vào cùng một đường sinh cơ, cũng liền ở cái kia bị cứu đi cố chi tan trên người, đương sương đen cảm nhận được thế giới lực lượng bắt đầu quay lại, sinh cơ bắt đầu xuất hiện nó liền bắt đầu mãn thế giới mà sưu tầm, một cái tân sinh hài tử Giáng sinh, trời sinh mệnh cô, bị cô nhi viện thu dụng, xương đen biết, đây là thiên đạo cho cấp cố chi tan chuyển thế, nó cảm giác được nguy cơ, lại không cảm thấy lo lắng, 800 năm sau hôm nay internet phát triển, nhân loại dục vọng càng là đạt tới chưa từng có độ cao, chỉ cần cách võng tuyến thoáng khiêu khích, là có thể trở nên gây gắt vô số mâu thuẫn, khiến cho vô số tà niệm, nó rất cường đại càng có cũng đủ lớn lên thời gian dùng để bố cục, nắm chắc thắng lợi. Sương đen, cấp này một đời cố chi tan phô cũng đủ nhiều ám cọc, càng thanh môn một mạch từ đầu đến cuối, chính là nó bố cục trung quan trọng nhất một vòng. Từ chấn hà đạo nhân sư phụ mai phục tai họa ngầm, ở chấn hà đạo nhân tu hành tạp tức khắc, xâm nhập hắn đạo tâm, nó thao tác huyền môn đệ nhất tông trưởng môn nhân, đi tham dự những cái đó lừa bán, khí quan hái án tử, từ giữa cắn nuốt đại lượng hồn phách cùng sinh cơ ai có thể nghĩ đến lấy cứu tử phù thương, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình huyền môn chính thống, mới là hết thảy thảm án phía sau màn làm chủ. Sương đen lại dựa theo suy đoán trong đó một cái khả năng nhân sinh quỷ đạo, suy đoán ra cái này chuyển thế cố chi tan tương lai sẽ vì xây dựng cô nhi viện, tiến vào giới giải trí kiếm tiền, cùng mấy cái tiểu nữ sinh tạo thành đoàn thể xuất đạo, cuối cùng hỏa biến thế giới, thu hoạch vô số yêu thích tín ngưỡng. Vì thế nó trước tiên tìm được rồi tổ hợp trung một cái nữ hài nhi, xâm nhập, cũng lưu lại dấu vết. Cái này nữ hài nhi sẽ biến thành một cái may mắn cẩm lý, là nó bàn cờ thượng mọi việc đều thuận lợi, tướng quân. Từ nàng cùng cố chi tan chạm mặt kia một khắc, thuộc về khí vận chi tử vận khí, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng bị nàng hấp thu. Nàng càng tốt vận, cố chi tan liền càng xui xẻo. Cuối cùng thiên đạo ký thác vô số hy vọng, sinh cơ, sẽ biến thành một cái liền uống nước đều tắt nha, đi đường đều sẽ vướng ngã thần xui xẻo, bị toàn võng chán ghét, phỉ nhổ không có khả năng lại từ những cái đó cư dân mạng trên người đạt được một chút ít tín ngưỡng cùng sinh cơ cố chi tăng bỗng nhiên mở hai tròng mắt giơ tay ngăn trở vẫn như hồng thủy trút xuống sương đen ghé mắt đối phía sau ý thức hoảng hốt mọi người nói đều lui ra phía sau trăm mét này đã không phải các ngươi có thể tả hữu tình thế từ hoảng hốt trung trở về thần hề khôi mọi người minh bạch chính mình vô lực sôi nổi sau này lui nơi này chỉ chừa cố chi tăng một người cùng bị dung hợp chấn hạt mặt đối mặt nàng tâm niệm vừa động có thể cảm nhận được thức hải trung không bình tĩnh dao động, vừa rồi kia từng bức họa, hẳn là hệ thống làm nàng nhìn đến, làm nàng trong nháy mắt hiểu biết rất nhiều che giấu chân tướng, khó trách chính mình độ kiếp thất bại, lại chưa hôi phi yên diệt, nàng ý thức mơ hồ trước nhìn đến yến hồi sơn hướng tới chính mình chạy tới là thật sự, kia lạ người tốt lấy thân thể phàm thai, sinh sôi chặn xương đen ăn mòn, cho thiên đạo cướp đi nàng hồn phách cơ hội, sở dĩ yến hồi sơn làm được đến, là hắn lấy chính thế người lương thiện mệnh cách cùng công đức, sinh sôi khiên hạ kia một kích, cố chi tan trong đầu mảnh nhỏ lập lòe, cái gì đều minh bạch, yến thừa hẳn là chính là yến hồi sơn chuyển thế, hắn sinh ra đã có sẵn âm sát thể chất, bất quá đều là năm đó kia một kích lưu lại di chứng, thật sâu khắc ở hồn phách trung, như ung nhọc trong xương, trong lúc 800 năm, thiên đạo cũng vẫn luôn ở tu bổ nàng rách nát hồn phách, mà một lần nữa chuyển thế cơ hội đã cũng đủ nghịch thiên, này đó bí ẩn tự nhiên cũng không thể báo cho nàng, nếu không liền sẽ phá hư đạo pháp thủ hằng. Thiên đạo chỉ có thể rút ra một sợi căn nguyên lực lượng, hóa thành hệ thống, tiến vào nàng thức hải trung, vừa mới những cái đó mảnh nhỏ, là chấn hà ở công kích nàng khi, hệ thống từ trong xương đen trộn được ký ức, thuộc về xương đen, dùng loại này phương pháp tiết lộ một vài, là chui đạo pháp chỗ trống, ý thức được che giấu ký ức bị ăn cắp, chấn hà, sắc mặt âm trầm, nhìn chầm chầm cố chi tan nói, cố chi tan, ngươi hẳn là nhìn đến này thiên đạo cỡ nào vô năng đi việc đã đến nước này ngươi cho rằng chính mình còn có phiên bàn cơ hội sao tuyệt đối không thể bản tôn đã trở thành này nói chúa tể ngươi ngẩng đầu nhìn xem này vô lực lôi làm gì được ta hắn chậm rãi mở ra đôi tay ở sấm sét ầm ầm trung tươi cười tùy ý không bằng như vậy ngươi hướng ta quy phục ta có thể suy xét làm ngươi trở thành bản tôn sáng thế lúc sau cái thứ nhất thần làm bản tôn thủ hạ thần có thể so thủ kia nguy ngập nguy cơ ra vẻ đạo mạo thiên đạo tới càng có tiền đồ hệ thống ta phi tan tan ngươi đừng tin nó chuyện ma quỷ cố chi tan không đáp lại hệ thống chỉ là cười nhạt một tiếng thôi bỏ đi ngươi muốn xây dựng thế giới ta vô pháp gật bừa nếu một người liền đạo đức cùng điểm mấu chốt đều không có vứt bỏ trật tự cùng lý trí chỉ bằng dục vọng hành sự người nọ cùng súc vật lại có cái gì bất đồng cứ việc hiện tại thiên đạo có khi cũng mang không đáng tin cậy nhưng ta cũng không vui đổi cái người lãnh đạo trực tiếp, chấn hà, cười lạnh một tiếng, gàn bướng hồ đồ, cấp mặt không cần, ta còn là cảm thấy qua đi đơn thuần thiện lương ngươi tương đối đáng yêu. Cố chi tan xả khóe môi, lúc ban đầu sương đen, cũng chỉ bất quá là cái muốn dung nhập nhân loại xã hội linh vật, lại dần dần vặn vẹo đến tận đây, làm như bị chọc trúng đau điểm, chấn hà, biểu tình đột nhiên âm trầm. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không giống cái người sống, như một khối cao cao tại thượng, bể nhễ con kiến thi thể, ngươi, đáng chết, chờ ngươi bị bản tôn lăng trì xử tử sau, bản tôn sẽ lưu trữ ngươi hồn phách bị vạn quỷ gặm thực, vạn kiến xuyên tim, muốn sống không được muốn chết không xong, còn muốn ngươi tận mắt nhìn thấy người này thế giới biến hóa, dục vọng sẽ thổi quét nhân gian, tất cả mọi người sẽ là trung với dục vọng nô lệ, mà ngươi để ý những người đó, còn có yến thừa, tất cả đều sẽ hôi phi yên diệt, cố chi tan đôi tay rút kiếm, một mặt bắt mắt lộng lẫy kim sắc, dọc theo nàng tim bạch đầu ngón tay bỗng nhiên đằng khởi, ngọn lửa dường như cuốn thượng gồ ghề lồi lõm thon dài gỗ đào, làm nổi bật ở song song trong mắt, với kia một đôi đen nhánh trong mắt lôi ra một cái rực rỡ lấp lánh kim sắc dây nhỏ, linh hồn của nàng đang ở thiêu đốt, vô số công đức cùng tín ngưỡng chi lực, bị nàng áp súc ngưng tụ ở trong tay kiếm trung, chấn hạ còn đang nói chuyện, nàng hạ bàn một cái dùng sức, liền dán mặt đất chạy nhanh, cũng rút kiếm dựng lên. Phanh mà tranh minh, mang theo kiếm quan công đức chi lực sát ra một cái kim sắc tinh hỏa, cố chi tan này một lượt liền trên dưới 100 mễ, màu mắt nặng nề, kiếm thực lợi, chấn hạt, lão thần khắp nơi, bị cơ hồ liền căng cắt đứt cánh tay, chậm rãi khép lại, có thể tại như vậy đoạn thời gian tụ tập nhiều như vậy công đức chi lực, thật là lệnh người hâm mộ, ghen ghét, quả nhiên là sinh ra liền phải trở thành thượng vị thần thiên tài, ta tìm tới đối phó ngươi những cái đó ngu xuẩn, vẫn là phế vật đợi. Một thốc trụ hắc như sơn sương mù sắc, chợt hướng tới cố chi tan đôi mắt gương mặt phát ra, nguyền rủa lực lượng một khi dính lên làn da mặt ngoài, liền sẽ lệnh nàng huyết nhục đều bị hòa tan. Nàng thấp người lui ra phía sau nửa bước, đem gỗ đào hoành ở sóng vai vị trí, tránh đi, chấn hà, thế công sau, lực một xúc lực, thiên tài, chỉ có ở ngã xuống thời điểm mới là đẹp nhất, chấn hà, dừng một chút, dừng ở cố chi tan trên người trong tầm mắt, mang theo một loại làm bộ làm tịch, lệnh người buồn nôn thưởng thức, tỉ như hiện tại chỉ thấy cố chi tan đè nặng sát chiêu, quanh thân lực lượng còn ở đằng phát, kim sắc khí thế bao vây ở nàng quanh thân, cho dù là ở cực độ trong đêm đen, cũng vô pháp tắt này một mạc quan huy, phản chiếu kia trương siêu thoát phàm tục gương mặt, cho nàng bằng thêm vài phần thần tính, chấn hạ trong lòng rõ ràng, cố chi tan đây là ở đêm trong cơ thể sở hữu lực lượng, công đức cùng sinh cơ, toàn bộ đều đè ở kiếm thế thượng, bằng vào nàng bán thần hồn phách lực lượng, hơn nữa này đã hơn một năm tới ở nhân thế gian tích tụ thâm hậu công đức, cùng với tín ngưỡng chi lực, đánh bạc hết thảy đi tạo thế kiếm chiêu, đích xác có thể cho nàng có được sánh vai thần minh lực lượng, vô hạn tiếp cận chính thần, cũng trảm thần. Đây cũng là sương đen phía trước vì sao không muốn cùng nàng mặt đối mặt gian thượng nguyên nhân, nhưng cảnh đời đổi dời, nó đã không phải 800 năm trước khác, hiện tại nó, cắn nuốt vô số dục vọng cùng sợ hãi, đoạt lấy thượng trăm vạn người sinh cơ khí vận, nhất quan trọng một chút, nó cắn nuốt gần 400 vạn phàm nhân sinh mệnh cùng hồn phách. Những người này hồn phách sinh cơ, thọ nguyên, tất cả đều hóa thành nó chất dinh dưỡng, trong một đêm làm nó trở thành siêu thoát lục đạo tồn tại. Hiện tại nó liền chân thần đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ một cái dùng hết sở hữu, cũng khó khăn lắm chỉ có thể dùng ra thần lực lượng người. Nó tùy ý tránh né cố chi tan huy kiếm mà đến trạng rỡ lập lòe kim quang, phản phất giống như ở đùa bẩn một con nhảy chuột. Các ngươi thực tính nhiệm yến thừa phát minh đi, nhiều ít vụn về như lợn phàm nhân mỗi ngày vì đi cứu một người, ngăn cản một hồi tự, sát phát sinh, đem kia giám sát âm khí tiểu món đồ chơi phụng nếu kinh thánh, nơm nớp lo sợ mà cung phụng nó, chấn hà, đều biết, phàm tục phía chính phủ cùng sinh động ở một đường cảnh sát nhóm, mỗi ngày vì này làm nỗ lực, nó toàn bộ đều có thể nhìn đến, giống đang xem một hồi xiết khỉ, nhìn vô lực thế tục vì tự cứu, mệt chết mệt sống, cỡ nào thú vị, này bất quá là ta tiểu siết nhìn các ngươi bận trước bận sau, có cái gì tất yếu đâu, chấn hạt giả ý thở dài, kỳ thật giàu dạt đắc ý, nó bố cục xa xa so này đó phàm tục con kiến nghĩ đến càng quản, thuộc hạ trừ bỏ hạ chiếu sinh, còn có không ít dùng tốt máy tính nhân tài, rốt cuộc internet, mới là làm nó thành công chi lộ đại đại nhanh hơn lối tắt, nó lại như thế nào sẽ bỏ qua đối internet khống chế, kiến thị có thể khai phá giám sát âm khí hệ thống. Nó tự nhiên có thể cho thuộc hạ tài nghệ cao siêu hacker khai phá virus phản xâm lớn yến thị sản phẩm điện tử hệ thống cấm kiện, làm kia tiểu ngoạn ý nhi không nhạy, đương toàn hạ quốc quan viên, sở cảnh sát lực chú ý, toàn bộ đều ngắm nhìn ở kia hệ thống giám sát điểm đỏ khi, tự nhiên cũng liền vô pháp chú ý tới nho nhỏ huyện thành trung lặng yên không một tiếng động phát sinh hết thảy, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, hết thảy đều chậm, từ yến thị khai phá ra giám sát âm khí hệ thống bắt đầu, sương đen, nguyên bản thiết tưởng mọc lên như nấm. Ở toàn cầu các nơi dẫn phát náo động đoạt lấy sinh cơ mưu hoa, liền có tân biến hóa, quá chậm, những cái đó con kiến biết rõ vô dụng công, lại vẫn như củ thiêu thân lao đầu vào lửa kính nhi đầu, ở nó xem ra quá chói mắt, cũng quá muốn cho người hủy diệt, nó muốn phá rồi mới lập, trực tiếp vệ thiên sửa mệnh, phải dùng này 400 vạn người sinh mệnh cùng hồn phách làm nó thành công đá kê chân, sự thật chứng minh nó thành công, liền tính cố chi tan cùng thiên đạo biết được hết thảy, lại có thể lại nó như thế nào? nó cũng biết trăm dặm ở ngoài, những cái đó chính phủ người đang ở hướng bên này vận chuyển đại hình vũ khí, ở sương đen xem ra càng là châu chấu đá xe buồn cười đến cực điểm. Đối với chấn hạt trào phúng, chế nhạo, cố chi tan phản phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ ở thiêu đốt chính mình hồn phách, đi làm vô dụng công, đương cuối cùng một tia công đức chi lực, đều từ nàng hồn phách trung tróc. Nàng trong tay buồn cười kiếm gỗ đào phát ra ra một đạo chói mắt kim quang, này một tia sáng mang rốt cuộc phá tan sương đen, Thẳng chỉ tận trời, trở thành phạm vi trăm dặm nội duy nhất ánh sáng, cùng phía chân trời lôi điện giao hòa, thạch thành quanh thân, vô số nôn nóng chờ người, cùng với hiện tại đang ở mở ra phát sóng trực tiếp xa ở ngàn dặm ở ngoài tổng bộ mọi người, đều thấy được kia một trụ tận trời kim quang, hình như có sở cảm, tại đây một khắc, vô số người dưới đáy lòng khẩn cầu, hứa nguyện, hy vọng Cố Chi Tang có thể giống này đạo kim quang, mang theo bọn họ phá tan sương đen, gông cùng xiềng xích. Khi đạo kim sắc cầu vồng ở vô số niệm lực thêm vào hạ, càng là động lại, chấn hạt mí mắt giựt giựt, hơi hơi nheo lại, nó không thể không thừa nhận, này một kích làm nó cảm giác được nguy hiểm. Nếu là phía trước nó, gặp phải như vậy không màn tất cả kiếm chiêu, khả năng thật sự sẽ bị phách đến hôi phi yên diệt, nhưng 400 vạn người hồn sinh tế, làm nó tự tin đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh. Hiện tại nó bị như vậy phách thượng một kích, khẳng định sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là cố chi tang, chỉ sợ là đem nàng chính mình sở hữu lực lượng, công đức toàn bộ trút xuống, được ăn cả ngã về không. Đến đây đi, bản tôn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem những cái đó phàm tục người chính mắt chứng kiến, chúa cứu thế, ngã xuống khi trên mặt kia tuyệt vọng biểu tình, cố chi tang sắc mặt trắng bệch, giống như mỏng giấy, khác không nói, này xương đen là thật sự nói nhảm. Kiếm lạc phía trước, nàng quanh thân khí thế ngược lại hàng xuống dưới, kim sắc khí thế dần dần tắt cặp kia từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng trong mắt trung nhảy lên điên cuồng. Mắt nhìn nàng sắp đến trước khi chết còn gợi lên tươi cười, sương đen, không biết vì sao, giờ phút này mới sinh ra một mặt bất tường cảm giác, nó trong lòng bật cười, cảm thấy chính mình nhiều lự, cố chi tang lấy cái gì, đi bổ khuyết mấy trăm vạn sinh hồn trên lệch, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên, cố chi tang chưa từng cầm kiếm tay trái nâng lên, dựng ở trước ngực, kia tim bạch như ngọc năm ngón tay xuống phía dưới ấn, ngón cái khấu cùng với dư đầu ngón tay thành kết, ngón trỏ chỉ thiên, ngón út hơi hơi nhếch lên, bày biện ra một cái phức tạp mà thần bí giấu tay, nàng giấu tay với trước ngực định trụ, môi hình tuyệt đẹp, màu sắc nhạt nhẽo phản phất giống như bạch tường vi đôi môi hé mở, phun ra một câu, phá, thanh âm kia không lớn, bất quá là vô cùng đơn giản một chữ châm ngôn, nhưng bùng một tiếng, chấn hà cảm giác chính mình thân thể này trái tim, hung hăng rung lên, đây là tình huống như thế nào? trong lòng bất an cảm ở tăng lớn, sương đen trầm mặt, thôi, nhàm chán trò chơi cùng biểu diễn kết thúc, nó thân hình động, vô số đen nhánh như mực sương mù không ngừng tụ tập, co rút lại, nó muốn đem cố chi tan trực tiếp nổ nát, phun ra một chữ châm ngôn cố chi tan môi sắc càng đạm, phản phất tùy thời đều phải bị sương mù nuốt hết, nhưng nàng mặt mày đạm mạc, nhìn như bình tĩnh túi da hạ cất dấu cực hạn điên cuồng. Đỉnh cơ hồ cắn nát phế phủ áp lực, cái tay kia trưởng kết ấn biến hóa, tam chỉ hướng lên trời, ngón giữa cùng ngón áp út dán thẫn lòng bàn tay, lại là một chữ châm ngôn từ môi răng gian phun ra, lập, vực sâu sương đen đã gần đến ở gan tất, này trong nháy mắt, cố chi tan rút cuộc động, nàng một tay nhắc tới cơ hồ biến thành xích kim sắc kiếm gỗ đào, mãnh liệt xoay chuyển, có thể trảm thần kiếm quan thật sự quá nhanh, mang theo vù vù thẳng chỉ, chấn hà, trong sương đen nam nhân muốn trốn, lại phát hiện chính mình một cái cẳng chân bỗng nhiên mất đi tri giác, hắn biểu tình đột biến, muốn giơ tay đối kháng nâng lên trong nháy mắt mới kinh ngạc phát hiện chính mình ba ngón tay cũng mất đi tri giác, không chịu khống chế. Hắn rõ ràng nhìn đến kia ba ngón tay dưới da mất máy, không ngừng nhô lên nổi mục, làm như có thứ gì muốn từ khối này túi da trung chui ra. Này điên đảo hắn nhận tri hình ảnh làm hắn không kịp tự hỏi, mất đi khống chế đầu ngón tay thành trí mạng sơ hở cùng nhược điểm. Địa phương khác bị xương đen chặt chẽ bao lấy, chỉ có này ba ngón tay làn da, trong chớp mắt liền bị kim sắc kiếm quan tước đoạn, vô số xám xịt, bị áp suất thành nho nhỏ một cái điểm trạng hồn phách, từ ngón tay chỗ hổng chỗ tràn ra, ra bên ngoài phiêu đảng, mà kia một đạo kiếm quang, chính dọc theo túi da chỗ rách chui vào, giống như máy khoan điện hung hăng cắn nát hắn cốt cách huyết nhục, phá hủy hắn lực lượng, chấn hà, ngửa mặt lên trời gào rống, kế tiếp lui về phía sau, một bên lui về phía sau, cùng thân thể này dung hợp, xương đen, bản thể cũng ở bị kim sắc công đức chi lực hòa tan. Liên quan này phúc thể xác cũng bắt đầu vặn vẹo, hòa tan. Càng ngày càng nhiều màu xám hồn quang, từ miệng vỡ không ngừng biến nhiều túi da trung chui ra, phiêu sau khi rời khỏi đây chậm rãi biến hóa, dần dần biến trở về hình người, phóng nhãn nhìn lại, giống như là đầy trời màu xám phiêu nhứ, cùng lập lòe đặc thù quang mang đom đóm, sương đen gỡ bản thể không ngừng tán loạn trung, rốt cuộc ý thức được cái gì, nó không ngừng hòa tan đặc sệt cánh tay nâng lên, chỉ vào cố chi tan, ngươi. Tính kế bản tôn, những người đó hồn là giả từ nó túi da trung chui ra, cũng biến trở về nguyên hình quỷ hồn nghe được những lời này, quay đầu lại hướng nó làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, địa phủ lão quỷ, cam đoan không giả, đã chết 122 năm, hao hết sở hữu chém ra kinh thiên nhất kiếm cố chi tan, dùng kiếm gỗ đào chống hư nhuyễn thân thể, rốt cuộc lộ ra một cái chân thành tha thiết tươi cười, ngu xuẩn, rốt cuộc phát hiện, chỉ tiếc đã chậm, đi trong mộng xây dựng ngươi tân thế giới đi một đạo chủ mưu đã lâu sấm sét hung hăng rơi xuống, chính chính nện ở kia đoàn không ra hình người sương mù dày đặc phía trên. Cố chi ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua quan sát sặc sở thiên, hừ nhẹ một tiếng, cái này hả giận, hệ thống, hừ hừ, sương mù, ở chậm rãi tan đi. Phía chân trời đệ nhất mặt nắng sớm rốt cuộc xuyên thấu qua mây đen, chiếu vào yên tĩnh thành trấn trung, trên giường, ngủ say thị dân dần dần thức tỉnh, cảm thấy chính mình thần thanh khí sản, tự hồ ngủ một cái hồi lâu không có, hương trầm giác, một đêm vô mộng, hắn ngồi dậy duỗi người, bên người thê tử cũng nhúc nhích hai hạ, theo chăn bị lôi đi, một trương hơi mỏng, ước chừng cùng người trưởng thành độ cao không sai biệt lắm lớn lên hình người giấy vàng, liền như vậy phiêu phiêu hốt hốt rơi xuống đất, mơ hồ có thể nhìn ra là viên tròn vo phần đầu địa phương, không biết bị cái gì xé rách, trung gian vỡ ra một cái phùng, chỉ có hai bên linh tinh một chút trang giấy liên tiếp ở bên nhau, ác. Này cái quỷ gì đồ vật? Như thế nào gác chúng ta trên giường? Bà nương, bà nương ngươi tỉnh tỉnh, nhìn nhìn đây là cái gì ngoạn ý, có phải hay không ngươi làm cho? Giống như vậy phát hiện, như vậy đối thoại, không ngừng phát sinh ở mỗi một gian thức tỉnh phòng nhỏ, trung khí mười phần tiếng trống giận vang lên, cái nào câu đi dưỡng, đem lão tử cửa sổ cùng đại môn đều cấp chỉnh nát, ra quỷ, cửa sổ, môn vỡ thành như vậy, ta một nhà già trẻ thế nhưng không một người nghe thấy. Ba ngày lúc sau, xác nhận xương đen, bản thể bị tiêu diệt, nguy hiểm hoàn toàn giải trừ sau hạ quốc cảnh nội cảnh giới kỳ mới tính kết thúc những cái đó vẫn cứ tồn tại lớn nhỏ án tử đều là thu sau châu chấu không có cuối cùng bốt vì bọn họ che lấp chống lưng nhảy nhót không được bao lâu mà những cái đó ẩn thân với các nơi phân thân đều bị từng cái tìm ra tiêu hủy đến nỗi càng thanh môn to như vậy một cái huyền môn đạo thứ nhất xem lại cất giấu nhiều như vậy dơ bẩn bị sương đen ký sinh lão trưởng môn chấn hà đạo nhân cùng với đại lý trưởng môn hư không đều lén tham dự cũng hoạt động vượt người trong nước khẩu khí quan buôn bán hoạt động không biết hại bao nhiêu người vô luận là tức giận phía chính phủ vẫn là qua đi có thù oán môn phái đều nhân cơ hội dọn dẹp trong một đêm càng thanh môn ở huyền học giới mọi người đòi đánh trở thành tam lưu đến nỗi còn lại lớn nhỏ môn phái cũng bị lệnh cưỡng chế thẩm tra dư nghiệp cố chi tan từ tổng bộ ra tới thời điểm bên người người phụ trách cơ hồ là nín thở ngưng thần tất cung tất kính rốt cuộc ai không biết khi một đạo trảm phá, sương đen, kim quang, là xuất từ trước mắt vị này siêu cấp đại lão. Húng chi ở sương đen dần dần tan đi sau, bọn họ càng là xa xa nhìn đến phía chân trời không có tan đi lôi vân, lại lần nữa rơi xuống sặc sở lôi quang. Tổng cộng chính đạo, thanh thế to lớn, lạc xong lúc sau, vạn dặm ráng màu xua tan phía chân trời khói mù, phản phất giống như có lâm điểu tiếng nhạc, hơn nửa giờ sau, cố chi tan độc thân một người từ nơi xa đi tới theo cùng nàng cùng nhau tiến vào sương đen hề khôi đạo trưởng đám người nói, nàng đã lịch lôi kiếp, hoàn toàn bước vào trong truyền thuyết càng cao trình tự. Hiện tại nàng không chỉ là công thần, càng là mọi người trong lòng biết rõ ràng chân thần tiên, nào còn có người dám sai khiến nàng đi làm việc, đang chuẩn bị về nhà, một đạo quen thuộc thả tức muốn học máu thanh âm từ phía sau gọi lại nàng, cố chi ta ngươi đứng lại, nàng bước chân một đốn, ho nhẹ một tiếng quay đầu lại thân đi, tầm mắt đảo qua khi ánh mắt lưu chuyển, cái loại này hoàn toàn bất đồng khí chất cùng ẩn ẩn cảm giác áp bách, tức khắc làm Trịnh Như Ngọc khí thế lùng ba phần. Trịnh Như Ngọc lặng lẽ đánh giá nàng hai hạ, vẫn có chút tức giận, ngươi trốn tránh ta, là sợ ta truy vấn ngươi ngày đó giấu giếm ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao. Mệt ta như vậy lo lắng ngươi, nàng lo lắng đến dậm chân, trên thực tế nhân gia đã sớm bố hảo hết thảy, cố chi tan tự giác đuối lý, ngữ khí nền ba phần, xin lỗi, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là chuyện này là độ cao cơ mật tổng bộ biết đến người cũng chỉ có bạch tư lệnh lúc trước đối mặt sương đen cho dù là nàng cũng không có đầu mối lên làm tầng người lần đầu tiên tiếp xúc nàng dò hỏi nàng có bao nhiêu phần thắng thời điểm nàng thực thành thật đến nói không đến tam thành là hạ chiếu sinh nhắc nhở cùng với yến thừa hệ thống phát hiện cho nàng tân ý nghĩ không sai hạ chiếu sinh bị với tay trước cuối cùng một câu là nhắc nhở nó ở nói cho chính mình sương đen đội trung còn có am hiểu sử dụng máy tính người ở cái kia vi diệu bởi vì yến thị hệ thống bị bắt giữ hoàn cảnh chung phát ra như vậy một cái nhắc nhở khó tránh khỏi ý vị sâu xa cố chi tan trở về lúc sau liền dò hỏi yến thừa nếu thủ đoạn cao siêu đứng đầu hacker hay không có năng lực công phá giám sát hệ thống yến thừa cũng không có bị nghi ngờ mà cảm thấy sinh khí mà là thập phần nghiêm túc mà bắt đầu lặp lại thí nghiệm cuối cùng đến ra kết luận là có nhất định khả năng một khi hệ thống bị công phá ý nghĩa bọn họ đem cảm ứng không đến xương đen động tác cùng với một ít dấu dếm tung tích nhưng là kia đoạn thời gian cả nước các nơi đều ở dày đặc mà bùng nổ án tử tự hồ nàng sở lo lắng sự tình vẫn chưa ra tiền nhưng càng là như thế cố chi tan càng là xác định có vấn đề xương đen là ở dùng hệ thống không có vấn đề biểu hiện giả dối đi dấu dếm hệ thống có vấn đề chân tướng nó nhất định muốn lợi dụng cái này tin tức kém đi bố một ít mấu chốt cục Dọc theo cái này ý nghĩ, cố chi tăng lập lại đối lập hạ quốc các cảnh nội điểm đỏ phân bố, án kiện tình huống, cuối cùng ở cái kia có vết xe đổ phong đô, đã nhận ra dấu vết để lại. Đầu tiên, tương đối với mặt khác thành thị vụ án tầng ra, phong đô tuy rằng cũng có án tử, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo, tự hồ chỉ là có người cố tình xây dựng ra nơi này cũng hãm sâu, sương đen, xâm nhập biểu hiện giả dối. Tiếp theo, cố chi tăng riêng mang theo vu phong thanh tới một chuyến, nhưng là nàng lại không có ở quanh thân ngầm nhận thấy được bất luận cái gì xương đen phân thân. Đây mới là cố chi tăng xác định nơi đây có quỷ nguyên nhân, bởi vì mặt khác bất luận cái gì một cái thành thị, vu phong thanh đều có thể hoặc nhiều hoặc ít có điều phát hiện, chỉ có nơi này, mà nơi này, lại là xương đen lần đầu tiên phạm vi lớn cắn nuốt người hồn địa phương. Sương đen đem nơi này tuyển vì cuối cùng hang ổ phi thường hợp lý, nơi này là nó bốn phía giết chóc bắt đầu, cũng sẽ trở thành nó thành thần chứng kiến nơi huống chi còn có quỷ thành, âm dương liên tiếp chỗ như vậy đặc thù bối cảnh, căn cứ vào chính mình giác quan thứ sáu cùng đủ loại manh mối, cố chi tan lớn mật đem phong đô, gõ định vì quan trọng nhất chiến lược điểm, cũng tại nơi đây tiến hành bố cục, đầu tiên không cần lo lắng nơi đây có xương đen, nhãn tuyến, ở nó còn không có phá hư nơi này dân chúng di động hệ thống trước, nó vừa không sẽ trước tiên bại lộ hệ thống bút. Cũng nhất định sẽ tận lực hạ thấp phong đô ở phía chính phủ trong mắt tồn tại cảm mà hạ thấp tồn tại phương pháp, chính là lệnh phân thân ngủ say, không cho tiết lộ âm khí bị giám sát hệ thống nhận thấy được, chỉ cần nó còn không có bắt đầu hành động, phong đô chính là hạ quốc nội an toàn nhất địa phương. Từ vu phong thanh liền một đinh điểm âm khí đều cảm ứng không đến, thuyết minh cố chi tan bước đầu suy đoán là chính xác, xác định, xương đen, phân thân ngủ say, cố chi tan liền trộn tiến vào phong đô, nàng tại nơi đây, cùng với quanh thân các thị đều bày ra trận pháp, vì để ngừa vạn nhất, liền liền nhau tỉnh bên cạnh đều bày trận chỉ cần trận pháp mở ra liền sẽ làm trong trận các bá tánh hoàn toàn lâm vào ngủ say hơn nữa bị trận pháp ẩn nấp hơi thở ngăn cách bất luận cái gì thần thức tra xét ngay sau đó nhấc mấu chốt một bước là cố chi tang lựa chọn nàng đem chính mình đặt ở xương đen trận doanh đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ nếu chính mình là đối phương nói sẽ như thế nào làm từ nào đó trình độ thượng hoàn toàn biến mất đồng lý tâm cùng nhân tính cố chi tang sẽ cùng xương đen rất giống nàng trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm chính là lấy người hồn sinh tế nếu xương đen cùng nàng tưởng giống nhau chuẩn bị lấy loại này cực kỳ tàn ác thủ đoạn thao tác toàn bộ phong đô như vậy này sẽ là một cái thật lớn cơ hội một cái hoàn toàn tiêu diệt xương đen cơ hội đương đối phương cắn nuốt vô số sinh hồn tự cho là lực lượng đạt tới đỉnh khi liền sẽ chủ động đình chỉ tác loạn cũng ở nhân thế gian hiện thân Đến lúc đó nếu những cái đó bỏ thêm vào tiếng nó bản thể lực lượng đều là giả, sẽ là cố chi tan phiên bàn, cũng tìm được sơ hở cơ hội. Vì thế cố chi tan chuyên môn chạy một chuyến âm tàu địa phủ, đi cùng thập điện Diêm La nói chuyện thật lâu. Nàng muốn làm một hồi đại cục, làm quỷ hồn tới thay thế người sống, tiến vào xương đen trong cơ thể. Phải biết rằng người sở dĩ đặc thù, chính là có được sinh cơ cùng khí vận, này đó năng lượng đều giấu ở hồn phách trung, nhưng quỷ lại đều không có nếu là mưu kế thành công, xương đen tự cho là hấp thu mấy trăm vạn sinh hồn, trên thực tế liền đều là một đám không hề lực lượng võ rỗng, này đó ngủ đông ở nó bên trong quỷ hồn nhóm, thời khắc mấu chốt còn có thể phối hợp cố chi tan, khởi đến lớn hơn nửa tác dụng, nhưng mà vừa mới bắt đầu trao đổi thời điểm, cũng không thuận lợi, đối với địa phủ mà nói. Nhân gian bệnh dịch tả kỳ thật đối bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, huống hồ số lấy trăm vạn kế âm hồn để vào nhân gian, vạn nhất cố chi tăng suy đoán là sai lầm này đó bị thả chạy quỷ hồn trung lại có một ít gian tà nhưng cơ hội len lỏi đến dương gian càng là một hồi tai họa thật lớn nhưng nói chuyện thật lâu thập điện diêm la vẫn là đồng ý Trước cục sương đen mặc dù ngắn thời gian nội đối địa phủ không có gì ảnh hưởng nhưng một khi dương gian hủy diệt ai biết kia quỷ đồ vật có thể hay không đánh lên âm phủ chủ ý vì thế ở thập điện diêm la duy trì cùng dưới sự trợ giúp địa phủ toàn thể quỷ sai xúc động tham dự lần này hành động, vì chính là phòng ngừa xong việc có quỷ hồn chạy trốn, phương tiện tróc nã. Lại tiếp theo là phong đô cùng với quanh thân thành thị quê quán lão quỷ nhóm, sắp gặp tai họa dân chúng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chúng nó hậu nhân bằng hữu, vân chịu tầng này quan hệ, rất nhiều địa phương lão quỷ cũng sẽ không cố ý tác loạn, lại có không đủ số lượng, lại từ biểu hiện tốt đẹp, chưa bao giờ phạm quá sự tránh được chạy lương quỷ trung lựa chọn. Thập điện Diêm La cũng không nghĩ tới, như vậy một cái tốn công vô ích khổ sai sự, thế nhưng có như vậy nhiều quỷ tích cực báo danh, quả thực cung không đủ cầu. Đối với địa phủ âm hồn tới nói, đây là một kiện lại hiếm lạ bất quá sự tình. Trước nay chỉ nghe nói qua quỷ hại người, người sợ quỷ, còn chưa từng có chúng nó quỷ hồn đi đương anh hùng cứu thế giới đâu. Tóm lại âm phủ quỷ hồn số lượng đông đảo, gom đủ số lượng đảo không khó, khó được là làm quỷ hồn ngụy trang sống người vì thế thập điện Diêm La cùng cố chi tan lại chuyên môn tìm âm dương hai giới giấy trác ngành sản xuất người cùng quỷ, bằng mau tốc độ, cắt ra mấy trăm vạn trương hình người giấy vàng, tục ngữ nói giấy trác vật đốt tới âm phủ, liền có thật thể, nhưng nếu là bên trong chui vào hồn phách, liền đủ để cho quỷ hồn có thân thể, thì giác thượng cùng người sống hoàn toàn không thể so, nhưng nếu là lừa lừa không trường đôi mắt, cũng có thần thức chi lực gia hỏa, dư giả, vì vạn vô nhất thất, để ngừa chi tiết thượng ra sai lầm cố chi tăng thậm chí cho mỗi một trương người giấy đều bỏ thêm một đạo chú thuật đưa người giấy bị điều khiển trong khoảng thời gian ngắn ngoại hình có thể bắt chước chân chính nhân thể này đó cắt tốt người giấy bị huyện thành địa phương cảnh sát nhóm mang theo lấy kiểm tra trong nhà đường bộ phổ cập phòng lừa dối áp vì từ đi vào mỗi một hộ trong nhà nhân cơ hội đem người giấy phóng tới này đó thị dân trong nhà bên trong bám vào quỷ hồn sẽ chính mình tránh ở dưới giường dáng váng giường lặng lặng chờ cố chi tăng gọi đến phía trước sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt đã là phế đi sức của chính trâu hai hổ cuối cùng một bước cũng là mấu chốt nhất một bước đánh tin tức kém ở xương đen cho rằng bọn họ cũng không biết chính mình có thể phá dịch hệ thống khi chủ động trọng tố giám sát cắm kiện lúc này đây không chỉ có muốn chính bọn họ công phá cắm kiện thượng lỗ hỏng còn phải nghĩ cách đem lỗ hỏng lấp kín cũng nhằm vào các loại virus làm ra giải quyết chống đỡ biện pháp này liên quan đến đến có không một lần nữa bắt giữ đến xương đen hướng đi thời gian thực đoạn nhưng kỹ thuật mặt yêu cầu lại quá cao cố chi tan biết này rất khó mà khi nàng đưa ra trận này xa hoa đánh cuộc lúc sau phía chính phủ trung tâm mặt cùng yến thừa đều lựa chọn khuynh tẩn hết thảy đi đêm này cuối cùng một bước đuổi kịp vào lúc ban đêm yến thừa liền mang theo hắn thuộc hạ khai phá hệ thống trung tâm đoàn đội tiến vào quốc gia bộ môn ở nhất nghiêm mật an bảo thi thố hạ Bọn họ cùng quốc gia đứng đầu Internet Kỹ thuật Nhân viên, cùng nhau nghiên cứu phát minh tân chú thuật biên trình, cũng dung nhập đến giám sát hệ thống. Không cần tưởng cố chi tang đều có thể đoán được, quá trình có bao nhiêu gian khổ, mệt nhọc, cũng may cuối cùng bọn họ thành công. Tất cả mọi người thành công, bọn họ đem tân giám sát cắm kiện để vào phản lừa dối áp, theo áp tự động đổi mới, lặng yên không một tiếng động cấy vào thị dân nhóm di động, đường sương đen lặng yên tiến đến còn ở công kích phong đô thị dân nhóm di động hệ thống khi, cứ việc bị hư hao hệ thống không hề phản ứng, nhưng hoàn toàn mới, giấu ở phản lừa dối áp cấm kiện, thành công giám sát tới rồi khác thường, cũng nhanh chóng phản hồi cấp tổng bộ, thu được tin tức cố chi tăng lập tức mở ra bảo hộ đại trận, làm sở hữu quanh thân bá tánh lâm vào ngủ say, cũng che giấu bọn họ hơi thở, vô số hơi mỏng giấy vàng người, từ ván giường dưới bò ra tới, bò tới rồi trên giường cái ở những cái đó ngủ say bá tánh trên người giấy giao cho hồn phách thân thể cũng làm quỷ hồn nhóm ngắn ngủi mà có được một chút xúc cảm bị kia cổ xương đen xâm lấn hồn phách cảm giác là thật sự không dễ chịu quả thực giống sinh nuốt mấy cân bùng lầy ba chúng nó hơi mỏng người giấy thân thể bị cắt đứt hầu bộ hồn phách từ rách tung tóe giấy trung phiêu ra lại cuồn cuộn không ngừng bị hút vào xương đen bản thể xương đen chỉ có thể cảm giác được vô số hồn phách nhập thể bỏ thêm vào nó bản thể lại không biết chính mình hít vào tới đều là một đám thứ gì, cũng chính là này mấy trăm vạn địa phủ âm hồn, phối hợp cuối cùng cố chi ta ngưng tụ ra kinh thiên nhất kiếm, đem một cái có thể so với thiên đạo tồn tại hoàn toàn tiêu diệt, hiện tại nói đến, này mưu kế hoàng hoàng tương khấu, thập phần tinh diệu, nhưng cố chi tan nói ra khi, cũng thừa nhận áp lực cực lớn, này tương đương với đem rất lớn một bộ phận tài nguyên, đều áp ở phong đô thượng, vì thế sở làm sở hữu chuẩn bị, đều căn cứ vào cố chi tan suy đoán là chuẩn xác. Một khi nàng đã đoán sai, như vậy này đó bố trí rất nhiều liền uổng phí. Trừ cái này ra, biết chuyện này người muốn tận khả năng thiếu, cũng liền ý nghĩa số ít có thể biết đến người, phải làm chuẩn bị công tác quá nhiều quá nhiều. Giống cố chi tan toàn thiên đều ở chạy, ban ngày ở dương gian chạy, buổi tối đi âm phủ cắt giấy người, đến nỗi những người khác, như Yến thừa cùng hắn đoàn đội, quốc gia internet kỹ thuật nhân viên từ từ mỗi ngày vất vả không thể so nàng thiếu cuối cùng tính ra kỳ thật vẫn là nàng cái này nhất cử thành tiên người đạt được chỗ tốt nhiều nhất nhất rõ ràng bất quá cố chi tan biết mặt khác vì này một năm vì này nỗ lực trả giá cống hiến mọi người đều gia tăng rồi công đức và khí vận địa phủ âm hồn nhóm cũng có thể ngắn lại xếp hàng thời gian trước tiên đầu thai đây là một hồi từ âm dương hai giới nắm tay cộng đồng thắng được thắng lợi không thuộc về bất luận cái gì một đám thể theo xương đen bị trảm cứ việc nhân nó mà chết người vô pháp lại sống lại nhưng những cái đó khí vận cùng thọ mệnh đều về tới chính mình chủ nhân trong thân thể này cũng coi như là tai nạn lúc sau nhất trấn an nhân tâm tin tức hành tiên lúc sau cố chi tăng lựa chọn lưu tại nhân gian trong đó rất lớn một bộ phận nguyên do là ở biết xương đen cũng chính là nhân loại dục vọng hợp tập thể là sẽ không biến mất có lẽ mấy ngàn năm sau nó còn sẽ chậm rãi ngưng kết lên cố chi tan liền không nghĩ đi tiên đình, nàng chuẩn bị làm này phàm tục người tiên, sương đen ngưng kết ra một lần, liền sát nó một lần, nhiều có ý tứ, thực kỳ diệu chính là, đột phá cuối cùng một tầng gông cùng xiền xích sau, nàng đối cảm xúc cùng tình cảm cộng tình ngược lại càng tốt, trịnh như ngọc nhíu hạ chóp mũi, hảo đi, ta đây tha thứ ngươi, cho nên ngươi là thật sự, thành tiên sao, cố chi tan hơi hơi nhướng mày, không giống sao, giống, trịnh như ngọc trong lòng tưởng hiện tại cố chi tan trên người mang theo một cổ xuất trần tiên khí nhi, coi trọng liếc mắt một cái là có thể lập tức cùng những người khác phân chia ra, nhưng lại có chút không giống, phản phất so thành tiên phía trước còn nhiều điểm nhân khí nhi, cũng không có làm tiên nhân tự giác, bỗng nhiên, trịnh như ngọc phát hiện nàng tầm mắt dừng lại, tự hồ là đang xem chính mình phía sau, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện là người quen, yến thừa, sương đen, bị trảm sau, quá nhiều người đều tới chúc mừng nàng nhưng cố chi tan chậm chạp chưa thấy được yến thừa bóng người. Nguyên lai là tân cấm kiện làm thành công sau, kế tiếp còn có giữ gìn, thăng cấp, cứ việc hắn rất tưởng tự mình ra tới nên đón cố chi tan, nhưng vẫn là vì đại cục vẫn luôn làm được viên mãn, xa xa cách xa nhau, cố chi tan tinh tế đánh giá yến thừa, thanh niên càng gầy một ít, tóc dài quá một ít, làm hắn khí chất càng thêm ôn hòa, hắn liền như vậy co quắp mà đứng ở nơi đó, phản phất không biết nên như thế nào tiến lên, như thế nào mở miệng này trong nháy mắt cố chi tăng liền nhìn ra chút quen thuộc cảm tới trịnh như ngọc thấy thế thực tự giác mà rời đi đi thời điểm còn hướng nàng nháy mắt vài cái cố chi tăng trong lòng cảm xúc thực phức tạp nhưng nàng vẫn chưa sốt ruột phân biệt nếu nàng đoán được không sai chính thế người lương thiện chuẩn xác đến nói hẳn là đệ thập thế này một đời yến thừa chịu đựng âm sát chi khổ nhiều năm như vậy chưa bao giờ làm hại nhân gian thủ hạ dẫn dắt yến thị vì thượng vạn người cung cấp càng tốt công tác cơ hội càng là vì tiêu diệt xương đen làm ra cực đại cống hiến là không hơn không kém người tốt người lương thiện thập thế vì thiện sẽ tại chỗ thành thần nàng còn có quá dài lâu thọ mệnh bọn họ còn có rất dài xa thời gian có thể từ từ tới người thân thể cảm giác thế nào cố chi tan thuận miệng hỏi những cái đó âm sát đều biến mất kiến thừa giữa mày là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng từ nay về sau cái loại này ngày đêm thực cốt đau đớn không bao giờ sẽ xuất hiện vậy là tốt rồi cố chi tăng hơi hơi ngẩng đầu trở về sau yến thừa cả kinh một đôi mắt bình tĩnh nhìn hồi lâu rồi sau đó lộ ra một cái đẹp tươi cười ân trở về ta trên người có điểm dơ nên hảo hảo rửa sạch một chút ngươi đã đói bụng sao trở về làm vẫn là ở bên ngoài ăn cố chi tăng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có bất luận vấn đề gì bởi vì khoảng thời gian trước từ khi yến thừa dọn đến chính mình chung cư sau hắn liền mỗi ngày giống cái ốc đồng tiên sinh giống nhau trừ phi thật sự có việc muốn vội nếu không cơm đều là phải làm chén đũa hắn cũng không cho chính mình tẩy việc nhà làm được cũng thực cần mẫn bất quá mặt sau hai người cố chi tang đều nghiên cứu phát minh ra thanh khiết bùa chú có thể huyền học trừ uế khiến thừa yên lặng đến gần cùng cố chi tang vai sát vai đồng bộ hắn nói chuyện tình hình lúc ấy thường xuyên ghé mắt thực nghiêm túc đang nghe lúc này thanh âm thuần hậu hơi trầm xuống về nhà làm đi bên ngoài ăn chung quy không quá khỏe mạnh, làm như nhận thấy được cố chi tan tiếp theo câu nói muốn nói gì, Yến Thừa bất đắc dĩ bổ sung một câu, cứ việc thần tiên không cần suy xét khỏe mạnh không, cố chi tan nhân lời này nhẹ giọng bật cười, hảo đi, chúng ta về nhà, chương 161 phiên ngoại tập, 1. Tham dự cuối cùng thanh trừ, sương đen hành động địa phủ chúng quỷ, ở đại hoạch toàn thắng, cũng chính mắt chứng kiến cố chi tan tại chỗ chứng đạo sau khi phi thăng, nguyên bản cất giấu một ít tiểu tâm tư, muốn nhân cơ hội trốn hướng nhân gian tiểu quỷ đều đánh mất cái này ý niệm hơn nữa ở chúng nó trở lại địa phủ sau đối chuyện này vinh quang bốn phía thổi phòng vô cùng kiêu ngạo này phân kiêu ngạo càng là ở dương gian phía chính phủ cùng linh tổ sáng tác chuyên môn cảm tạ thư tín cũng thông qua địa phủ sứ giả cố chi tang công bố với âm phủ sau đạt tới đỉnh núi tham dự quá quỷ hồn hận không thể mỗi ngày nói ba lần đại đa số lúc trước không bị tuyển thượng thậm chí là phía trước dùng quá bất lương ký lục liền tham tuyển tư cách đều không có quỷ hồn, đối này thập phần ghen ghét, canh cánh trong lòng. Theo linh sự bạo hỏa, địa phủ Internet xây dựng đầu nhập khai phá cùng phổ cập, càng ngày càng nhiều quỷ trầm mê lên mạng, đặc biệt đối dương gian đủ loại phim truyền hình, tổng nghệ vô cùng si mê. Trước mắt địa phủ tiếp sóng ra tin tối cao tiết mục chủng loại, đệ nhất danh tự nhiên là thần quái phiến, quỷ quái truyền kỳ web drama. Tiếp theo là cẩu huyết gia đình luận đề kịch cùng Mary Su phim thần tượng. Sự thật chứng minh chẳng sợ biến thành quỷ, xem cẩu huyết xé bức cùng khái CP đều là kéo dài không suy đề tài. Những cái đó đại nhiệt tiếp sóng kịch nam nữ vai chính, tại địa phủ cũng có fans. Bọn họ người còn sống, căn bản không biết âm tàu địa phủ trung đã có quỷ giúp bọn hắn thành lập tài khoản, còn có không ít fans chú ý. Vì cổ vũ địa phủ vui chơi giải trí phát triển xây dựng, thập điện Diêm La còn chuẩn bị mạnh mẽ nâng đỡ các loại sống một mình âm phủ đặc sắc tổng nghệ, quỷ hồn tuyển tú 101 âm phủ tuyển tú, tìm kiếm chân ái linh hồn, luyến tổng, 18 tầng địa ngục, giác đấu trường, lệ quỷ đấu pháp tiết mục, như thế từ từ, càng ngày càng nhiều quỷ ở trên mạng khai hết nợ hộ, rất có muốn làm phát sóng trực tiếp nghiệp vụ đương âm phủ võng hồng ý đồ. Ngay cả Phạm Vô Cứu đều ở âm phủ mạng xã hội làm cái tài khoản, chứng thực là địa phủ hắc vô thường, tại đây loại hoàn cảnh hạ, công nhận địa phủ đỉnh lưu chỉ có một người, cố chi tang. đặc biệt ở nàng nhảy phi thăng, sự tích truyền khắp địa phủ sau, fan số lại ngồi hỏa tiễn giường như phi thăng, không ít kiên quyết không theo đại lưu đi phấn một cái huyền sư cũ kỹ lão quỷ, sôi nổi thay đổi thái độ. trước mắt dương gian nhiệt bá phim ảnh kịch phù hải truyện cũng ở âm phủ tiếp sống, cố chi tang một cái lên sân khấu số lần không tính nhiều nữ bốn hào, tại địa phủ thảo luận độ nghiền áp thức cao cư không dưới, vô luận clip mở cái nào thiệt nhảy ra đều là quỷ phấn rậm rạp cầu vòng thí cùng thổ lộ, mà nàng hừ ngâm kia một đoạn an hồn khúc, cũng bị đông đảo quỷ phấn đao loa, lặp lại truyền phát tin. Trong lúc nhất thời âm tàu địa phủ lệ khí đều ở khúc âm dưới bị tinh lọc rất nhiều, địa phủ nên đón khó gặp bình thản kỳ. Phùng An Túc năm nay 17 tuổi, là một vị u ác tính tính bệnh tật trọng chứng người bệnh, 4 năm trước nàng bị ra ra chứng bệnh, sau đó liền rời đi trường học, tiến vào bệnh viện suốt 4 năm thời gian cơ hồ đều là trong phòng bệnh vượt qua, bệnh tình nghiêm trọng nhất kia một năm, nàng ở trên máy tính thấy được linh sự đệ tam quý bá ra, từ nhỏ liền hy vọng chính mình là sẽ ma pháp vu nữ, có thể giảm bớt chính mình ốm đau phùng an túc, lập tức liền thích tổng nghệ cường đại, thiện lương huyền sư nhóm, đặc biệt là cố chi tan, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Đương nàng nghe an hồn khúc đi vào giấc ngủ khi, bị ung thư tế bào tra tấn đến thống khổ bất kham thân thể, Phản phất sẽ càng thoải mái chút, thế cho nên cuối cùng ở ba ba mụ mụ hai mắt đẫm lệ trung rời đi nhân thế khi, Phùng An Túc cũng vẫn chưa cảm giác được quá nhiều sợ hãi cùng đau đớn, chỉ có không tha chi tình. Lúc này đi theo âm sai phía sau, đi ở trường mà tối tăm trên cầu nại hà, bên người là tới tới lui lui muôn hình muôn vẻ quỷ hồn, có chút có thể là ở tai họa sau qua đời, cả người máu chảy đầm đìa, cứ việc Phùng An Túc biết chính mình đã chết, cũng là quỷ nhưng nhìn đến này đó máu me nhầy nhụ quỷ hồn nàng vẫn là thực sợ hãi. Đúng lúc này, trước người kinh phiêu phiêu quỷ sai ngừng lại, ở cùng người nào nói chuyện, Phùng An Túc vừa nhấc đầu, nhìn đến một đổ ăn mặc khôi giáp, tay cầm cương xoa thịt tường. Này quỷ sai rất cao, khả năng có hai ba mễ, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình khi một đôi chung đồng dường như trồng mắt khảm ở thật dài đầu ngựa trung, thật là khủng bố. Nếu không phải nàng đã thành quỷ, hiện tại liền phải bởi vì sợ hãi trực tiếp tiêu nước mắt, tế gầy hồn phách bị dọa đến trung bần bật giống con chim nhỏ. Mã Gia Gia, tân chết vong hồn đã trảo tề, đây là chúng nó danh sách, thỉnh ngài xem qua, mặt ngựa tân một tiếng, tầm mắt trong danh sách tử thượng đảo qua, nhìn đến cuối cùng một hàng, Phùng An Túc, năm 17 vong, nguyên nhân chết ung thư bệnh, cả đời thống khổ. Hắn lại liếc mắt cơ hồ phải bị chính mình dọa ngất quá khứ tiểu quỷ, 17 tuổi chết hồn nhược đến còn không đủ chính mình phần eo cao, trung trung rẩy rẩy, quái đáng thương. Nghĩ vậy tân quỷ sợ hãi là bởi vì chính mình, mặt ngựa hơi có chút yếu ớt cảm xúc không quá vui sướng, hắn kiên quyết không tin là chính mình diện mạo quá đáng sợ, cũng quyết định tưởng cái biện pháp xoay chuyển một chút chính mình hình tượng. Vì thế hắn chợt phải hỏi nói, có yêu thích minh tinh sao, âm sai vỗ vỗ Phùng An Túc, hỏi ngươi đâu, Phùng An Túc vẻ mặt mờ mịt, trung giọng nói, có. Cố, cố chi tan, nghe được trả lời, mặt ngựa càng vừa lòng, quả nhiên sẽ không có người không thích tan tan đi thực hảo. Hắn phiên phiên Phùng An túc sinh tử sách, xác định đối phương chưa làm qua cái gì chuyện xấu sau căng kiêu nói, ngày kia là tan tan buổi học mặt phan, cho nó an bài vị trí đi, thẳng đến Phùng An túc đi theo âm sai qua cầu Nại Hà, còn không có phản ứng lại đây, nàng nghe được âm sai dùng kinh ngạc mà cực kỳ hâm mộ ngữ khí nói, ngươi vận khí thật không sai, được mặt ngựa đại gia coi trọng, mới đến địa phủ không một ngày là có thể đi gặp mặt sẽ hiện trường, nói ra đi không biết nhiều ít quỷ muốn hâm mộ, từ từ, các ngươi quỷ cũng. Truy tinh Phùng An Túc đầy mặt khiếp sợ, cảm giác chính mình thế giới quan bị điên đảo, nàng nhìn đến âm sai dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn chính mình, nói, đương nhiên, ngươi nhìn xem phía trước là cái gì, Phùng An Túc vừa nhấc mắt, liền nhìn đến nhân diện bay tới mấy chỉ quỷ, trong tay cầm địa phủ bài di động thượng Chính truyền phát tin, phù hải truyện, mới nhất một tập hình ảnh vừa vặn là cố chi tan lên sân khấu thời điểm, linh hoạt kỳ ảo phản âm lượng lờ, nhưng ở như vậy âm phủ hoàn cảnh hạ thấy thế nào đều lần hiện kỳ quái, đặc biệt là khi kích động quỷ hồn đỉnh đầu, còn mang thập phần rõ ràng cố chi tan tiếp ứng vật, lại xa chút, nàng tự hồ còn loáng thoáng thấy được ôm cố chi tan hình người lập bài thổi qua đi quỷ, phùng an túc người đều choáng váng. Âm sai lấy ra địa phủ bài di động hướng nàng đôi mắt tiếp theo phóng, nhìn đến không, 6900 triệu chú ý số, cố sứ giả chính là địa phủ đỉnh lưu, không biết có bao nhiêu quỷ muốn đi dương gian xem nàng cơ hội, nói là gặp mặt sẽ, kỳ thật là phù hải truyện đoàn phim chỉnh thể buổi họp mặt phan, làm kịch tuyên, cố chi tan thân là khách quý, sẽ hiện trường sướng kia đoạn phản âm, thượng vừa đứng gặp mặt sẽ thời điểm, địa phủ liền tổ chức một lần nhân gian một ngày du, có thể tiến vào hội trường xa xa đến xem, mà gặp mặt sẽ sau khi kết thúc. Cố Chi tan càng là tự mình tới cùng chúng nó chào hỏi lúc này đây nhân gian một ngày du kế hoạch vừa mới đính xuống trên mạng quỷ phấn liền xảo phiên thiên sôi nổi chạy đến âm phủ hậu viện hội phía dưới tự tiến cử nói chính mình tuyệt đối là lương quỷ chúng nó tuyệt không sẽ chạy loạn chỉ biết thành thành thật thật đãi ở hội trường nhiều nhất cùng những cái đó nhìn không thấy bọn họ người sống vai gián vai âm sai lại nhãi lần trước gặp mặt sẽ thời điểm có vài cái chạy mấy năm địa ngục lệ quỷ ngụy trang thành bình thường quỷ hồn bị mang đội hắc gia bạch gia liếc mắt một cái xuyên qua, trực tiếp cấp bắt được hồi 18 tầng địa ngục, còn có ngươi vừa mới nhìn đến mặt ngựa đại gia, kia chính là cố sứ giả âm phủ phan club hội trưởng, ngắn ngủn nửa ngày, Phùng An Túc cố hữu ấn tượng liền bị trọng tố, địa phủ cùng nàng nghĩ đến một chút đều không giống nhau, tồn tại truy đến tinh, đã chết còn có thể truy. Hai, Sương đen sự kiện kế tiếp án kiện toàn bộ giải quyết sau, vu phong thanh rốt cuộc nên đón đối nàng thẩm phán linh tổ mổ mổ ngục giam nội, vu phong thanh ăn mặc màu xám áo sơ mi, nhìn đến trong suốt cửa sổ một khắc đầu người tầm mắt một đốn, có chút mất tự nhiên nói, như thế nào là ngươi, một khắc đầu yến hứa quy nhấp môi, phong thanh, ngươi vì cái gì không muốn thấy ta. Ngươi ở bên kia thế nào, có hay không chịu ủy khuất, vu phong thanh rũ mắt, sau một lúc lâu mới nói nói, ta khá tốt, ngươi về sau đừng tới, bằng lòng gặp lại có thể như thế nào. Hiện tại nàng là phục hình tội nhân, mà yến hứa quy vẫn cứ là nhà giàu số một yến gia nhị công tử bọn họ đã sớm không phải một cái thế giới người huống chi nàng xác viết lại rất nhiều người nhân sinh sẽ có như vậy hậu quả cũng là nàng nên được ta biết ngươi đang lo lắng cái gì yến hứa quy ánh mắt sáng ngời mấy năm thời gian mà thôi ta sẽ chờ ngươi nhất định sẽ ngươi không ở nhật tử ta sẽ đi nước ngoài tiến tu nỗ lực thi đấu nhất định sẽ trở thành quốc tế nổi danh đua xe tay vu phong thanh thủ sẵn ngón tay trong lòng cũng không bình tĩnh, nàng có chút cảm động, đối yến hứa quy cảm tình tuy rằng lý trí bình đạm rất nhiều, lại vẫn như cũ tồn tại, chỉ là nàng đã không thể tin được những lời này, 7 năm 8 năm thời gian lâu lắm, nàng đã không có tin tưởng đi tin tưởng chính mình cùng yến hứa quy chi gian còn có tương lai, này cũng không phải nàng trong mộng tiểu thuyết, người cũng chung quy là sẽ biến, hiện tại yến hứa quy si tâm không thay đổi, nhưng 3 năm 5 năm sau đâu, đương hắn gặp càng thích hợp người Gặp qua bên ngoài thế giới xuất sắc, lại sẽ biến thành bộ dáng gì, mà chính mình từ nơi này sau khi ra ngoài, còn muốn đem tương lai cả đời ý niệm cùng ánh mắt đều đặt ở tình tình ái ái thượng sao? Có lẽ đi ra ngoài, đừng lại quay chung quanh yến hứa quy cùng qua đi kia đoạn màu xám ký ức, mới là tốt nhất lựa chọn. Trầm mặt hồi lâu vu phong thanh thở dài, ta tưởng đi trở về, nhìn nàng bóng dáng, yến hứa quy dương giọng phát ra thề, ta tuyệt đối sẽ chờ ngươi. Ba, thập thế mệnh cách viên mãn lúc sau, Yến Thừa trong đầu thường xuyên sẽ lóe hồi rất nhiều ký ức mảnh nhỏ, hắn mơ hồ minh bạch, đó là hắn phía trước chính thế một chút ký ức, hắn đã từng đương quá trên chiến trường quân y, ngăn cản không được hành quân đánh giặc, đổ máu thương vong, cũng chỉ có thể nỗ lực đi cứu mỗi một cái thương hoạn, bởi vì bọn họ sau lưng đều là một cái nguy ngập nguy cơ sắp sửa rách nát gia đình, bọn họ là người nào đó trượng phu, phụ thân cùng nhi tử, chỉ là làm nghề y mấy năm, chính mình lại chết ở trên chiến trường hắn cũng từng là cái từ ở nông thôn thượng kinh đi thi người đọc sách, trên đường bị yêu trên sông người chèo thuyền hãm hại, tiếp nhận chống thuyền côn sau trở thành vô pháp rời đi đò phu, muốn rời đi, cần đến tái 99 người đến giữa sông ương đem bọn họ đẩy xuống nuôi nấng hà yêu, lúc sau đem thuyền mái chèo đưa cho đệ 100 cái kẻ xui xẻo, là có thể thành công thoát đi, bị hố kẻ xui xẻo yêu cầu vòng đi vòng lại mà tuần hoàng. Yêu hà dưới không biết ẩn giấu nhiều ít hài cốt, khi một đời thư sinh tiếp nhận thuyền mái chèo sau, vẫn chưa lựa chọn tiếp thu như vậy vận mệnh, hơn nữa quyết định quy định phạm vi hoạt động chung kết này hết thảy. Hắn suốt ngày phiêu bạc ở trên sông lấy đánh cá mà sống, không hề dẫn độ bất luận cái gì một người. Một khi có người tới gần yêu hà, hắn còn sẽ nói cho bọn họ giữa sông có yêu, mau rời khỏi. Cuối cùng thư sinh ở trên thuyền ốm yếu chết đi, kết thúc yêu trên sông nguyền rủa. Hắn cũng từng có một đời là làm bạn con rối đế vương đế sư, là một thế hệ trung thần lương thần, dốc hết tâm huyết lại lòng mang bá tánh, cuối cùng lại nhân không ngừng thượng thư khuyên can đế vương nhẹ lao dịch, mỏng thuế má, bị một ly rượu độc ban chết, như thế đủ loại trước tám thế, đều là không hơn không kém người lương thiện, lại nhiều không có kết cục tốt, tới rồi thứ chính thế, hắn mới nhìn đến cố chi tan thân ảnh, yến thừa bỗng nhiên ý thức được, cố chi tan nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên khi, trong tầm mắt dừng hình ảnh là vì sao, nàng ở xuyên thấu qua chính mình. Đi xem một cái khác chính mình. Mảnh nhỏ trung thứ chính thế chính mình tên là Yến Hồi Sơn, thiếu niên thể nhược, lên núi tìm thầy trị bệnh. Hắn làm bạn cố chi tan vượt qua mười dư cái năm đầu, cuối cùng lại ở sấm sét dưới lao tới đến không có một ngọn cỏ đất khô cằn, dùng thân thể phàm thai sinh sinh khiên hạ, xương đen, cuối cùng một kích, thậm chí thanh niên hai chân bị phế, một bàn tay bị lôi điện hỏng rồi thần kinh. Yến thừa còn nhìn đến, hôn mê thức tỉnh lúc sau Yến Hồi Sơn không ngừng truy vấn mỗi người, cố chi tan ở nơi nào, nhưng những cái đó cung y, tì người đều mờ mịt mà bất đắc dĩ mà nói, trước nay liền không có quá người này. Bọn họ cho rằng này tiểu vương gia không chỉ có bị xét đánh tàn, còn bị phách choáng ván. Không bao lâu, Yến Hồi Sơn phát hiện chính mình ký ức cũng bắt đầu biến đạm, vô luận hắn như thế nào lặp lại mà đi gia tăng hồi ức, nhưng hắn trong đầu cố chi tan vẫn là ở ngày ngày biến mất, này làm hắn vô pháp tiếp thu, thả thập phần khủng hoảng. Vì thế hắn đem động bút, thừa dịp ký ức không có hoàn toàn biến mất trước viết suốt mấy quyển sách, đem chính mình cùng cố chi tan quá vãng tất cả đều ký lục xuống dưới, lại ở bị xét đánh đoạn, cốt cách bị rèn luyện đến oánh bạch như ngọc xương ngón tay thượng, trước mắt một cái, tan tự, thẳng đến ngày nọ ngủ trưa bừng tỉnh, yến hồi sơn phản phất giống như đại mộng một hồi, trong đầu trống vắng rất nhiều, hắn cảm thấy chính mình đã quên rất nhiều chuyện, cúi đầu vừa thấy, chính mình trên đùi phóng một bộ thẻ tre, cầm lấy nhìn lên lọt vào trong tầm mắt chính là một hàng chính mình chữ viết, ngô tâm chỗ mộ, danh cố chi tan ký ức đang ở biến mất, cuối cùng sẽ đem tiểu cố sư phụ đánh mất sao. Sau này mười mấy năm thời gian, Yến Hồi Sơn vẫn luôn độc thân một người, vì bá tánh khai kho lúa, tố quan tình. Đại hắn một mẹ để ra huynh trưởng bước lên vương vị, còn tưởng rằng hắn nhiều năm không cưới vợ là sợ trì hoãn người trong sạch cô nương, liền trấn an hắn nói, hoàng đệ thân là hậu duệ quý tộc, quý không thể nói, lại sinh đến phong thần tuấn lãng, ở dân gian nhiều có thiện xưng, chẳng sợ còn có chút hứa không đẹp chỗ, thì đã sao, đơn nói Hoàng Huynh biết đến, này đô thành nội nguyện ý giả vào vương phủ nhân gia liền có vài hộ, lúc đó qua tuổi ba mươi, khoác trường cừu thanh niên mặt như quan ngọc, ôm hòa lắc đầu, Hoàng Huynh không cần vì ta làm lụng vất vả, thần đệ sớm đã trong lòng có người, hắn trong tay áo đoạn trưởng vuốt ve ôm nhuận bạch cốt, lòng bàn tay nhất biến biến đảo qua mặt trên tinh tế đao ngân, đó là một cái, tan tự, cứ việc yến hồi sơn không biết người nọ cái dạng gì mạo, không nhớ rõ quá vãng, nhưng hắn ngày đêm chấp cuốn, mỗi nhiều xem qua một lần thẻ tre trung nội dung, người trong lòng tính cách hình tượng liền càng thêm rõ ràng khắc sâu, chỉ sống đến 34 tuổi, yến Hồ Sơn liền chết bệnh. Đương Triều Hoàng đế cho rằng hắn bị tinh quái mê hoặc, cũng không cho rằng Hoàng đệ tâm tâm niệm niệm người trong lòng thật sự tồn tại, hạ lệnh một phen lửa đốt rớt thẻ tre, cũng đem kia cái bạch ngọc xương ngón tay thu vào quốc khố. Sau lại Vương Triều lật Úc, phản loạn quân sát nhập Hoàng cung, đoạt lấy quốc khố trung bảo vật phát hiện này cái rực rỡ lung linh, bánh bạch như ngọc xương ngón tay, cùng với một ít đối này cốt cùng chủ nhân cuộc đời quá vãng đôi câu vài lời, vì thế đêm này chiếm cho riêng mình. Mấy chục năm sau, này mưa quyền soán vị tân triều đế vương băng hà, đem ngọc chỉ cốt mang nhập phần mộ chôn cùng, lại qua mấy trăm năm, phần mộ bị cố chi tan phát hiện, bị linh tổ khai cuộc khai, này cái xương ngón tay mới tái hiện thiên nhật, vòng đi vòng lại, lại về tới yến thừa trong tay. Khâu xong này đó mảnh nhỏ sau, Yến thừa tổng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Này đoạn quan hệ trung, hắn vốn là ở vào có chút tự ti, thả tình cảm càng vì nùng liệt một phương, này đoạn kiếp trước ràng buộc càng thâm hậu, càng là làm hắn đứng ngồi không yên, thế cho nên làm yến thừa kia không nhiễm một hạt bụi hảo tính cách, cũng nhiễm một tia út sắc, hắn thậm chí nghĩ tới phong bế này đoạn ký ức, cứ việc tuần tra vô số tư liệu đều nói cho hắn, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, linh hồn lại đều là bất biến một cái, cho nên bản chất đều là cùng cá nhân nhưng Yến thừa biết, không giống nhau, hoàn toàn bất đồng tính cách, trải qua, sẽ đắp nặng ra hoàn toàn bất đồng nhân cách, bọn họ tương tự, lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Yến Hồi Sơn cũng từng nóng bỏng mà luyến mộ quá cố chi tang nếu không phải hắn chặn, sương đen, này một đời chính mình liền cùng tan tan tương ngộ cơ hội đều sẽ không có, nếu là phủ định này đó trả giá, chính mình không khỏi quá mức ti tiện, cho nên Yến thừa nội tâm, vẫn luôn lòng mang đối một cái khác chính mình cảm kích, cùng với vô pháp lao đi kháng cự. Hắn ở một ngày nào đó ngữ khí bằng phẳng, đem chính mình trong trí nhớ sở hữu cùng Yến Hồi Sơn có quan hệ trải qua, đều cùng Cố Chi Tăng nói thẳng ra. Ở Cố Chi Tăng biểu tình hoảng hốt, lâm vào trầm tư khi, hắn nội tâm cảm xúc quay cùng xa xa mặt ngoài như vậy vững vàng, hắn ở ghen ghét, ghen ghét Yến Hồi Sơn. Sau này mười mấy năm thời gian, Yến Thừa vẫn luôn đem loại này khó có thể mở miệng ghen ghét cảm xúc chôn ở trong lòng, chưa bao giờ nói ra quá hắn gấp bội mà đối cố chi tan hảo miệng vụng về tính cách không thú vị liền lặp lại ở trên mạng tìm tòi như thế nào làm học như thế nào không cho người cảm giác được gánh nặng tiền đề hạ biểu đạt chính mình thích hắn liều mạng đuổi theo đuổi lạc hậu những cái đó thời gian bắt đầu khi bọn họ là bằng hữu cố chi tan minh bạch hắn tâm ý cũng không bài xích nhưng cũng vẫn chưa tiếp thu sau lại cùng nhau vượt qua vài cái xuân hạ thu đông ngày nọ tuyết đầu mùa bọn họ ở yên tĩnh không người đường nhỏ chậm rãi tản bộ yến thừa trong tay dẫn theo dù bỗng nhiên cảm giác bên người người bước chân ngừng lại hắn xoay người sang chỗ khác ở mờ nhạc đèn đường hạ miêu tả lại quen thuộc bất quá mặt mày tim đập bỗng nhiên nhanh một cái chớp mắt tinh tế tuyết điểm dừng ở cố chi tang lông mi thượng nàng biểu tình nghiêm túc yến thừa ta khả năng vĩnh viễn vô pháp giống ngươi thích ta như vậy phản hồi cho ngươi như thế nhiệt liệt cảm xúc ngươi minh bạch sao bọn họ chi gian cũng không ngang nhau yến thừa nắm chặt trong tay cán dù ta không để bụng hắn nói được quá nhanh, lệnh cố chi tang câu kia, thời gian lâu dài ngươi sẽ rất mệt, cũng chưa tới kịp nói ra, một đôi đào hình đôi mắt ở dưới đèn đường lượng lượng, tràn ra ý cười, bị như vậy đôi mắt nhìn, cố chi tang còn có thể nói cái gì đó, bọn họ ở hơi mỏng tuyết trên đường sóng vai hướng gia phương hướng đi, yến thừa ở gió lạnh trung thổi đến ôm lương đầu ngón tay vương lại thu hồi, tẩn hiện do dự, đương hắn đem cái tay kia chỉ tinh tế, làn da mềm mại bàn tay bao bọc lấy, thoáng như nghe được nội tâm không ngừng cổ động cảm xúc tạc nước thanh. Giờ khắc này, hắn được đến toàn thế giới, Yến Thừa dùng rất dài thời gian, một chút xâm nhập cố chi tan trong mắt, lại nhuận vật không tiếng động mà mạng nhập cố chi tan trong lòng. Cái gì không bình đẳng trả giá hắn chưa bao giờ suy xét quá, bởi vì hắn vui vẻ chịu đựng. 4. Sương đen, sự kiện bùng nổ đệ 30 năm, hiện thế đã chậm rãi buông ra đối huyền học phổ cập giáo dục, thậm chí có mặt hướng phàm tục mở ra đạo môn trường học năm đó tham dự quá kia sự kiện rất nhiều người qua đời rất nhiều lúc ấy mới hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi cũng già rồi năm gần sáu mươi trịnh như ngọc tiếp nhận bạch lão vị trí thành trước mắt linh tổ tổng bộ trường nàng tốt xấu là thuật sĩ thọ mệnh so với người bình thường trường thoạt nhìn cũng liền hơn ba mươi tuổi nhưng mỗi lần cùng cố chi tan kia một đôi bích nhân gặp mặt khi nhìn không hề năm tháng ấn ký bảo tồn hai trương gương mặt đẹp khổng vẫn là sẽ thường thường cảm khái người cùng thần bất đồng nhưng càng làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo, ám sản chính là, nàng có thể đối bất luận kẻ nào nói, chính mình cùng siêu cấp đại lão cố chi tan quan hệ cự thiết. Tối nay, mấy cái lão hữu thống thống khoái khoái uống lên một hồi, hề hải hồng, ngật liêu thiền, bạch từ cùng hòa mỹ huynh muội bọn người tới, thật sự là cố chi tan lại làm một chuyện lớn, tử sắc lên mặt ngật liêu thiền vỗ đùi cười không ngừng. Ta mẹ nó lúc ấy nên đem tên kia biểu tình lục xuống dưới, quá ăn với cơm, gia nhập linh tổ, cũng đã trở thành tổng bộ trụ cột vững vàng hòa mị mộ đàn ngữ khí phẫn muộn, mệt ta thật sự cho rằng nó là vô tội, trịnh như ngọc, ngươi không tự mình trải qua quá năm đó hạo kiếp, không rõ, tên kia trong xương cốt chính là gian tà, cậu không đổi được ăn phân, ngươi nói đúng đi, tan tan, cố chi tan khẽ cười một tiếng, không có phủ nhận, nửa năm nhiều trước, nàng cảm ứng được một mặt cực đạm tà ám lực lượng xuất hiện, tìm được mục tiêu sau phát hiện, là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy, sinh đến rất là xinh đẹp tiểu thiếu niên, đối phương nhát gan, ngây thơ hồn nhiên, nhưng cố chi tan rõ ràng, đây là dục niệm tân hóa hình, tổng bộ trung có một bộ phận người cho rằng, cần thiết tức khắc tiêu diệt nó, để tránh tạo thành 30 năm trước tai họa, cũng có một ít người cho rằng, tân diễn sinh ra tới cái này linh thể là vô tội, phía trước tội nghiệp là 30 năm trước, xương đen tạo thành, cùng nó không quan hệ, chỉ cần tăng thêm chính xác dẫn đường có thể, không nên trực tiếp chém giết này bộ phận người thậm chí lấy ra năm đó yến thừa bị trở thành triệu chứng xấu vẫn sống xuống dưới sự kiện làm luận chứng ví dụ cuối cùng thiếu niên này linh thể vẫn là giữ lại đi theo cố chi tang trong lúc đó các loại tiểu ý lấy lòng cử chỉ thân mật xứng với kia trương xinh đẹp khuôn mặt quả thực giống cái thiên sứ chỉ tiết nội bộ chung quy là dơ bẩn gia hỏa này vẫn luôn có đã từng ký ức chính là sương đen kéo dài ngụy trang thành vô tội thiếu niên tưởng phục khắc yến thừa con đường đương nó bại lộ kia một khắc còn không có tới kịp làm yêu đã bị biểu tình đạm mạc sớm đã nhìn thấu nó cố chi tang nhất kiếm chém chết lâm tán loạn trước cố chi tang còn nghiêm túc dẫn theo ý kiến lần sau tưởng trang vô tội nhớ rõ đừng như vậy hóa hình rốt cuộc qua đi đơn thuần ngươi đều là tiểu sử bác quái quanh mình mặt khác như lâm đại địch những thuật sĩ trơ mắt nhìn kia dục niệm tân hóa thân bộ mặt vạn vẹo biểu tình dữ tợn ở giữa không trung tán loạn bị cố chi tang nói cười quá sức này đốn rượu là khánh công rượu cũng là bằng hữu giang tiểu tụ rượu quá ba tuần cố chi tang cùng yến thừa trở về nhà thanh niên góc cạnh ưu việt trên mặt hiện lên một tầng mùi rượu liên quan lỗ tai đều nhiễm đến hồng hồng nhấc môi trầm mặt ôm cố chi tang ở nàng cần cổ nhẹ nhàng mà cọ cố chi tang loát một phen ngọn tóc có chút ngạnh yến thừa sau cổ có chút ngoài ý muốn say ngươi không có đem cùng bước ra tới a à, đang nói thanh niên rủ mắt ở nàng khóe môi hôn một cái rồi sau đó lại tiểu tâm cẩn thận hôn hôn nàng mềm mại môi thịt, vững vàng cảm giác say, trong ốc nửa là thanh minh nửa là hồ nhão yến thừa, rốt cuộc không nhịn xuống, đem áp lực 30 năm nghi hoặc hỏi ra khẩu, nghe được bên tai hơi trầm xuống thanh âm, cố chi tan biểu tình sửng sốt, nhìn chầm chầm yến thừa mặt nhìn lại xem, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, ta nói, yến thừa đem nàng ôm được ngay chút, ngữ khí cố chấp trung lại mang theo khẩn trương, chúng ta hai cái, ngươi là càng thích ta vẫn là yến hồi sơn cố chi tang đãi nàng hoa vài dây chảy vuốt rõ ràng cái này lo nàng tức giận đến cười nắm yến thừa gương mặt ý đồ đem hắn đẩy ra ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì ngươi sẽ không vẫn luôn có loại này nói nói cố chi tang lời nói ngừng từ yến thừa khẽ run hai tròng mắt trung nàng được đến rồi kết quả nàng sớm nên nghĩ đến yến thừa ở chính mình nơi này liền chưa từng có tự tin quá cố chi tang bất đắc dĩ thở dài khó được chính sách Ta chỉ nói một lần, Yến Hồi Sơn với ta mà nói là ân nhân, là nửa cái người nhà, là quan trọng bằng hữu, duy độc không phải ái nhân, ngươi nghe hiểu chưa Yến thừa? Cố Chi Tăng nói, ta ái nhân là ngươi, ta có thể phân rõ, nàng trước nay không đem bọn họ làm như một người, bởi vậy mặc dù đã biết Yến Hồi Sơn kiếp trước trả giá, nàng trong lòng cũng chỉ có ấy nấy, thẹn ý, nếu có cơ hội nàng nguyện ý hết mọi thứ nỗ lực bồi thường, cấp Yến Hồi Sơn đổi về hai chân cùng tay phải nhưng cũng không phải lòng mang ấy nấy, liền phải dùng không đủ chân thành tha thiết cảm tình đi hồi quỷ, chẳng sợ loại này lời nói có chút phong ân phụ nghĩa, cố chi tan cũng sẽ như vậy quyết định, yến thừa ngực toan toan trướng trướng, đem ái nhân gắt gao khấu nhập trong lòng ngực, giờ khắc này hắn ẩn giấu 30 năm tự ti cùng nhút nhát, đều tan thành mây khói, chỉ có vui sướng, cố chi tan liếc hắn, ta đảo thật không nghĩ tới, ngươi trong lòng còn có cái này ý niệm, tàn đến đủ lâu, còn có cái gì vấn đề, đã không có. Yến Thừa nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, không có liền buông tay, không. Yến Thừa muộn thanh nói, vĩnh viễn đều sẽ không buông tay.